thu hoàn toàn khống chế được. Tiêu phong, chúng ta không nói hưu nói vượt, trong khoảng thời gian này cung thiên thu đối chúng ta tiến hành phi người cha tấn. Đồng thời bị tra tấn còn có ngự phong thiên tư cùng 10 đại thiên kiêu. Đến lúc đó chỉ cần tìm được bọn họ, người vừa hỏi liền biết. Hứa tình nhã dự ngữ khí khẩn thiết mà nói. Tiêu phong hừ lạnh một tiếng, nói, còn nói chính mình không nói hưu nói vượt. Liền thiên thu cái loại này tu vi, ngự phong thiên tư một bàn tay liền là có thể đem nàng đánh bại. Thiên thu sao có thể chế được hắn? Tiêu phong, người bị cung thiên thu lừa, nàng hiện tại thực lực phi thường khủng bố. Hứa tình nhã bận rộn lo lắng nói. Tiêu phong chút nào không tin, trầm giọng nói, bị không bị gạt ta có chính mình phán đoán, không cần phải ngươi tới khoa tay múa chân bình phán. Đối với điểm này tiêu phong phi thường có tự tin, rốt cuộc lần trước tự mình thử cung thiên thu tu vi lúc ấy bất quá là thi triển ba bốn thành tu vi, cũng đã đem cung thiên thu đả thương. Nếu cung thiên thu thật như vậy lợi hại nói, sao có thể bị chính mình áp chế thành như vậy? Tiêu phong, người thật là hết thuốc chữa, cung thiên thu liên tục cắn nuốt hai đại dị tộc linh mạch, thì phi đã sớm phi thường khủng bố. Hứa hổ sơn trầm giọng nói, lấy nàng tu vi, muốn lừa người còn không dễ dàng. Đúng vậy tiêu phong, cung thiên thu thực lực như thế nào chúng ta tận mắt nhìn thấy nếu ngươi thật sự không tin chúng ta nói có thể đi tìm một chút ngự phong thiên tư hắn công lực cũng đã bị cung thiên thua mạnh mẽ cắn nuốt khẳng định không lý do lừa gạt ngươi hứa lang hải cũng ở hát đệm hứa tình nhã ba người rõ ràng cảm giác được tiêu phong địch ý ngự phong thiên tư có bản lĩnh các ngươi đem hắn tìm tới a à, dùng để tự chứng trong sạch không phải càng tốt tiêu phong dùng trào phú ngữ khi nói hứa tình nhã đột nhiên ý thức được cái gì ngưng thanh hỏi tiêu phong ở gặp được chúng ta phía trước, cung thiên thu có phải hay không liên hệ quá ngươi? Không sai, nếu không phải thiên thu trước tiên báo cho, ta còn không biết các ngươi sẽ như thế hổ môn loạn ngữ vu hãm với nàng. Hứa tình nhã nghe vậy sắc mặt chợt trở nên khó coi lên. Quả nhiên là như thế này. Xem ra cung thiên thu đã trước tiên đem lý do thoái thác bố trí đến thiên y vô phùng. Tiêu phong, ta vừa rồi theo như lời đều là thật sự, người không tin cũng không có biện pháp vẫn là câu nói kia, chúng ta muốn gặp Diệp tiên sinh. Tin tưởng hắn sẽ làm ra chính xác phán đoán. Hứa tình nhã quyết định chuyển biến sách lược, rốt cuộc tiếp tục cùng tiêu phong đấu võ mồm không có bất luận cái gì bổ ích. Nếu hắn chọc nóng này, rất có thể còn sẽ khởi đến phản tác dụng. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp nhìn thấy Diệp quân lâm lại nói. Người ở si tâm vọng tưởng, ta sẽ không cho các người thấy sư phụ. Đây là tiêu phong sâu trong nội tâm suy nghĩ, những lời này nếu truyền tới sư phụ lỗ tai, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khả nghi. Này đối với mau chóng đem cung thiên thu dẫn tiến cho đại gia kế hoạch tương vi. Ở hết thảy hiểu lầm làm sáng tỏ trước, tiêu phong không cho phép lại có bất luận cái gì bất lợi với cung thiên thu sự tình phát sinh. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hứa lang hải lạnh lùng nói. Hắn đã sớm mau khống chế không được trong lòng phẫn nộ cảm xúc. Nếu không phải hiện tại trạng thái thật sự quá kém, hứa lang hải đã sớm đối tiêu phong không khách khí. Tiêu Phong hài hước mà nói: Các ngươi như thế chửi bới Thiên Thu, ta đương nhiên là đem các ngươi bắt lại giao cho Thiên Thu xử trí. Ngươi, Hứa Tình Nhã sắc mặt nháy mắt tái nhợt vô cùng, không nghĩ tới lao lực sức của chín châu hai hổ mới ra Long Đàm lại nhập hang hổ. Thanh Nhã, chúng ta hai cái bám trụ Tiêu Phong, người tìm cơ hội tiến vào Đại Bản Doanh cầu kiến Diệp Tiên Sinh. Hứa Hổ Sơn lập tức chế định ra tác chiến kế hoạch. Nếu Tiêu Phong con đường này không thể thực hiện được, vậy đổi con đường đi chỉ cần có thể nhìn thấy Diệp Quân Lâm, bọn họ nguy cơ tự nhiên có thể giải trừ. Chỉ bằng các ngươi loại phế vật này cũng vọng tưởng bám trụ ta. Thật là không biết chính mình mấy cân mấy lượng A. Vừa dứt lời, tiêu phong chợt phóng thích tu vi. Cường đại năng lượng uy áp gào thét mà ra, hứa tình nhã ba người một lòng nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Tiêu phong lại là như vậy cường. Hứa tình nhã ba người tâm như cho tàn, xem loại này lực lượng cường độ, Mặc dù lúc trước bọn họ ở vào đỉnh thời kỳ chỉ sợ đều không phải đối thủ. Hiện giờ loại này tàn huyết trạng thái, liền càng thêm không có nửa điểm cơ hội. Thanh Nhã đi mau. Hứa Hồ Sơn cùng Hứa Lang Hải hai người dũng mãnh không sợ chết vọt đi lên, ý đồ liều mạng ngăn trở Tiêu Phong chẳng sợ một hồi. Cấp Hứa Tình Nhã sáng tạo ra một tia chạy trốn cơ hội. Một đám con kiến, thế nhưng còn ở làm vây thú chi đấu. Tiêu Phong thân hình nổ bắn ra mà ra, tùy ý oanh ra hai quyền hứa hồ sơn cùng hứa lang hải trực tiếp bị oanh phi trọng thương té ngã trên đất nếu không phải cung thiên thu đã nói trước tiêu phong này một quyền liền có thể đi hai người chém giết hứa tình nhã cũng chưa tới kịp làm ra chạy trốn động tác tiêu phong liền đã xuất hiện ở nàng phía sau ngươi đi không được tiêu phong lạnh băng thanh âm từ sau người vang lên hứa tình nhã sắc mặt đột biến nàng gần như bản năng muốn thoát đi kết quả bị tiêu phong trước tiên một bước ra tay một cái thủ đao chém vào nàng sau cổ hứa tình nhã chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thực mau liền ngất qua đi. Tiêu phong đem ba người bó ở bên nhau, theo sau lấy ra thông tin công cụ liên hệ cung thiên thu. Không nghĩ tới tiêu phí cái này phế vật, đến bây giờ thật là có điểm giá trị lợi dụng. Thu được tin tức sau, cung thiên thu vui mừng khôn xiết, trực tiếp cùng tiêu phong ước định một cái yên lặng địa điểm gặp mặt. Tiêu phong không có chút nào do dự, mang theo hứa tình nhã ba người toàn lực đuổi bôn ước định địa điểm. Không bao lâu tiêu phong đến, liền phát hiện cung thiên thu đã chờ lâu ngày thiên thu này mấy cái vu hãm người ra hỏa bị ta bắt được yên tâm tại đây trong lúc bọn họ chưa thấy được người khác tiêu phong tranh công mà nói cung thiên thu lập tức làm ra một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng ngọt nị nị mà nói tiêu phong vất vả ngươi nếu không phải bởi vì ngươi hỗ trợ ta khả năng nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ ngươi là của ta nữ nhân đây đều là ta nên làm được đến cung thiên thu tán thành, tiêu phong phi thường thỏa mãn. Tiêu phong, cung thiên thu là lừa gạt ngươi, ngươi thành tỉnh điểm đi. Đúng lúc này, hứa tình nhã bọn họ lần lượt tỉnh táo lại. Mấy người trên đường không ngừng nói cung thiên thu nói bậy, tiêu phong cảm thấy quá xảo, vì thế bọn họ đều cấp đánh hôn mê. Tiêu phong, ngươi chính là cái ngốc tử, bị cung thiên thu chơi đến xoay quanh. Cung thiên thu, người đừng trang, đem ngươi chân chính thực lực triển lãm ra tới hứa lang hải cùng hứa hổ sơn cũng cao giọng hò hét. Bọn họ mấy cái đều mau tuyệt vọng. Nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng còn không dễ dàng thoát đi địa lao, không nghĩ tới lại bị tiêu phong cấp trảo cho cung thiên thu. Có thể nghĩ chính mình gặp mặt lâm như thế nào tra tấn. Hồi tưởng khởi phía trước địa lao sinh hoạt, hứa tình nhã ba người không khỏi đánh lạnh lùng run. Thiên thu, bọn họ thật sự là chấp mê bất ngộ, y ta ý tứ, trực tiếp giết chết tính. Tiêu phong trầm khuôn mặt nói, Cung Thiên Thu thở dài, nói: "Thiên Thu giáo giáo chủ an bài đến Thiên Y vô phùng, cũng khó trách bọn họ sẽ chịu che giấu. Đến lúc đó làm sáng tỏ thì tốt rồi, trước thả bọn họ một con đường sống đi. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ giải thích rõ ràng, miễn cho bọn họ ở bị người đương thương xử." Tiêu Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi câu nói kia nửa thật nửa giả, cũng có nhất định thử cung Thiên Thu ý tứ. Nếu cung Thiên Thu thuận thế mà làm, đồng ý chính mình đánh chết hứa tình nhã ba người, có lẽ này trong đó thật là có vấn đề. Nhưng mà cung thiên thu như thế vì người khác suy nghĩ, cái này làm cho tiêu phong hoàn toàn yên tâm. Cung thiên thu, người cũng đừng trang, người không chê ghê tởm sao. Lúc trước tại địa lao, người là nói như thế nào tiêu phong? Phế vật, rác rưởi liếm cẩu. Người dùng công pháp cũng đến từ chính quân quân, có bản lĩnh liền triển lãm một chút a à. Hứa tình nhã ba người không cam lòng, muốn tận khả năng đánh thức tiêu phong chấp mê bất ngộ, cung thiên thu ngay sau đó làm ra một bộ tức giận biểu tình nói các ngươi như thế nào nói ta cũng chưa quan hệ đó là bị che mắt nhưng ta không cho phép các ngươi châm ngòi ta cùng tiêu phong quan hệ nếu các ngươi tiếp tục như vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác tiêu phong nghe vậy cảm động đến rối tinh rối mù hắn không nghĩ tới cung thiên thu thế nhưng sẽ như thế bảo hộ chính mình đáng giận đồ vật nếu không phải thiên thu ngăn đón ta đã sớm giết các ngươi tiêu phong hừ lạnh nói hứa tình nhã tiếp tục nói cung thiên thu lưu trữ chúng ta tánh mạng một là không nghĩ làm ngươi hoài nghi nhị là muốn cho chúng ta chứng kiến nàng trưởng thành tiêu phong ngươi căn bản là không biết cung thiên thu tâm lý có bao nhiêu biến thái câm miệng tiêu phong lắc mình qua đi đối này mấy người liên tục đánh ra mấy bàn tay hứa tình nhã ba người lại lần nữa bị đánh đến ngất qua đi thiên thu lúc này an tĩnh tiêu phong đầy mặt thâm tình mà nói ngươi yên tâm có ta ở đây, ai cũng không thể xúc phạm tới ngươi. Chẳng sợ cùng toàn thế giới là địch, ta cũng sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, che chở ngươi, ái ngươi. Thiên Thu, ngươi chính là ta duy nhất tín ngưỡng. Tiêu Phong, ta tin tưởng ngươi. Cung Thiên Thu cố nén ghê tởm, đầu nhẹ nhàng dựa vào Tiêu Phong bả vai. Mặc dù là như vậy một cái hành động, đều làm Tiêu Phong tự đáy lòng lệ nóng doanh trong cảm giác. Hắn âm thầm thề, nhất định phải bảo hộ cái này thiện lương ôn nhu nữ nhân vô luận là ai đều không thể chửi bới cung thiên thu. Cho dù là sư phụ, cũng không được. Tiêu phong theo sau lại cùng cung thiên thu nị oai trong chốc lát, lúc này mới lưu luyến rời đi. Chờ đến tiêu phong thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, cung thiên thu trên mặt lộ ra một mặt cười dữ tợn. Chẳng qua hồi tưởng khởi vừa rồi tiêu phong những cái đó lời âu yếm, trong lòng khó tránh khỏi phi thường ghê tởm, hảo một trận mới hoãn lại đây. Ngự phong thiên tư, hiện tại liền thừa chính ngươi, bản giáo chủ đảo muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng có thể trốn đến nơi nào. Cung thiên thu ánh mắt trở nên phá lệ lạnh lẽo lên. Phong tâm tình sung sướng hướng đại bản doanh đuổi. Bắt lấy hứa tình nhã ba người, lại lần nữa bị cung thiên thu cảm tạ cùng tán thành. Cái này làm cho tiêu phong phi thường có thành tựu cảm. Tiêu phong cảm thấy tiếp tục như vậy đi xuống, cung thiên thu liền sẽ hoàn toàn bị chính mình thuyết phục. Đến lúc đó là một đôi thần tiên quyến luyến, làm mọi người hâm mộ. Cùng lúc đó, chu tước đám người chính lòng tràn đầy nghi hoặc mà khắp nơi dò hỏi tình huống. Căn cứ nhãn tuyến hội báo, bọn họ nhìn đến hư hư thực thực hứa tình nhã ba người hướng đại bản doanh phương hướng chạy đến. Nhưng mà một đường truy tìm, hứa tình nhã ba người đột nhiên không có tin tức. Thật giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Chu tước đám người lập tức phái người đầy khắp núi đồi tìm kiếm. Nghe nói tiêu phong đột nhiên tiếp quản đại bản doanh bên ngoài phòng vệ, hứa tình nhã ba người mất tích sự tình hắn có thể hay không biết nội tình. Thanh Long cao mày nói. Vốn dĩ hứa tình nhã ba người xuất hiện, rất có thể cởi bỏ thiên thu giáo giáo chủ thân thế chi mê. Hiện giờ này quan trọng manh mối ở đại bản doanh bên cạnh đoạn rất, chu tước đám người khó tránh khỏi cảm giác phi thường buồn bực. Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, chúng ta trực tiếp hỏi một chút không phải rõ ràng. chu tước chỉ chỉ nơi xa hừ tiểu điều tiêu phong nói. Tiêu phong, người tới vừa lúc, nghe tuyến nhân hội báo, hứa tình nhã ba người tới rồi đại bản doanh đêm nay người lâm thời phụ trách bên ngoài phòng vệ có hay không cái gì phát hiện chu tước nói thẳng hỏi ở dò hỏi đồng thời chu tước đám người cũng ở nghiêm túc quan sát đến tiêu phong tuy rằng nói lâm thời thay quân cũng thuộc về bình thường thao tác nhưng là tiêu phong thay quân lúc sau thế nhưng ở một đoạn thời gian nội không có tin tức này liền thực không bình thường làm bên ngoài phòng vệ người phụ trách thế nhưng thiện ly chức thủ Vậy ngươi tiêu phong lâm thời thay quân ý nghĩa ở đâu? Không, không phát hiện a à. Tiêu phong hơi hơi sửng sốt, nhưng vẫn là mau chóng cấp ra đáp lại. Trên thực tế tiêu phong có chút trột dạ, tuy rằng cung thiên thu đã giải thích rõ ràng, nhưng chuyện này rốt cuộc còn còn chờ làm sáng tỏ. Nếu tùy tiện nói thật, chủ tước đám người khẳng định sẽ bắt lấy không bỏ. Thậm chí coi đây là chứng cứ tố giác chính mình, đến lúc đó sư phụ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tin thượng vài phần. Thật sự, Thanh Long truy vấn, hắn nhạy bén bắt giữ tới rồi Tiêu Phong kia một mặt hoảng loạn. Tiêu Phong hoàn toàn ổn định tâm thần, đón nhận Thanh Long ánh mắt nói, ta vừa rồi chính là đi tìm hứa tình nhã bọn họ. Nhưng là nhiều lần điều tra lúc sau, cũng vẫn chưa phát hiện bọn họ tung tích, có thể hay không là thủ hạ người nhìn lầm rồi. Tiêu Phong đúng lý hợp tình, chu tước đám người cũng là không thể nề hà. Nếu các người đã trở lại, bên ngoài phòng vệ cứ giao cho các người phụ trách đi, Ta vội một đêm vừa vặn có chút mệt mỏi. Tiêu Phong nói xong lúc sau xoay người liền đi. Nhưng mà đúng lúc này, chu tước thông tin công cụ vang lên. Bên ngoài nhãn tuyến truyền đến mới nhất tin tức, Hứa Tình Nhã ba người đã bị Thiên Thu giáo bắt được. Chu tước đám người nhìn đến tin tức sau, lập tức liền hoài nghi nổi lên Tiêu Phong. Vừa rồi Tiêu Phong kia một mặt hoảng loạn chém vào bọn họ trong mắt. Tiêu Phong, ngươi nói thật hay không thấy được Hứa Tình Nhã bọn họ? Vừa rồi truyền đến tin tức hứa tình nhã ba người lại bị thiên thu giáo bắt chu tước nhanh chóng ngăn cản tiêu phong đường đi dùng chất vấn ngữ khi nói tiêu phong trong lòng đột nhiên có chút hoảng loạn các ngươi có phiền hay không a à, ta xác thật không thấy được hứa tình nhã tiêu phong vẫn là thề thốt phủ nhận chu tước âm thầm thở dài tiêu phong một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng thực sự làm nàng có chút bó tay không biện pháp rời đi mấy người sau tiêu phong trong lòng cũng có chút nghi hoặc lập tức dò hỏi cung thiên thu chuyện này cung thiên thu lần này nhưng thật ra thực mau cấp ra đáp lại tiêu phong này ta thật không biết cùng bọn họ giải thích rõ ràng sau ta liền đem hứa tình nhã thả nếu ngươi không tin nói còn có không ít tây các đệ tử tận mắt nhìn thấy ngươi có thể đi hỏi một chút các nàng cung thiên thu tràn đầy vô tội ủy khuất ngữ khí tức khắc lại chọc đến tiêu phong một trận đau lòng bận rộn lo lắng mở miệng an ủi trong lòng nghi ngờ cũng tùy theo biến mất Quả nhiên không liên quan thiên thu sự, chu tước bọn họ như thế nào liền bắt lấy nàng không bỏ đâu. Tiêu Phong càng thêm phản cảm chu tước đám người nghi kỵ cùng hoài nghi. Đặc biệt vừa rồi Luân Phiên dò hỏi, rõ ràng chính là tại hoài nghi chính mình sao? Đại bản doanh đã phát sinh hết thảy, Diệp Quân Lâm hoàn toàn không biết. Hắn lúc này chính toàn thân tâm đầu nhập tới rồi dược mạch tôi thể bên trong không thể tự thoát ra được. Dược mạch chi lực có được cường đại dễ chịu thân thể cùng kinh mạch công hiệu. Cảnh này khiến Diệp Quân Lâm các phương diện năng lực lại lần nữa tăng lên tới tân bậc thang. Ước chừng mấy ngày dốc lòng tu luyện, Diệp Quân Lâm rốt cuộc hoàn thành tôi thể. Cảm nhận được trong cơ thể lao nhanh mãnh liệt năng lượng, đặc biệt là kinh mạch cũng tựa hồ trở nên càng có tính dai. Cái này làm cho Diệp Quân Lâm cảm giác phi thường sảng khoái, phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau. Thấy Diệp Quân Lâm xuất quan, thần y Yến Tàng Sinh cười nói, dược mạch chi lực còn thừa rất nhiều, vốn tưởng rằng ngươi sẽ dùng hết đâu ta đã tôi thể hoàn thành, lại dùng dược mạch chi lực cũng là lãng phí. Diệp quân lâm đối với lần này tôi thể hiệu quả cũng phi thường vừa lòng, cười nói, ta vừa vặn còn muốn mang vài người lại đây tăng lên một chút thực lực. Yến tàng sinh khóe miệng chiều chiều, hắn vốn tưởng rằng còn có thể lợi dụng dư lại dược mạch chi lực tiếp tục đào tạo thần dược. Đầu cái chụp tóc chỉ. Không nghĩ tới Diệp quân lâm chẳng những chính mình tăng lên, ngay sau đó còn muốn tổ chức thành đoàn thể tới. Xem như ngươi lợi hại, Yến Tàng Sinh cảm thấy cần thiết lại đi tìm kiếm một khối linh mạch chuyên môn đào tạo thần dược. Thực mau Diệp Quân Lâm liền đem văn lôi, Chu Nam Yên cùng với hỏa vân tà thần bí mật đưa tới dược mạch. Ba người cơ hồ vẫn luôn bế quan tu luyện cơ sở công pháp. Có được tầm bổ hiệu quả dược mạch, đối bọn họ tới nói tuyệt đối là cái tăng lên tuyệt hảo cơ hội. Trước đó, Diệp Quân Lâm đã mang theo ba người đi mặt khác hai điều linh mạch tôi thể qua. Hiện giờ trải qua dược mạch thấm vào gột rửa, Văn lôi ba người thực lực lại lần nữa trên diện rộng tăng lên, đã hoàn toàn đi tới tân cảnh giới. Thậm chí có thể nói chiến lực khủng bố tới rồi cực hạn. Này đó là diệp quân lâm cơ sở công pháp chỗ tốt, trong khoảng thời gian ngắn khả năng không hiện sơn không lộ thủy. Nhưng cứ thế mãi kiên trì đi xuống, hiệu quả liền ra tới, xa so cực đoan cắn nuốt công pháp tới khủng bố. Mấu chốt là dốc lòng tu luyện cơ sở công pháp, sẽ làm tu luyện giả căn cơ phá lệ vững chắc, như thế mới có thể có lớn hơn nữa tăng lên không gian. Liên tục trải qua ba điều siêu cấp linh mạch tôi thể, Văn Lôi ba người thực lực cao hơn một cái tân bậc thang. Các ngươi hiện tại cũng đều có thể một mình đảm đương một phía, mặc dù Thiên Thu giáo bên ngoài như hổ rình mồi, ta cũng sẽ không lại cảm giác phân thân hết cách. Diệp Quân Lâm rất là vui mừng mà nói. Văn Lôi ba người cũng phi thường vui vẻ, bọn họ tự nhiên rõ ràng hiện giờ đại bản doanh tình cảnh. ngoại có Thiên Thu giáo như hổ rình mồi, chấn ma tư thiên tư sắp trở về, thả thái độ cũng không trong sáng. Còn nữa chính là đại bản doanh bên trong cũng rất có thể xuất hiện gian tế. Nhưng mà này sở hữu áp lực phía trước đều ở diệp quân lâm một người trên người. Văn lôi ba người cũng phi thường tưởng hỗ trợ. Tiếc rằng phía trước thực lực của chính mình không đủ, đối với diệp quân lâm thuộc về thương mà không giúp gì được. Hiện giờ tu vi có thể tăng lên, cuối cùng có thể vì diệp quân lâm phân ưu Mặc dù thiên thu giáo cùng chấn ma tư thiên tư trở về liên thủ, ta hiện tại cũng không sợ chút nào. Diệp quân lâm tin tưởng 10 phần, chính mình này thân tu vi có chất tăng lên. Bên người lại nhiều ba cái cường hữu lực giúp đỡ. Chỉ là diệp quân lâm hơi chút có chút tiếc hật, không thể đem ninh tấn nghiệp này 80 danh học viên mang đến tôi thể. Rốt cuộc nhiều người như vậy tùy tiện rời đi đại bản doanh thật sự quá mức chú mục. Một khi bị thiên thu giáo phát hiện, vô cùng có khả năng sấn hư mà nhập nếu không bọn người kia cũng có thể trở thành bên người mạnh nhất trợ lực đi hồi đại bản doanh diệp quân lâm hạ đạt mệnh lệnh mang theo văn lôi ba người nhanh chóng phản hồi đại bản doanh đương nhiên đối với văn lôi ba người thực lực đại biên độ tăng lên sự tình diệp quân lâm yêu cầu mấy người làm được tuyệt đối bảo mật không thể đối bất luận kẻ nào tiết lộ ba người đem làm diệp quân lâm lớn nhất át chủ bài tồn tại thiên thu giáo giáo chủ khẳng định cảm thấy có thể nhẹ nhàng đắn đo chính mình vậy tiếp tục làm nàng bảo trì loại này ảo giác. Đến lúc đó lại có đại chiến khởi, văn lôi ba người tuyệt đối có thể tạo được không tưởng được hiệu quả. Thậm chí có khả năng đối toàn bộ chiến cuộc đi hướng khởi đến tính quyết định tác dụng. Nhưng mà Diệp Quân Lâm vừa mới phản hồi đại bản doanh, liền lại được đến một kinh nghi. Hảo huynh đệ thượng đế chi não truyền đến tin tức tốt. Từ lần trước phân biệt, thượng đế chi não liền vẫn luôn lưu tại chiến hùng quốc làm chính hắn nghiên cứu. Liền ở nghiên cứu trong quá trình, Thượng đế chi não ở chiến hùng quốc Siberia bình nguyên thế nhưng phát hiện một cái bị phong kín siêu cấp linh mạch. Thật tốt quá, thật là trời cũng giúp ta. Diệp quân lâm vui mừng khôn xiết, như thế lại có thể vì chính mình gia tăng thực lực. Phản hồi đại bản doanh sau, liền có người đem sắp tới được đến tin tức tập hợp báo cáo cho Diệp quân lâm. Hiện giờ ngự phong thiên tư còn không có bị bắt lấy, thiên thu giáo tinh lực hoàn toàn bị chuyện này dây dưa trụ. Vừa vặn thuận nước đẩy thuyền, nắm chắc được cái này thời cơ tiếp tục lợi dụng siêu cấp linh mạch tăng lên thực lực hạ quyết tâm diệp quân lâm trực tiếp làm người đối ngoại thả ra tin tức toàn bộ đại bản doanh cùng với diệp quân lâm dưới chứng phụ thuộc thế lực toàn lực giải cứu ngự phong thiên tư nhớ kỹ địa chỉ web tin tức này một khi truyền ra khắp nơi chấn động vạn thi hố thiên thu giáo tổng đàn cái gì diệp quân lâm thế nhưng phái người toàn lực giải cứu ngự phong thiên tư cung thiên thu mày đẹp nhíu chặt tức khắc cảm giác áp lực tăng gấp bội. Hiện giờ chấn ma tư các phái hệ thực lực đều là có đầu rút cổ ở đại bản doanh không dám xuất động. Dựa theo bình thường trạng huống, chỉ cần tiếp tục toàn phương vị bài tra, cung thiên thu có tin tưởng ở không lâu tương lai bắt lấy ngự phong thiên tư. Nhưng là hiện tại Diệp Quân Lâm chặn ngang một chân, thực sự ra ngoài nàng đoán trước. Phải biết rằng Diệp Quân Lâm dưới chướng thế lực rắc rối phức tạp. Thả so với chấn ma tư, cung thiên thu thẩm thấu đến cũng không thâm nhập, cho nên rất nhiều diệp quân lâm phụ thuộc thế lực cụ thể hướng đi, cung thiên thu cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Này cũng liền tăng lớn nàng dự phòng diệp quân lâm chuyện xấu khó khăn. Một khi ngự phong thiên tư bị diệp quân lâm người giải cứu, hiệu quả cung cấp với chấn ma tư ra tay. Đến lúc đó thiên tư trở về, hai đại thế lực tất nhiên liên thủ. Như vậy vô luận thiên thu giáo vẫn là nàng chính mình, đều đem gặp phải áp lực cực lớn, thậm chí sẽ có tánh mạng chi yêu bản giáo chủ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cung thiên thu xong quyền nắm chặt, ngay sau đó tự mình hạ tràng tìm kiếm ngự phong thiên tư. Nhưng mà cung thiên thu cũng không biết, này sở hữu hết thảy đều là diệp quân lâm thả ra xương khói đạn. Liền ở thiên thu giáo cùng cung thiên thu hừng hực khí thế lùng bắt ngự phong thiên tư khi. Diệp quân lâm lại lần nữa mang theo văn lôi ba người bí mật rời đi đại bản doanh, trực tiếp đuổi bôn chiến hùng quốc tìm được thượng đế chi não. Thượng đế chi não trực tiếp mang theo mấy người đi vào siêu cấp linh mạch chỗ. Này siêu cấp linh mạch là bị ta kiểu mới dò xét khí sở phát hiện, chẳng qua bị nào đó siêu cường lực lượng phong kín. Theo ta phân tích, này hẳn là vì tránh cho linh khí tiết lộ, hoặc là bị những người khác phát hiện. Thượng đế chi não trầm giọng nói. Diệp quân lâm lông mày trọn trọn, hỏi, ý của ngươi là bị phong kín là nhân vi tạo thành. Không sai, rất khó tưởng tượng hoàn toàn phong kín như thế khủng bố siêu cấp linh mạch, sẽ là như thế nào siêu cấp cường giả. Thượng đế chi não trong giọng nói cũng tràn đầy khiếp sợ. Diệp quân lâm không lại do dự, trực tiếp phóng xuất ra lực lượng tiến hành cha xét. Cuồng bạo lực lượng nhanh chóng lan tràn mở ra, thực mau liền tiếp xúc tới rồi phong ấn siêu cấp linh mạch năng lượng tầng. ầm ầm ầm, liên tục đối đâm vài lần lúc sau, Diệp quân lâm phóng xuất ra lực lượng thế nhưng bị hoàn toàn chống đỡ. Cả tòa siêu cấp linh mạch chung quanh đại địa đều kịch liệt rung động lên lại là như vậy cường diệp quân lâm sắc mặt cũng có chút ngưng trọng tuy rằng hắn vừa rồi phóng thích lực lượng chỉ có hai ba thành nhưng đây chính là hắn liên tục trải qua ba điều siêu cấp linh mạch tăng lên sau hiệu quả cơ bản tương đương với hắn tôi thể phía trước toàn lực một kích thế nhưng bị phong ấn lực lượng cấp làm vỡ nát mấu chốt là chưa cho phong ấn tầng tạo thành bất luận cái gì thực chất tính hư hao đến tột cùng là như thế nào cường giả hoặc là kiểu gì thực lực khủng bố, có thể phóng xuất ra như vậy năng lượng phong ấn tầng. Thế gian lại vẫn có như vậy không biết đỉnh cường giả sao. Thế nào, có biện pháp nào không bài trừ lực lượng phong ấn, thượng đế chi não trầm giọng hỏi. Diệp quân lâm khóe miệng hơi hơi dơ lên, cười nói, các ngươi trốn xa một chút, xem lão tử một quyền nổ nát nó. Diệp quân lâm tụ tập lực lượng, nhắm ngay siêu cấp linh mạch phong ấn năng lượng hộ tầng bỗng nhiên oanh ra một quyền, lần này Diệp Quân Lâm không có chút nào lưu thủ. Lực lượng cường đại đối chạm vào, quanh mình đại địa đều kịch liệt rung động lên. Răng rắc sát, phòng ấn năng lượng hộ tầng chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng bốn phía lan tràn ra nẻ. Một lát sau, hoàn toàn rách nát mở ra. Mãnh liệt nồng đậm linh khí ập vào trước mặt. Hảo, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên tiến hành tôi thể đi. Diệp quân lâm vỗ vỗ tay, đối với văn lôi ba người nói này linh mạch chỉ sợ muốn so Atlantis đáy biển kế hoạch cái kia còn cường hãn hơn A. À? Một giây nhớ kỹ, văn lôi đầy mặt cảm khái mà nói. Diệp quân lâm cũng phát hiện, trước mắt này linh mạch bầy biện ra xích hồng sắc, liền giống như máu tươi giống nhau. Linh khí nồng đậm trình độ muốn vượt qua đáy biển kế hoạch cái kia siêu cấp linh mạch không ít. Cho nên liền càng không cần cô phụ, nắm chặt tu luyện. Diệp quân lâm thúc giục. Bởi vì phía trước suy đoán, Diệp Quân Lâm lo lắng nơi này linh khí tiết lộ khiến cho phóng thích phong ấn lực lượng người chú ý. Văn lôi ba người gật đầu, nhanh chóng vận chuyển cơ sở công pháp, tiến hành tôi thể. Diệp Quân Lâm đồng dạng khoanh chân mà ngồi, cơ sở công pháp vận chuyển tốc độ viễn siêu văn lôi ba người. Xích hồng sắc linh khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng dũng mãnh vào Diệp Quân Lâm trong cơ thể. Không ngừng rèn luyện hắn thân thể, gột rửa hắn kinh mạch. Thượng đế chi não phụ trách ở bên ngoài hộ pháp, để ngừa địch nhân tiếp cận quấy rầy đến Diệp Quân Lâm đám người tu luyện. Bên kia, từ Diệp Quân Lâm hạ đạt mệnh lệnh toàn viên tìm kiếm nghĩ cách cứu viện Ngự Phong Thiên Tư. Tiêu Phong liền lập tức toàn lực truy tra Ngự Phong Thiên Tư rơi xuống. Hắn làm như vậy mục đích chỉ có một cái, vì cung thiên thu tẩy thoát hiểm nghi. Ở Tiêu Phong xem ra, Ngự Phong Thiên Tư khác nhau với hứa tình nhã đám người. Rốt cuộc lấy Ngự Phong Thiên Tư thân phận cùng thực lực, tất nhiên sẽ không tổn hại sự thật lung tung lên án nhưng mà liền ở tiêu phong chính gần như điên cuồng tìm kiếm ngự phong thiên tư khoảnh khắc, đột nhiên thu được cung thiên thu truyền đến tin tức. Tiêu phong, tình huống khẩn cấp, chúng ta chỗ cũng thấy một mặt. Cung thiên thu trong giọng nói biểu đạt ra vội vàng ý vị. Cái này làm cho tiêu phong hận không thể lạc sinh hai cánh bay đến cung thiên thu bên người, do hỏi đến tột cùng cái gì trạng huống. Đi vào ước định địa điểm, cung thiên thu chẳng những ngữ khí nhu hòa, ngay cả ánh mắt đều nhiều vài phần thân mật cùng ỉ lại. Cái này làm cho Tiêu Phong cảm giác phi thường hưởng thụ, tưởng tượng đến chính mình ở cung Thiên Thu trong lòng địa vị càng ngày càng nặng, Tiêu Phong liền phi thường vui vẻ. Thiên Thu, người cứ như vậy cấp tìm ta, là phát sinh chuyện gì sao? Tiêu Phong đầy mặt quan tâm hỏi. Cung Thiên Thu trầm giọng nói, bách với Thiên Thu giáo uy áp, thần Thiên giam cắt cử các đại phái hệ thế lực phân công nhau tìm kiếm ngự phong Thiên Tư. Bởi vì ta ở vào Thiên Thu giáo vòng vây ở ngoài, nhiệm vụ lần này cũng liền dừng ở ta trên đầu, nhưng là thiên thu giáo cao thủ đông đảo ta thật khó ứng đối tiêu phong ta lần này phi thường yêu cầu ngươi hỗ trợ chẳng qua lần này hành động nguy hiểm thật mạnh nếu như ngươi ta cũng sẽ không trách ngươi nhìn cung thiên thu thê thống khổ sở bộ dáng tiêu phong tâm sinh thương tiếc không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới thiên thu ngươi đây là nói được nói chi vậy ngươi là của ta nữ nhân liền tính lại nguy hiểm lại có gì phương huống chi thực lực của ta sớm đã xưa đâu bằng nay mặc dù là gặp được kia độc cô tiêu, ta cũng có nắm chắc chiến thắng. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ngự phong thiên tư tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Tiêu phong tin tưởng tràn đầy, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tiến hành cắn nuốt, tu vi cảnh giới xác thật đề cao một cái bậc thang. Tiêu phong, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Cung thiên thu mắt phiếm đào hoa, liếc mắt đưa tình mà nói, tại đây loại thời khắc mấu chốt, quả nhiên ngươi nhất đáng tin cậy lời này lại lần nữa làm tiêu phong tâm hoa nổ phóng sẽ nhớ tới trước kia cung thiên thu xa cách liên hệ thậm chí một lần thái độ lãnh đạm tiêu phong còn từng bởi vậy cảm giác ruột gan đứt từng khúc hiện giờ tình hình đại sửa chính mình rốt cuộc trở thành cung thiên thu dựa vào thiên thu người yên tâm chỉ cần tìm được ngự phong thiên tư là có thể rửa sạch ngươi hiểm nghi đến lúc đó ta liền đem người đưa tới đại bản doanh làm mọi người đều biết chúng ta chân chính quan hệ không ai sẽ lại nói ba đạo bốn. Tiêu phong hào hùng vạn trượng mà nói. Cung thiên thu chỉ cảm thấy một trận ghê tởm. Chỉ bằng ngươi này rác rưởi như thế nào không biết xấu hổ nói ra loại này lời nói đâu. Nhưng là ngại với hiện tại tình thế, cung thiên thu chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói trái lương tâm nói. Tiêu phong, ta cũng chờ mong ngày này có thể mau chóng đã đến. Cung thiên thu đầy mặt mong đợi chi sắc, tiếp tục nói, ta đã chịu đủ rồi bị hiểu lầm cảm giác. Tiêu Phong phi thường nghiêm túc mà nói, Thiên Thu, người khác hiểu lầm ngươi, đó là bọn họ mắt vụng về. Ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng ngươi là vô tội, lần này chỉ cần tìm được ngự phong thiên tư, hết thảy liền đều chân tướng đại bạch. Đầu cái chụp tóc chỉ. Nếu khi đó ai còn dám chửi bới ngươi, ta liền trực tiếp ra tay chân sát. Có ngươi những lời này ta liền an tâm. Cung thiên thu dừng một chút, đột nhiên hỏi nói, tiêu phong, nếu làm sáng tỏ lúc sau, sư phụ ngươi như cũ đối ta có thành kiến đâu. Chẳng lẽ ngươi còn dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng thí sư không thành? Này, tiêu phong nao nao, nhưng liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn thế nhưng thật sự dâng lên một cổ mạc danh sát ý. Loại này ý niệm đem tiêu phong giật nảy mình. Cùng ngươi nói dẫn lạp, ngươi thật đúng là cho rằng ta là như vậy vô cớ gây rối sao. Cung thiên thu cười ngâm ngâm mà nói. Tuy rằng mặt ngoài không biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường, nhưng là cung thiên thu lại rõ ràng cảm nhận được tiêu phong vừa rồi kia mặt sát khí. Xem ra bản giáo chủ phía trước kế hoạch, cũng không có như vậy xa xôi không thể với tới sao. Về sau chỉ cần tìm đúng cơ hội cố tình dẫn đường một phen, tiêu phong có lẽ thật có thể phát huy ra không tưởng được tác dụng. Một niệm đến tận đây, cung thiên thu nhìn về phía tiêu phong ánh mắt đều càng thêm tha thiết vài phần. Thiên thu, người làm ta sợ muốn chết, tiêu phong thở dài ra một hơi, chỉ là đáy lòng kia cổ tàn niệm tựa hồ có phun trào xu thế. Tiêu Phong thậm chí liên tưởng đến, nếu thực sự có như vậy một ngày, chính mình có lẽ thật sự có gan cùng Diệp Quân Lâm phản bội. Đương nhiên tiền đề là Diệp Quân Lâm đối mặt vô cùng xác thực chứng cứ như cũ chửi bới cung thiên thu. Được rồi, thời gian cấp bách, ta cũng đến nắm chặt tìm kiếm ngự phong thiên tư. Nhiều kéo dài một ít thời gian, ngự phong thiên tư liền nhiều một phen nguy hiểm. Tiêu Phong, chúng ta kịp thời liên hệ, một khi có ngự phong thiên tư tin tức nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ thiên thu giáo thực lực cường hãn cung thiên thu tiếp tục thâm tình mà nói ta lo lắng ngươi sẽ có nguy hiểm hơn nữa ngự phong thiên tư tính cách cổ quái không tốt lắm sống chung thật muốn chọc hắn không cao hứng khó tránh khỏi sẽ làm ra một ít quái gì cùng chuyện khác người yên tâm đi ta sẽ trước tiên thông chi ngươi đối với cung thiên thu quan tâm tiêu phong phi thường hưởng thụ nhưng mà hắn nào biết đâu rằng cuối cùng nói mấy câu cung thiên thu đã ở làm trải chăn. Nếu tiêu phong thật sự dẫn đầu gặp được ngự phong thiên tư, một khi ngự phong thiên tư nói ra cung thiên thu là thiên thu giáo giáo chủ linh tinh nói. Tiêu phong chịu giới hạn trong vào trước là chủ ý tưởng, đầu tiên liền sẽ nghĩ vậy có thể là ngự phong thiên tư quái dị cùng khác người hành động. Ân, người hết thảy cẩn thận, ta phải đi chấp hành nhiệm vụ. Cung thiên thu nói xong xoay người rời đi. Nhìn cung thiên thu hiểu điệu bóng dáng, Tiêu Phong trong mắt toàn là mê luyến chi sắc. Chỉ là nghĩ đến chính mình từ lúc ban đầu bị vắng vẻ, cho tới bây giờ bị cung thiên thu ủy lấy trọng trách. Tiêu Phong liền sẽ cảm giác phi thường vui vẻ. Đây là cường đại thực lực mang đến, xem ra ta về sau muốn càng thêm nỗ lực tu luyện. Chỉ có như vậy mới có thể được đến thiên thu lớn hơn nữa tin cậy cùng tán thành. Ở đại bản doanh thậm chí sư phụ trước mặt cũng sẽ càng có quyền lên tiếng. Tiêu Phong tại đây một khắc phảng phất tiến vào một loại tàu hỏa nhập ma trạng thái. Hắn hiện tại bức thiết muốn tăng lên thực lực, thậm chí không tiếc cắn nuốt cường giả công lực. Chỉ cần có thể tăng lên, có thể không từ thủ đoạn. Thần Thiên Giam, liền ở khắp nơi chính như hỏa như đồ tìm kiếm ngự phong thiên tư khoảnh khắc. Bọn họ lại lần nữa thu được thiên tư truyền đến tin tức. Thiên tư đem ở hai ngày sau trở về. Đồng thời còn lộ ra một ít đi theo mà đến đại năng tin tức. Trong đó một người đúng là thiên tư gia nhập bầu trời phái trưởng lão, thực lực đã đạt đến hóa chi cảnh. Mặc dù là lúc trước thần thiên giam tam đại thiên tư liên thủ, cũng không tất đạt tới vị này trưởng lão đỉnh thực lực một phần người. Liên tính là hiện tại thiên tư trải qua thời gian dài như vậy ở trong truyền thuyết thế giới tu luyện nhiều năm, như cũ ở trưởng lão thủ hạ căng bất quá 10 cái hiệp. Lần này lại đây chủ yếu là đi theo bầu trời phái thiếu chủ rèn luyện hồng trần tu luyện tâm cảnh. Thuận tiện hỗ trợ giải quyết chấn ma tư khốn cảnh nhớ kí địa chỉ web tam đại thiên tư đều không kịp vì kia đại năng một phần mười này cũng quá khủng bố đi liền tính là tìm kiếm trong truyền thuyết thế giới phía trước thiên tư thực lực nhưng đều là thời gian vô địch nguyên lai like kia trong truyền thuyết thế giới gọi là côn luân hư a nghe tên này liền lộ ra tiên khí đừng quên còn có cái bầu trời phái thiếu chủ chỉ sợ lần này cùng nhau tới còn có mặt khác trưởng lão đâu có nhiều như vậy đại năng tỏa chấn cái gì diệp quân lâm cái gì thiên thu giáo đều là con kiến thôi. Chấn ma tư trên dưới một mảnh hoan hô nhảy nhót. phảng phất liền hô hấp đều trở nên phá lệ vui sướng. Tin tức này thực mau cũng chuyển tới thiên thu giáo. Vạn thi hố. Thiên thu giáo tổng đàn nội. Ngự phong thiên tư còn không có bắt được. Hiện giờ nghe được thiên tư hai ngày sau Huệ Đại Năng trở về. Cái này làm cho công thiên thu áp lực tăng gấp bội. Vốn là buồn bực tâm tình dậu đổ bìm leo. Tiếp tục tăng lớn điều tra lực độ quyết không thể làm ngự phong thiên tư trở về chấn ma tư. Lúc cần thiết mà khi chàng đánh chết, cung thiên thu gần như giống giận ra tiếng. Tuân mệnh, thiên thu giáo giáo chúng nơm nấp lo sợ đáp lại. Cung thiên thu trong lòng lửa giận vẫn chưa tiêu trừ, trực tiếp đi vào địa lao bên trong. Trong địa lao, 10 đại thiên kiêu cùng với hứa tình nhã ba người bị đinh ở giá gỗ bên trong. Đặc chế tác liên xuyên qua bọn họ tứ chi cốt phùng, chỉ cần là treo lên cũng đã vô cùng thống khổ, hơn nữa gần mấy ngày liên tục tra tấn, mọi người đã hơi thở thoi thóp. Nhưng mà cung thiên thu chính là không giết bọn họ, thậm chí còn dùng đan dược treo cuối cùng một hơi. Cung thiên thu, người mau, mau giết ta đi. Hứa tình nhã thanh âm khàn khàn thả suy yếu. Nhanh lên cho ta cái thống khoái đi. Người không phải rất lợi hại sao, nhắm ngay đầu của ta tới một trường đi. Những người khác sôi nổi dùng các loại phương thức muốn chết. Đều mẹ nó câm miệng cho ta. Cung thiên thu vốn là tâm phiền ý loạn, bị nhóm người này một kích, càng là trong cơn giận dữ. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Cung thiên thu lấy ra một cái roi thép, mặt trên lây dính nàng cố ý phối trí nước thuốc, có thể cho cảm giác đau đớn gấp bội kích thích thần kinh. Nhanh lên nói cho ta ngự phong thiên tư rơi xuống. Bang! Làm ngươi chừng, hiện ngươi đôi mắt đại. Bạch bạch! Một đám đáng chết xác rưởi, bản giáo chủ cho các ngươi sống không bằng chết. Bạch bạch bạch! theo cung thiên thu huy động roi thép trong địa lao tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác thực mau mười đại thiên kiêu bọn họ liền chết ngất qua đi đem cái này uống xong đi các ngươi sẽ tiếp tục thanh tỉnh hưởng thụ quất cung thiên thu sai người đem điều phối tốt nước thuốc rót vào mấy người trong miệng không bao lâu mười đại thiên kiêu lại lần nữa tỉnh táo lại cung thiên thu ta liền tính biết ngự phong thiên tư rơi xuống cũng sẽ không nói cho ngươi hứa tình nhã cố nén chùy đau lòng đau kêu gào hy vọng người miệng quá sẽ còn có thể như vậy ngạnh cung thiên thu rút ra cùng nhau chủy thủ ở hứa tình nhã trên mặt liên tục cắt vài đạo theo sau lại ở miệng vết thương thượng giải một ít độc dược phấn suy 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 thuốc bột tiếp xúc làn da sau thế nhưng có ăn mòn hiệu quả thực mau liền có một khối da thịt biến thành cháy đen sắc thậm chí ẩn ẩn lộ ra bạch cốt a à, hứa tình nhã đau đến chết ngất qua đi các ngươi tiếp tục mạnh miệng a à. cung thiên thu cười lạnh nói ngay sau đó dùng hết phương pháp tiếp tục tra tấn những người khác trong rừng cây một chỗ ẩn nấp trong sơn động ngự phong thiên tư gặm quả dại đỡ đói dù sao cũng là lợi dụng thần dược khôi phục đến tu vi không có thật đánh thật tu luyện đắc đạo như vậy vững chắc hơn nữa liên tục mấy ngày biên đánh biên trốn thực sự tiêu hao thật lớn nhưng mà liền ở ngày hôm qua ngự phong thiên tư ở thiên thu giáo thành viên trong miệng biết được diệp quân lâm cũng phái dưới trướng sở hữu thế lực nghĩ cách cứu viện chính mình tin tức này làm ngự phong thiên tư phấn chấn không thôi. Trước kia chỉ có thể đuổi bôn chấn ma tư, hiện giờ còn có thể chuyển hướng diệp quân lâm đại bản doanh. Thậm chí so sánh với dưới, diệp quân lâm bên kia càng thêm an toàn. Diệp quân lâm chặn ngang một chân hiệu quả thật đúng là không tồi, thiên thu giáo tìm tòi rõ ràng không có phía trước như vậy mưa gió không ra. Một giây nhớ kỹ, ngự phong thiên tư quan sát một chút cảnh vật chung quanh, ngay sau đó nhanh chóng đuổi bôn diệp quân lâm đại bản doanh dọc theo đường đi đảo cũng gặp được mấy sóng ngăn trở, nhưng là những cái đó thiên thu giáo giáo chúng thực lực giống nhau. Ngạnh sinh sinh bị ngự phong thiên tư mở một đường máu, theo sau một đường chạy như điên. Ước chừng hai cái canh giờ sau. Chính là nơi này. Ngự phong thiên tư nhìn nơi xa kiến trúc đàn, kia đúng là diệp quân lâm đại bản doanh. Ai? Ngự phong thiên tư khẩu khí này còn chưa hoàn toàn buông ra, lại đột nhiên cảm giác được có người đang âm thầm nhìn trộm chính mình. Ngươi là ngự phong thiên tư, vừa dứt lời, Tiêu Phong từ hắc ám chỗ đi ra. Đừng khẩn trương, ta là Diệp Quân Lâm đồ đệ Tiêu Phong, nói vậy ngươi hẳn là nghe nói qua. Thấy ngự phong thiên tư chuẩn bị động thủ, Tiêu Phong bận rộn lo lắng giải thích một câu. Từ cùng cung thiên thu thấy xong mặt lúc sau, Tiêu Phong liền ở đại bản doanh chung quanh thảm là tìm tòi. Không nghĩ tới tối nay tại tiến hành lực lượng tra xét khi, ngoài ý muốn phát hiện xa lạ cường hãn hơi thở vì thế tiêu phong nhanh chóng tới rồi, không nghĩ tới thế nhưng thật sự gặp gỡ chính chủ. Nguyên lai like là Diệp Tiên sinh ái đồ, sớm đã có nghe thấy. Ngự phong thiên tư nhẹ nhàng thở ra, cười nói, tại hạ đúng là ngự phong thiên tư, mau chút dẫn dắt ta hồi các người đại bản doanh đi. Ngự phong thiên tư tâm tình phá lệ thoải mái, hắn không nghĩ tới thế nhưng có thể gặp được Diệp quân lâm thủ đồ. Như vậy tiến vào đại bản doanh liền sẽ giảm rất nhiều phiền toái, thậm chí sẽ trực tiếp nhìn thấy diệp quân lâm hoặc là hắn thân cận nhất người chính mình cũng liền hoàn toàn an toàn nghĩ vậy ngự phong thiên tư ý cười càng sâu ta yêu cầu trước thông báo một tiếng ngự phong thiên tư nói vậy cũng biết hiện tại là đặc thù thời kỳ hết thảy hành sự đều cần thiết cẩn thận nói vậy ngự phong thiên tư cũng không vội tại đây nhất thời tiêu phong trầm giọng nói ngự phong thiên tư gật gật đầu tỏ vẻ lý giải rốt cuộc hiện tại thiên thu giáo thế đại đại bản doanh nội đều là Diệp Quân Lâm thân nhân bằng hữu, nhân ra trước thông báo đảo xác thật phù hợp logic. Nếu không người nào đều có thể thông suốt không bị ngăn trở, kia còn muốn tầng này tầng phòng ngự có tác dụng gì? Nhưng mà ngự phong thiên tư không biết sự, tiêu phong trước đem tin tức báo cho cung thiên thu. Theo sau lại thông chi quân quân, chu tước cùng với diệp quân lâm đám người lại đây tiếp ứng. Tiêu phong thậm chí cảm giác chính mình lần này làm được vạn vô nhất thất nếu không đường xá trung tái ngộ đến thiên thu giáo cao thủ chính mình ứng phó không tới, xuất hiện cái gì lệch lạc, chẳng phải là thất bại trong gang tắc. Ngự phong thiên tư, đừng nhìn đi trước đại bản doanh lộ cũng không tính xa, nhưng là gần nhất thiên thu giáo cao thủ dày đặc, chúng ta vẫn là chờ đợi tiếp ứng lại trở về thì tốt hơn. Tiêu phong đầy mặt nghiêm túc mà nói, ta đã làm đại bản doanh cao thủ lại đây tiếp ứng, chúng ta trước che giấu đứng lên đi. Không hổ là diệp tiên sinh ái đồ, hành sự như vậy nhiêm cẩn chu đáo chặt chẽ, tại hạ bội phục. Ngự phong thiên tư khen tặng vài câu. Đương nhiên ở trong lòng hắn cũng xác thật cảm thấy làm như vậy thực hảo, tránh cho gặp được thiên thu giáo cao thủ cành mẹ đẻ cành con. Thực mau hai người liền tìm cái ẩn nấp chỗ giấu đi. Trong lúc tiêu phong cố kiểm nén lại rất nhiều lần dò hỏi ngự phong thiên tư thiên thu giáo bí ẩn xúc động. Nghĩ chờ đến quân quân đám người đã đến hỏi lại không muộn, lại còn có có thể trước mặt mọi người làm sáng tỏ cung thiên thu hiểm nghi, cùng lúc đó cung thiên thu ở thu được tin tức lúc sau trước tiên thông chi mai phục tại diệp quân lâm đại bản doanh đông đảo thiên thu giáo cao thủ âm thầm chờ đợi hồi lâu vẫn liền không thấy người tới ngự phong thiên tư khẽ nhíu mày không biết vì cái gì trong lòng thế nhưng phát lên một tia điểm xấu dự cảm bọn họ người còn không có tới sao ngự phong thiên tư hạ giọng hỏi tiêu phong cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn bởi vì đại bản doanh khoảng cách nơi đây cũng không tính quá xa lấy quân quân bọn họ cước trình nhiều nhất nửa canh giờ là có thể đuổi tới như thế nào liền bọn họ hơi thở còn chưa cảm giác được đâu hẳn là nhanh đi tiêu phong có chút không quá xác định mà nói nhưng mà lời còn chưa dứt một đạo hài hước thanh âm truyền đến ngự phong thiên tư ngươi làm lão tử tìm đến hảo khổ a à. nhớ kỹ địa chỉ web độc cô tiêu tiêu phong cùng ngự phong thiên tư trong lòng dùng mình bọn họ đối với thanh âm này thật sự là quá quen thuộc hắn như thế nào lại ở chỗ này căn bản không kịp nghĩ nhiều tiêu phong cảm nhận được rất nhiều xa lạ hơi thở từ bốn phương tám hướng chiều nơi này cực nhanh tới gần chạy mau ngự phong thiên tư trong đầu chỉ có cái này ý niệm độc cô tiêu thực lực hắn kiến thức quá bằng vào hắn điểm này tu vi căn bản vô pháp chống cự trước mắt cái này tiêu phong nhưng thật ra cũng không tính nhược nhưng cùng độc cô tiêu so sánh với liền kém quá nhiều hiện tại muốn chạy đã không còn kịp rồi Độc cô tiêu thanh âm càng gần, ngữ khí cũng càng thêm nghiền ngẫm, nơi này đã bị vây quanh cái mưa gió không ra, các ngươi có chạy đằng trời. Độc cô tiêu, người như thế nào tại đây? Tiêu phong không hề tránh né, trực tiếp động thân mà ra. Hắn hiện tại xưa nay chưa từng có tự tin, cảm thấy trải qua liên tục cắn nuốt sau, hoàn toàn có thể cùng độc cô tiêu chính diện bính một chút. Huống chi tiêu phong cho rằng viện quân không dùng được bao lâu liền đến. Đến lúc đó binh hợp nhất chỗ, liên thủ đối phó Độc Cô Tiêu, mặc dù vô pháp đem hắn chém giết, nhưng ít ra cũng có thể toàn thân mà lui. Tiêu Phong, người này kéo dài thời gian phương pháp cũng quá cấp thấp đi. Độc Cô Tiêu hiển nhiên xem thấu Tiêu Phong suy nghĩ, cười lạnh nói, nhưng là ngươi không cần kỳ mong viện quân đã đến, bọn họ hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng không công phu phản ứng các ngươi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên động thủ đi. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút trong khoảng thời gian này có bao nhiêu đại tiến bộ thấy độc cô tiêu hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, tiêu phong cảm giác lòng tự trọng nghiêm trọng bị thương. Người đối đại bản doanh làm cái gì? Tiêu phong trong lòng có chút hốt hoảng. Đặc biệt suy xét đến quân quân đám người chậm chạp không tới, vô cùng có khả năng bị thiên thu giáo người dây dưa ở A. Người vẫn là nhiều nhọc lòng một chút chính người đi. Độc cô tiêu cười lạnh nói, chúng ta ở đại bản doanh phụ cận mai phục lâu ngày, liền chờ ngự phong thiên tư chui đầu vô lưới thật đúng là trời xanh không phụ người có lòng a à. ngự phong thiên tư sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm tiêu phong tiểu huynh đệ chúng ta liên thủ có lẽ còn có một đường sinh cơ ngự phong thiên tư trầm giọng nói hiện tại cũng không rảnh lo cái gì thân phận thể diện linh tinh bảo mệnh mới là đệ nhất muôn tắc độc cô tiêu chẳng những không có chút nào sợ hãi ngược lại rất là hưng phấn mà nói đúng vậy các ngươi tốt nhất là cùng nhau thượng nếu không liền quá không tính khiêu chiến chào phúng chân trụi trào phúng. Tiêu phong trong cơn giận dữ, không hề nói thêm cái gì, nhắm ngay độc cô tiêu đầu chính là một quyền. Có điểm ý tứ A. Độc cô tiêu không có chút nào trốn tránh ý tứ, trực tiếp ngạnh tiêu phong công kích đồng dạng oanh ra một quyền. Phanh, một tiếng trầm vang truyền ra, giống như tiếng sấm đinh tai nhức óc. Cường đại năng lượng dư ba khuếch tán mở ra, gần chỗ cây cối đều chợt vỡ vụn mở ra. hưu Tiêu Phong thân thể bạo lui ra ngoài, cảm giác như là bị cấp tốc chạy xe lửa đụng vào. Trong cơ thể khí huyết cũng là một trận cuồn cuộn. Răng rác, răng rác, răng rác. Mấy viên vây quanh phẩm chất cây cối lần lượt bị đâm đoạn, Tiêu Phong lúc này mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Tranh lệch lại là như vậy đại. Tiêu Phong trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Hắn không nghĩ tới chính mình gần như toàn lực một kích, chẳng những bị độc cô tiêu dễ như trở bàn tay hóa giải, đồng thời bị phản chấn đi ra ngoài bị nội thương. Cùng lúc đó, ngự phong thiên tư cũng ra tay. Đối với độc cô tiêu phía sau lưng phát động đánh lén. Mặc dù là chơi đánh lén, cũng yêu cầu cũng đủ thực lực, nếu không chỉ có thể đem chính mình đặt hiểm địa. Lời còn chưa dứt, độc cô tiêu liền đầu chưa hồi, trực tiếp xoay người về phía sau đá ra một chân. Cường hãn vô cùng năng lượng gào thét mà ra. Ngự phong thiên tư ở khoảng cách độc cô tiêu trưởng hứa tả hữu khi động tác đột nhiên im bặt. Nhiễm nhiên là bị một cổ vô hình khủng bố lực lượng ngăn cản, mặc cho hắn như thế nào phát lực, như cũng không thể đột phá phòng ngự. Lan, độc cô tiêu chợt quát một tiếng, kia cổ đồ sộ bất động năng lượng vòng bảo hộ trong khoảnh khắc bạo động lên. Cường đại phản đẩy chi lực đem ngự phong thiên tư đánh bay đi ra ngoài. Ngự phong thiên tư thân thể còn ở giữa không chung khi đã miệng phun máu tươi, thân phụ trong mắt nội thương. Thình thịch, một giây nhớ kỹ, ngự phong thiên tư ở bay ra đi hơn 10 trượng sau, thật mạnh té ngã trên đất. Cả người hơi thở nháy mắt huệ hoài. Quá cường. Ngự phong thiên tư cùng tiêu phong trong lòng một trận tuyệt vọng cảm giác đánh úp lại. Hai người liên thủ tiến công, thế nhưng không từ độc cô tiêu trên tay căng quá ba chiêu. Loại thực lực này tranh lệch dùng khác nhau một trời một vực đều không quá ha. À. Lại đến. Độc cô tiêu đối với hai người phát hỏa câu ngón tay. Tiêu phong lại lần nữa ra tay, kết quả so vừa rồi thảm hại hơn, bị thương cũng càng trọng nếu không phải độc cô tiêu ra tay lưu lại đường sống tiêu phong chỉ sợ đã sớm hồn về cửu u thật sự là không thú vị ngự phong thiên tư người vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi đi miễn cho tiếp tục chịu ra thịt chi khổ độc cô tiêu cười lạnh nói làm ta cùng ngươi trở về còn không bằng đem ta giết ngự phong thiên tư thanh âm nghẹn ngào mặc dù giờ phút này nhớ lại vạn thi hố địa lao tao ngộ hắn như cũ lòng còn sợ hãi này nhưng không phải do ngươi độc cô tiêu lắc mình đi vào ngự phong thiên tư phụ cận. Căn bản là chưa cho hắn bất luận cái gì phản ứng cơ hội, một phen chế trụ ngự phong thiên tư cổ. Như là sách tiểu kê giống nhau, một tay đem hắn bắt lên. Ngự phong thiên tư bản năng muốn phản kháng, nhưng là lại bị một cổ khủng bố lực lượng trói buộc, căn bản là không thể động đậy. Tiêu phong, hôm nay bản thiếu chủ tạm tha ngươi một cái tánh mạng. Tiếp tục nỗ lực tu luyện đi, nếu không trung quy là cái phế vật. Độc cô tiêu cười lạnh nói nói xong trực tiếp mang theo ngự phong thiên tư rời đi. Tiêu phong như bị xét đánh, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Hắn tâm lý tao ngộ trọng đại đả kích. Cũng không biết qua đi bao lâu, tiêu phong rốt cuộc vẫn là bị ồn ào tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh đánh thức. Tiêu phong sư huynh, người ở nơi nào? Mau xem, ở bên kia. Tiêu phong, ngự phong thiên tư đâu? Theo thanh âm không ngừng tới gần, âm lượng càng lúc càng lớn. Tiêu phong cũng dần dần hoàn toàn khôi phục thần trí, quả nhiên liền thấy được quân quân đám người. Ngự phong thiên tư bị độc cô tiêu bắt đi. Tiêu phong thanh âm đều có chút run rẩy, hắn thậm chí cảm giác không mặt mũi đối mọi người. Chờ mắt nhìn độc cô tiêu bắt đi ngự phong thiên tư, chính mình thế nhưng bất lực. Nghe được lời này, thanh long đám người ở khiếp sợ rất nhiều, liền rốt cuộc nhịn không được trong lòng phẫn nộ rồi. Tiêu phong, người ăn ngay nói thật, có phải hay không đem ngự phong thiên tư tin tức cũng nói cho công thiên thu nếu không không có khả năng như vậy vừa khéo đại bản doanh đột nhiên lọt vào thiên thu giáo mãnh công đặc biệt độc cô tiêu sao có thể tới nhanh như vậy chu tước đám người ngươi một lời ta một ngữ đầu mâu thẳng chỉ cung thiên thu đương nhiên này cũng xác thật quá trùng hợp liền ở vừa rồi đại bản doanh bị thiên thu giáo điên cuồng tiến công mấu chốt là tiến công đại bản doanh những người đó đều là tử sĩ lại không có nửa cái lấy đến ra tay cường giả nói cách khác những người này cơ bản tương đương với pháo hôi, ở kéo dài quân quân đám người cứu viện tiêu phong thời gian. Nhưng mà liền tại đây đoạn thời gian, độc cô tiêu tự mình lại đây đem ngự phong thiên tư cướp đi. Mọi người không thể không hướng bên kia tưởng A. À. Đối mặt mọi người chất vấn cùng chỉ trích, tiêu phong cũng có chút phẫn nộ. Này căn cung thiên thu có quan hệ gì? Nàng rõ ràng chỉ là vâng theo thần thiên gia mệnh lệnh hành sự tìm kiếm ngự phong thiên tư. Bọn họ chính là đối thiên thu có ý kiến, Tiêu Phong càng nghĩ càng khó chịu, nhưng cũng rõ ràng lúc này không phải phát tác thời cơ tốt nhất. Đối mặt Chu Tước đám người hùng hổ chất vấn, Tiêu Phong trong lòng phi thường khó chịu, nhưng cũng biết hiện tại không phải phát tác thời cơ tốt nhất. Đặc biệt không thể thừa nhận chính mình đã từng đem Ngự Phong Thiên Tư tin tức báo cho Cung Thiên Thu, bởi vì lấy Chu Tước đám người đối Cung Thiên Thu thành kiến, nói như vậy nhất định sẽ càng thêm hoài nghi Cung Thiên Thu. Chính mình ở đại bản doanh như cũng không có tuyệt đối quyền lên tiếng thực lực ta chưa bao giờ đem tin tức nói cho cấp cung thiên thu. Tiêu phong thể thốt phủ nhận, nói, hơn nữa độc cô tiêu chính miệng thừa nhận, thiên thu giáo đã sớm ở đại bản doanh phụ cận bày ra trọng binh. Thấy tiêu phong thái độ như thế kiên quyết, chu tước bọn họ cũng là không thể nề hà. Kia ngự phong thiên tư có hay không cùng ngươi đã nói cái gì? Thanh Long lại lần nữa truy vấn. Tiêu phong lắc lắc đầu, nói, ta cùng ngự phong thiên tư che giấu lên không bao lâu, độc cô tiêu đám người liền đến, chúng ta căn bản chưa kịp nói chuyện với nhau. Đầu cái chụp tóc chỉ, được đến cái này đáp án, mọi người sôi nổi lắc đầu thở dài. Chu tước đám người càng là có chút tuyệt vọng. Hiện giờ lần trốn ra tới tất cả mọi người bị Thiên Thu giáo bắt được. Nguyên bản những người này đều vô cùng có khả năng biết được Thiên Thu giáo bên trong bí ẩn. Thậm chí biết nữ giáo chủ thân phận thật sự. Hiện giờ duy nhất mấu chốt tính manh mối cũng bị hoàn toàn chặt đứt. Ở thất vọng cùng tuyệt vọng chung, Mọi người phản hồi đại bản doanh, mà Tiêu Phong còn lại là tiếp tục điên cuồng cắn nuốt. Độc cô Tiêu ở vừa rồi trong chiến đấu hoàn toàn kích thích tới rồi Tiêu Phong. Bên kia, Địa Lao bên trong, nhìn bị cắn nuốt sạch sẽ công lực ngự phong thiên tư, cung thiên thu tâm tình vô cùng thoải mái. Ngự phong thiên tư, lại lần nữa trở về nơi đây cảm giác như thế nào? Cung thiên thu đầy mặt hài hước mà nói. Ngự phong thiên tư sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, hắn nội tâm đã hoàn toàn tuyệt vọng vừa mới bị trào trở về công lực đã bị tất cả cắn nuốt trên người sở hữu thần dược cũng bị cướp đoạt sạch sẽ dù vậy cung thiên thu còn không yên tâm lại ra tay đem ngự phong thiên tư kinh mạch tất cả đánh gãy hiện giờ ngự phong thiên tư đã là cái rõ đầu rõ đuôi phế nhân tuyệt không nửa điểm lại khôi phục khả năng cung thiên thu ngươi cho ta tới cái thống khoái đi ngự phong thiên tư sống không còn gì luyến tiếc mà nói không 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 ngươi cần thiết đến tiếp tục tồn tại Cung Thiên Thu vẫy vẫy tay, tiếp tục nói, đợi cho bản giáo chủ quân Lâm Thiên Hạ, các người chính là tốt nhất người chứng kiến. Cho nên các người đều sẽ không chết, ít nhất ở được đến này Thiên Hạ phía trước, các người đều sẽ tồn tại. Ha ha ha, Cung Thiên Thu ngưỡng mặt cuồng tiếu. Tất cả mọi người đã trảo đã trở lại, chính mình thân phận cũng không bị tiết lộ. Chỉ cần dò xét ra trong truyền thuyết thế giới cùng thiên tư đến tột cùng có bao nhiêu cường, chính mình liền càng thêm có nắm chắc. Nghĩ vậy, Cung Thiên Thu tiếp tục nói, đúng rồi ngự phong thiên tư, người hành tung chính là Tiêu Phong nói cho ta. Kinh nghỉ không, bất ngờ không. Cung Thiên Thu ý cười càng sâu. Ngự phong thiên tư như bị xét đánh, hắn không nghĩ tới thế nhưng đúng vậy Tiêu Phong mật báo dẫn tới chính mình lại lần nữa bị trảo. Hứa tình nhã đám người cũng là tâm như cho tàn, Tiêu Phong cái này kỳ binh xếp vào đến thật sự thật tốt quá. Đặc biệt Tiêu Phong bị chịu diệp quân lâm coi trọng, lại ở đại bản doanh địa vị cao cả, có như vậy một người âm thầm hỗ trợ, hứa tình nhã thậm chí cảm giác Diệp Quân Lâm sớm hay muộn ngã quỵ cung thiên thu trong tay. Hồi tưởng khởi lúc trước đem chính mình bắt được cảnh tượng, hứa tình nhã ba người càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiêu phong, người cái này ngu xuẩn, phàm là trường điểm đầu óc, cũng đã sớm thấy rõ cung thiên thu gương mặt thật. Tiêu phong cái này ngốc nghếch, Diệp Quân Lâm cùng hắn thân hữu cũng sớm hay muộn sẽ bị người cấp hố chết. Tiêu phong người cái cẩu đồ vật, nếu có cơ hội, lão tử phi đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hứa tình nhã ba người ở trong lòng đem tiêu phong tổ tông 18 đại tập thể thăm hỏi một lần. Ngự phong thiên tư cũng suýt nữa bị tức giận đến miệng phun máu tươi. Không nghĩ tới bổn tọa một đời anh danh, liền nhiên bị tiêu phong như vậy cái ngu xuẩn cấp hố thảm. Ngự phong thiên tư trong lòng tức giận mắng không ngừng. Các ngươi sinh khí cũng vô dụng, ai làm bản giáo chủ mị lực quá lớn đâu. Tiêu phong như vậy liếm cẩu, Tự nhiên cam tâm tình nguyện vì bản giáo chủ làm bất cứ chuyện gì. Đừng nói là mật báo, mặc dù bản giáo chủ làm hắn đi tìm chết, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi tự sát. Cung Thiên Thu phảng phất xem thấu mọi người ý tưởng, tiếp tục nói: Hứa Tình Nhã đám người tâm lý lại lần nữa tao ngộ đến bạo kích. Tuy rằng có tất cả không cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận Cung Thiên Thu theo như lời này đó. Đặc biệt Hứa Tình Nhã ba người phi thường rõ ràng Cung Thiên Thu khống chế nam nhân thủ đoạn lúc trước chấn ma tư liền có rất nhiều người đối cung thiên thu si mê đến gần như điên cuồng trình độ. Những người đó hoặc là địa vị cao, hoặc là thiên phú dị bẩm tu luyện giả. Thậm chí bọn họ vì hiểm hộ cung thiên thu, có thể chút nào không do dự đi tập thể tự sát. Đây là kiểu gì khủng bố thủ đoạn? Nhớ kỹ địa chỉ web. Nghĩ như thế, tiêu phong bị cung thiên thu mê đến thần hồn điên đảo liền rất hảo lý giải. Đương nhiên các người cũng không cần lo lắng, tiêu phong mật báo thù ta sẽ giúp các người báo. Thấy mọi người đầy mặt nghi hoặc khó hiểu, Cung Thiên Thu giải thích nói, hiện tại Tiêu Phong này viên quân cờ còn hữu dụng. Hắn không chuẩn có thể giúp bản giáo chủ điều tra rõ thiên tư đám người chi tiết, thậm chí ở thời khắc mấu chốt giúp bản giáo chủ bị thương nặng Diệp Quân Lâm. Chờ Tiêu Phong hoàn thành những nhiệm vụ này lúc sau, ta sẽ làm các ngươi thân thủ giết hắn để giải trong lòng chi hận. Thế nào, bản giáo chủ đủ nhân từ đi. Mọi người nghe vậy khiếp sợ không thôi, Cung Thiên Thu thủ đoạn thật sự quá khủng bố. Cùng người như vậy là địch, nàng chính là ác mộng giống nhau tồn tại. Bên kia, Diệp Quân Lâm đám người đầy đủ lợi dụng Siberi Linh Mạch chi lực tôi thể. Thực lực của bọn họ cũng lại lần nữa tăng lên một cái bậc thang. So với lần trước tôi thể lúc sau, Diệp Quân Lâm đơn thuần ở lực lượng phương diện lại gia tăng rồi mấy lần. Hơn nữa Diệp Quân Lâm còn phát hiện ra bên ngoài một cái mấu chốt tình huống. Đó chính là Siberi siêu cấp Linh Mạch cùng Atlantis đáy biển siêu cấp Linh Mạch tương tự đều là bị nào đó thần bí lực lượng cố tình phong ấn đi lên. Hơn nữa vô cùng có khả năng là mỗi vị siêu cấp cường giả việc làm. Bởi vì ở diệp quân lâm tôi thể tinh luyện linh khí khoảnh khắc, cảm nhận được một chút hơi thở bài xích. Đó là siêu cấp cường giả phong ấn linh mạch lực lượng thâm nhập linh mạch tạo thành. Cũng may mắn này phân lực lượng chính yếu chính là phong bế siêu cấp linh mạch. Nếu không một khi đại lượng siêu cấp cường giả hơi thở tẩm nhập linh mạch bên trong, như vậy tôi thể hiệu quả sẽ đại suy giảm thậm chí ở tinh luyện linh khí khi, sẽ bởi vì đối kháng xa lạ hơi thở mà tiêu hao quá độ, nghiêm trọng thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Như thế suy tính, thế giới này linh khí hẳn là bị người phong bế. Đến ra như vậy kết luận, Diệp Quân Lâm đều cảm giác khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc lúc trước linh khí bùng nổ liền dẫn tới rất nhiều vô tội giả bỏ mạng. Đến tột cùng là người nào ở bảo hộ chúng sinh muôn nghìn đâu. Diệp Quân Lâm lại có chút nghi hoặc, muốn phong bế như thế cuồn cuộn thế giới linh khí, kia đến yêu cầu như thế nào khủng bố lực lượng. Hoặc là nói, có thể cụ bị như vậy lực lượng siêu cấp cường giả cùng thế lực, lại sẽ là như thế nào tồn tại. Tại đây một khắc, Diệp Quân Lâm đột nhiên nghĩ tới thiên tư cùng trong truyền thuyết thế giới. Cùng với kia thần bí tới cực điểm tiện nghi sư phụ. Có lẽ sư phụ cũng đến từ chính trong truyền thuyết thế giới. Thậm chí có thể là thế giới kia siêu cấp cường giả diệp quân lâm đột nhiên có chút hướng tới trong truyền thuyết thế giới nếu nói ở dùng mấy cái siêu cấp linh mạch tôi thể phía trước đối với thế giới kia tồn tại kiêng kỵ chi tâm nói như vậy hiện giờ thực lực tăng nhiều diệp quân lâm hoàn toàn là bị những cái đó siêu cấp cường giả kích phát trừ bỏ mãnh liệt chiến ý thậm chí rất muốn đi trong truyền thuyết thế giới đi lang bạt một phen lấy ta hiện giờ thực lực ở thế giới kia lại có thể đạt tới như thế nào trình độ diệp quân lâm có chút hướng về có lẽ đến lúc đó còn có thể tìm kiếm đến sư phụ tung tích, thời gian dài như vậy không thấy, thật đúng là rất tưởng niệm hắn đâu. Diệp quân lâm suy nghĩ muôn vàn, hiện giờ tôi thể đã tiếp cận hoàn thành. Thu liếm tâm thần, tiếp tục nhanh chóng vận chuyển khởi cơ sở công pháp. Theo cơ sở công pháp nhanh chóng vận chuyển, Diệp quân lâm thân thể cùng kinh mạch bị lặp lại rèn luyện cường hóa. Nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, giờ phút này Diệp quân lâm bên ngoài thân thế nhưng ẩn ẩn tản ra kim sắc ánh sáng. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, Diệp Quân Lâm chậm rãi mở hai mắt. Bá, ánh mắt kia giống như hai thanh tuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ, làm người không dám nhìn thẳng. Diệp Quân Lâm chậm rãi đứng lên, cứ việc không có bất luận cái gì mặt khác động tác, nhưng giơ tay nhấc chân gian thế nhưng cũng tản ra khủng bố hơi thở. Ổn như Thái Sơn, Diệp Quân Lâm chỉ là đơn thuần hướng nơi đó vừa đứng, liền phảng phất một tòa nguy nga ngọn núi, cho người ta một loại dày nặng cường hãn cảm giác cổ lực lượng này thật đúng là khủng bố a à. Diệp quân lâm vui vô cùng, ngay sau đó đối với ở xa cao mất trong mây sông băng chậm rãi chém ra một quyền. Một giây nhớ kỹ, nếu có người ngoài ở đây, khẳng định sẽ phát hiện một cái vi phạm lẽ thường hiện tượng. Đó chính là Diệp quân lâm huy động nắm tay tốc độ rõ ràng phi thường thông thả, nhưng là mang theo ra tới lực lượng lại dị thường khủng bố. Thật giống như quyền phong gào thét đi ra ngoài quỹ đạo vị trí không gian đều tựa hổ nháy mắt vặn vẹo lên trong hư không cũng ẩn ẩn truyền đến chói tai bạo liệt tiếng động, phảng phất không gian ở cực độ vặn vẹo sau trực tiếp vỡ vụn mở ra. Oanh! Một lát sau, quyền phong rốt cuộc oanh ở sông băng phía trên. Âm um, ầm um, ầm um. Một lát sau, sông băng chợt băng toái, lại là bị chặn ngang tạp ra một cái sâu không thấy đáy lõm hố. Thả lấy lõm hố vì trung tâm nhanh chóng hướng bốn phía vỡ vụn mà đi, cả tòa sông băng trong khoảnh khắc sụp đổ, trở thành phế tích. Một quyền chi uy, khủng bố như vậy hai ba thành lực đạo lại có như vậy uy lực. Diệp quân lâm cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng. Có loại này chiến lực, mặc dù là ngày đó tư cùng trong truyền thuyết thế giới đại năng, lại có gì sợ. Không bao lâu, văn lôi ba người cũng lần lượt xuất quan, thực lực đồng dạng đại biên độ tăng lên. Diệp quân lâm cần phải vui mừng, bên người này mấy cái giúp đỡ càng thêm cường hãn, như thế chính mình tự tin cũng liền càng đủ. Lại nói cho các người cái tin tức tốt, ta bên này có rất nhiều mới nhất nghiên cứu thành quả, hy vọng có thể đối với các ngươi có trợ giúp. Đúng lúc này, Thượng Đế Chi Não cũng truyền đến tin tức tốt. Diệp quân lâm đám người ngay sau đó đi theo Thượng Đế Chi Não đi vào phòng thí nghiệm, thế mới biết người sau trong miệng nghiên cứu thành quả là kiểu mới chiến giáp. Chiến giáp tầng ngoài phía màu đỏ sậm vầng sáng, cũng không biết là dùng cái gì kim loại chế tạo mà ra. Tuy rằng chiến giáp thoạt nhìn mỏng như cánh ve, nhưng là lại ẩn chứa kinh người năng lượng dao động đây là ta lợi dụng cái kia siêu cấp linh mạch linh khí cùng đặc sản linh thạch chế tạo ra tới, các người muốn hay không thử xem cường độ. Thượng đế chi não cười ha hả hỏi. Kỳ sơ diệp quân lâm vẫn chưa quá mức để ý, rốt cuộc đạt tới hắn loại này trình tự cường giả, vô luận ngươi xuyên như thế nào hộ giáp. Kia đều là một quyền trùy bạo. Thử xem sao, có lẽ có thể cho ngươi điểm kinh hỉ đâu. Thượng đế chi não nhưng thật ra phi thường tò mò chiến giáp thực chiến tính. Diệp quân lâm một quyền chịu uy thượng đế chi não vừa rồi xem đến phi thường rõ ràng. Loại này cuồng bạo lực lượng, vừa vặn dùng để thí nghiệm chính mình mới nhất phát minh A. Hảo đi, thỏa mãn người lòng hiếu kỳ. Diệp quân lâm có chút bất đắc dĩ, đối với loại này khoa học cuồng nhân, hắn cũng chỉ có thể phối hợp một chút. Bất quá chúng ta vẫn là đi bên ngoài thí hiệu quả đi, nếu không ngươi này thực nghiệm khả năng liền hủy. Thượng đế chi não khóe miệng chiều chiều, ôm một kiện chiến giáp nhanh chóng chạy đi ra ngoài phảng phất thật sự lo lắng Diệp Quân Lâm sẽ một quyền oanh ra, nơi này nhưng đều là hắn coi nếu sinh mệnh quý giá thực nghiệp, không dung có thất a. Đi vào phòng thí nghiệm ngoại, Thượng đế chi não đã sớm đem chiến giáp treo ở ở xa sông băng vách đá thượng. Bắt đầu đi, Thượng đế chi não hưng phấn mà nói. Diệp Quân Lâm cũng không bởi vì, nhắm ngay chiến giáp đột nhiên oanh ra một quyền. Ầm ầm ầm, một tòa loại nhỏ sông băng lại lần nữa bị oanh đến dập nát. Thượng đế bên trong bận rộn lo lắng chạy tới tìm kiếm chiến y, hồi lâu lúc sau, hắn huy động trong tay chiến giáp, trên mặt toàn là kích động thần sắc. Diệp quân lâm đám người sôi nổi xuống lại qua đi. Mọi người cẩn thận quan sát. liền phát hiện thượng đế chi não trong tay chiến giáp, tuy rằng xuất hiện rậm rạp ra nẻ dấu vết, nhưng lại bảo tồn hoàn chỉnh. Cái này chiến y cường độ có thể a? Diệp quân lâm tràn đầy cảm khái mà nói. Vừa rồi hắn chính là vận dụng năm sáu thành lực lượng, cái này chiến y thế nhưng chống đỡ được. Phan lôi ba người cũng là có chút không thể tưởng tượng, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Quân Lâm vừa rồi kia quyền là cỡ nào khủng bố. Thượng đế chi não, người có bao nhiêu kiện loại này chiến giáp? Diệp Quân Lâm hỏi. Thượng đế chi não cười nói, cái gì cần có đều có. Hảo, đều cho ta đóng gói mang đi. Diệp Quân Lâm chút nào không khách khí. Thượng đế chi não khóe miệng chiều chiều. Thứ này chính mình nghiên cứu ra tới còn không có che nóng hổi, đã bị Diệp Quân Lâm bắt gọn. Diệp Quân Lâm phi thường vui vẻ, có loại này chiến giáp, đại bản danh mọi người lực phòng ngự lại sẽ đề cao một cấp bậc. Đầu cái chụp tóc chỉ. Theo sau Diệp Quân Lâm còn cầm không ít thượng đế chi não nghiên cứu ra tới mặt khác vũ khí. Tuy rằng chỉ là tương đối truyền thống vũ khí, nhưng uy lực của nó muốn xa so vĩnh hằng quốc gia cường hãn. Đương nhiên này cũng đều đến ích với Siberi này siêu cấp linh mạch. Diệp Quân Lâm chẳng những tu vi đại biên độ tăng lên, Vũ khí trang bị càng là thắng lợi trở về. Cái này làm cho Diệp Quân Lâm tâm tình phá lệ thoải mái, bởi vì mấy thứ này lại sẽ là hắn một chương át chủ bài. Bên kia, bởi vì Thiên Tư sắp trở về, Cung Thiên Thu cũng đình chỉ hết thảy hướng ra phía ngoài khuếch trương động tác. Trong truyền thuyết thế giới đại năng thực lực không có tham khảo tính, Cung Thiên Thu cũng xác thật không có đủ tự tin. Tuy rằng trải qua Thiên Lôi tôi thể tăng lên cắn nuốt hạn mức cao nhất, nhưng không có siêu cấp linh mạch làm năng lượng suối nguồn cung thiên thu thông qua cắn nuốt giải rác linh khí cùng với giống nhau cường giả công lực, thực lực căn bản không chiếm được rất lớn tăng lên. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cung thiên thu gần nhất trong khoảng thời gian này phi thường điệu thấp, rốt cuộc chấn ma từ bên kia chính là vẫn luôn tưởng đem nàng tiêu diệt đâu. Cung thiên thu cảm giác áp lực tăng gấp bội, cũng rõ ràng như vậy đi xuống tuyệt phi kế lâu dài. Huống chi ngồi chờ chết cũng không phải nàng tính cách. Vì thế cung thiên thu ở nghiêm túc suy tư sau, âm thầm chuyên môn tổ kiến một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này từ cốt đại sư dẫn dắt, toàn thế giới trong phạm vi tìm kiếm năng lượng nguyên, lấy cung cung thiên thu cắn nuốt. Đến nỗi độc cô tiêu cũng có quan trọng nhiệm vụ trong người, cung thiên thu làm hắn dẫn dắt tử sĩ, chuyên môn đối một ít tán tu cường giả xuống tay. Bắt cướp trở về lúc sau, cung thiên thu liền đưa bọn họ công lực tất cả hấp thu. Tuy rằng loại này phương pháp không chiếm được lộ rõ tăng lên, nhưng vâng chịu mũi chân cũng là thịt tư tưởng, Cung Thiên Thu cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Vẫn là đến tìm được Linh Mạch mới được A. À. Cung Thiên Thu lòng tràn đầy cảm khái, có chút hoài niệm lúc trước hai đại dị tộc siêu cấp Linh Mạch. Đại bản doanh nội. Bởi vì gần nhất phát sinh sự tình thật sự quá nhiều, chủ tước đám người nhu cầu cấp bách phải hướng Diệp Quân Lâm hội báo. Huống chi Diệp Quân Lâm lâu không lộ mặt, đã dẫn phát rồi phía dưới người rất nhiều suy đoán. Hơn nữa Thiên Thu giáo ở bên như hổ rình mồi áp lực đại bản doanh rắn mất đầu thậm chí đều có chút nhân tâm hoảng sợ hiện giờ đại bản doanh nhu cầu cấp bách muốn diệp quân lâm tới chủ trì đại cục nhưng mà chu tước đám người biến tìm đại bản doanh các nơi đều bất lực trở về quan trọng nhất chính là ngay cả lý tử nhiễm cùng quân quân đều không thẳng đến diệp quân lâm hướng đi lão đại tại đây loại thời điểm chơi mất tích thật đúng là muốn mệnh a à. đúng vậy phía dưới người đã mau áp không được thiên tư trở về sắp tới không chuẩn cũng sẽ nhầm vào chúng ta, rốt cuộc lúc trước lão đại cùng bọn họ nháo đến cũng không vui sướng. Chu tước đám người mặt ủ mày ê, đối với hiện trạng cũng có chút vô lực phun tào. Đối với Diệp Quân Lâm mai danh ẩn tích chuyện này, Tiêu Phong cũng thực mau phát hiện, kỳ sơ hắn còn tưởng rằng Diệp Quân Lâm cố ý gạt chính mình. Kết quả phát hiện những người khác cũng đều không biết Diệp Quân Lâm hướng đi, sư phụ thật giống như nhân gian bốc hơi giống nhau. Nhưng mà đúng lúc này, thông tin công cụ đột nhiên chấn động lên. Tiêu Phong lấy ra tới quan khán, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. "Tiêu Phong, ngươi đang làm gì? Ta có chút tưởng ngươi." Cung Thiên Thu một câu, làm Tiêu Phong nháy mắt tâm hoa nộ phóng. Tuy rằng những lời này ở bình thường giữa tình lữ lại bình thường bất quá, nhưng là Cung Thiên Thu lại cơ hồ chưa bao giờ chủ động nói lên. Tiêu Phong thậm chí cảm giác có chút lâm lâm, nùng liệt tưởng niệm chi tình nháy mắt dũng lòng tràn đầy phòng. "Thiên Thu, ta cũng rất nhớ ngươi, một ngày không thấy như cách tam thu." Tiêu Phong thâm tình mà nói. Cung Thiên Thu lại cố nén ghê tẩm cùng Tiêu Phong lẫn nhau tố vài câu tâm sự. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, hỏi, đúng rồi, Ngự Phong Thiên Tư có hay không đem tình huống cùng sư phụ nói rõ. Thần Thiên Giam bên kia đều bắt đầu thúc giục, nhưng là ta hiện tại thân phận lại không hảo trực tiếp tiến vào đại bản doanh. Cung Thiên Thu làm bộ không biết sự tình. Thiên Thu quả nhiên không biết tình huống. Tiêu Phong vui mừng khôn xiết, đối với chu tước đám người phía trước hoài nghi lại lần nữa cảm giác lòng đầy căm phẫn. Thiên thu, thực xin lỗi, là ta vô dụng, ngự phong thiên tư lại bị độc cô tiêu cướp đi. Tiêu phong theo sau liền đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Đợi cho tiêu phong nói xong, cung thiên thu khó hiểu hỏi, sao có thể. Kia chính là các người đại bản doanh phụ cận A. Lấy sư phụ thực lực, mặc dù thiên thu giáo từ giữa cản trở, độc cô tiêu cường đại nữa, cũng căn bản không làm nên chuyện gì nha kỳ thật đây mới là cung thiên thu tìm tiêu phong chân chính mục đích. Nhưng theo công kích đại bản doanh tử sĩ người phụ trách hội báo, ở chống đỡ bọn họ tiến công khi, vẫn chưa nhìn đến Diệp Quân Lâm thân ảnh. Này liền làm cung thiên thu rất là khó hiểu, ngự phong thiên tư tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Diệp Quân Lâm không lý do không ra tay. Sư phụ mất tích tiêu phong thở dài nói. Cung thiên thu bận rộn lo lắng truy vấn, mất tích Người vui đùa cái gì vậy, thiên thu giáo như hổ rình mồi, sư phụ sao có thể chơi mất tích đâu. Ta cũng chính kỳ quái đâu, nhưng sư phụ xác thật không biết tung tích. Thậm chí liền sư mẫu cùng quân quân cũng không biết sư phụ hướng đi, nếu hôm nay hắn ở, ngự phong thiên tư liền sẽ không bị cướp đi. Người hiểm nghi cũng đã bị hoàn toàn rửa sạch, thật là nhất chiêu cờ đi nhầm, mãn bản đều là không a. À. Tiêu phong rất là chán nản nói. Cung thiên thu an ủi nói, kia thật đúng là đáng tiếc đâu. Nếu ta hiểm nghi rửa sạch, liền có thể cùng ngươi hồi đại bản doanh sư phụ cũng thật là, đi nơi nào cũng không nói cho ngươi, ngươi không phải sư phụ nhất coi trọng đồ đệ sao. Nếu ngươi biết sư phụ hành tung, lần này ngự phong thiên tư tuyệt đối vạn vô nhất thất. Tiêu phong, ta không phải cố ý nói sư phụ nói bậy, chỉ là cảm giác. Tiêu phong trực tiếp đánh gãy, thiên thu ngươi không cần giải thích, ta hiểu, ngươi là vì ta bất bình. Tuy rằng tiêu phong mặt ngoài vẫn chưa toát ra bất luận cái gì khác thường, nhưng là trong lòng đối với Diệp Quân Lâm bất mãn lại là lại tăng tiến một phân. Mà cung thiên thu cũng đúng là mục đích này, nàng ở bất luận cái gì chi tiết đều cố tình dẫn đường tiêu phong. Băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, cung thiên thu tin tưởng, chỉ cần trải qua cũng đủ cảm xúc tích lũy. Như vậy tiêu phong liền có thể làm ra một ít ra ngoài tầm thường hành động. Hảo, người cũng đừng ủy khuất, nói không chừng sư phụ có cái gì lý do khó nói đâu. Nếu ngự phong thiên tư lại bị bắt được, ta còn phải tiếp tục tìm kiếm thiên thu giáo rơi xuống, hết thảy chờ thiên tư trở về thì tốt rồi. Cung Thiên Thu biểu hiện đến phi thường bất đắc dĩ, tiếp tục nói, một khi vấn đề làm sáng tỏ, ta liền nghĩ đi theo người đại bản doanh thấy sư phụ. Chỉ là cũng không biết sư phụ đi nơi nào, có khi nào trở về, chỉ có hắn tỏa chấn đại bản doanh mới càng có nắm chắc. Thật sự sao Thiên Thu, ta cũng hy vọng ngày này nhanh lên đã đến. Tiêu Phong vui vô cùng, này vẫn là Cung Thiên Thu lần đầu tiên chủ động tỏ vẻ muốn cùng chính mình hồi đại bản doanh. Nhưng đem Tiêu Phong kích động hỏng rồi đến nỗi sư phụ, chỉ cần ta có hắn hướng đi liền nói cho ngươi. Nghe được tiêu phong như vậy trả lời, cung thiên thu khóe miệng hơi hơi dơ lên. Lại cùng tiêu phong trò chuyện vài câu sau, cung thiên thu mới lưu luyến không rời chặt đứt thông tin trang bị. Vạn thi hố, thiên thu giáo tổng đàn nội. Cung thiên thu ánh mắt hơi ngưng, suy nghĩ ở nhanh chóng chuyển động. Diệp quân lâm hướng đi thành mê, thế nhưng liền lý tử nhiễm cùng quân quân cũng không biết, này liền có điểm kỳ quái. Diệp quân lâm đến tột cùng là đi làm gì, thế nhưng làm đến như vậy thần bí. Chẳng lẽ là đi tăng lên thực lực? Cung thiên thu bận rộn lo lắng lại đem loại này ý niệm vứt đến trên 9 tầng mây. Ở nàng xem ra luận trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực, không ai có thể so sánh được với chính mình. Đương nhiên quân quân có khả năng, bởi vì nàng bản thân chính là cắn nuốt linh căn linh cốt, trội hơn chính mình này phúc hậu kỳ chế tạo ra tới căn cốt. Nhưng là quân quân liền ở đại bản doanh nội, hơn nữa căn cứ các tử sĩ hội báo, quân quân thực lực cũng không có trong tưởng tượng như vậy khủng bố. Lui một vạn bước tới giảng, cho dù quân quân đã quyết tâm đi cực đoan cắn nuốt đường nhỏ, nhưng thế giới các nơi siêu cấp linh mạch đã không có. Không có đủ linh mạch năng lượng cung ứng, uổng có cắn nuốt linh can linh cốt cũng thuộc về không bột đố gột nên hồ. Tuyệt đối đổi không kịp chính mình. Diệp quân lâm hẳn là nghĩ cách đối phó ta đi. Nếu từ bọn họ bản thân tăng lên phương thức không thể thực hiện được, vậy chỉ còn lại có mặt khác một cái lộ. Phá hư năng lượng nguyên, ngăn cản ta tiếp tục cắn nuốt. Nghĩ vậy loại khả năng, cung thiên thu cười lạnh không ngừng. Mặc dù chính mình không hề tiếp tục cắn nuốt, Diệp Quân Lâm cũng căn bản cấu không thành uy hiếp. Hiện giờ duy nhất có thể khiến cho cung thiên thu coi trọng chính là thiên tư. Càng xác thực tới nói là những cái đó đi theo thiên tư mà đến đại năng nhóm. Chỉ có thâm nhập hiểu biết bọn họ nền tảng, cung thiên thu mới có càng tốt bước tiếp theo kế hoạch từ trước mắt được đến tình báo tới xem, trong truyền thuyết thế giới tên là Côn Luân Khư. Côn Luân Khư bên trong cũng là tông phái san sát, chỉ là nơi đó mặt đại năng không có bất luận cái gì thực chất tính chiến tích khả cung tham khảo. Trấn Ma Tư bên trong nội ứng cũng mặt bên nghe được, lúc trước thiên tư vừa mới tiến vào Côn Luân Khư khi, Tu Vi chỉ là lót đáy trình độ. Lúc ấy thiên tư thực lực ở chấn Ma Tư trung độc nhất đương, so ngự phong thiên tư cường rất nhiều. Nhưng là tuyệt đối không có hiện giờ độc cô tiêu thực lực cường hãn. Như vậy đối lập xuống dưới, mặc dù chính mình tiến vào Côn Luân Khư, ít nhất đến là trung thượng đảng chiến lực trình độ đi. Một niệm đến tận đây, Cung Thiên Thu đối với Côn Luân Khư liền càng thêm hướng tới. Bên kia, Độc Cô Tiêu cũng được đến xác thực tin tức, phụ thân đem ở ba ngày sau trở về. Cái này làm cho Độc Cô Tiêu phấn chấn không thôi. Phía trước Thiên Tư trở về thời gian xác định xuống dưới, Thiên Thu giáo một lần nhân tâm hoảng sợ. Độc Cô Tiêu cũng là áp lực tăng gấp bội. Rốt cuộc lúc trước tàn sát chấn ma tư các đại phái hệ thế lực, hắn tuyệt đối coi như là số 2 nhân vật. Thiên tư trở về sau, hắn cũng nhất định là quan trọng đả kích mục tiêu. Cho nên độc cô tiêu bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, cơ hồ là cẩn thận chặt chẽ cùng kinh sợ. Lão tử rốt cuộc có nắm chắc. Độc cô tiêu nhịn không được cười ra tiếng. Cùng lúc đó, cha ruột huyền minh còn truyền đến rất nhiều mấu chốt tin tức. Đặc biệt là giới thiệu một ít côn luân khư cùng với chính hắn tình huống. Huyền Minh hiện giờ gia nhập Côn Luân Khư chung một cái tà phái, tên là Thái Hư Thần Tông. Thái Hư Thần Tông chủ tu kiếm đạo, tổng hợp thực lực muốn so thiên tư gia nhập khung không phái mạnh hơn rất nhiều. Chẳng qua Thái Hư Thần Tông khuyết thiếu một phen chân chính thần kiếm. Nếu không bằng vào tông nội đỉnh cấp cường giả thực lực, tuyệt đối có thể cho Thái Hư Thần Tông ở Côn Luân Khư địa vị trở lên một cái bậc thang. Phải biết rằng ở chân chính kiếm tu tông phái, một thanh tuyệt thế thần binh có thể cho đỉnh cường giả như hổ thêm cánh, sức chiến đấu tiêu thăng. Đây cũng là Thái Hư Thần Tông vẫn luôn canh cánh trong lòng địa phương. Vì thế đệ tử trong tông nơi nơi vơ vét thần kiếm, lấy cầu ở tông nội địa vị bình bộ thanh vân. Đương nhiên hiện giờ Thái Hư Thần Tông ở Côn Luân khư trung, cũng coi như được với là trung đẳng cấp bậc đại giáo. Chẳng qua Huyền Minh bởi vì thực lực quan hệ, cũng không thể tiếp xúc đến Thái Hư Thần Tông chân chính trung tâm cao tầng. Nhưng là huyền minh trải qua này nhiều năm khổ tu cùng khổ tâm kinh doanh, cũng ở Thái hư thần tông chung có nhất định địa vị. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, huyền minh lần này trở về mới có vài vị tông nội cường giả đi theo. Chỉ là huyền minh kế tiếp nói, làm độc cô tiêu trong lòng dùng mình. Thiên tư mang đến vài vị đại năng thực lực cường hãn, vi phụ bên người vài vị đại năng tỷ lệ kém một chút. Huyền minh một câu làm độc cô tiêu tâm tình trầm tới rồi đáy cốc nói đến cùng chân chính có thể quyết định chiến cuộc xu thế chính là côn luân khư cường giả. Nhưng là người cũng không cần quá mức lo lắng, đi theo vi phụ mà đến cũng đều là thái hư thần tông thiên kiêu. Bọn họ tuy rằng so ra kém nội môn thân truyền thiên kiêu nhóm, nhưng thực lực so vi phụ muốn cường rất nhiều. Lui một vạn bước tới giảng, liền tính vô pháp chiến thắng thiên tư mang đến những cái đó cường giả, nhưng tự bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề. Độc cô tiêu nghe thế an tâm một chút, thông qua kế tiếp cùng huyền minh nói chuyện với nhau, độc cô tiêu biết được càng nhiều tin tức. Thái hư thần tông dù sao cũng là đại giáo phái, cha ruột huyền minh thân phận địa vị trung quy vô pháp tiếp xúc đến giáo nội đứng đầu thiên kiêu. Có thể mang về tới bình thường thiên kiêu cũng đã phi thường không dễ dàng. Đặc biệt độc cô tiêu hiểu biết đến, côn luân khư nội càng chú trọng thiên địa nguyên tố vận dụng cùng với thiên địa phù hợp tu luyện pháp tắc. Phụ thân, nói như vậy cắn nuốt thiên địa nguyên tố chi lực cũng rất có ưu thế. Độc cô tiêu kích động hỏi. Huyền Minh lập tức hồi phục, không sai, hơn nữa côn luân khư nội linh khí cùng thiên địa nguyên tố chi lực càng thêm sung túc. Nếu có thể trực tiếp cắn nuốt vì mình dùng, mặc dù ở Thái hư thần tông nội, cũng có thể chiếm cứ một vị trí nhỏ. Thật tốt quá! Độc cô tiêu cảm thấy tin tức này phi thường phấn chấn nhân tâm. Ngay sau đó đem chính mình tu luyện công pháp đại khái kể ra một lần. Không nghĩ tới ngô nhi lại có như thế kỳ ngộ, nếu cái kia cung thiên thu cũng đủ cường hãn, lần này nhưng thật ra có thể suy xét liên thủ huyền minh dừng một chút ngay sau đó chuyện vừa chuyển nói đến lúc đó vi phụ hảo hảo quan sát một phen lại làm quyết định đi độc cô tiêu lại là cảm giác phụ thân suy xét đến có chút dư thừa cung thiên thu thực lực như vậy cường hãn nếu liên thủ có lẽ thật có thể xoay chuyển chiến cuộc theo sau hai người lại trò chuyện rất nhiều mới cắt đứt liên hệ độc cô tiêu đối với côn luân khư cũng càng thêm hướng tới trong lòng càng là hạ quyết tâm chỉ cần lần này có thể tự bảo vệ mình, liền tùy phụ thân đi trước côn luân khư. Có lẽ có thể thông qua cực đoan cắn nuốt công pháp xông ra một phen thiên địa đâu. Độc cô tiêu hưng phấn mà nghĩ. Bên kia, đại bản doanh nội, trải qua chu tước đám người kỹ càng tỉ mỉ bài tra, rốt cuộc lại điều tra tới rồi mấu chốt manh mối. Hứa tình nhã ba người thế nhưng là ở đại bản doanh phụ cận biến mất. Đặc biệt ngày đó phụ trách bên ngoài vẫn là tiêu phong hơn nữa không lâu trước đây ngự phong thiên tư cũng là ở tiêu phong dưới mí mắt bị cướp đi. Tiêu phong khẳng định thoát không ra quan hệ, ở cái loại này dưới tình huống tưởng giấu người tai mắt, liền yêu cầu đem người điều khỏi tương quan vị trí. Hơn nữa phía trước liền nghe người ta nói quá, hứa tình nhã ba người cùng tiêu phong từng có thực kịch liệt ngôn ngữ xung đột, thậm chí suýt nữa động thủ. Khởi xung đột nguyên nhân đúng là bởi vì cung thiên thu. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đầu mâu thẳng chỉ tiêu phong cần thiết cùng hắn ngả bài, mặc dù là ép hỏi cũng không tiếc. Kỳ lân lạnh lùng nói. Chu tước đám người liên hợp ninh tấn nghiệp tiến đến tìm kiếm tiêu phong. Quả nhiên ở đại bản doanh diễn võ trường tìm được rồi đang ở tu luyện tiêu phong. Nhìn thấy hùng hổ mọi người, tiêu phong nhíu nhíu mày, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mấy người lửa giận cùng địch ý. Bá, mấy người nhanh chóng đem tiêu phong vây quanh ở chính giữa. Tiêu phong, người gần nhất có phải hay không lại liên hệ cung thiên thu? hoặc là nói lại cùng nàng gặp mặt. Tiêu phong, người có thể hay không đừng lại trợ trụ vi ngược. Cung thiên thu chính là thiên thu giáo giáo chủ, người đến tột cùng khi nào mới có thể nhận rõ nàng người này. Chu tước đám người ngữ khí phi thường cường ngạnh, cơ hồ liền tương đương với ở chất vấn. Tiêu phong sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Ánh mắt cũng là càng ngày càng lạnh băng. Các người rốt cuộc dây dưa không xong, một hai phải bước ta đối với các người động thủ mới cam tâm sao. Tiêu Phong gần như giống giận ra tiếng, hắn cảm giác trong lòng cảm xúc đã tới rồi bùng nổ bên cạnh. Tiêu Phong, người thật là không có thuốc nào cứu được. Ninh Tấn Nghiệp trầm giọng nói. Audio điện tử võ tấn bền. Chuyện của ta còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân, cấp lão tử lăn. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phong thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. Tấn Nghiệp, cẩn thận. Thanh Long cao giọng nhắc nhở. Nhiều năm qua ở kề cận cái chết lăn lê bò lết đối với nguy hiểm cảm giác nói cho hắn, tiêu phong ở nào đó nháy mắt động sát khí. Ninh tấn nghiệp tu vi cũng không thấp, xuất phát từ tu luyện giả bản năng, nhanh chóng chiều bên cạnh né tránh. Phanh, nhưng mà tiêu phong tốc độ càng mau, một quyền nện ở bờ vai của hắn. Giang giác, theo xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, ninh tấn nghiệp thân thể cũng về phía sau chạy như bay mà đi liên điểm này bản lĩnh cũng dám đối lão tử khoa tay múa chân ai cho ngươi dũng khí tiêu phong dùng trên cao nhìn xuống ngữ khi nói còn có các ngươi không phải luôn thích không có chứng cứ liền ngang ngược chỉ trích sao chỉ biết nhằm vào thiên thu nhằm vào ta hôm nay vừa vặn cùng các ngươi nợ mới nợ cũ cùng nhau tính thanh đến đây đi các ngươi cùng nhau thượng tiêu phong hai mắt đỏ bừng trên người hơi thở cũng dị thường hung lệ thanh long đám người trong lúc nhất thời thật đúng là bị kinh sợ ở đương nhiên càng nhiều vẫn là khiếp sợ, hắn chuyên môn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tiêu phong thế nhưng đối ninh tấn nghiệp ra tay. Xem ra người thật là điên rồi, chủ tước, chúng ta cùng nhau thưởng, có lẽ có thể đem hắn đánh thanh tỉnh đâu. Kỳ lân đã sớm nghẹn một bụng hỏa, tiêu phong đột nhiên ra tay, trực tiếp đem này đoàn ngọn lửa cấp hoàn toàn kíp nổ. Vậy các người còn đang đợi cái gì, ra tay đi. Tiêu phong đồng dạng giận sôi máu, đã sớm cảm giác bị mọi người cô lập, giờ phút này rốt cuộc đem ẩn nhẫn cảm xúc phát tiết ra tới. Chỉ là loại này cảm xúc vết nứt một khi xuất hiện, liền giống như vỡ đê hồng thủy, một phát không thể vãn hồi. Nếu các ngươi không ra tay, kia ta liền tới rồi. Khi nói chuyện, Tiêu Phong lại lần nữa biến mất ở mọi người tầm mắt. Giây tiếp theo, Tiêu Phong đã xuất hiện ở Chu Tước phía sau, đối với nàng phần lưng chính là một trường. Chu Tước lại muốn tránh đã là không còn kịp rồi. Liền tại đây nhìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, một đạo thân ảnh chờ tới đối với tiêu phong bàn tay đánh ra một quyền phanh cường đại năng lượng dư ba chợt từ hai người quyền trưởng tiếp xúc bộ khuếch tán mở ra tiêu phong ngay sau đó lui đi ra ngoài tập trung nhìn vào trước mắt đã là đứng yên một người đúng là quân quân tiêu phong sư huynh ngươi làm gì vậy đại gia có nói cái gì nói rõ ràng không phải được rồi một hai phải quyền cước tương hướng sao quân quân trầm giọng nói tiêu phong ngạc nhiên sắc mặt mấy độ biến hóa nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống tiếp tục ra tay xúc động chỉ là liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia kia cổ muốn đem quân quân công lực cắn nuốt ý niệm lại lần nữa kích động thậm chí muốn so trước kia còn mãnh liệt vài phần này nhưng đem tiêu phong hoảng sợ nếu không phải bọn họ đau khổ tương bức ta lại như thế nào sẽ đối bọn họ ra tay tiêu phong chỉ vào chu tước đám người nói đã sớm nói qua các ngươi nếu có thể lấy ra vô cùng xác thực chứng cứ ta lấy chết tạ tội đều được nhưng nếu không có chứng cứ như cũ mang theo thành kiến chỉ trích, vậy đừng trách ta không niệm ngày xưa tình nghĩa. Giờ khắc này Tiêu Phong cũng không có thoái nhược, hắn cảm thấy cần thiết đem sự tình hoàn toàn nói khai. Quân quân nháy mắt liền minh bạch đại khái sao lại thế này. Tiêu Phong sư huynh, người trước xin bất giận, chuyện này ta sẽ cùng Thanh Long thúc thúc bọn họ nói rõ ràng. Quân quân Trần An nói. Quân quân, hôm nay ta liền xem ở ngươi mặt mũi thượng, không cùng bọn họ so đo, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiêu Phong nói xong xoay người rời đi. Nhìn hắn bóng dáng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhất hẳn là tự giải quyết cho tốt người, thế nhưng làm chính mình tự giải quyết cho tốt. Chê cười. Quân Quân, Tiêu Phong vừa rồi phản ứng quá mức kịch liệt. Ta cho rằng Ngự Phong Thiên Tư cùng hứa tình nhã ba người, chính là hắn tiết lộ cho cung Thiên Thu. Chu Tước trầm giọng nói. Ninh Tấn Nghiệp giờ phút này cũng ăn đan dược đứng lên, chỉ là trong cơ thể khí huyết vẫn có cuồn cuộn không ngừng vừa rồi tiêu phong động sát khí ta thật hoài nghi hắn tẩu hỏa nhập ma ninh tấn nghiệp thở hổn hển nói quân quân sắc mặt ngưng trọng nàng lại làm sao không có loại cảm giác này đâu liền ở vừa mới quân quân rõ ràng đã nhận ra tiêu phong cảm xúc dị thường biến hóa kia cảm giác giống như là muốn đem chính mình nuốt giống nhau chẳng lẽ các ngươi không cảm giác gần nhất tiêu phong tu vi chướng đến có chút thái quá sao ninh tấn nghiệp đột nhiên một câu đánh vỡ trầm mặc đúng vậy mọi người có loại như mộng mới tỉnh cảm giác trước kia ninh tấn nghiệp mặc dù không địch lại tiêu phong nhưng ít ra có thể toàn thân mà lui nhưng căn cứ vừa rồi giao thủ trạng huống tới xem ninh tấn nghiệp ở tiêu phong thế công hạ cơ bản thuộc về không hề có sức phản kháng chu tước đám người cũng ý thức được tiêu phong ở chuẩn bị một đôi nhiều khoảnh khắc bộc phát ra tới hơi thở thực sự phi thường khủng bố làm thậm chí bọn họ đáy lòng đều không tự giác sinh ra một loại vô pháp chiến thắng chi niệm một giây nhớ kỹ nghiễm nhiên cùng lần đầu tiên tới đại bản doanh hoành hành không cố kỵ độc cô tiêu không phân cao thấp. Tiêu phong thực lực như thế nào sẽ như thế chi cường. Đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này mới tiến bộ vượt bậc. Quân quân, vừa rồi ngươi cùng tiêu phong giao thủ cảm giác như thế nào? Chu tước đột nhiên hỏi. Quân quân trầm ngâm một lát nói, tiêu phong sư huynh tu vi sắc thật tăng lên thần tốc, chỉ là hắn tu luyện công pháp có chút kỳ quái. Nơi đó kỳ quái, tiêu phong tu luyện không phải quân quân người tự nghĩ ra công pháp sao? Đúng vậy, vài người đầy mặt nghi hoặc. Quân quân trầm giọng nói, ta là truyền thủ quá tiêu phong sư huynh công pháp, nhưng hắn sử dụng có điểm giống cực đoan cắn nuốt đường nhỏ. Đương nhiên ta cũng không quá xác định, rốt cuộc vừa rồi chỉ là ngắn ngủi giao thủ. Chu tước thực nhạy bén bắt giữ tới rồi điểm mấu chốt, hỏi do, quân quân, ý của ngươi là tiêu phong cùng độc cô tiêu tu luyện chính là cùng loại công pháp. Không quá xác định, Quân quân dừng một chút tiếp tục nói, tìm cái thích hợp cơ hội ta đi thử một chút đi. Quân quân nói như vậy cũng thuộc về lưu trữ tình cảm. Tuy rằng vừa rồi chỉ là đúng rồi một trường, nhưng tiêu phong để lộ ra kia cổ bá đạo tà âm khí kình đã phi thường rõ ràng. Này vô cùng có khả năng huấn luyện cực đoan cắn nuốt công pháp, cùng lần đầu độc cô tiêu triển lãm ra tới trạng thái không có sai biệt. Quân quân, chờ lão đại trở về, người vẫn là mặt bên nhắc nhở một chút lão đại đi. Tiêu Phong lần này dám đối với tấn nghiệp ra tay, khó bảo toàn về sau sẽ không đối phó lão đại A. À. Chu Tước nói được không sai, phòng người chi tâm không thể vô, Tiêu Phong trong khoảng thời gian này biến hóa thật sự quá lớn. Chu Tước đám người sôi nổi đề nghị. Này cũng xác thật là mọi người sâu trong nội tâm lo lắng. Trước kia hai bên cũng khởi quá không ít tranh chấp, nhưng Tiêu Phong chưa bao giờ động qua tay. Rốt cuộc một khi động thủ tính chất liền khác nhau như trời với đất, cơ hồ tương đương với xé rách ra mặt nói cách khác dĩ vãng mọi người còn đều xem ở diệp quân lâm mặt mũi thượng hành sự toàn lưu có một tia đường sống nhưng hôm nay phát sinh sự tình hiển nhiên diệp quân lâm tình cảm ở tiêu phong trong mắt đã không như vậy quan trọng quân quân gật gật đầu nói hảo ta sẽ nhắc nhở ba ba hơn nữa ta càng ngày càng hoài nghi là tiêu phong lộ ra ngự phong thiên tư cấp cung thiên thu bởi vì mặc dù độc cô tiêu ở đại bản doanh phụ cận sớm có mai phục nhưng là sao có thể đột nhiên liền có thiên thu giáo điên cuồng tiến công đại bản doanh đâu. Này hai người phối hợp cũng quá ăn ý, thật giống như biết chúng ta sẽ đi chi viện giống nhau. Hơn nữa lúc ấy tiêu phong ẩn thân địa điểm cực kỳ bí ẩn, nếu không phải hắn chủ động tiết lộ, mặc dù chúng ta muốn tìm đến cũng đến hoa rất lớn công phu. Chu Tước Ngưng Thanh nói, mọi người nghiêm túc tự hỏi, phát hiện xác thật là như thế này. Hơn nữa thiên thu giáo động tác, rõ ràng so đại bản doanh mọi người nhanh nửa nhịp nếu không có bên trong nhân viên từ giữa để lộ bí mật, căn bản không có khả năng trùng hợp như vậy. Hứa tình nhã ba người chính là ở đại bản doanh phụ cận mất tích, điểm này đã xác định. Mà cùng ngày phụ trách bên ngoài cảnh giới cũng là tiêu phong. Một lần hai lần có lẽ là trùng hợp, nhưng sở hữu sự đều tiến đến cùng nhau, đó chính là ra vấn đề. Chu Tước trầm giọng nói. Quân lâm ánh mắt cũng trở nên phá lệ ngưng trọng, hiện giờ sở hữu đầu mâu đều chỉ hướng tiêu phong xem ra vị sư huynh này thật sự khả năng xuất hiện vấn đề lớn hơn nữa lần này tiêu phong đối tấn nghiệp đối thủ vô cùng có khả năng là cung thiên thu tử giữa suối dục nàng thiện dùng loại này thủ đoạn hơn nữa làm rất nhiều nam nhân đều cam tâm tình nguyện vì nàng sử dụng này tuyệt đối là cái nguy hiểm tín hiệu chúng ta không thể không phòng chu tước mỗi câu nói đều như là một thanh bố tạ đánh ở mọi người trong lòng mấu chốt là tiêu phong hiện tại thực lực muốn âm thầm dám thì căn bản không có khả năng kỳ lân có chút buồn bực mà nói chu tước ngưng thanh nói nếu âm thầm dám thì không thể thực hiện được vậy minh tới a à? kia vạn nhất tiêu phong lại động thủ đâu ai có thể ngăn được hắn huyền vũ ồm ồm mà nói các ngươi không thể đổi một loại ý nghĩ a à? đầu cái chụp tóc chỉ chu tước cười cười tiếp tục nói tỷ như làm sư mẫu lấy đại bản doanh yêu cầu cao thủ tỏa trấn vì từ đem tiêu phong lưu tại đại bản doanh thậm chí lưu tại sư mẫu cùng quân quân bên người như thế tiêu phong hết thảy hành động không phải đều ở trong mắt sao. Quan trọng nhất chính là, tiêu phong cho dù cái phạm hồn, cũng không có khả năng đối sư mẫu cùng quân quân ra tay. Ta cảm thấy này pháp được không? Quân quân dẫn đầu tỏ vẻ tán đồng. Rốt cuộc phương thức này đã có thể tạo được giám thị tác dụng, còn có thể không cho tiêu phong quá nhiều hoài nghi. Thanh Long đám người cũng cảm giác này phương pháp không tồi. Cũng không biết lão đại khi nào trở về, thiên tư bọn họ nhưng lập tức liền phải trở về đến lúc đó chấn ma tư đối chúng ta thái độ còn chưa cũng biết. Lão đại lần này cũng quá cẩn thận, đi nơi nào liền quân quân cùng sư mẫu cũng chưa nói cho. Mọi người sôi nổi phun tào, trong lòng lại là kỳ mong Diệp quân lâm mau chút trở về chủ trì đại cục. Bên kia, Siberia linh mạch chỗ, không thể không nói chiến hùng quốc này linh mạch phi thường khủng bố. Diệp quân lâm đám người kế tiếp lại tiến hành rồi tân một vòng tôi thể. Hơn nữa Thượng Đế chi não nghiên cứu phát minh đại phê lượng kiểu mới vũ khí, như cũ còn thừa không ít linh mạch chi lực. Ở lần trước xuất quan khi, Diệp Quân Lâm đã từng cấp Thượng Đế chi não bố trí cái nhiệm vụ, toàn thế giới trong phạm vi tìm kiếm siêu cấp linh mạch. Thượng Đế chi não cũng vẫn chưa làm Diệp Quân Lâm thất vọng, nghiên cứu ra kiểu mới dò xét dụng cụ. Cho dù là bị phong ấn lên siêu cấp linh mạch, dùng loại này dụng cụ ở nhất định trong phạm vi cũng có thể phát hiện. Thượng Đế chi não rất là đắc ý mà nói. Đối với mỗi một kiện tân nghiên cứu phát minh ra tới tác phẩm, hắn đều phi thường có thành tựu cảm. Đặc biệt còn có thể cấp diệp quân lâm cung cấp trợ giúp, này liền làm thượng đế chi não càng thêm tự hào. Làm được xinh đẹp, diệp quân lâm tự đáy lòng mà khen nói. Trải qua tân một vòng tôi thể, diệp quân lâm cùng văn lôi đám người thực lực lại lần nữa tăng lên. Theo sau diệp quân lâm lại âm thầm đem ninh tấn nghiệp cùng với tu luyện cơ sở công pháp 80 người đều lần lượt nhận lấy. Đương nhiên vì giấu người tai mắt, Diệp Quân Lâm đem này 80 người phân thành 10 chi tiểu đội ngũ, làm cho bọn họ từng nhóm đi vào siêu cấp linh mạch. Hơn nữa đối đại bản doanh nhân viên tuyên bố những người này là đi chấp hành nhiệm vụ, như thế vẫn chưa khiến cho những người khác quá nhiều chú ý. Rốt cuộc Ninh Tấn Nghiệp cũng thuộc về Diệp Quân Lâm thân tín, bọn họ ra ngoài chấp hành bí mật nhiệm vụ cũng có rất nhiều lần. 10 chi phân đội nhỏ tuần hoàn lập lại lợi dụng siêu cấp linh mạch tôi thể tu luyện, chỉnh thể thực lực lại lần nữa đại biên độ tăng lên vì tiếp tục tăng mạnh này chi quân đầy đủ sức lực tổng hợp sức chiến đấu. Diệp quân lâm còn cấp này 80 người trang bị thượng đế chi não nghiên cứu phát minh ra tới chiến y cùng với kiểu mới vũ khí trang bị. Thiên thu giáo còn có thiên tư, các người hảo hảo chờ, này phân đại đại kinh nghỉ đã chuẩn bị ổn thỏa. Diệp quân lâm lạnh lùng mà nói. Vạn thi hố, thiên thu giáo tổng đàn nội. Theo thiên tư cùng huyền minh ngày về bách cận, cùng thiên thu cũng bắt đầu rồi kế tiếp bố cục nàng đầu tiên tìm được chính là độc cô tiêu sư phụ tìm ta là có cái gì phân phó sao độc cô tiêu trước sau như một cung kính tuy rằng huyền minh sắp trở về cho hắn rất lớn tự tin nhưng là ở độc cô tiêu xem ra cung thiên thu như cũ là cái đáng giá đi theo người sư phụ đối với ngươi như thế nào độc cô tiêu giật mình ngay sau đó bận rộn lo lắng làm ra đáp lại sư phụ đãi ta cực hảo chẳng những theo ta tánh mạng ở công pháp phương diện cũng là dốc túi tương thụ sáng lập thiên thu giáo sau lại lập ta vì thiếu chủ đúng là bởi vì sư phụ to lớn duy trì đồ nhi mới có thể báo thù rửa hận có thể nói sư phụ đối ta trời cao đất rộng tri ân đồ nhi cảm kích mạc danh độc cô tiêu đối với cung thiên thu ân huệ thuộc như lòng bàn tay ở hắn sâu trong nội tâm cũng xác thật phi thường cảm kích cung thiên thu chính mình có thể ở đại bản doanh hoành hành không cố kỵ thân thủ tàn sát ngũ phương các rất nhiều cường giả độc cô tiêu đều quy công với cung thiên thu công lao nhớ kỹ địa chỉ web rốt cuộc không có nàng truyền thụ cực đoan cắn nuốt công pháp chính mình liền không có biện pháp trong thời gian ngắn tăng lên như thế to lớn đây đều là vi sư nên làm cung thiên thu thở dài tiếp tục nói chẳng qua thiên tư sắp hủy côn luân khư đại năng trở về vi sư có chút không để a à. cung thiên thu nói tuy rằng đột nhiên im bặt nhưng ý tứ đã phi thường rõ ràng ta yêu cầu viện quân ta yêu cầu trợ lực sư phụ không cần quá mức lo lắng đến lúc đó ta sẽ tận lực thuyết phục phụ thân cùng sư phụ liên thủ cường cường liên hợp dưới nói vậy ngày đó tư cũng sẽ né xa ba thước độc cô tiêu trầm giọng nói cung thiên thu trong lòng đại hỷ trên mặt lại là không lộ thanh sắc nếu có thể cùng lệnh tôn liên thủ tự nhiên là hảo cung thiên thu lại thở dài có chút bất đắc dĩ mà tiếp tục nói chỉ là côn luân khư cường giả như mây như thế bị động chống đỡ khi nào thì kết thúc a à đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nếu có thể đi vào côn luân khư tu luyện, mới có thể nhất lao vĩnh giật. Này có khó gì? Độc Cô Tiêu cười nói, sư phụ yên tâm, đến lúc đó ta liền cùng phụ thân kể ra việc này. lấy sư phụ ngài thực lực cùng thiên phú, muốn tiến vào côn luân khư hoàn toàn không khó khăn. Hảo a, à, không hổ là ta nhất coi trọng đồ đệ. Cung Thiên Thu cười cười nói, kia chuyện này vi sư liền làm ơn ngươi tới làm a. À. Bao ở ta trên người. Độc cô tiêu vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Kỳ thật độc cô tiêu làm ra bảo đảm, trừ bỏ là bị cung thiên thu cố tình dẫn đường ở ngoài. Còn bởi vì huyền minh mấy ngày trước đây truyền đến tin tức, đối mặt thiên tư mang đến những cái đó cường giả, phụ thân cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Cho nên huyền minh cũng yêu cầu một cái cường hữu lực đồng đội, mà cung thiên thu không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Cung thiên thu tâm cơ thủ đoạn cùng thực lực thiên phú đều không thể bắt bẻ, hơn nữa cái vô khổng bất nhập thiên thu giáo, cho dù thiên tư mang đến đại năng càng cường một ít lại như thế nào. Hoàn toàn có thể chính diện ngạnh cương a." À. Cung Thiên Thu cười nói, "Hảo a, à, có ngươi như vậy một cái đổ đệ, vi sư lâu cảm thấy mỹ mãn." Cung Thiên Thu trong lòng còn lại là thở dài ra một hơi, ám đạo nếu thật có thể tiến vào Côn Luân Khư tu luyện liền thật tốt quá. Nàng chính là nghe nói, mặc dù là giống hai đại dị tộc cái loại này quy mô linh mạch. Tuy rằng tại thế tục giới được xưng là siêu cấp linh mạch, thả cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở Côn Luân Khư nội liền giống như cải trắng lơ lỏng bình thường, thậm chí có thể nói tùy ý có thể thấy được. Này chi gian tranh lệch có thể nghĩ. Đối mặt như thế phong phú tu luyện tài nguyên, cũng khó trách nơi đó mặt cường giả như mây. Đặc biệt chính mình tu luyện chính là cực đoan cắn nuốt công pháp, một khi tiến vào Côn Luân Khư, kia không phải muốn trực tiếp bay lên. Tưởng tượng đến này cung thiên thu liền phi thường buồn bực, vốn dĩ vĩnh hằng quốc gia cái kia siêu cấp linh mạch đủ để lệnh nàng lại lần nữa tăng lên rất nhiều thế nhưng bị người hủy hoại, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Thu liếm tâm thần, cung thiên thu tiếp tục suy tư kế tiếp kế hoạch. Huyền Minh đáp ứng cùng chính mình liên thủ cố nhiên là hảo, nhưng nếu hắn có khác sắp tâm, kia cũng quyết không thể ngồi chờ chết. Nếu chu toàn với đồng đảo cường giả chi gian, quan trọng nhất là tìm kiếm đến tiến vào côn luân khư việc làm thiên môn. Chỉ cần có thể đi vào côn luân khư, hết thảy đều không phải vấn đề. Đáng giận thiên tư, làm bản giáo chủ tìm được cơ hội, định đem người bầm thây vạn đoạn. Cung thiên thù giận không thể át, nếu không phải thiên tư trở về, nàng cũng liền không cần như vậy sợ đầu sợ đuôi. Chấn ma tư, ở mọi người tha thiết hy vọng chung, thiên tư rốt cuộc mang theo côn luân khư vài vị đại năng trở về. Chấn ma tư trên dưới toàn viên xuất động nghinh đón, trường hợp cực kỳ long trọng đồ sộ. Liền mỗi ngày tư thân xuyên một bộ hôi bố trường bào, chân đặng một đôi màu đen bước trên mây ủng. Tuy rằng dâu tóc bạc trắng, làn da lại trơn bóng dị thường, giống như mới sinh ra không bao lâu trẻ con giống nhau. Đặc biệt cặp kia con người giống như hàn tinh, bắn ra trói mắt hàn quang, làm người không dám nhìn thẳng. Thiên tư sau lưng có một thanh cổ xưa trường kiếm, rất có một tia tiên phong đạo cốt hương vị. Thiếu chủ, đại trưởng lão các vị bên trong thỉnh. Thiên tư tất cung tất kính rỗi tay đáp vừa mời tự. Chấn ma tư mọi người sôi nổi nhìn lại, liền thấy đi theo thiên tư mà đến cùng sở hữu bảy người. Một giây nhớ kỹ, cầm đầu chính là cái người trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi xuất đầu bộ dáng. Tướng mạo dùng anh Tuấn tiêu sái phong độ nhẹ nhàng tới hình dung chút nào không quá. Quần áo phục cổ lại phi thường đẹp đẽ quý giá, phảng phất cổ đại thế gia quý công tử xuyên qua mà đến giống nhau. Bên hông mang theo khối cổ xưa ngọc bội, trong tay cầm kiếm, khí độ phi phàm. Ở người trẻ tuổi bên người còn có vị tướng mạo thoạt nhìn qua tuổi cổ lai hy lão giả. Mặc tuy rằng phi thường bình thường, nhưng cả người giơ tay nhấc chân gian lại người sở hữu một cổ ổn như thái sơn khí thế uy áp. Đặc biệt hắn sau lưng cóng chuôi này cổ kiếm, chiều dài đều mau đuổi kịp lão giả thân cao, có vẻ có chút buồn cười. Ở hai người phía sau còn đi theo năm tên tinh tráng trung niên nhân, mỗi người đều khí độ bất phàm. Những người này phảng phất trích tiên buông xuống phàm trần, nhất cử nhất động đều có thể làm nhân tâm sinh cúng bái chi ý. Nhưng này bảy người có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là bọn họ trong mắt mang theo không chút nào che giấu khinh miệt chi ý. Thật giống như cao cao tại thượng thần minh ở quan sát chúng sinh muôn nghìn. Mặc dù đối đãi thiên tư, bọn họ đều là một bộ trên cao nhìn xuống thượng vị giả tư thái. Nhưng mà chấn ma tư mọi người lại cũng dám giận không dám ngôn, rốt cuộc ngay cả thiên tư cũng chưa biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn. Thậm chí thiên tư ở toàn bộ trong quá trình tấn hiện nịnh nọt thái độ. Đây là côn luân khư đại năng, quả nhiên không giống người thường. Nhìn dáng vẻ người trẻ tuổi kia thân phận đặc thù, khả năng ở thiên tư vị trí tông phái nội địa vị đều rất cao. Đúng vậy, còn có vị kia lão giả, liền cùng lão thần tiên giống nhau. Mọi người khe khẽ nói nhỏ, nhìn về phía bảy người giống như là ở nhìn lên thần linh, tự nhiên mà vậy toát ra kính sợ chi sắc. Người sáng lập chấn ma tư cũng quá yếu đi. Người trẻ tuổi bĩu môi nói. Thiên tư đầy mặt cười làm lành nói, thế tục giới linh khí loáng, xác thật vô pháp cùng côn luân khư đánh đồng, làm thiếu chủ chê cười. Người trẻ tuổi tên là Tạ Hoàn Vũ, là trời cao phái thiếu chủ. Mà Thiên Tư bất quá là tông phái nội một cái nho nhỏ đà chủ, thân là địa vị kém cách xa, tự nhiên không dám lỗ mãng. Cũng là, thế tục giới chung quy quá rác rưởi, này cũng không phải ngươi vô năng, có thể lý giải. Tạ Hoàn Vũ ngoài miệng nói lý giải, trên mặt khinh miệt chi sắc lại càng thêm rõ ràng. Thiếu chủ ngài cùng đại trưởng lão cùng với chư vị đi trước nghỉ ngơi. Ta trước hướng này đó vô tri bọn nhỏ giới thiệu một chút côn luân khư, làm cho bọn họ cũng được thêm kiến thức. Như vậy an bài tốt không? Thiên tư hỏi dò. Tạ Hoàn Vũ gật gật đầu, nói, có thể, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm kiếm mấy cái thiên phú miễn cưỡng nói được quá khứ. Hiện tại Tông Phái đang ở khuếch trương, người cũng đến tận khả năng nắm chặt cơ hội này mới là, hiểu không? Tuân Mệnh, đa tạ thiếu chủ diêu dắt, thiên tư vui mừng khôn xiết trời cao phái trước mắt đang ở khắp nơi hấp thu nhân tài tiến hành khuếch trương nhưng chủ yếu là nhằm vào côn luân khư nội tán tu hiện giờ làm chính mình ở trấn ma tư chọn lựa mấy người xác thật là ngàn năm một thuở cơ hội một khi bị lựa chọn vô luận đối với trấn ma tư vẫn là đối chính mình kia đều đem là cực đại trợ lực hiểu được cảm ơn là được đi thôi tạ hoàn vũ cười nói hiển nhiên hắn thực hưởng thụ loại này đối với chính mình bố thí lại bị người coi nếu chân bảo cảm giác biết được thiên tư sắp phổ cập côn luân khư tình huống chấn ma tư trên dưới một mảnh hoan hô nhảy nhót mọi người thật giống như chuẩn bị đi học học sinh tiểu học hết sức chăm chú chờ đợi lão sư đi lên bục giảng nhập học côn luân khư bên trong người mới sinh ra chẳng sợ không trải qua bất luận cái gì tu luyện là có thể đạt tới ta tìm kiếm khi thực lực thiên tư trầm giọng nói câu này lời dạo đầu giống như ngàn cân cự thạch tự trời cao đầu nhập bình tĩnh mặt hồ hiện trường nháy mắt sôi trào lên không hổ là tu luyện thánh địa a, mới sinh ra là có thể đạt tới thiên tư khi đó cảnh giới, này cũng quá khủng bố đi. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thắng ở vạch xuất phát? Đầu cái chụp tóc chỉ, thiên tư phất phất tay, hiện trường dần dần an tĩnh lại, chỉ là mọi người rốt cuộc khó nén đối với Côn Luân khư hướng tới chi sắc. Thử nghĩ tại thế tục giới hết cả đời này nỗ lực tu luyện cũng chưa mấy người có thể đạt tới cảnh giới. Kết quả ở Côn Luân khư sinh ra liền có được loại này thật lớn dụ hoặc có thể nghĩ có bao nhiêu mãnh liệt. Côn Luân khư nội linh khí cực kỳ sung túc, chẳng sợ không tu luyện bất luận cái gì công pháp, đơn thuần nhuộm dần ở linh khí bên trong là có thể trên diện rộng tăng lên tu vi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Côn Luân khư nội có rất nhiều thiên tài địa bảo. Tùy tiện một gốc cây thiên tài địa bảo, đều có thể cho người nghịch thiên sửa mệnh. Lợi dụng này những thiên tài địa bảo luyện chế đan dược càng thêm thần kỳ, tẩy kinh phạt tủy tiến hóa căn cốt, đều là chuyện thường ngày thậm chí có chút đan dược có thể trực tiếp làm người thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Thiên tư đĩnh đạc mà nói, chấn ma tư chúng thành viên trong mắt tràn đầy mãnh liệt. Côn Luân Khư Tông Phái nội truyền thừa công pháp, đều thuộc về thủy tổ cấp bậc tồn tại. Liền kia chúng ta chấn ma tư luyện khí chi thuật tới giảng, kỳ thật chính là nơi phát ra với Côn Luân Khư. Chẳng qua đối với Côn Luân Khư chân chính luyện khí thuật mà nói, bất quá là ra lông thôi. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ không thôi, bọn họ không nghĩ tới chấn ma tư thế nhưng thừa tự với côn luân khư. Khó trách đã từng sừng sướng hậu thế tục giới đỉnh. Nhưng mà chỉ là một ít công pháp tu luyện ra lông là có thể đạt tới như vậy trình độ, càng thêm thuyết minh côn luân khư khủng bố. Lại có chính là côn luân khư còn có rất nhiều siêu cấp linh mạch, đương nhiên ta là chỉ thật thật ý nghĩa thượng siêu cấp linh mạch. Liền lấy chúng ta chấn ma tư lại lấy sinh tồn siêu cấp linh mạch, ở côn luân khư nơi nơi có thể thấy được thậm chí có thể nói loại này cấp bậc linh mạch ở Côn Luân Khư Nội liền thuộc về cơ sở linh mạch. Thiên tư uống ngụm nước trà, nhìn thủ hạ người đầy mặt hướng về, trong lòng cảm giác về sự ưu việt mười phần. Chính mình loại thực lực này đặt ở Côn Luân Khư thuộc về lơ lỏng bình thường, bị một ít đại năng giống đối đãi tôn tử giống nhau quát mắng. Chỉ sợ cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể tìm được thuộc về chính mình tôn nghiêm cùng vinh quang. Thiên tư, kia Côn Luân Khư siêu cấp linh mạch lại là bộ dáng gì? thần thiên giam lâm thời người nắm quyền ra tiếng dò hỏi. Những người khác cũng sôi nổi dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe. Thiên tư ho nhẹ hai tiếng nói, liền lấy ta lúc trước tìm kiếm tiến vào côn luân khư thiên môn khi phát hiện linh mạch, bên trong ẩn chứa linh khí hiện ra kim hoàng ánh sáng. Loại này cấp bậc linh mạch xưng là thần mạch, mà thần mạch còn lại là côn luân khư nhập môn linh mạch. Ta lệ thuộc trời cao phái liền có được bảy điều thần mạch, còn có càng cao cấp bậc thánh mạch, hiện ra xích hồng sắc trời cao phái liền không có thánh mạch tồn tại, loại này cấp bậc linh mạch chỉ sợ là những cái đó siêu cấp tông phái mới có thể có được. Nói xong lời cuối cùng thiên tư có chút tiếc hận, rốt cuộc trời cao phái ở Côn Luân Khư trung thuộc về so cấp thấp khác giáo phái. Thiên tư, ngài nói chúng ta thế tục giới hắn có hay không khả năng xuất hiện thần mạch hoặc là thánh mạch. Lại lần nữa có người đặt câu hỏi. Tuyệt không khả năng. Thiên tư không có chút nào do dự liền làm ra đáp lại, thần mạch cùng thánh mạch mặc dù ở côn luân khư cũng thuộc về quý hiếm linh mạch, thế tục giới sao có thể có. Lui một vạn bước giảng, nếu thế tục giới có được loại này cấp bậc linh mạch, linh khí một khi bùng nổ, kia sẽ là toàn bộ nhân loại tai nạn. Thiên tư nói như vậy vẫn chưa nói ngoa. Căn cứ hắn hiểu biết, thần mạch cùng với thánh mạch lực lượng cực kỳ khủng bố, linh khí một khi phóng xuất ra tới, người thường căn bản vô pháp thừa nhận. Tuy rằng nói linh khí bùng nổ sẽ cho rất nhiều thiên phú giả sáng tạo ra một bước lên trời cơ hội, nhưng thế tục giới tuyệt đại đa số trung quy đều là người thường. Bọn họ thân thể tố chất căn bản vô pháp thừa nhận như vậy tinh thuần linh khí đánh sâu vào, mặc dù là thần mạch bên cạnh linh khí, cũng có thể làm người thường nháy mắt mất mạng. Cho nên thế tục giới căn bản không có khả năng xuất hiện thần mạch, càng miễn bản thánh mạch. Còn có một ít có được đặc thù thuộc tính linh mạch, cũng phi thường hiếm thấy thiên tư tiếp tục phổ cập khoa học côn luân khư, liền tỷ như dược mạch, có thể tẩm bổ nhân thể kinh mạch thân thể, đồng thời còn có thể dựng dục thiên tài địa bảo. Còn nữa chính là có được nguyên tố chi lực linh mạch, tỷ như hỏa thuộc tính linh mạch, có thể tẩm bổ cùng rèn binh khí. Đến nỗi nguyên tố khác chi lực linh mạch, đối với tu luyện tương ứng thuộc tính công pháp tu luyện giả tới nói liền tương đương với tu luyện gian lận khí. Liền lấy bổn tọa chủ tu kiếm đạo tới nói, tẩm bổ bảo kiếm liền dùng kim thuộc tính linh mạch, dùng kim nguyên tố linh mạch phụ trợ, tu luyện đem làm ít công to. Nhớ kỹ địa chỉ web. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai linh mạch đều nhiều như vậy nói. Này Côn Luân Khư thật sự quá thần kỳ. Thiên tư, này Côn Luân Khư đến tột cùng có bao nhiêu cường đại? Tò mò giả lần nữa đặt câu hỏi. Thiên tư loát loát tròm dâu, nói, Côn Luân Khư nội tông phái san sát, siêu cấp cường giả càng là nhiều không kể xiết nói như thế, ta nơi trời cao phái ở côn luân khư nội đều thuộc về cấp thấp tông phái. những cái đó có được đứng đầu chiến lược siêu cấp tông phái, mặc dù chỉ phái ra một vị thiên kiêu cấp bậc cường giả, liền có thể đem trung tiểu tông phái diệt môn. ao ao xôn xao, nghị luận thanh lại lần nữa hết đợt này đến đợt khác. côn luân khư cũng quá khủng bố đi, há ngăn là khủng bố hai chứ có thể hình dung, rõ ràng có thể xưng là tiên cung thần phủ a. nếu là ta có thể đi vào côn luân khư thì tốt rồi ban ngày ban mặt đến có thể hay không thanh tỉnh điểm, muốn làm mộng chờ đến buổi tối không hương sao. Thiên tư tiếp tục nói, huyền minh bái nhập thái hư thần tông thuộc về trung đẳng giáo phái, đơn tuần luận tổng hợp thực lực nói, trời cao phái đều không thể cùng này so sánh. Thiên tư, ngài đừng làm ta sợ, nói như vậy, huyền minh lần này trở về, chúng ta chẳng phải là chỉ có mặc người sâu xé phân. Mọi người tức khắc khẩn trương lên, ánh mắt sáng ngời nhìn thiên tư. Nhưng mà bọn họ lại phát hiện thiên tư thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm hoảng loạn chi ý. Tông phái cường đại cũng không đại biểu huyền minh mang đến người lợi hại. Thấy đại gia như cũ đầy mặt nghi hoặc, thiên tư giải thích nói, lấy huyền minh thân phận, căn bản tiếp xúc không đến thái hư thần tông trung tâm cường giả. Cho nên lần này huyền minh mang đến người đều là bình thường thiên kiêu, căn bản vô pháp cùng thiếu chủ cùng đại trưởng lão đánh đồng. Đối với loại này lý do thoái thác mọi người đảo cũng có thể đủ lý giải. Liền lấy lúc trước chấn ma tư mà nói, ngũ phương các bình thường đệ tử bị khi dễ, quả quyết vô pháp thỉnh đến thiên tư cấp bậc cường giả vì bọn họ xuất đầu. Nhiều nhất thỉnh một vị bình thường thiên kiêu ra tay hỗ trợ. Nhưng nếu là một ít chi thứ tiểu tông phái người trong đã chịu khinh nhục, như vậy tiểu tông phái trưởng lão cấp bậc cường giả đều khả năng ra tay. Mà tiểu tông phái trưởng lão thực lực, giống nhau đều phải so đại tông phái bình thường thiên kiêu cường hãn. Đây là thân ở tông phái lớn nhỏ khác biệt. Đại tông phái cố nhiên là lương dựa đại thụ hảo thừa lương, nhưng bình thường đệ tử vận mệnh chưa chắc liền so tiểu tông phái đệ tử hảo đi nơi nào. Xem ra các người còn có một tia nghi ngờ, như vậy đi, ta thỉnh thiếu chủ hơi chút bộc lộ tài năng. Thiên tư vì ổn định quân tâm, trực tiếp tìm được rồi tạ hoàn vũ. Tạ hoàn vũ vui vẻ đáp ứng, đối với loại người này trước hiển thánh cơ hội, hắn là không có khả năng dễ dàng bỏ lỡ. Tạ hoàn vũ đi vào trên đài cao, trên mặt như cũng mang theo cao cao tại thượng thần sắc chợt phóng xuất ra trong cơ thể hơi thở, một cổ cuồn cuộn năng lượng uy áp nhanh chóng tràn ngập mở ra. Cồn bão năng lượng uy áp rời non lấp biển hướng trung chấn ma tư thành viên bao trùm mà đi. Không ít tu vi kém một chút giả trực tiếp bị lực lượng hình thành khí xoáy tụ cuốn bay ra đi. Mặc dù là miễn cưỡng đứng ở tại chỗ đệ tử, cũng đều cảm giác trong cơ thể khí huyết một trận cuồn cuộn. Cả người thật giống như bị một tòa vô hình núi lớn ngăn chặn, đó là liền hô hấp đều mệt nhọc vài phần thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mọi người không tự giác quỳ dạp xuống đất. Cuối cùng thậm chí mấy ngày liền tư cũng quỳ dạp trên đất. Tất cả mọi người bị tạ hoàn vũ bày ra ra tới khủng bố thế lực kinh sợ trụ. Giống như người thường gặp được thần minh hạ phàm, xuất phát từ bản năng quỳ bái. Tạ hoàn vũ nhìn đến loại này tình hình khóe miệng cũng hơi hơi gợi lên, hắn thực hưởng thụ loại này quân lâm thiên hạ cảm giác. Một giây nhớ kỹ, thiếu chủ, thỉnh ngài mau chút thu liếm hơi thở, nếu tiếp tục đi xuống, những người này sợ là muốn đả thương vong hầu như không còn thiên tư thanh âm run rẩy trong giọng nói tràn ngập khẩn cầu cũng là này đó phàm nhân giống như con kiến há có thể thừa nhận thần minh chịu uy tạ hoàn vũ cười nhạo nói ngay sau đó hắn thu liếm hơi thở vừa rồi kia cổ kinh khủng năng lượng uy áp cũng nháy mắt biến mất chấn ma tư mọi người sôi nổi như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi thiếu chủ thực lực quá khủng bố quả thực chính là thần chỉ dáng thế a à riêng là phóng thích hơi thở liền có như vậy uy áp, ra tay chiến đấu chỉ sợ có thể hủy thiên diệt địa. Đây là côn luân khư cường giả, khủng bố như vậy. Trước kia ta cho rằng Diệp Quân Lâm chính là vô địch chiến thần, thật sự là ếch ngồi đáy giếng A. Hiện tại xem ra cùng thiếu chủ so sánh với, Diệp Quân Lâm quả thực chính là con kiến giống nhau, căn bản không đáng nhắc tới. Ánh sáng đom đóm há có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Thiếu chủ hôm nay thật sự là làm chấn ma tư mở rộng tầm mắt. Đồng thời bọn họ đối côn luân khư càng thêm hướng về Tôn kính thiếu chủ, chúng ta có không tiến vào côn luân khư A Đúng vậy thiếu chủ, khẩn cầu ngài đại phát từ Bi Cũng cho chúng ta đi côn luân khư tu luyện đi Khẩn cầu thiếu chủ ban thưởng chúng ta một cái cơ hội Chấn ma tư mọi người trong mắt tràn ngập khẩn cầu cùng mãnh liệt Bọn họ là thật sự tưởng tiến vào côn luân khư Cũng tưởng thể nghiệm một phen thần chỉ dáng thế cảm giác Tạ hoàn vũ cười nhạo một tiếng đối với thiên tư mệnh lệnh nói, bổn tọa mệt mỏi, liền từ ngươi cùng bọn họ giải thích rõ ràng đi. Cần tuân thiếu chủ pháp chỉ, thiên tư cung thanh nói. Ngay sau đó chậm rãi đứng dậy, trầm giọng đối với mọi người nói, các vị, Côn Luân khư đối thế tục giới tu sĩ tuyển chọn cực kỳ nghiêm khắc, cần thiết là vạn chung vô nhất thiên tài mới có cơ hội tiến vào. Mặc dù giống chấn ma tư loại này nội tình tông phái, có tư cách tiến vào côn luân khư chỉ sợ sẽ không vượt qua 5 người. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng mọi người ở khiếp sợ rất nhiều toàn là cảm khái. Không hổ là côn luân khư, chúng ta chấn ma tư tại thế tục giới chính là đỉnh tông phái thực lực, mới không vượt qua năm người có tư cách. Khó trách côn luân khư tùy tiện một người tới đến chúng ta nơi này chính là đỉnh cường giả, như thế liền nói đến thông. Côn luân khư chính là tiên cảnh, nếu không phải tuyệt thế thiên tài, cũng xác thật không xứng tiến vào trong đó. Chấn ma tư mọi người dĩ vãng cảm giác về sự ưu việt, ở khủng bố côn luân khư trước mặt không còn sót lại chút gì. Sâu trong nội tâm còn sót lại chính là khát khao cùng kính sợ. Thiên tư, chúng ta có ngài cùng thiếu chủ tỏa chấn, có phải hay không cũng nên làm những cái đó khinh nhục chúng ta chấn ma tư người trả giá thảm trọng đại giới. Thần thiên giam lâm thời người nắm quyền trầm giọng nói. Đúng vậy thiên tư, chúng ta đã có thể hy vọng ngài vương giả trở về, trọng chấn chấn ma tư uy danh đâu. Diệp quân lâm trong khoảng thời gian này nhiễm nhiên lấy chúng ta trở thành công cụ người sử dụng, quát mắng chúng ta mười đại thiên kiêu nếu như không phải bị hắn gây thương tích cũng sẽ không rơi vào kia thiên thu giáo trong tay mọi người lòng đầy căm phẫn đối với diệp quân lâm nhiễm nhiên đạt tới khẩu chu bút phạt trình độ thiên tư tức giận nói chư vị yên tâm nếu bổn tỏa đã trở lại diệp quân lâm tất nhiên vì hắn đã làm sự trả giá thảm trọng đại giới thiên tư xác thật tức giận phi thường một con khỉ cũng dám kỵ đến chấn ma tư trên đầu tác oai tác phúc thật sự là tội đáng chết vạn lần Diệp quân lâm khinh người quá đáng, này tội đương chu, chư vị chỉ cần nghe ta hiệu lệnh là được. Thiên tư thanh như chuông lớn, làm mọi người cảm giác được mặc danh tâm an. Lời này có lý, ngươi là ta trời cao phái đà chủ, sáng chế tông phái bị người như thế này nhục, bổn tỏa cũng tất nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tạ hoàn vũ nhàn nhạt mà nói. Thiếu chủ lời nói cực kỳ, người thả buông tay đi làm, ta sẽ cho ngươi chống lưng. Đại trưởng lão tạ vân tông theo sát nói bái tạ thiếu chủ cùng đại trưởng lão vì thuộc hạ làm chủ. Thiên tư vô cùng thành kính mà nói. Đầu cái chụp tóc chỉ. Thấy tạ hoàn vũ cùng tạ vân tông lần lượt tỏ thái độ, thiên tư tức khắc có tự tin. Bọn họ trên cơ bản liền có thể đại biểu trời cao phái thái độ. Có côn luân khư tông môn thác đế, tự nhiên nhưng bảo vạn vô nhất thất. Thiên tư, không chỉ là diệp quân lâm, còn có thiên thu giáo. Bọn họ làm việc càng vì quá mức ngự phong thiên tư cùng 10 đại thiên kiêu vô cùng có khả năng đã giữ nhiều lành ít. Đặc biệt tây các này đó phe phái chịu khổ huyết tẩy, đã không còn mấy cá nhân. Mọi người bi từ dưa tới, chấn ma tư trong khoảng thời gian này xác thật bị thiên thu giáo khi dễ khổ. Đặc biệt vị kia thần bí giáo chủ thực lực cường hãn vô cùng, liền giống như một tòa núi lớn đẻ ở mọi người trên người. Chấn ma tư chỉ có thể ép giả cầu toàn, vì tự bảo vệ mình thậm chí còn muốn ở diệp quân lâm thủ hạ phụ thuộc hết thảy căn nguyên đều là thiên thu giáo. Đương nhiên còn có chấn ma tư nội phản đồ còn chưa điều tra rõ, càng là một cái thật lớn tai họa ngầm. Hỗn trướng, thiên thu giáo khinh người quá đáng. Thiên tư trong cơn giận dữ, không tự giác bộc phát ra khủng bố khí thế. Ở đây mọi người khiếp sợ không thôi, này cổ khí thế tuy rằng so ra kém thiếu chủ, nhưng ít ra có thể so sánh lúc trước Diệp Quân Lâm. Thậm chí so với kia thời điểm Diệp Quân Lâm còn cường hãn hơn một chút không hổ là thiên tư, chúng ta chấn ma tư xoay người làm chủ nhân nhật tử tới rồi. Mọi người phấn chấn không thôi, nguyên lai thiên tư thực lực cũng như thế khủng bố. Hơn nữa có thiếu chủ bọn họ chống lưng, vô luận diệp quân lâm vẫn là thiên thu giáo, chết chắc rồi. Thiếu chủ, thuộc hạ muốn tiêu diệt rất này thiên thu giáo, không biết ngài ý hạ như thế nào. Thiên tư cung thanh dò hỏi. Tạ hoàn vũ trầm giọng nói, thiên thu giáo đây là muốn chặt đứt chấn ma tư tương lai cùng căn cơ, ý đồ đáng chết, tất diệt chi. Bồn tọa cùng với toàn bộ trời cao phái chắc chắn đem to lớn duy trì, người buông tay đi làm là được. Cần tuân thiếu chủ pháp chỉ. Thiên tư cũng là rất là kích động, hắn vốn tưởng rằng nghe được thiên thu giáo giáo chủ thực lực cao thâm khó đoán, tạ hoàn vũ sẽ có điều do dự. Không nghĩ tới hắn thế nhưng đáp ứng như thế thống khoái. Chuyên ra lời nói đi, làm thiên thu giáo ba ngày nội giao người. Thiên thu giáo giáo chủ tự mình tới cửa xin lỗi nếu không bổn tọa khiến cho thiên thu giáo hồi phi yên diệt thiên tư ngữ khí lạnh băng mà nói bên kia vạn thi hố thiên thu giáo tổng đàn răng rác chén trà bị quăng ngã cái dập nát trong vòng vài phút ngắn ngủi này đã là đệ tam chỉ chén trà tao kiếp nạn này hạn lệnh ba ngày nội làm bản giáo chủ giao người thiên tư đây là lão hồ đồ sao còn yêu cầu bản giáo chủ chịu đòn nhận tội nếu không liền phải diệt thiên thu giáo nếu không phải ỉ vào có trời cao phái ở sau lưng chống lưng, bản giáo chủ mượn hắn 100 lá gan, cũng không dám nói ẩu nói tả. Cung thiên thu nổi trận lôi đình, nhiễm nhiên tiến vào vô năng cuồng nộ trạng thái. Độc cô tiêu liền đại khí cũng không dám ra, trong lòng lại là kinh ngạc không thôi. Bởi vì này vẫn là đi theo cung thiên thu tới nay, lần đầu tiên nhìn đến nàng như thế thất thố. Cung thiên thu thực mau cũng ý thức được điểm này, tận khả năng bình phục sắp phun trào cảm xúc, Chấn Ma Tư nội có Thiên Thu Giáo nội ứng, bọn họ rõ ràng miêu tả Tả Hoàn Vũ thực lực khủng bố, ngay cả Thiên Tư cũng có được cực cường sức chiến đấu. Quan trọng nhất chính là Tả Hoàn Vũ minh sát tỏ vẻ, trời cao phái phải cho Thiên Tư chống lưng tiêu diệt Thiên Thu Giáo. Cái này làm cho Cung Thiên Thu cảm giác được xưa nay chưa từng có áp lực. Cái này phiền toái lớn, Cung Thiên Thu trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Có loại này tương đối bi quan ý tưởng, đều không phải là Cung Thiên Thu quá mức pha lê tâm. Trước kia là không rõ ràng lắm Côn Luân khư cường giả sâu cạt, hiện giờ trời cao phái thiếu chủ cường hãn như vậy nhiều người tận mắt nhìn thấy. Căn cứ Thiên Thu giáo nhãn tuyến miêu tả, chỉ cần là vị này thiếu chủ đạt tới cảnh giới, chính mình cũng không dám nói nhất định có thể vững vàng thắng được. Hơn nữa đại trưởng lão cùng với năm tên trời cao phái thiên kiêu đâu? Nếu có thần mạch thậm chí thánh mạch làm năng lượng nguyên, bản giáo chủ cũng tất nhiên có thể ở Côn Luân khư đứng vững gót chân. Đối với thiên tư miêu tả những cái đó siêu cấp linh mạch cung thiên thu vô cùng hướng tới. Độc cô tiêu, người xuất lĩnh sở hữu tử sĩ khẩn nhìn chằm chằm chấn ma tư hướng đi. Một khi bọn họ có quy mô tiến công thiên thu giáo hành động, lập tức hướng ta hội báo. Còn có tập kết thiên thu giáo sở hữu phụ thuộc lực lượng, thật tới rồi không thể tránh né chính diện nghinh chiến nông nỗi, bản giáo chủ liền chọn dùng chiến thuật biển người. Còn có, phụ thân người khi nào trở về, đến lúc đó cũng làm vi sư cùng hắn thấy thượng một mặt. Nhớ ghi địa chỉ web cung thiên thu trầm giọng nói. Độc cô tiêu ứng thừa xuống dưới, yên tâm đi sư phụ, một có phụ thân tin tức, ta liền sẽ thông chi ngài. Thực hảo, người đi trước vội đi. Cung thiên thu đuổi đi độc cô tiêu. Rời đi tổng đàn lúc sau, độc cô tiêu liền dựa theo cung thiên thu mệnh lệnh hành sự. Nhưng mà liền ở độc cô tiêu bố trí xong chấn ma tư quanh thân nhãn tuyến sau, đột nhiên thu được huyền minh tin tức. Độc cô tiêu vui mừng khôn xiết, bận rộn lo lắng dựa theo huyền minh chỉ định địa điểm tìm qua đi một chỗ rừng cây trong vòng huyền minh cùng thái hư thần tông tứ đại thiên kiêu đúng hạn tới bọn họ phóng xuất ra bàng bạc màu đen năng lượng uy áp phảng phất cụ bị cực cường ăn mòn tính chung quanh cây xanh nháy mắt khô héo phảng phất nháy mắt bị hút khô rồi sinh cơ giống như than cốc giống nhau có người tới cầm đầu một người áo đen người trẻ tuổi trầm giọng nói huyền minh cười cười nói vài vị chớ nên động thủ, là ta nhi tử tới. Huyền Minh cảm nhận được độc thuộc huyền Minh dị tộc hơi thở, thả cùng hắn huyết mạch tương liên. Quả nhiên ở một lát sau, độc cô tiêu đuổi lại đây. Phụ thân, ngài rốt cuộc đã trở lại. Độc cô tiêu kích động vạn phần, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ thoáng hiện. Hai đại dị tộc thế lực toàn quân hủy diệt, theo sau lại suýt nữa chết ở diệp quân lâm đám người thủ hạ. Độc cô tiêu trong lòng có tất cả phẫn nộ cùng ủy khuất, hiện giờ cha ruột trở về, cuối cùng có người thế hắn làm chủ. Ngô Nhi chịu khổ, không cần nhiều lời, mau chút bái kiến vài vị thái hư thần tông thiên kiêu. Huyền Minh tự nhiên cũng phi thường kích động, nhưng như cũng dẫn đầu dẫn tiến đi theo mà đến vài vị đại năng. Rốt cuộc những người này mới là lần này trở về chân chính cậy vào. Độc Cô Tiêu gặp qua vài vị đại lão. Độc Cô Tiêu cung cung kính kính thâm cúc một cung. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút phạm nói thầm, hắn cũng không cảm giác này vài vị thiên tiêu có bao nhiêu cường hơn nữa chỉ có bốn người phải biết rằng thiên tư chính là mang theo bảy người lại đây chỉ bằng bọn họ thật có thể chống đỡ thiên tư đám người sao độc cô tiêu thật đúng là cầm hoài nghi thái độ huyền minh lệnh lang tựa hồ có chút khinh thường ta chờ a à. cầm đầu một người áo đen người trẻ tuổi âm chắc chắc mà nói độc cô tiêu trong lòng dùng mình không nghĩ tới thế nhưng bị ra hỏa này xem thấu Huyền Minh bận rộn lo lắng hòa giải, Tiết Thiên Kiều gì ra lời này. Cũng thế, khiến cho lệnh lang được thêm kiến thức, miễn cho thật cho rằng Thái Hư Thần Tông đều là chút rượu giá áo túi cơm hạng người đâu. Tiết bằng triển trêu chọc nói. Lời còn chưa dứt, lập tức vận chuyển công pháp, đạo đạo cuồng bạo năng lượng hơi thở tùy ý tràn ngập mở ra. Trung quanh vốn là giống như than cốc cây cối chợt hôi phi yên diệt. Xa hơn một ít vây quanh phẩm chất cây cối cũng bị nhổ tận gốc, phảng phất cơn lốc tập quá, trực tiếp đem hết thảy sinh linh phá hủy hầu như không còn. Độc Cô Tiêu trong mắt tấn hiện vẻ khiếp sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, này thoạt nhìn không hiện sơn không lộ thủy thiên kiêu, thế nhưng có như vậy cường hãn tu vi. Mấu chốt là thoạt nhìn nhà này lời nói còn có điều giữ lại. Xin thứ cho vãn bối mắt vụng về chi tội. Độc Cô Tiêu trên mặt tràn ngập cung kính chi sắc. Độc Cô Tiêu đảo cũng thẳng thắn thành khẩn, đương nhiên hắn cũng minh bạch chết không chứng thực không có gì thậm chí khả năng sẽ được đến ngược hướng nghĩ tới. Dám làm dám chịu, dùng cho thừa nhận sai lầm, không chuẩn còn có thể thắng được đối phương thưởng thức. Không sao, tiết bằng triển quả nhiên không có chút nào sinh khí, ngược lại trong mắt nhiều một tia khen ngợi chi sắc. Huyền Minh đồng dạng rất là vui mừng, nhị tử xem xét thời thế năng lực không tồi. Hiện tại có thể cùng ta nói nói chúng ta hai tộc bị diệt sự tình. Huyền Minh ngữ khí ngưng trọng rất nhiều. Độc Cô Tiêu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đem chỉnh sự kiện trải qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật một lần. "Phụ thân, này hết thảy đều là chấn ma tư cùng Diệp Quân Lâm làm, ngài nhất định phải vì mẫu thân cùng những cái đó chết đi tộc nhân báo thù rửa hận a." Độc Cô Tiêu than thở khóc lóc, hắn cuối cùng là tìm được chỗ dựa. Một giây nhớ kỹ, tuy rằng phía trước cũng thông qua Thiên Thu giáo tiến hành rồi nhất định trả thù, nhưng hướng Diệp Quân Lâm loại này siêu cấp cường giả hắn căn bản không dám trêu chọc hiện giờ cha ruột huyền minh trở về đồng thời lại mang theo thái hư thần tông tứ đại thiên kiêu thế tất có thể đem diệp quân lâm chém giết đương trường thù là nhất định phải báo nhưng chúng ta cần thiết đến bản bạc kỹ hơn nhì a à, có một số việc ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm huyền minh ngữ khí phá lệ nghiêm túc lên tứ đại thiên kiêu đảo cũng thức thời trực tiếp đi chung quanh chuyển động cấp phụ tử hai người lưu ra tư nhân không gian phía trước ta cũng cùng ngươi giảng quá thái hư thần tông cùng trời cao phái hôm nay liền cho ngươi càng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút. Nghe Huyền Minh nói như vậy, độc cô tiêu cũng thu liếm cảm xúc nghiêm túc nghe. Tiếp theo Huyền Minh đem sở hữu sự tình giảng thuật ra tới. Tuy rằng năm đó Huyền Minh cùng Thiên Tư cùng nhau tìm được rồi Côn Luân Khư, nhưng sau lại gia nhập bất đồng môn phái. Hai người tu luyện phương pháp cũng là kém cực đại, cho nên từ tiến vào Côn Luân Khư sau, hai người hình cùng người lạ. Hơn nữa Thái Hư Thần Tông cùng trời cao phái thế cùng nước lửa, thả lại không ở một chỗ, bởi vậy hai người cơ hồ liền chưa thấy qua mặt. Nhưng lời nói lại nói trở về, hiện giờ chấn ma tư liên hợp diệp quân lâm diệt huyền minh dị tộc, hai bên kết hạ huyết hải thâm thù. Huyền minh hạ quyết tâm này thù tất báo, nhưng mà thật muốn đánh lên tới lại cũng không đơn giản như vậy. Tuy rằng thiên tư nơi trời cao phái ở Côn Luân khư trung tổng hợp thực lực thuộc về trung đảng thiên hạ, cùng thái hư thần tông căn bản vô pháp so sánh với. Nhưng thiên tài xế duyên trùng hợp hạ lẫn vào cao tầng, Đặc biệt cùng trời cao phái thiếu chủ quan hệ phỉ thiền Trái lại thái hư thần tông cứ việc cường đại, nhưng chính mình chung quy chỉ là cái tiểu lâu la. Đi theo mà đến này tứ đại thiên kiêu cũng không thuộc về tuyệt đối cao tầng. Một khi cùng thiên tư nổi lên chính diện xung đột, thái hư thần tông cao tầng cơ hồ không có khả năng vì chính mình chống lưng. Lấy hiện giờ lẫn nhau hai bên thực lực, xác thật không có bất luận cái gì nắm chắc. Bước đầu phán đoán, chính diện đối chiến hai bên nhiều nhất năm năm khai mặc dù cuối cùng may mắn thắng được, kia cũng tuyệt đối là một hồi thắng thảm. Huống hồ thật muốn là đem những người đó bức nóng này, lại đem toàn bộ trời cao phái cuốn tiến vào, chính mình bên này khẳng định không chiếm được cái gì chỗ tốt. Phụ thân ý tứ là, trước không tìm thiên tư báo thù. Độc cô tiêu có chút không cam lòng hỏi. Không phải không báo, chỉ là thời cơ không tốt, cho rằng phụ ý tứ là, không bằng trước đối phó Diệp Quân Lâm. Huyền Minh ngưng thanh nói, theo người theo như lời diệp quân lâm chi nữ có được cắn nuốt linh căn linh cốt, nhổ chồng đến vi phụ trên người, có lẽ có thể làm ta bước lên tông phái cao tầng. Phụ thân, kỳ thật không cần như vậy cẩn thận, chúng ta trực tiếp mượn dùng thiên thu giáo lực lượng không phải được rồi. Độc cô tiêu dừng một chút, tiếp tục nói, thiên thu giáo giáo chủ thực lực cường hãn vô cùng, ta này một thân tu vi toàn bộ đều là sư phụ cấp. Bồn tòa cũng muốn nhìn người một chút chân chính thực lực, nhanh lên bộc lộ tài năng đi. Tiết bằng triển không biết khi nào đi tới phụ cận, rất có hứng thú nhìn về phía độc cô tiêu. Hảo A còn thỉnh tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Giọng nói lạc, độc cô tiêu trượt phóng thích trong cơ thể toàn bộ hơi thở. Cường hãn năng lượng uy áp gào thét mà ra, nháy mắt tràn ngập đến mỗi cái góc. Cuồng bạo năng lượng dư ba trượt khuếch tán mở ra, lấy độc cô tiêu vì trung tâm hình thành một cái rõ ràng năng lượng xoáy nước. Tại đây trong đó không gian đều phảng phất ở kịch liệt vặn vẹo phảng phất phải bị cổ lực lượng này xé nát giống nhau lại là như vậy cường chỉ sợ muốn so với lúc trước thiên tư tìm kiếm côn luân khư khi tu vi còn cường một chút huyền minh ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc tiết bằng triển chờ vài vị thái hư thần tông thiên kiêu đồng dạng rất là khiếp sợ thế tục giới lại có như thế trình độ cường giả này cổ hơi thở chỉ sợ cũng xem như tiến vào côn luân khư cũng tuyệt phi là thấp trình độ a linh khí như thế loãng thế tục giới còn có thể đạt tới như vậy cảnh giới thật sự là khả tạo chi tài a à. huyền minh người này nhi tử có hay không hứng thú gia nhập thái hư thần tông cuối cùng một câu là tiết bằng triển hỏi đầu cái chụp tóc chỉ huyền minh lần nữa khiếp sợ không thôi này tiết bằng triển tuy rằng không phải tông nội đứng đầu thiên kiêu nhưng là có thể được đến hắn thưởng thức cũng đủ để thuyết minh nhi tử thiên phú thật tốt vậy làm phiền tiết thiên kiêu tương lai ở các trưởng lão trước mặt nói tốt vài câu huyền minh đầy mặt cảm kích mà nói Tiết bằng triển vẫy vẫy tay, nói, đứa nhỏ này thiên phú không tồi, hơn nữa người mặt mũi, nhập tông môn vấn đề hẳn là không lớn. Phụ thân, các vị tiền bối, sư phụ ta thực lực so với ta còn cường rất nhiều. Đầu cô tiêu rất là tự hào mà nói. Nga, không nghĩ tới này thế tục giới thật đúng là tàng long ngọa hổ đâu. Tiết bằng triển tới hứng thú. Huyền Minh cũng là như suy tư gì, khó trách nhi tử cam tâm tình nguyện đi theo một nữ nhân hỗn, cũng không giống trong tưởng tượng bị sắc đẹp sở mê hoặc mà là vị này nữ giáo chủ có nguyên liệu thật a à. phổ thân đại nhân hiện giờ thiên tư trở về nguyên bản nhân tâm tan dã trấn ma tư lại lần nữa có cực cường lực ngưng tụ hơn nữa thiên tư một phương côn luân khư cường giả nhân số chiếm ưu chúng ta chính diện giao phong quá mức có hại sao không cùng sư phụ ta liên thủ đối địch đâu độc cô tiêu nói chuyện rất có trình độ cố ý đem thiên tư bên kia đại năng nhân số điểm ra tới ý ngoài lời chính diện đánh đều không phải là tu vi cảnh giới không đủ, mà là ăn địch chúng ta quả mệt. Có thể nói cấp đủ tiết bằng triển mấy người mặt mũi. Quả nhiên tiết bằng triển hiện lên một mặt ý cười, nhưng theo sau cũng lộ ra trầm tư thần sắc. Huyền Minh đồng dạng ánh mắt thâm thúy, đang ở tự hỏi loại này phương án có được hay không. Độc cô tiêu thấy thế bận rộn lo lắng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói. Thiên thu giáo nhãn tuyến trải rộng chấn ma tư, bọn họ nhất cử nhất động đều ở trong khống chế. Huống hồ sư phụ thực lực cường hãn, đồng dạng có thể trở thành các vị tiền bối cùng phụ thân trợ thủ đắc lực. Ở Diệp Quân Lâm bên kia, sư phụ còn có một cái phi thường mấu chốt nội tuyến, thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra không tưởng được tác dụng. Như thế hai bên liên thủ, nhất định có thể chu thiên tư, sát Diệp Quân Lâm, quét ngang hết thảy đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Bình định chấn ma tư cùng đại bản doanh, bất quá là búng tay chi gian thôi. Không thể không nói độc cô tiêu mưu lược không tồi huyền minh càng là có rất là mãnh liệt liên thủ cung thiên thu xúc động. Tiết bằng triển đám người tâm động chủ yếu là bởi vì bọn họ cũng có chút không đế. Mà thiên tư mang đến trời cao phái thiếu chủ tạ hoàn vũ, nghe nói thực lực của hắn có thể miễn cưỡng so sánh các thiên kiêu kia. Hơn nữa cho rằng trời cao phái đại trưởng lão, thật muốn đánh lên tới bên ta xác thật không có bất luận cái gì ưu thế đáng nói. Tại đây loại cục diện hạ, liên minh xác thật là tốt nhất lựa chọn. Đặc biệt căn cứ đầu cô tiêu miêu tả, thiên thu giáo vô khổng bất nhập, hơn nữa giáo chủ cung thiên thu thực lực không tầm thường. Cũng xác thật có tư cách cùng bên ta liên thủ. Vài vị thiên kiêu ý hạ như thế nào? Đúng lúc này huyền minh đột nhiên hỏi. Tam đại thiên kiêu sôi nổi đem ánh mắt tập trung đến tiết bằng triển trên người, rốt cuộc hắn là mấy người chung người mạnh nhất. Tiết bằng triển trầm ngâm một lát, cố ý làm ra một bộ cố mà làm bộ dáng. Chậm rãi nói, nhưng thật ra có thể tiên kiến thấy cung thiên thu, đến lúc đó lại làm định đoạt. Vạn thi hố, thiên thu giáo tổng đàn nội, cung thiên thu như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không ngừng ở trong phòng đi dạo bước. Hiện giờ thiên tư cùng với côn luân khư đại năng thực lực đã trong sáng, chỉ dựa vào chính mình cùng thiên thu giáo thật sự khó có thể ngăn cản. Đặc biệt thiên tư còn thả ra tàn nhẫn lời nói, làm chính mình trong vòng 3 ngày trả lại ngự phong thiên tư cùng chịu đòn nhận tội. Nếu không liền tiêu diệt thiên thu giáo, cái này làm cho cung thiên thu càng thêm bực bội, cũng càng thêm hoảng loạn cũng không biết độc cô tiêu bên kia tình huống như thế nào. Cung thiên thu biết độc cô tiêu đi gặp huyền minh, nếu nói đến thuận lợi, như vậy huyền minh giáo trở thành chính mình tuyệt hảo trợ lực. Đương nhiên leo lên thượng huyền minh không chỉ là có lợi cho vượt qua trước mặt trấn ma tư khốn cảnh. Cung thiên thu có càng cao theo đuổi, nàng muốn đi vào côn luân khư, tìm đến càng cao trình tự tu vi cảnh giới. Mà huyền minh vừa vặn là mấu chốt nơi, nếu có hắn dẫn tiến, như vậy so với chính mình tìm mọi cách tiến vào côn luân khư dễ dàng đến nhiều. Mỗi khi nghĩ đến côn luân khư nội tồn ở những cái đó thánh mạch cùng thần mạch, cùng thiên thu đều mau chảy ra nước miếng. Đặc biệt chính mình tu luyện chính là cực đoan cắn nuốt công pháp, bình thường linh mạch còn tăng lên như thế chi cao. Nhớ kỹ địa chỉ web. Nếu cắn nuốt một cái thần mạch, có thể nghĩ chính mình có thể đạt tới như thế nào cảnh giới. Cung thiên thu hận không thể hiện tại liền có thể tiến vào côn luân khư, cắn nuốt các loại thần mạch trở thành đỉnh cường giả. Đang lúc cung thiên thu đắm chìm ở Mỹ Diệu khát khao chung khi, độc cô tiêu bên kia truyền đến tin tức. Huyền Minh muốn cùng ta gặp mặt, độc cô tiêu bên kia nói thành. Cung thiên thu vui mừng khôn xiết, trực tiếp tốc độ cao nhất đuổi bôn huyền Minh chế định gặp mặt địa điểm. Hai cái canh giờ sau, cung thiên thu đúng hẹn tới. Độc cô tiêu giúp đỡ lẫn nhau làm giới thiệu, Cung giáo chủ, đa tạ ngươi ở nguy nan khoảnh khắc đã cứu ta nhi tử một mạng." Huyền Minh dẫn đầu chào hỏi. Cung Thiên Thu cười ngâm ngâm mà nói, "Huyền Minh tộc trưởng khách khí, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi." Toàn bộ trong quá trình, Cung Thiên Thu cố ý phóng xuất ra nhất định hơi thở uy áp, lấy này tới tăng lên đối phương coi trọng trình độ. Trên thực tế Cung Thiên Thu loại này cách làm cũng đích xác nổi lên tác dụng. Thái Hư thần tông vài vị thiên kiêu cùng Huyền Minh đều là khiếp sợ với Cung Thiên Thu thực lực. Bọn họ không nghĩ tới thế tục giới chung, thế nhưng có thể có người đạt tới như thế khủng bố tu vi. Độc Cô Tiêu liền đủ làm cho bọn họ ngoài ý muốn, nhưng là cùng Cung Thiên Thu so sánh với, Độc Cô Tiêu thực lực liền kém quá nhiều. Hơn nữa theo Cung Thiên Thu thực lực tăng cường, nàng bản thân mị lực cũng càng lúc càng lớn. Giơ tay nhấc chân gian đều phảng phất mang theo nào đó linh vận giống nhau, không tự giác làm người thật sâu lâm vào trong đó. Hơn nữa Cung Thiên Thu cố tình thi triển mị công, nhất tần nhất thiếu phong tình vạn trùng chỉ làm người nhịn không được say mê. Ngay cả vài vị thái hư thần tông thiên kiêu xem qua lúc sau, đều là cảm giác một trận miệng khô lưỡi khô. Xem ra thái hư thần tông đại năng không có cỡ nào đặc thù, còn không phải bị bản giáo chủ mị lực thuyết phục. Cảm nhận được mấy đại thiên kiêu không chút nào che giấu sáng quắc ánh mắt, cung thiên thu trong lòng cũng là rất là đắc ý cùng thỏa mãn. Huyền Minh tộc trưởng, người ước ta tới đây chỉ sợ không chỉ là cảm tạ đơn giản như vậy đi. Cung thiên thu cười hỏi. Không sai. Huyền Minh cũng là nói thẳng mà nói, ta lần này tìm cung giáo chủ còn tưởng thương lượng một chút liên thủ đối địch công việc. Ở gặp qua cung thiên thu thực lực sau, Huyền Minh trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng hoàn toàn đánh mất. Cung giáo chủ, thiên tư cùng Diệp Quân Lâm là chúng ta cộng đồng địch nhân, chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ chấn giết bọn hắn. Cung thiên thu đồng dạng không có bưng, liên thủ vốn dĩ cũng là nàng tố cầu. Liên hợp không có vấn đề, nhưng là ta còn có một điều kiện không biết huyền minh tộc trưởng có không hỗ trợ dẫn tiến làm ta cũng gia nhập thái hư thần tông đương nhiên nếu thái hư thần tông chỉ là cung thiên thu bước đầu tiên nhiều nhất bất quá là ván cầu mà thôi hảo a à, không đợi huyền minh làm ra đáp lại tiết bằng triển dẫn đầu đáp ứng rồi xuống dưới mặt khác vài vị thiên kiêu đồng thời sôi nổi gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề bọn họ đã sớm bị cung thiên thu mị lực hấp dẫn tương lai nếu cùng thuộc nhất phái có lẽ còn có thể làm quan hệ càng tiến thêm một bước bất quá cung giáo chủ ta yêu cầu thí nghiệm một chút thực lực của ngươi tiết bằng triển trầm giọng nói a còn phải tiến hành thực lực thí nghiệm có thể hay không rất khó a à. cung thiên thu cố ý biểu hiện ra một bộ kinh sợ biểu tình kia bộ dáng làm tiết bằng triển xem đến là tâm hoa giận tức khắc phát lên thương hương tiếc ngọc xúc động cung giáo chủ ta sẽ tinh chuẩn khống chế lực lượng thi triển tuyệt đối sẽ không thương đến ngươi tiết bằng triển bảo đảm nói cung thiên thu cười nói Vậy đa tạ Tiết Thiên Kiêu. Còn có ngài về sau trực tiếp xưng hô tên của ta là được, cung giáo chủ liền quá khách khí. "Hảo." Tiết Bằng triển ý cười càng sâu, nói: "Thiên Thu a, à, ngươi về sau cũng đừng Thiên Kiêu Thiên Kiêu, trực tiếp kêu ta Tiết sư huynh. Rốt cuộc chúng ta tương lai đều là người một nhà cả." "Hảo nha, Tiết sư huynh, kia về sau ta đã có thể làm ơn ngươi nhiều chiếu cố u." Một giây nhớ kỹ, cung Thiên Thu vũ mị cười, phong tình vạn trùng nhìn mới không gặp bao lâu liền dần dần thuộc lạc, thậm chí đều lấy sư huynh muội tương xứng cảnh tượng. Huyền Minh âm thầm sách lưỡi, cung thiên thu này đối phó nam nhân thủ đoạn cũng quá lợi hại. Ngắn ngủn nói mấy câu khiến cho vài vị thiên kiêu vì này mê muội. Vứt bỏ thực lực không nói, có thể có này phân thủ đoạn, liền đáng giá coi trọng, không chuẩn tướng tới nàng còn có thể trở thành chính mình trợ lực. Rốt cuộc có nhi tử độc cô tiêu thầy trò quan hệ ở. Thiên thu, người tiến công đi, ta phòng ngự là được tiết bằng triển bày ra phòng ngự tư thế. Tuy rằng cung thiên thu cũng hiện ra không tầm thường hơi thở uy áp, nhưng hắn tự nhận là như cũng có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cung thiên thu cười ngâm ngâm mà nói, tiết sư huynh, kia ta đã có thể đắc tội lâu. Lời còn chưa dứt, cung thiên thu chợt ra tay. Đối với tiết bằng triển trước ngực chính là một trường. Ô, trường chưa đến, phong tới trước. Cuồng bạo hơi thở gào thét tới. Hảo cường, tiết bằng triển thần sắc hơi ngưng, cung thiên thu giờ phút này bày ra ra tới lực lượng muốn so vừa rồi cường hãn rất nhiều. Tiết bằng triển không dám chậm trễ, đồng dạng vận chuyển công pháp, hắn cũng không có lựa chọn tránh né, mà là đón cung thiên thu trưởng phong ngạnh khiêng. Phanh, cuồng bạo hơi thở đối đâm. Hai người một xúc tức ly, thực mau liền chiến ở một chỗ. Thời gian trôi đi, tiết bằng triển càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện mặc dù chính mình vận dụng 6-7 thành thực lực cũng chưa biện pháp chiếm cứ cục diện thượng chủ động cùng lúc đó cung thiên thu cũng thử ra tiết bằng triển sâu cạn. Thái hư thần tông thiên kiêu cũng bất quá như thế sao? Cung thiên thu trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không lộ dấu vết. Nàng cơ bản có thể phán đoán ra, nếu chính mình thi triển ra toàn bộ thực lực, cơ bản có thể xong ngược tiết bằng triển. Nhưng hiện tại còn không phải bại lộ toàn bộ thực lực thời điểm. Vì thế cung thiên thu điều chỉnh hơi thở trình độ, dần dần bắt đầu rơi vào hạ phong. Mặc dù là như thế, Huyền Minh cùng với mặt khác ba vị thái hư thần tông thiên kiêu cũng khiếp sợ không thôi. Bọn họ có thể cảm giác được tiết bằng triển đã sắp thi triển ra tám phần thực lực, lúc này mới vừa áp chế cung thiên thu. Quá cường, nếu tiến vào côn luân hư, có càng thêm nồng đậm linh khí tẩm bổ, chỉ sợ sẽ càng cường. Đây là mấy người trong lòng cộng đồng ý tưởng. Rốt cuộc lại đánh người mấy hiệp sau, cung thiên thu giả ý không địch lại, bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Tiết sư huynh, ta bại, Ngài thật sự quá lợi hại Cung thiên thu thở hồng hộc mà nói Vô dụng toàn lực cũng đã đem ta áp chế Đến không hề có sức phản kháng Không hổ là thái hư thần tông thiên kiêu cường giả Bị cung thiên thu này phiên khen tặc Tiết bằng triển đều mau bay tới đám mây Thiên thu A Người tại thế tục giới liền có thể đạt tới Như thế tu vi đã là thiên phú dị bẩm, Tương lai tiến vào côn luân hư Thực lực khẳng định có thể nâng cao một bước Nói không chừng đến lúc đó Sư huynh còn muốn ôm người đùi đâu Tiết bằng triển mấy câu nói đó nửa thật nửa giả, hắn là thật sự phi thường khiếp sợ Cung Thiên Thu có thể có như vậy tu vi. Có thể cùng chính mình bày thành thực lực đánh cái cân sức ngang tài, thực sự phi thường lợi hại. Có Tiết Thiên Kiêu dẫn tiến, cung giáo chủ tiến vào Thái Hư Thần Tông có thể nói là ván đã đóng thuyền. Huyền Minh không lộ thanh sắc chụp nhớ cầu vòng thí, theo sau sắc mặt rất là nghiêm túc nhìn về phía Cung Thiên Thu. Chuyện vừa chuyển nói, nhưng nếu tưởng được đến càng cao vị trí, tắc yêu cầu lấy ra lớn hơn nửa lợi thế tới mới được. Huyền Minh tộc trưởng ý tứ thiên thu minh bạch. Cung thiên thu hiểu ý, lại mặt lộ vẻ vẻ khó xử nói, chỉ là dâng lên cái gì mới có thể được đến tông phái coi trọng, còn phải thỉnh các vị sư huynh nhiều hơn chỉ điểm. Hảo thuyết hảo thuyết, tiết bằng triển tiếp nhận lời nói cha, thái hư thần tông chủ tu kiếm đạo, Tiết rằng nhiều năm qua không có thần binh chấn tông. Tiết sư huynh lời nói cực kỳ, nếu có một thanh tuyệt thế thần kiếm, Thái Hư Thần Tông thậm chí có cơ hội bước lên Đại Tông hàng ngũ. Chỉ là này đối với Thiên Thu Sư muội tới giảng quá làm khó người khác. Đúng vậy, thế tục giới sao có thể có thần binh tồn tại đâu? Chúng ta chỉ có thể hướng mặt khác biện pháp. Cung Thiên Thu nghe vậy trong lòng dùng mình, chính mình phía trước từ Diệp Quân Lâm đại bản doanh ăn trộm thần kiếp, chẳng phải là vừa vặn có thể có tác dụng. Nếu hiến cho Thái Hư Thần Tông cao tầng, chính mình có lẽ thật sự có thể đã chịu coi trọng mà bình bộ thanh vân thiên thu sư muội cũng không cần quá mức lo lắng, đến lúc đó chúng ta mấy cái tự nhiên sẽ giúp người tưởng mặt khác biện pháp. Tiết bằng triển còn tưởng rằng cung thiên thu trầm mặc không nói, là bị chính mình đưa ra lợi thế cấp làm khó. Đầu cái chụp tóc chỉ, làm phiền chư vị sư huynh. Cung thiên thu bận rộn lo lắng tỏ vẻ cảm tạ, chỉ là trong lòng cười lạnh không ngừng. Huyền Minh cùng Thái hư thần tông vài vị thiên kiêu trung quy vẫn là đạo hạnh quá thiền, càng chuẩn xác mà nói là bọn họ nghiêm trọng xem nhẹ cung thiên thu dã tâm. Giờ này khắc này cung thiên thu đã bắt đầu tính cập kế tiếp rất nhiều công việc. Thông qua tiết bằng triển tiếp xúc đến thái hư thần tông cao tầng, thậm chí nhất cử trở thành trung tâm. Cung thiên thu âm thầm nghĩ. Cũng chỉ có như thế mới có thể ở thái hư thần tông chân chính đứng vững gót chân, không cần lại xem mặt khác bình thường thành viên sắc mặt hành sự. Đến lúc đó thái hư thần tông rất nhiều tu luyện tài nguyên mới có thể vì chính mình sử dụng, nhanh chóng tăng lên tu vi, mới có thể nhảy hướng lớn hơn nữa càng cao ngôi cao. Tốt nhất có thể đi vào côn luân hư những cái đó đỉnh cấp tông phái, đến lúc đó mới có thể trở thành chân chính có thể hô mưa gọi gió khủng bố tồn tại. Chúng ta vẫn là trước nói một chút trước mắt hợp tác công việc đi. Huyền Minh đề nghị nói. Cung Thiên Thu gật gật đầu, nói, không sai, đối phó thiên tư cùng Diệp Quân Lâm mới là việc cấp bách. Bất quá ta Thiên Thu giáo nhãn tuyến trải rộng các đại tông phái thế lực, Đặc biệt chấn ma tư càng là bị ta thẩm thấu đến phi thường nghiêm trọng. Chúng ta có thể tùy thời nắm giữ thiên tư đám người hướng đi. Chỉ cần kế hoạch chu đáo chặt chẽ, mặc dù tiêu diệt thiên tư đám người khả năng hội phí chút tay chân, nhưng ít ra chấn ma tư nhiều mặt phe phái sẽ thực mau bị tiêu diệt. Huyền Minh vừa lòng gật gật đầu, nói, có thể làm được như thế liền tốt nhất. Chỉ là trời cao phái thiếu chủ trung quy là cái phiền toái, giết hắn cũng không tính khó, mấu chốt là hắn sau lưng trời cao phái sẽ thực khó giải quyết. Tiết băng triển trầm giọng nói: Không sai, Thái hư thần tông tuy rằng ở các phương diện thực lực đều nghiền áp trời cao phái, nhưng trung quy không nắm chắc tông phái sẽ cho chúng ta mấy cái xuất đầu. Nếu là có thể lấy ra cũng đủ lợi thế hoặc là cống hiến, là có thể làm tông nội cao tầng coi trọng. Nếu là có cái gì cơ hội hoặc là lợi thế, có thể đem tông nội trưởng lão hoặc là đỉnh cấp thiên kiêu hấp dẫn lại đây, trời cao phái liền không đáng để lo. Cung thiên thu mặc không lên tiếng nhưng là đối với huyền minh mấy người chỉnh thể trạng huống có càng sâu tầng hiểu biết. Nói đến cùng mấy người này ở Thái Hư Thần Tông cấp bậc vẫn là không đủ cao. Thật muốn là đem trời cao phái thiếu chủ chấn sát, bọn họ không nắm chắc Thái Hư Thần Tông cao tầng sẽ ra mặt bình ổn việc này. Nhưng nếu Thái Hư Thần Tông trung tâm cao tầng giảo nhập này cục, như vậy thế cục đem chuyển biến bất ngờ, ngay cả tiêu diệt toàn bộ trời cao phái đều không nói chơi. Hy vọng thần kiếp có thể có tư cách dẫn tới Thái Hư Thần Tông cao tầng coi trọng đi. Cung Thiên Thu trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hợp tác đến tận đây đã bước đầu đạt thành. Cung Thiên Thu ngay sau đó lấy Thiên Thu tên Thánh Nghĩa đối ngoại tuyên bố, chính thức cùng Huyền Minh cùng với sau lưng Thái Hư Thần Tông kết minh. Này tin tức vừa ra, khắp nơi chấn động. Chấn Ma Tư, phòng nghị sự nội. Ở đây mọi người đều là biểu tình ngưng trọng, Chấn Ma Tư thành viên trung tâm thậm chí liền đại khí cũng không dám ra. Trong lúc nhất thời trong phòng châm rơi có thể nghe. Thấy tạ hoàn vũ sắc mặt khó coi, thiên tư trầm giọng nói, người chờ trước đi xuống đi. Bổn tỏa có quan trọng sự tình cùng thiếu chủ thương nghị. Chúng Trấn ma tư thành viên như chút được gánh nặng, nhanh chóng rời khỏi nghị sự đại sảnh. Tuy rằng bọn họ mặt ngoài không dám nói cái gì, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được thiên thu giáo cùng huyền minh liên thủ làm không ai bị nổi thiếu chủ có áp lực. Đợi cho người không liên quan đi ra ngoài, thiên tư phóng thích hơi thở, nhanh chóng đem nghị sự đại sảnh cùng ngoại giới cách ly mở ra. Thiếu chủ, ngài đối chuyện này thấy thế nào? Thiên Tư thật cẩn thận hỏi. Tạ Hoàn Vũ trầm ngâm hồi lâu, mới vừa rồi chậm rãi nói: sự tình có chút khó làm a. À. Tuy rằng lại nói tiếp có chút rất mặt mũi, nhưng không thể không thừa nhận Thái Hư Thần Tông thực lực viễn siêu trời cao phái. nhớ kỹ địa chỉ web. Một khi Thái Hư Thần Tông cao tầng ra tay, đừng nói người này nho nhỏ chấn ma tư, mặc dù là trời cao phái cũng đem gặp phải tai họa ngập đầu. Tạ Hoàn Vũ là thật sự có điểm sợ hãi. Thái hư thần tông ở Côn Luân hư chính là trung đẳng cấp bậc tông phái, các phương diện đều toàn diện áp chế trời cao phái. Thiếu chủ đảo cũng không cần quá mức lo lắng, đại trưởng lão tạ vân tông đột nhiên nói. Tạ hoàn vũ lông mày chọn chọn, hỏi, chỉ giáo cho. Thiếu chủ thỉnh nghĩ lại, thái hư thần tông thực lực cố nhiên cường hãn, nhưng huyền minh bất quá là tầng dưới chót nhân viên. Chẳng lẽ thái hư thần tông thật sự nguyện ý vì một cái dâu riêng người mà cùng trời cao phái khai chiến sao? Không sai, thiên tư cũng là ánh mắt sáng ngời. Vô luận thế tục giới vẫn là côn luân hư, các đại tông phái đều là không có lợi thì không dậy sớm. Đặc biệt côn luân hư càng sâu, rốt cuộc đó chính là cái cường giả vi tôn cá lớn nuốt cá bé thế giới. Vì tu luyện tài nguyên đem toàn bộ tông phái diệt môn sự tình nhìn mãi quen mắt. Tuy rằng Thái Hư Thần Tông thực lực nghiền áp trời cao phái, nhưng thật muốn đem người sau bước nóng này, Thái Hư Thần Tông cũng đem trả giá không nhỏ đại giới mà huyền minh trung quy chỉ là cái thế tục giới tiểu tạp gã ở thái hư thần tông bên trong địa vị càng là thấp đến đáng thương vô lợi nhưng đồ nói thái hư thần tông không đáng vì như vậy một cái tiểu binh đi đại động can qua đại trưởng lão lời này có lý tạ hoàn vũ dừng một chút lại đột nhiên chuyện vừa chuyển nhưng là mọi việc vô tuyệt đối nếu bọn họ có làm thái hư thần tông coi trọng đồ vật đâu thiếu chủ có phải hay không quá mức buồn lo vô cớ đại trưởng lão khẽ cười nói Kẻ hèn một cái thế tục giới giáo phái, có thể có cái gì bảo bối đáng giá Thái Hư Thần Tông cao tầng coi trọng? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể có một thanh tuyệt thế thần binh? Mọi người đều biết, Thái Hư Thần Tông sở dĩ không có thể bước lên đại giáo hàng ngũ, chính là khuyết thiếu một thanh thần kiếm. Thần kiếm đối với chủ tu kiếm đạo kiếm Tông mà nói, thậm chí là quan hệ đến mạch máu tồn tại. Ha ha ha, điều này cũng đúng, ta thật là quá để mắt hắn. Tạ Hoàn Vũ Cầu nói kế tiếp còn chưa nói xong liền phát hiện thiên tư sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao?" Tạ Hoàn Vũ khó hiểu hỏi. Thiên tư ngữ khí ngưng trọng mà nói, "Thiếu chủ, theo ta được biết, ăn trộm Diệp Quân Lâm chuôi này thần kiếp chính là Thiên Thu giáo giáo chủ." "Thần kiếp?" Tạ Hoàn Vũ sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều. Tạ Vân Tông bận rộn lo lắng truy vấn nói, "Đây là bính thần binh. Có thể như vậy lý giải, nghe nói thần kiếp bản thân đã có linh vật, mang theo lực lượng càng là cường hãn vô cùng." lúc trước diệp quân lâm quét ngang chư quốc đứng đầu thế lực chính là dựa vào chuôi này thần binh mới thành công thiên tư theo sau đem chấn ma tư được đến về thần kiếp sở hữu tin tức đều nói ra thậm chí liền một ít không thực tế đồn đãi cũng không có để sót thiên thần đánh rơi nhân gian binh khí chỉ do lời nói vô căn cứ tạ vân tông hừ lạnh một tiếng nói tạ hoàn vũ lại là ngưng thanh nói chuôi này thần kiếp ở diệp quân lâm trong tay còn có thể phát huy ra như thế uy lực nếu rơi vào kiếm tu cường giả trong tay, lại đương như thế nào đâu. Mọi người nghe vậy tâm tình nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Tạ Hoàn Vũ lời nói không giả, ở bọn họ trong mắt Diệp Quân Lâm chính là cái phàm nhân. Nhưng chính là như vậy một phàm nhân bằng vào thần kiếp liền có thể tung hoành bãi hạp, quét ngang rất nhiều thế lực mấy vô đối thủ. Nếu đổi thành kiếm đạo cường giả, thần kiếp tất nhiên sẽ phát huy mấy chục lần thậm chí càng thêm uy lực khủng bố. Mà Thái Hư Thần Tông cố tình liền khiếm khuyết một thanh thần binh, nếu thiên thu giáo lấy thần kiếp vì lợi thế, mời thái hư thần tông đỉnh cường giả ra tay, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Chiếu nói như vậy làm thiên thu giáo thả người cùng với tới cửa xin lỗi là không có khả năng. Thiên tư thanh âm có chút chua sót, nhưng cũng biết tạ hoàn vũ đám người lo lắng không phải không có lý. Tuy rằng chính mình cùng bọn họ quan hệ phỉ thiền, nhưng trung quy liên quan đến đến tông phái tổn vong. Quan hệ cá nhân lại thâm, một khi đề cập đến trời cao phái thiết thân ích lợi, tạ hoàn vũ sẽ không chút do so dự lựa chọn người sau. Đâu chỉ là không có khả năng, chúng ta tánh mạng đều kham yêu. Một giây nhớ kỹ, tạ hoàn vũ thở dài nói. Trời cao phái mặt khác mấy người cũng là đầy mặt cho tàn. Bên kia, đại bản danh mọi người cũng được đến tin tức. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, áp lực tăng gấp bội. Thiên thu giáo đã đủ cường, lại cùng huyền minh liên thủ, ai có thể địch loại này ý tưởng cơ hồ tồn tại với mỗi người sâu trong nội tâm. Lúc trước Diệp Quân Lâm không ở đại bản doanh tỏa chấn, một cái độc cô tiêu đều đem nơi này rảo đến long trời lở đất. Huống chi còn có cái cao thâm khó đoán nữ giáo chủ. Hiện giờ huyền minh huề vài tên thái hư thần tông cường giả trở về, cường cường liên thủ, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Đừng quên chấn ma tư cùng ta cũng không đối phó, phía trước chịu lão đại, sư phụ ép buộc, bất quá là kế sách tạm thời. Hiện giờ thiên tư Huệ Côn Luân hư cao thủ trở về, tất nhiên sẽ không lại phụ thuộc, thậm chí còn vô cùng có khả năng lại đây trả thù. Tam phương cường địch đồng thời nhầm vào, mặc dù là sư phụ lão đại cũng khó ngăn cản đi. Sợ hãi lo lắng cảm xúc một khi gieo, kia lan tràn lên tốc độ là cực kỳ khủng bố. Đặc biệt hiện tại Diệp Quân Lâm rất dài một đoạn thời gian không công khai lộ diện, đương nhiên cũng có không ít người hoặc chính diện hoặc mặt bên dò hỏi. Nhưng là chu tước bọn người giữ kín như bưng, lập lè này từ. Không có bất luận cái gì chính diện phía chính phủ hồi đáp. Nay liền càng là tăng lên đại bản doanh thành viên bất an cảm xúc. Trên thực tế Diệp Quân Lâm cho tới nay cũng chưa nhàn rỗi. Hắn giảng Ninh Tấn Nghiệp chờ 80 người một đám một đám đưa hướng Siberia siêu cấp linh mạch tiến hành tôi thể. Rồi sau đó còn đơn độc tiến hành đặc huấn, tận sức với chế tạo một đám tinh nhuệ bộ đội. Nhưng mà loại tình huống này tất cả mọi người không rõ ràng lắm, bao gồm quân quân cùng Lý Tử nhiễm. Tiêu Phong cũng ý thức được mãnh liệt nguy cơ cảm. Trong khoảng thời gian này Tiêu Phong đồng dạng gần như điên cuồng mà cắn nuốt linh khí cùng với đối địch cao thủ công lực. Tu vi cảnh giới lại lần nữa có cực đại tăng lên. Nhưng mà Tiêu Phong lo lắng nhất còn sẽ cung Thiên Thu. Bởi vì hắn được đến xác thực tin tức, Thiên Thu giáo cùng Huyền Minh liên hợp đối phó Trấn Ma Tư, như thế cung Thiên Thu tánh mạng kham yêu. Vì thế Tiêu Phong lợi dụng các loại thủ đoạn bắt đầu luyện tập cung Thiên Thu, tiếc rằng cũng chưa được đến hồi phục chẳng lẽ thiên thu là tìm địa phương che giấu đi lên? Không sai, khẳng định là như thế này, huyền minh bọn họ thực lực cường hãn, càng có thể căn cứ thông tin công cụ thu hoạch vị trí. Tiêu phong nghĩ vậy lại cấp cung thiên thu gửi đi mấy cái tin tức. Thiên thu, người yên tâm ta đã cũng đủ cường đại rồi. Nếu thiên thu giáo cùng chấn ma tư khai chiến, ta sẽ kiên định bất di đứng ở bên cạnh ngươi. Có ta ở đây, không ai có thể xúc phạm tới ngươi tiêu phong gửi đi xong tiếp tục điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí hắn muốn tiếp tục tăng lên thực lực vạn thi hố thiên thu giáo tổng đàn nội tiêu phong liên tục gửi đi tới tin tức cũng biến hướng nhắc nhở cung thiên thu một sự kiện không lâu lúc sau chính mình thân phận đem chiêu cáo thiên hạ đến lúc đó tiêu phong này viên quân cờ đã có thể thật sự không có bất luận cái gì tác dụng hiện tại không lợi dụng tiêu phong đâm sau lưng diệp quân lâm càng đãi khi nào cung thiên thu khóe miệng hơi hơi dơ lên trên người sát khí chợt phóng thích mở ra. Cung thiên thu nghiêm túc suy tư các loại được không kế hoạch. Tiêu phong làm diệp quân lâm nhất coi trọng thủ đồ. Muốn làm hắn làm ra đâm sau lưng loại này, đại nghịch bất đạo, sự tình, liền cần thiết hạ mãnh dược mới được. Trầm ngòi ly gián phương diện này giai đoạn trước đã đã làm rất nhiều công tác. Nếu không khoảng thời gian trước tiêu phong cũng không có khả năng truyền đến tin tức, nói hắn đối ninh tấn nghiệp ra tay. Nếu không phải quân quân kịp thời ngăn trở, rất có thể chu tước đám người cũng sẽ bị đả thương. Này thuyết minh phía trước châm ngòi trải chân đã mới gặp hiệu quả. Nhưng những người này chung quy chỉ là diệp quân lâm cấp dưới, tiêu phong động thủ còn không có như vậy đại tâm lý gánh nặng. Xem ra chỉ có thể lợi dụng tiêu phong đối ta tình cảm tới vào tay. Vụ oan diệp quân lâm trọng thương chính mình có lẽ được không, thậm chí sẽ có kỳ hiệu. Cung thiên thu suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, tận khả năng làm kế hoạch làm được vạn vô nhất thất. Đầu cái chụp tóc chỉ nhưng là lấy hiện tại tiêu phong thực lực còn xa xa không đủ a à. Cung thiên thu lại có chút khó khăn, rốt cuộc ngay cả chính mình đều không có cũng đủ siêu cấp linh mạch cắn nuốt tăng lên. Nơi nào có dầu có cấp tiêu phong này phế vật đâu. Giáo chủ, ta có một loại phương pháp có lẽ được không? Cốt đại sư khoảng thời gian trước nơi nơi siêu tầm siêu cấp linh mạch không có kết quả, chính bất hạnh không có cơ hội lập công chuộc tội đâu. Nga, nói nói xem. Cung thiên thu rất có hứng thú mà nói. Cốt đại sư trầm giọng nói, giáo chủ, ta từng ở sách cổ nhìn thấy quá một môn tà pháp, tên là tâm ma dẫn. Dùng để đặc thù tài liệu luyện chế tà đan, đồng thời phối hợp riêng tu luyện công pháp, lại cố tình dẫn đường một phen. Nhưng đem che giấu sâu vô cùng tâm ma dẫn ra, chẳng những có thể thực lực tăng nhiều, lại còn có có thể đại biên độ thay đổi người này tâm tính. Chỉ cần thời cơ chín mùi, từ thi pháp giả vận công kiếp nổ, chúng chiêu giả liền có thể làm ra vượt mức bình thường hành động. Nga, còn có loại này tà công cung thiên thu kinh nghỉ vạn phần này quả thực chính là cấp tiêu phong lượng thân chế tạo a chỉ là luyện chế tà đan yêu cầu thời gian mà chúng ta nhất thiếu chính là thời gian cốt đại sư cười nói giáo chủ ta đã sớm luyện thành quá này đan lúc trước làm thí nghiệm dùng tam cái hiện tại còn thừa cuối cùng một quả khi nói chuyện cốt đại sư trong ngực trung móc ra một cái tiểu bình xứ, đem nút bình mở ra bên trong thình lình có một viên màu tím thuốc viên hảo Cốt đại sư, ngươi lại vì thiên thu giáo lập một công lớn. Cung thiên thu tiếp nhận bình sứ tán thưởng nói. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Cung thiên thu hạ quyết tâm, lập tức định ngày hẹn tiêu phong. Thu được cung thiên thu tin tức, tiêu phong vui mừng khôn xiết, trực tiếp bằng nhanh tốc độ tới rồi gặp nhau. Thiên thu, ngươi rốt cuộc chịu thấy ta, mới vừa vừa thấy mặt, tiêu phong suýt nữa hỉ cực mà khóc. Cung thiên thu cố nén ghê tởm, ôn nhu mà nói, trong khoảng thời gian này tình huống đặc thù, ta bất đắc dĩ mới cùng ngoại giới cắt đứt liên hệ. Lý giải lý giải, rốt cuộc huyền minh cùng thiên thu giáo liên hợp thực lực quá cường. Tiêu phong khi nói chuyện liền muốn đi ôm cung thiên thu, một giải trong khoảng thời gian này nỗi khổ tương tư. Nhưng mà cung thiên thu lại liên tiếp lui vài bước né tránh. Tiêu phong, hiện tại không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Theo đáng tin cậy tình báo, Huyền Minh cùng Thiên Thu giáo ít ngày nữa liền sẽ đối chấn ma tư động thủ, bằng ngươi hiện tại thực lực như thế nào có thể bảo hộ ta. Tiêu Phong, người nghe ta nói, chỉ cần vượt qua cái này cửa ải khó khăn, chúng ta là có thể chân chính ở bên nhau. Cung Thiên Thu cố ý làm ra một bộ vội vàng bộ dáng. Tiêu Phong tức khắc tự biết xấu hổ, cảm thấy chính mình thật sự quá nóng vội. Thiên Thu, vậy ngươi hôm nay tìm ta tới là, Tiêu Phong khó hiểu hỏi. Cung Thiên Thu ra vẻ thần bí mà nói, ta từ chấn ma tư sách cổ chung được đến một loại bí thuật, phụ lấy đan dược có thể làm nhân tu vì ở trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều. Ta đã tự mình thí nghiệm qua, tuyệt đối không có vấn đề, cho nên muốn đến cũng đem loại này công pháp nói cho ngươi. Khi nói chuyện cung thiên thu cố ý phóng thích hơi thở. Thiên thu, ngươi đối ta thật sự thật tốt quá. Tiêu phong đều phải cảm động đến rơi nước mắt. Đối với cung thiên thu nói, tiêu phong không có nửa điểm hoài nghi. Đặc biệt cung thiên thu phóng thích hơi thở, Sắc thật sau so lần trước gặp mặt khi cường hãn quá nhiều. Nếu không phải lợi dụng nào đó bí thuật tăng lên, tuyệt đối không đạt được như thế trình độ. Cung Thiên Thu mị nhãn như tơ nói, ngươi là của ta nam nhân, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Tiêu Phong tức khắc tâm hoa nộ phóng, cảm động đến tột đỉnh. Đem này cái đàn dược ăn vào, sau đó nhanh chóng vận chuyển ta truyền thụ công pháp của ngươi 50 cái chu thiên. Giai đoạn trước khả năng sẽ có điểm thống khổ, ngươi ngàn vạn kiên trì nếu không đem thất bại trong gang tắc. Cung Thiên Thu nói xong đem tà đan đưa qua. Tiêu Phong không có chút nào do dự đem tà đan ăn vào, ngay sau đó ấn Cung Thiên Thu trần thuật công pháp tiến hành tu luyện. Kỳ sơ Tiêu Phong còn không có cảm thấy như thế nào, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn càng thêm cảm giác chính mình tĩnh mạch xưng to đến lợi hại. Nhớ kỹ địa chỉ web. Chẳng qua nhớ tới Cung Thiên Thu nói, tiếp tục kiên trì vận công. Không bao lâu tiêu phong liền tiến vào một loại gần như tổ hỏa nhập ma bên cạnh trạng thái. Chỉ là tiêu phong bản nhân chưa từng phát hiện, hơn nữa cảm nhận được cực cường hơi thở kích động, hắn bản năng cho rằng là bí thuật nổi lên tác dụng. Mà Cung Thiên Thu rõ ràng nhìn đến, ở tiêu phong đôi mắt bên cạnh có màu tím đen quang mang hiện lên. Tiếp tục tu luyện đi, đến lúc đó ngươi là có thể hoàn toàn vì ta sử dụng. Cung Thiên Thu khóe miệng xẹt qua một mặt âm mưu thực hiện được ý cười. Bên kia. Trải qua một phen thương nghị, thiên tư cùng với thiếu chủ cảm thấy hẳn là liên hợp Diệp Quân Lâm cộng đồng đối phó thiên thu giáo cùng huyền minh. Suốt cuộc chấn ma tư cùng Diệp Quân Lâm bên này cũng không phải gì đó huyết hải thâm thù. Nhiều nhất xem như đã từng bị Diệp Quân Lâm chấn áp khí phách chi tranh. Về chuyện này hoàn toàn có thể xong việc lại cái khác thanh toán. Hiện giờ địch nhân lớn nhất như cũng là thiên thu giáo cùng huyền minh. Liên hợp Diệp Quân Lâm nắm chắc cũng sẽ lớn hơn nữa một ít tốt nhất có thể nhất cử đem huyền minh cùng độc cô tiêu đám người toàn bộ diệt trừ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhất trí thông qua sau, thiên tư cùng tạ hoàn vũ đám người trực tiếp đi trước đại bản doanh tìm diệp quân lâm. Mọi người tới đến đại bản doanh bên ngoài, cũng đã bị phụ trách tuần tra chu tước đám người phát hiện. Trời cao phái thiếu chủ giá lâm, người chờ còn không đường hẻm hoan nghênh. Thiên tư vận khí hô to, thanh âm giống như xét đánh giữa trời quang, chỉ đem đại bản doanh tuần tra nhân viên màng tai chấn đến sinh đau. Chu Tước đám người nhíu nhíu mày, tuy rằng đối phương cuồng ngạo làm người phi thường khó chịu, nhưng là nàng cũng rõ ràng nhân ra có cuồng ngạo tư bản. Bận rộn lo lắng đem tin tức hội báo cấp lý tử nhiễm cùng quân quân. Hiện giờ Diệp Quân Lâm tung tích bất tường, đại bản doanh tạm thời từ lý tử nhiễm phụ trách. Mà quân quân lại là trước mặt đại bản doanh nội mạnh nhất chiến lực. Kỳ thật cũng không cần phải hội báo, quân quân cùng lý tử nhiễm chờ một chúng đại bản doanh trung tâm liền chạy tới lý tử nhiễm ở mọi người hộ vệ xuống dưới đến thiên tư chính phía trước cách đó không xa các hạ tới nơi đây có việc gì sao lý tử nhiễm trầm giọng hỏi đại bản doanh thành viên trận địa sẵn sàng đón quân địch trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm thiên tư nhìn quét mọi người vẫn chưa phát hiện diệp quân lâm thân ảnh đặc biệt trước mắt những người này thực lực tuy rằng so bình thường tu sĩ mạnh hơn không ít nhưng hoàn toàn không có biện pháp cùng bọn họ đánh đồng diệp quân lâm ở đâu các ngươi những người này không xứng cùng thiếu chủ trực tiếp đối thoại. Thiên tư nói chuyện nhiên nghiễm nhiên một bộ trên cao nhìn xuống ngữ khí. Tạ hoàn vô ánh mắt đảo qua mọi người, ngạo nghễ nói, nhìn đến các ngươi không quan trọng thực lực, ta thực sự có chút hối hận lại đây nói chuyện hợp tác. liền bọn họ loại trình độ này, chỉ sợ cũng cũng chỉ có thể đảm đương pháo hôi. Tạ vân tông hừ lạnh một tiếng phụ họa nói. Chu tước đám người song quyền nắm chặt, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được đối phương miệt thị. Quân quân cũng là mày khẩn tác, nhưng như cô cố nén sắp phát ra lửa giận. Lý tử nhiễm tự nhiên cũng tức giận phi thường, nhưng là nàng nghe được đối phương một cái từ ngữ mấu chốt hợp tác. Đại gia đừng xúc động, trước hết nghe nghe những người này nói như thế nào. Truyền âm trần an mọi người một câu, xoay người đối tạ hoàn vũ nói, nói vậy các hạ chính là trời cao phái thiếu chủ. Nếu các hạ là tới nói chuyện hợp tác, như vậy cũng nên tuần hoàn cơ bản nhất lễ nghĩa, không phải sao. Lý Tử Nhiễm trầm giọng nói. Lễ nghĩa, tả hoàn vũ ngưỡng mặt cười to, phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười. bổn tọa lễ nghĩa, người chờ tiếp được trụ sao? Lý Tử Nhiễm sắc mặt khẽ biến, nàng là thật sự tưởng trở mặt. Nhưng là đại bản doanh không có diệp quân lâm tọa chấn, mà đối phương đều là côn luân khư đại năng. Nếu thật động khởi tay tới, bên ta này đó nhân viên chỉ sợ sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đặc biệt còn có thiên thu giáo cùng huyền minh liên thủ ở bên như hổ rình mồi liên hợp thiên tư đám người xác thật là tốt nhất lựa chọn. Rốt cuộc trước kia còn lo lắng thiên tư sẽ nhầm vào đại bản doanh đâu. Nhóm người này thật sự quá kiêu ngạo. Quả thực là tự cao tự đại, nếu lão đại, sư phụ ở, bọn họ sao dám. Đầu cái chụp tóc chỉ. Nhưng lấy trước mắt thế cục tới xem, có thể cùng bọn họ liên hợp xác thật có chỗ lợi. Đại bản doanh mọi người tuy rằng lòng đầy căm phẫn, nhưng sôi nổi bị tàn khốc hiện thực đánh bại. Chỉ là loại này phụ thuộc hợp tác, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Đương nhiên tiếp được trụ. Đang lúc mọi người tiến thoái lưỡng nan khoảnh khắc, một đạo trầm ổn thanh âm tự ở xa truyền đến. Là lão đại đã trở lại. Sư phụ rốt cuộc đã trở lại. Xem bọn người kia còn dám không dám kiêu ngạo. Mọi người nháy mắt có người tâm phúc. Một lát sau, Diệp Quân Lâm lắc mình tới. Tạ hoàn vũ đám người ánh mắt hơi ngưng, nhưng là một phen tra xét lúc sau, biểu tình lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu bởi vì bọn họ phát hiện diệp quân lâm thực lực so những người khác cũng không cường nhiều ít dù sao vô pháp cùng côn luân khư vài vị thiên kiêu đánh đồng ngươi chính là diệp quân lâm tạ hoàn vũ hài hước hỏi diệp quân lâm gật gật đầu hỏi các ngươi đây là tới nói chuyện hợp tác xem như đi tạ hoàn vũ không tỏ ý kiến mà nói càng xác thực tới nói là cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội nga chỉ giáo cho diệp quân lâm cố ý làm ra nghi hoặc biểu tình Tạ Hoàn Vũ trầm giọng nói, Huyền Minh cùng với Thái Hư Thần Tông cường giả đã cùng Thiên Thu giáo liên minh, nếu các ngươi đơn độc đối kháng, tất nhiên là tử lộ một cái. Nhưng nếu quy về bổn tọa dưới trướng, mặc dù Huyền Minh đám người cũng sẽ có điều cố kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên càng quan trọng là, người còn đem đạt được một cái ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Cái gì kỳ ngộ? Diệp Quân Lâm tò mò mà truy vấn nói. Tạ Hoàn Vũ trên mặt hiện ra một tia ý cười, nói, sự thành lúc sau bổn tỏa có thể mang ngươi tiến vào côn luân khư ra nhập trời cao phái từ đó về sau cùng bổn tỏa hỗn bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng tạ hoàn vũ nghiễm nhiên một bộ cao cao tại thượng tư thái phảng phất là thượng vị giả đối với lót đế giai tầng bố thí có thể vượt qua cửa ải khó khăn còn có thể mượn cơ hội tiến vào côn luân khư nghe tới xác thật phi thường mê người a diệp quân lâm rất là kích động nói tạ hoàn vũ vui mừng ra mặt đàm phán so với hắn trong tưởng tượng muốn dễ dàng đến nhiều cho nên ta cự tuyệt hợp tác diệp quân lâm chuyện vừa chuyển đột nhiên nói ha tạ hoàn vũ trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây diệp quân lâm vừa rồi rõ ràng đối chính mình khai ra điều kiện phi thường cảm thấy hứng thú a à. tạ vân tông cùng thiên tư đám người cũng có chút mộng bức diệp quân lâm ngươi không nói dẫn đi thiên tư nhịn không được nói diệp quân lâm trầm giọng nói ta cũng không cùng bằng hữu bên ngoài người nói giỡn, chúng ta rất quen thuộc sao. Ngoà tào, thiên tư suýt nữa không nhịn xuống trước mặt mọi người tuôn ra thô khẩu. Gia hỏa này quả thực quá làm giận. Tạ hoàn vũ sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, Diệp Quân Lâm, người có biết chính mình bỏ lỡ một bước lên trời cơ hội. Người xác định không phải một bước thăng thiên cơ hội. Diệp Quân Lâm cười lạnh hai tiếng, tiếp tục nói, cái gọi là hợp tác, còn không phải là tưởng đem chúng ta đương pháo hôi sao. Ngươi, tạ hoàn vũ khóe miệng trừ trừ, bị Diệp Quân Lâm trước mặt mọi người vạch trần trong lòng suy nghĩ, hắn cảm giác mặt mũi quét xác. Ngươi đừng hối hận, tạ hoàn vũ phất phất tay, đối với những người khác phân phó nói, chúng ta đi. Nhìn tạ hoàn vũ đám người rời đi bóng dáng, Diệp Quân Lâm khóe miệng nổi lên một mặt cười lạnh. Audio điện tử võ tấn bền. Lão đại, thật sự không suy xét cùng bọn họ hợp tác sao? Thật lâu sau lúc sau, Chu Tước dẫn đầu dò hỏi ra tiếng. Những người khác cũng sôi nổi đem ánh mắt tập trung đến Diệp Quân Lâm trên người. Lần này cự tuyệt hợp tác tương đương với đem thiên tư cùng với trời cao phái cường giả đắc tội đã chết. Thậm chí khả năng dẫn tới đại bản doanh cùng chấn ma tư mâu thuẫn trở nên gay gắt, dần dần chuyển vì thù hận. Người xem bọn họ là tới chân thành hợp tác tư thế sao? Diệp Quân Lâm hỏi ngược lại. Chu Tước không lời gì để nói, tạ hoàn vũ vừa rồi thái độ rõ ràng, căn bản là không đem bọn họ để vào mắt. Yên tâm đi các vị, ta đều có biện pháp đối phó bọn họ. Diệp quân lâm cấp mọi người ăn viên thuốc an thần. Diệp quân lâm tuyệt phi bắn tên không đích, mà là vừa rồi rõ ràng tra xét tạ hoàn vũ đám người chi tiết. Đã làm được trong lòng đại khái hiểu rõ. Nhớ kỹ địa chỉ web. Cùng lúc đó, bị cự tuyệt hợp tác thiên tư đám người rất là buồn bực. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, diệp quân lâm cự tuyệt đến thế nhưng sẽ như thế dứt khoát diệp quân lâm tên hỗn đản này thế nhưng như thế không biết điều tạ hoàn vũ có chút tức muốn hộc máu thiếu chủ bất giận tạ vân tông khuyên giải an ủi nói nếu diệp quân lâm khăng khăng tìm chết khiến cho hắn tự sinh tự diệt đi thiếu chủ đại trưởng lão lấy các người nhị vị nhãn lực tới xem diệp quân lâm tu vi đến tột cùng tới rồi cái gì cảnh giới hắn cự tuyệt hợp tác đến tột cùng là định liệu trước vẫn là ở hư trương thanh thế đâu. Thiên tư ngưng thanh nói. Tạ Vân Tông chỉ chỉ trời cao phái mấy đại thiên kiêu, trầm giọng nói, theo ta thấy Diệp Quân Lâm thực lực nhiều nhất cũng liền cùng bọn họ mấy cái không sai biệt lắm. Tại thế tục giới có lẽ có thể làm được hoành hành không cố kỵ, nhưng cùng bổn tỏa cùng với thiếu chủ so sánh với, quả thực là bất kham một kích. Thiên tư nghe vậy hơi chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Diệp Quân Lâm còn ở đắn đo đến phạm trù, vậy không cần lo lắng kia kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ thiên tư tiếp tục hỏi tạ hoàn vũ suy tư hồi lâu mới vừa rồi chậm rãi nói nếu diệp quân lâm không biết điều kia chúng ta liền tìm người khác kết minh đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng diệp quân lâm đến nỗi thiên thu giáo bên kia huyền minh đám người sớm hay muộn sẽ rời đi đến lúc đó chúng ta lại tìm thiên thu giáo thanh toán cần tuân thiếu chủ pháp chỉ thiên tư tỏ vẻ đồng ý mọi người lại thương lượng một phen cuối cùng quyết định trước làm thiên thu giáo đem người thả. Sau đó hai bên đạt thành hợp tác, cộng đồng đối phó Diệp Quân Lâm. Ta tự mình đi nói, như vậy có vẻ càng có thành ý một ít. Thiên tư mau toại tự đề cử mình nói. tả hoàn vũ đám người cũng không phản đối, lưu tại trấn ma tư tĩnh chờ tin lành. Theo sau thiên tư đơn thương độc mã đi vào vạn thi hố. Biết được thiên tư đã đến, cung thiên thu rất là ngoài ý muốn. Đặc biệt căn cứ thông báo tới xem, thiên tư giống như là tới cầu hợp tác. Đem người mời vào đứng lên đi. Cung thiên thu phân phó nói. Cung thiên thu nói xong đem trước tiên chuẩn bị người tốt mặt nạ ra mang hảo. Nàng tạm thời còn không nghĩ bại lộ thân phận thật sự, đặc biệt đối phương lại là chấn ma tư khống chế giả. Một khi chính mình chính là chấn ma tư gian tế bí mật cho hấp thụ ánh sáng, như vậy thiên tư tất nhiên sẽ hủy bỏ lần này đàm phán. Thiên tư tiến vào đón khách đại sảnh sau, ánh mắt liền nhìn chầm chầm vào cung thiên thu xem, Thiên tư Giá Lâm có việc gì sao? Cung Thiên Thu trầm giọng hỏi. Thiên tư dùng thương lượng ngữ khí nói, "Thỉnh giáo chủ hạ lệnh đem Ngự Phong Thiên tư cùng 10 đại thiên kiêu giao ra đây, sau đó chúng ta liên thủ đối phó Diệp Quân Lâm." "Không biết giáo chủ ý hạ như thế nào. Liên thủ đối phó Diệp Quân Lâm không thành vấn đề, nhưng người cần thiết ở giết Diệp Quân Lâm lúc sau phóng." Cung Thiên Thu cười nói. "Một lời đã định." Thiên tư đầy mặt nghiêm túc mà nói. Hai người trò chuyện với nhau thật vui thực mau liền đạt thành hiệp nghị. Nhìn thiên tư rời đi bóng dáng, cung thiên thu sắc mặt trực tiếp trở nên lạnh băng lên. Lấy chính mình đối ngự phong thiên tư cùng 10 đại thiên kiêu hành động, một khi thả chạy, thiên tư sao có thể thiện bãi cam hưu. Hiện giờ nói chuyện hợp tác, đơn giản là muốn mượn đao giết người thôi. Thiên tư a à thiên tư, bản giáo chủ đã nhìn thấu ngươi mưu kế. Cung thiên thu đắc ý mà nói. Tuy rằng nói thế gian không có vĩnh viễn bằng hiếu, chỉ có vĩnh hằng ích lợi, nhưng chấn ma tư cùng thiên thu giáo cùng với huyền minh đám người liên thủ đối phó Diệp Quân Lâm, lại là tất cả mọi người bất ngờ. Không chỉ có như thế, cung thiên thu cũng lấy thương nghị cụ thể hợp tác công việc vì tư, đơn độc hướng trời cao phái thiếu chủ tạ hoàn vũ phát ra mời. Tạ hoàn vũ vui vẻ đáp ứng, vì trương hiển thực lực cùng đảm phách, hắn quyết định độc thân đi trước. Đi vào chỉ định địa điểm, cung thiên thu sớm đã chờ lâu ngày. Vãn bối cung thiên thu cung nghênh thiếu chủ. Cung thiên thu doanh doanh nhất bái, giơ tay nhấc chân gian mỹ thái tấn hiện. Lần này cung thiên thu vẫn chưa che giấu dung mạo, thậm chí ở biết được tả hoàn vũ chính mình lại đây sau, còn cố tình trang điểm một phen. Ăn mặc cũng là rất là gợi cảm, đem nàng kia thước tha dáng người hoàn mỹ phác họa mà ra. Cung giáo chủ quá khách khí, chúng ta là ngang hàng, về sau thâm nhập giao lưu cơ hội còn nhiều lắm đâu. Không cần quá mức câu nệ khách khí. Nhớ kỹ địa chỉ web. Tạ hoàn vũ duỗi tay đi nâng cung thiên thu, thuận tiện còn ở kia nhu nhược không có xương tay nhỏ thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ở nhìn đến cung thiên thu ánh mắt đầu tiên khi, tạ hoàn vũ đã bị thật sâu hấp dẫn. Đặc biệt cung thiên thu kia nhất tần nhất tiếu, đều làm hắn nhịn không được say mê trong đó. Muốn nói tạ hoàn vũ ở Côn Luân Khư cũng gặp qua không ít tuyệt thế dung nhan, nhưng cung thiên thu trên người phảng phất có một loại đặc thù ý nhị, làm hắn nhịn không được mê muội Kia thiên thu nên như thế nào xưng hô đâu? Hoàn vũ ca ca, như vậy có thể hay không quá làm càn. Cung Thiên Thu làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh cùng kinh sợ bộ dáng. Càng là làm tạ hoàn vũ tâm sinh yêu thương chi ý. Như thế nào sẽ làm càn đâu, ta liền cảm thấy hoàn vũ ca ca khá tốt, nghe làm người liền cảm giác thân thiết. Tạ hoàn vũ tâm hoa nộ phóng, kia một tiếng, hoàn vũ ca ca, trực tiếp làm hắn xương cốt đều mau tô. Kia về sau nô ra liền như vậy xương hô lâu. Cung thiên thu doanh doanh mỉm cười, tiếp tục nói, Hoàn Vũ ca ca mời ngồi, tiểu muội còn có rất nhiều công việc hướng ca ca thỉnh giáo đâu. Cung Thiên Thu cực kỳ khôn khéo, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì kết giao nhân mạch cơ hội. Đặc biệt thông qua tiết bằng triển đã xác định có thể tiến vào Côn Luân khư lúc sau, Cung Thiên Thu dã tâm liền càng thêm bành trướng. Trời Cao phái tuy rằng tổng hợp thực lực không bằng Thái Hư thần tông, nhưng Tạ Hoàn Vũ chính là Trời Cao phái thiếu chủ. Cùng hắn làm tốt quan hệ, có thể trực tiếp chạm đến đến tông phái cao tầng. Thiên Thu muội muội, hôm nay mời ta lại đây là muốn thương nghị như thế nào đối phó Diệp Quân Lâm đi. Giờ này khắc này Tạ Hoàn Vũ đã đắm chìm ở cung Thiên Thu nhu tình mỹ ý chung vô pháp tự kiềm chế. Hắn thậm chí cảm giác được trong ngực phảng phất có một đoàn ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Hoàn Vũ ca ca lời nói cực kỳ, Diệp Quân Lâm thực lực mạnh mẽ, tiểu muội thật khó đơn độc đối phó, đến lúc đó liền làm phiền Hoàn Vũ ca ca to lớn tương trợ. Cung Thiên Thu khi nói chuyện cấp Tạ Hoàn Vũ đổ ly rượu, Tạ Hoàn vô ý cười càng sâu, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Thiên Thu muội muội xin yên tâm, chuyện này bao ở ta trên người. Diệp Quân Lâm cái kia không biết sống chết con khỉ, bổn tọa nhất định phải đem hắn chém làm hai nửa. Nhớ tới Diệp Quân Lâm trước mặt mọi người chiêu chọc chính mình, Tạ Hoàn Vũ liền trong cơn giận dữ. Hiện giờ lại có thể mượn cơ hội này lấy lòng với cung Thiên Thu, Tạ Hoàn Vũ đối với Diệp Quân Lâm hận ý liền càng thêm mãnh liệt. Tiểu muội kính ca ca một ly, cầu chúc lần này hợp tác thành công. Cung Thiên Thu mắt phiếm đào hoa môi đỏ hơi hơi đóng mở, càng là làm Tạ Hoàn Vũ một trận tâm viên ý mã. Nhìn Tạ Hoàn Vũ bộ dáng, Cung Thiên Thu trong lòng cười lạnh không ngừng. Xem ra Côn Luân Khư Tu sĩ cũng bất quá như thế, tất cả đều trốn bất quá chính mình mỹ công khống chế. "Hảo, làm." Tạ Hoàn Vũ cùng Cung Thiên Thu nhẹ nhàng chạm cốc, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Kế tiếp hai người liền như thế nào chém giết Diệp Quân Lâm cùng với hủy diệt đại bản doanh triển khai thảo luận thời gian trôi đi, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đặc biệt từ đầu đến cuối cung thiên thu đều ở đón ý nói hùa tạ hoàn vũ đi nói, càng là làm hắn hư vinh tâm được đến cực đại thỏa mãn. Tạ hoàn vũ trên mặt cười liền không đình chỉ quá. Hoàn vũ ca ca, người xem ta loại thực lực này có không tiến vào côn luân khư. Thấy thời cơ chín mùi, cung thiên thu chuyện vừa chuyển hỏi. Tạ hoàn vũ tức khắc tới hứng thú, hắn bản năng cho rằng huyền minh bên kia vẫn chưa đáp ứng việc này. Rốt cuộc Thái Hư Thần Tông thuộc về trung đẳng đại giáo, huyền minh bọn họ thân phận lại không phải rất cao, chỉ sợ rất khó tự mình làm chủ. Đương nhiên lui một vạn bước tới giảng, mặc dù bọn họ đáp ứng dẫn tiến, cũng tuyệt đối không có khả năng làm cung thiên thu gia nhập Thái Hư Thần Tông cao tầng. Nhưng hắn tạ hoàn vũ liền không giống nhau, thân là trời cao phái thiếu chủ, chính mình có tuyệt đối lời nói quyền. Chỉ cần cung thiên thu hơi chút có điểm thực lực, trực tiếp mang nàng tiến vào trời cao phái trung tâm cao tầng cũng không có gì quan ngại hảo a, à, ta cũng muốn kiến thức một chút muội muội thực lực của ngươi. Tạ Hoàn Vũ cười nói. Cung Thiên Thu ngay sau đó phóng thích hơi thở, hơn nữa triển lãm nhất định cắn nuốt thiên địa nguyên khí năng lực. Muội muội trên người cụ bị cắn nuốt linh căn linh cốt. Một giây nhớ kỹ, Tạ Hoàn Vũ sắc mặt nháy mắt nghiêm túc lên. Cung Thiên Thu cố ý không xác định mà nói, ta cũng không quá xác định, nhưng là hấp thu thiên địa linh khí tốc độ xác thật muốn so những người khác mau rất nhiều. Quá tuyệt vời! Tạ Hoàn Vũ vui mừng ra mặt. Khẩn đi hai bước giữ chặt cung thiên thu tay nhỏ, kích động mà nói, có được như thế tiềm lực, ta hoàn toàn có thể dẫn tiến ngươi tiến vào trời cao phái cao tầng. Kỳ thật Tạ Hoàn Vũ còn có một câu không nói xuất khẩu, đó chính là hắn tưởng phát triển cung thiên thu vì đạo lữ. Đã có tiềm lực lại có thực lực, mấu chốt lớn lên còn như thế thiên kiều bá mị, thật sự là đạo lữ tuyệt hảo người được chọn A. Cung thiên thu ra vẻ thẹn thùng mà nói, kia ta về sau đã có thể hoàn toàn trông chờ ca ca lâu khi nói chuyện cung thiên thu đem đầu nhẹ nhàng dựa vào tả hoàn vũ trước ngực. Yên tâm, vi huynh điểm này chủ vẫn là có thể làm. Tả hoàn vũ tâm hoa nộ phóng, thậm chí lớn mật đem tay nhẹ nhàng hoàn ở cung thiên thu eo liễu thượng. Cung thiên thu cố nén phản cảm, tùy ý tả hoàn vũ tay ở bên hông quấy phá. Trong lòng lại là cười lạnh không ngừng, nàng chính là cố tình vì này, phóng xuất ra tiềm lực tới thay thế được thiên tư vị trí. Chỉ có như vậy mới có thể ở diệt trừ diệp quân lâm sau, đem thiên tư mượn cơ hội giết chết, đồng thời còn sẽ không dẫn trời cao phái địch ý. Này bữa cơm tạ hoàn vũ ăn đến là thỏa thuê đắc ý. Đặc biệt còn đối cung thiên thu có bước đầu ra thịt chi thân, càng là làm tạ hoàn vũ lưu luyến. Trở lại chấn ma tư, tạ hoàn vũ trực tiếp tìm được rồi đại trưởng lão tạ vân tông cùng với mặt khác vài vị thiên kiêu. Thiếu chủ, hôm nay cùng thiên thu giáo giáo chủ nói đến như thế nào? Không gặp được cái gì nguy hiểm đi, tạ vân tông trầm giọng hỏi. Huyền Minh cùng với Thái Hư Thần Tông Thiên Kiêu rốt cuộc cùng Thiên Thu Giáo là liên minh quan hệ, mà Thái Hư Thần Tông cùng trời cao phái lại luôn luôn bất hòa. Huyền Minh bọn họ không ở Thiên Thu Giáo. Tạ Hoàn Vũ dừng một chút, biểu tình đột nhiên nghiêm túc mà nói, bất quá ta phát hiện càng chuyện quan trọng. Thiên Thu Giáo giáo chủ cung Thiên Thu tiềm lực cực đại, có được cắn nuốt linh căn linh cốt, nếu bị chúng ta nạp vào tông phái, dốc lòng bồi dưỡng định có thể trở thành một vị đỉnh cấp chiến lực. Nga Tạ Vân Tông kinh ngạc nói, thế tục giới thế nhưng có như vậy căn cốt, nói như thế tới so thiên tư tu luyện thiên phú còn muốn cao rất nhiều. Thiếu chủ ý tứ là muốn dẫn tiến cung thiên thu tiến vào trời cao phái. Tạ hoàn vũ gật gật đầu, nói, không sai, tốt như vậy mầm, cũng không thể rơi vào mặt khác tông phái trong tay. Đặc biệt không thể rơi vào thái hư thần tông trong tay, cho nên bổn tọa tính toán cấp cung thiên thu khai ra càng hậu đãi điều kiện. Tạ vân tông cao mày nói, thiếu chủ, ta lý giải tâm tư của ngươi, nhưng là thiên tư bên kia nên như thế nào xử lý lúc trước thiên thu giáo huyết tẩy trấn ma tư nhiều phe phái đặc biệt tây các gần như bị tàn sát hầu như không còn thiên tư tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hiu ta minh bạch ngươi băn khoăn nhưng là côn luân khư chính là cường giả vi tôn đã có càng tốt mầm chúng ta liền không cần câu nệ cũ kỹ tạ hoàn vỗ trầm giọng nói huống chi chúng ta trời cao phái lựa chọn còn không tới phiên một cái thế tục giới bỏ lên tới con khỉ khoa tay múa chân vạn thi hố thiên thu giáo tổng đàn nội. Cung thiên thu tâm tình sung sướng phẩm hương trà. Tam phương liên hợp đối phó Diệp Quân Lâm kế hoạch đã gõ định, kế tiếp liền phải đối phó Diệp Quân Lâm phe phái. Sư phụ, ngày đây là chuẩn bị thân thủ chu sát Diệp Quân Lâm sao? Độc cô tiêu cười hỏi. Cung thiên thu vẫy vẫy tay, nói, thân thủ đánh chết hắn quá đơn giản, vẫn là đến đổi loại chơi pháp mới có ý tứ. Ở nàng xem ra hiện tại thực lực đã hoàn toàn có thể nghiền áp Diệp Quân Lâm, không cần thiết chính diện động thủ, dùng mưu kế chẳng phải càng thú vị. Là thời điểm khởi động tiêu phong này viên quân cờ. Cung thiên thu cười lạnh nói, nghĩ đến tâm ma dẫn đã hoàn toàn loại nhập tiêu phong sâu trong nội tâm. Sư phụ, đồ nhi có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực? Độc cô tiêu rất là kích động hỏi. Độc cô tiêu rõ ràng đây là cung thiên thu thói quen, người sau đặc biệt thích dùng mưu kế đem mọi người đùa bỡn với xương bàn tay chi gian cảm giác không nghĩ tới diệt trừ diệp quân lâm như cũ không tự mình động thủ, không hổ là trí kế vô song sư phụ A. Đi, đem này đó tin tức mặt bên tiết lộ cho chu tước đám người. Cung thiên thu đem một chương tờ giấy đưa cho độc cô tiêu. Độc cô tiêu nhìn đến mặt trên lại là cung thiên thu thân phận thật sự tin tức, tức khắc đoán được cái đại khái. Đây là muốn vào một bước trở nên gay gắt mâu thuẫn châm ngòi ly gián A. Tuân mệnh, độc cô tiêu lĩnh mệnh rời đi. Không bao lâu, về thiên thu giáo giáo chủ rất nhiều tin tức, dần dần từ chấn ma tư bên trong tản mở ra. Mà này đó tin tức tự nhiên trốn bất quá trước sau chú ý việc này chú tước đám người đôi mắt. Mấy tin tức này đã xác nhận không thể nghi ngờ, cần thiết báo cho lão đại, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. chu tước trầm giọng nói. Thanh long đám người sôi nổi gật đầu đồng ý. Bởi vì mới nhất được đến này đó tin tức quá kinh người. Thứ nhất, có người tận mắt nhìn thấy đến thiên thu giáo giáo chủ chân dung chính là cung thiên thu. Thứ hai, có người tận mắt nhìn thấy cung thiên thu tay cầm thần kiếp tàn sát tây các tinh anh đệ tử. Thứ ba, có người trong lúc vô ý nhìn thấy cung thiên thu dùng võ lực huyết ngược ngự phong thiên tư. Còn có rất nhiều cùng loại tin tức, bọn họ đầu mâu cộng đồng chỉ hướng một người cung thiên thu. Các người muốn đi làm gì? Tiêu phong trực tiếp ngăn cản mọi người đường đi. Xem ra người cũng nghe nói về cung thiên thu tin tức, thế nào, hiện tại biết chính mình bị lừa đi. Tiêu Phong, nhanh lên tránh ra, chúng ta cần thiết mau chóng thông chi lão đại. Hoặc là người cũng cùng chúng ta cùng đi tìm lão đại, chủ động thừa nhận sai lầm, có lẽ còn gắn liền với thời gian không muộn. Các ngươi không thể đi. Tiêu Phong lạnh lùng nói. Thanh Long tức khắc nóng nảy, lạnh lùng nói, Tiêu Phong, người đây là mấy cái ý tứ. Biết rõ cung thiên thu chính là thiên thu giáo giáo chủ, người còn muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ sao này rõ ràng chính là có người ở cố ý bịa đặt nói những lời này người quả thực là bụng giả khó lường nếu tùy tiện nói cho sư phụ sẽ cho thiên thu tạo thành cực kỳ không tốt ảnh hưởng tiêu phong ngữ khí kiên định mà nói chu tước đám người nháy mắt đều nổi giận nhìn cực lực giữ gìn cung thiên thu tiêu phong cảm giác người này càng thêm xa lạ lên tiêu phong người quả thực không có thuốc nào cứu được chu tước đừng để ý đến hắn chúng ta đi gặp lão đại tránh ra thanh long đám người xoay người muốn đi. Tiêu phong lập tức thi triển ra cường hãn hơi thở, ngưng thanh nói, không có ta cho phép, ta xem các ngươi ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu phong, người đừng quá quá mức. Thanh long cảnh cáo nói. Tiêu phong chút nào không thèm để ý chu tước đám người phẫn nộ, trầm giọng nói, muốn gặp sư phụ, các người có thể xông vào thử xem. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới thiên thu, nếu không cũng đừng trách ta quyền cước vô tình ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào cái vô tình pháp. Thanh Long dẫn đầu ra tay, nhưng mà bị tiêu phong trực tiếp một quyền oanh phi, thật mạnh té ngã trên đất, nôn ngửa máu tươi. Cùng nhau thưởng, Chu tước đám người cũng không hề do dự, trực tiếp tập thể công kích. Nhưng là bọn họ cùng tiêu phong cảnh giới tranh lệch thật sự quá lớn, không mấy cái hiệp sôi nổi bị đánh nghiêng trên mặt đất. Mỗi người khóe miệng đều có máu tươi chảy ra, hiển nhiên đều bị tương đối nghiêm trọng nội thương. Các ngươi mấy cái nghe hảo, ở ta điều tra rõ ràng trước, nếu ai dám ở sư phụ trước mặt nói hưu nói vượt, cũng đừng trách ta hạ tử thủ. Nếu Thiên Thu thật là Thiên Thu giáo giáo chủ, ta tất nhiên lấy chết tạ tội. Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn nóng lòng đi gặp cung Thiên Thu, thề muốn đem mấy tin tức này hoàn toàn lật đổ. Nhìn Tiêu Phong rời đi bóng dáng, Thanh Long đám người hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại bất lực. Tiêu Phong thực lực hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước thậm chí đạt tới hoàn toàn nghiền áp mấy người trình độ. Đơn nói tiêu phong rời đi đại bản doanh, liền các loại liên hệ cung thiên thu, nhưng là mới đầu cũng chưa được đến đáp lại, cái này làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt. Rốt cuộc ở ước chừng sau nửa canh giờ, cung thiên thu cấp ra cụ thể gặp mặt vị trí. Tiêu phong vui mừng khôn xiết, bằng nhanh tốc độ đuổi qua đi. Một đường bay nhanh, sắp tới đem đến cung thiên thu sở tại khi không đột nhiên cảm nhận được cực đại hơi thở dao động, ẩn ẩn còn có đánh nhau chi âm. Tiêu phong đại kinh thất sắc, còn tưởng rằng cung thiên thu bị cao thủ tập kích, tiếp tục nhanh hơn tốc độ chạy đến. Nhưng mà đạt tới sự phát địa điểm khi, lại chỉ có thấy té ngã trên đất cung thiên thu, cùng với một cái cực nhanh rời đi bóng dáng. Chỉ là kia đạo bóng dáng thoạt nhìn cực kỳ quen thuộc. Sư phụ, tiêu phong trong lòng khiếp sợ không thôi, phản ứng đầu tiên là chu tước đám người báo cho Diệp Quân Lâm những cái đó tin tức. Thiên thu, người cảm giác thế nào? tiêu phong cấp tốc đuổi qua đi liền thấy cung thiên thu sắc mặt tái nhợt khóe miệng ẩn ẩn có vết máu chảy ra hơi thở cũng cực kỳ suy yếu hiển nhiên là bị trọng thương ta ta không có việc gì tiêu phong ngươi như thế nào mới đến cung thiên thu nhu nhược đáng thương mà nói tiêu phong quản không được nhiều như vậy trực tiếp hỏi là sư phụ đả thương ngươi không phải như thế nào sẽ là sư phụ đâu hẳn là thiên thu giáo cao thủ Cung Thiên Thu cố ý đang nói chuyện khi ánh mắt trốn tránh, một bộ bởi vì nào đó nguyên nhân không dám nói ra chân tướng, ủy khuất biểu tình. Tiêu Phong tức khắc nóng nảy, trầm giọng nói, Thiên Thu, người còn gạt ta, kia rõ ràng chính là sư phụ. Ngươi là của ta nữ nhân, ở hoàn toàn biết rõ ràng tình huống trước, mặc dù là sư phụ cũng không thể khi dễ ngươi. Ai? Cung Thiên Thu thở dài một tiếng, đầy mặt bất đắc dĩ mà nói, ngươi cũng đừng trách sư phụ, khả năng hắn đối ta hiểu lầm quá sâu đi. Chấn ma tư lục tục có tin tức ra tới, những cái đó rõ ràng chính là ở vu hãm ta. Cũng không biết ta như vậy một tiểu nhân vật, như thế nào sẽ khiến cho thiên thu giáo giáo chủ chú ý đâu. Chẳng lẽ đơn giản là tên chung có chỗ tương tự. Cung thiên thu càng nói càng ủy khuất, càng nói càng tức giận. Tiêu phong còn lại là đầy mình lửa giận, thậm chí đối diệp quân lâm đều sinh ra sâu đậm oán niệm. Sư phụ, người vì cái gì chỉ tin tưởng chu tước bọn họ, liền không muốn tin tưởng ta đâu nếu thiên thu thật là vị kia cao thâm khó đoán nữ giáo chủ, có thể dễ dàng như vậy bị ngươi đả thương. Sư phụ, là ngươi bất nhân trước đây, đừng trách đệ tử bất nghĩa. Nhìn tiêu phong phẫn nộ bộ dáng, đặc biệt trong mắt hắc khí tấn hiện. Cung thiên thu trong lòng cực kỳ đắc ý, xem ra tâm ma dẫn đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Hết thảy kế hoạch đều hoàn mỹ đạt thành. Không lâu trước đây cái kia diệp quân lâm bóng dáng tự nhiên là độc cô tiêu giả, Cung Thiên Thu sở dĩ lạc hậu nửa canh giờ liên hệ Tiêu Phong, cũng là vì yêu cầu tinh chuẩn đem khống thời gian, đem này ra trình diễn dịch hảo. Tiêu Phong, đừng trách sư phụ, người vẫn là trước mau chóng tăng lên thực lực đi. Đến lúc đó người nói chuyện, tự nhiên cũng có càng nhiều người tin tưởng. Cung Thiên Thu tiếp tục dẫn đường Tiêu Phong. Tuy rằng hiện giờ không có siêu cấp linh mạch cấp bậc nguồn năng lượng cấp Cung Thiên Thu cắn nuốt, nhưng một ít tiểu linh mạch đối với Tiêu Phong chính là phi thường cũng đủ. Tiêu Phong vì tăng mạnh quyền lên tiếng, hoàn toàn tiến vào điên cuồng tu luyện hình thức, thực lực cũng ở nhanh chóng tiếp tục tăng lên. Diệp quân lâm cũng không biết chính mình đã bị cung thiên thu hãm hại một đợt. Hắn như cú vội vàng tăng lên chính mình cùng với thủ hạ người thực lực. Ninh tấn nghiệp chờ 80 danh học viên cùng với văn lôi đám người đầy đủ lợi dụng chiến hùng quốc cái kia siêu cấp linh mạch. Đặc biệt thượng đế chi não lợi dụng mới nhất nghiên cứu phát minh dò xét khí lại tìm được rồi mấy cái đại hình linh mạch. Tuy rằng này đó linh mạch cùng Atlantis đáy biển kế hoạch siêu cấp linh mạch so không được, nhưng đối với văn lôi đám người cũng đủ dùng. Hơn nữa thượng đế chi não siêu tầm linh mạch hiệu suất cực cao, mặt sau có liên tục tìm được hơn lớn nhỏ không đợi linh mạch. Diệp quân lâm cũng nhân cơ hội đi thêm tăng lên thực lực. Diệp tiên sinh, ta giống như lại phát hiện hai điều thần mạch cùng thánh mạch. Liên ở Diệp quân lâm đắm chìm ở tu luyện khoảnh khắc, thượng đế chi não lại lần nữa truyền đến tin tức. Thật tốt quá, thượng đế chi não, người lần này lập công lớn. Diệp quân lâm vui mừng khôn xiết. Trung cực đại chiến tới gần, chính mình cùng bên người người vừa vặn lợi dụng thần mạch cùng thánh mạch tăng lên thực lực. Đến lúc đó lại sẽ tăng lên tới như thế nào trình độ. Phía trước Diệp quân lâm cha xét quá trời cao phái mấy người kia thực lực, xa xa không kịp hiện tại chính mình. Càng đừng nói trải qua thần mạch cùng thánh mạch tăng lên lúc sau chính mình. Chỉ cần lợi dụng chúng nó đi thêm tôi thể, Thái Hư Thần Tông cùng Thiên Thu Giáo liên thủ lại như thế nào? Thiên Tư cùng trời cao party chính mình bất mãn nữa lại có thể như thế nào? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy liên minh đều thùng rỗng kêu to, giống như con kiến. Lại qua mấy ngày, Thiên Thu Giáo, Trấn Mà Tư, Thái Hư Thần Tông Tam Phương liên thủ đối phó Diệp Quân Lâm tin tức rốt cuộc truyền ra tới. Khắp nơi oanh động, ta xem Diệp Quân Lâm lần này còn như thế nào cuồng, kia chính là hai đại côn luân khư tông phái liên hợp, trấn ma tư tuy rằng khoảng thời gian trước tổn thất thảm trọng nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa lại có thiên tư tỏa trấn thực lực không dung khinh thường diệp quân lâm cùng với hắn đại bản doanh lần này là chú định bị diệt khắp nơi thế lực sôi nổi ngồi chờ vào tuồng này trình diễn đặc biệt những cái đó đã từng bị diệp quân lâm chấn áp thế lực càng là vì thiên thu giáo cùng trấn ma tư một phương chạm chân trợ uy phất cờ hò reo bọn họ bản thân không có năng lực báo thù hiện giờ có người đứng ra tiêu diệt diệp quân lâm bọn họ tự nhiên cảm giác vui sướng vô cùng. Tam phương liên hợp cũng là làm Lý Tử Nhiễm bọn họ bất ngờ. Mọi người cũng cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực. Đặc biệt Diệp Quân Lâm như cố chẳng biết đi đâu, trừ bỏ lần trước tạ hoàn Vũ lại đây nói chuyện hợp tác vội vàng lộ một mặt, liền lại lần nữa mai danh ẩn tích. Nay liền làm đại bản danh mọi người hoảng loạn tâm tình dậu đổ bìm leo. Thông chi đi xuống tăng mạnh đề phòng, một khi phát hiện địch tập, nhanh chóng trốn vào an toàn phòng. Lý Tử Nhiễm hạ đạt mệnh lệnh. Chu Tước đám người từ lần trước bị Tiêu Phong đả thương, cũng đắm chìm ở điên cuồng tu luyện tiết tấu. Hiện giờ càng là bức thiết muốn tăng lên thực lực, đến nỗi Tiêu Phong sự tình tạm thời gác lại, như thế thời khắc mấu chốt tuyệt không thể tái khởi nội chiến. Đương nhiên cũng là vì không biết Diệp Quân Lâm tung tích, muốn hội báo cũng không có con đường. Chu Tước đám người đương nhiên cũng dùng thông tin công cụ gửi đi tin tức, nhưng Diệp Quân Lâm toàn chưa cho ra bất luận cái gì đáp lại. Quân quân Người lần trước cũng tra xét những người đó thực lực, cảm giác có nắm chắc sao? Lý Tử Nhiễm dò hỏi. Quân quân thở dài, có chút bất đắc dĩ mà nói, ta cảm giác nhiều nhất có thể cùng vị kia thiếu chủ miễn cưỡng một trận chiến. Ý tứ thực rõ ràng, mặc dù có thể cuối cùng chiến thắng, cũng sẽ đua cái lưỡng bại câu thương. Những người khác lại cũng không có thể ra sức. Lý Tử Nhiễm sắc mặt càng thêm khó coi lên, quân quân là trước mắt đại bản doanh nội mạnh nhất chiến lực, liền nàng cũng chỉ có thể bám trụ một người, mà căn cứ tình báo tới xem, trời cao phái cùng Thái Hư Thần Tông thêm lên có 13 vị đại năng. Hơn nữa Thiên Tư, Huyền Minh, Thiên Thu giáo giáo chủ ba người, ước chừng 16 vị đỉnh cường giả. Mặc dù là lại hơi chút thấp một độc cô tiêu đều phi thường khó đối phó. Một khi đối phương đánh tới cửa tới, đại bản danh chỉ sợ liền nửa điểm đánh trả đường sống đều không có. Mặc dù trốn vào an toàn phòng, bằng vào côn luân khư những cái đó đại năng, chỉ sợ cũng khiêng không được bao lâu. Lý Tử Nhiễm càng nghĩ càng cảm giác không có bất luận cái gì hy vọng đáng nói, nhưng là làm trước mắt một nhà chi chủ, nàng còn muốn gắng chống đỡ. Nếu không phía dưới người càng là năm bè bảy mảng, đến lúc đó khả năng sẽ không công tự hội. Ba ba bên kia còn không có tin tức sao? Quân Quân trầm giọng hỏi. Lý Tử Nhiễm lắc lắc đầu, nói trước mắt còn không có, cũng không biết gia hỏa này đang làm cái quỷ gì. Nhắc tới Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiễm cũng cảm giác một trận buồn bực làm bên gối người thế nhưng không biết chính mình lão công tung tích ba ba không tiết lộ khẳng định có hắn đạo lý nói không chừng đến lúc đó sẽ cho chúng ta một kinh nghỉ đâu quân quân khuyên giải an ủi nói lý tử nhiễm nhịn không được phun tào nói hay là kinh hách liền tốt nhất mẹ con trò chuyện vài câu khẩn trương cảm xúc nhưng thật ra giảm bớt một chút nhưng là những người khác lại một chút không hướng phương diện này tưởng bọn họ bản năng cho rằng là diệp quân lâm cũng không đế ở khắp nơi tìm kiếm viện quân nếu không phải hiểu biết Diệp Quân Lâm là người cùng phong cách hành sự, thậm chí đều phải có người hoài nghi hắn Lâm trận bỏ chạy. Nếu sư phụ lão đại lại không trở lại, chúng ta cũng thật cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Mặc dù là lão đại trở về, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản, kia chính là Tam Phương Liên Hợp Đại Quân a. Hiện tại ta chỉ hy vọng bọn họ dẫn đầu khởi nội chiến, chỉ hoãn tiến công đại bản doanh tiết tấu. Mọi người nghị luận sôi nổi, tuy rằng liên quan đến sinh tử tồn vong, nhưng cơ hồ cũng không ai xem trọng bên ta có thể ngăn cản trụ liên hợp đại quân. Tiêu Phong đồng dạng phi thường khẩn trương, hoặc là nói càng thêm bức thiết muốn tăng lên thực lực. Đặc biệt ở lần trước nhìn đến sư phụ trọng thương cung thiên thu lúc sau, tiêu phong tâm thái liền đã xảy ra thật lớn thay đổi. Nếu tam phương liên hợp đại quân tiến công khoảnh khắc nhất chiến thành danh, như vậy chính mình ở đại bản doanh lời nói quyền chính là thẳng tắp tăng lên. Tốt nhất có thể cùng sư phụ Diệp Quân Lâm sánh vai song hành thậm chí ẩn ẩn siêu việt Diệp Quân Lâm ở mọi người trong lòng hy vọng. Đến lúc đó hắn Tiêu Phong nói cái gì nữa, đem sẽ không có người nào dám nói ba đạo bốn. Nhưng mà Tiêu Phong cũng không biết, đây cũng là cung thiên thu kế hoạch chi nhất. Lợi dụng phần ngoài áp lực, bức bách Tiêu Phong tưởng tấn các loại biện pháp tăng lên thực lực. Đồng dạng tại đây loại cực đoan tâm thái thôi hóa hạ, tâm ma dẫn hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Đến lúc đó kiếp nổ tâm ma dẫn, Tiêu Phong là có thể đủ thuận lợi hoàn thành đâm sau lưng Diệp Quân Lâm gian khổ nhiệm vụ. Bên kia, nhìn trước mắt phiếm xích hồng sắc siêu cấp linh mạch, Diệp Quân Lâm nhịn không được cười lên tiếng. Này khả năng chính là trong truyền thuyết thánh mạch. Cái kia trời cao phái thiếu chủ còn tuyên bố thế tục giới sẽ không có thánh mạch cùng thần mạch tồn tại. Không nghĩ tới thế tục giới siêu cấp linh mạch đều bị người hoặc là thế lực cố tình phong ấn lên. Có thể nghĩ một khi này đó linh mạch chi lực nếu đồng thời bùng nổ, kia sẽ tạo thành như thế nào tai nạn. Khác không nói, ít nhất người thường sẽ rất nhiều tử vong, rốt cuộc bọn họ khẳng định không chịu nổi như thế linh lực đánh sâu vào. Tiếp tục tiến hành tôi thể, đây là cuối cùng một cái thánh mạch, chúng ta hoàn thành tăng lên sau liền chạy về đại bản doanh. Diệp quân lâm trầm giọng nói là, văn lôi đám người cũng là kích động vạn phần, liên tục tiến hành tôi thể, bọn họ tu vi đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền lấy ninh tấn nghiệp tới nói, hắn cảm giác lấy hiện tại thực lực của chính mình mặc dù gặp được độc cô tiêu cũng có một trận chiến chi lực văn lôi đám người chỉ biết càng cường mọi người lại lần nữa dốc lòng tu luyện tôi thể diệp quân lâm cũng không ngoại lệ hắn hiện tại các phương diện tố chất đã xu gần với hoàn mỹ thân thể đã cường đến vô địch trạng thái cảm nhận được trong cơ thể lực lượng lại lần nữa có điều tăng lên diệp quân lâm trên mặt ý cười càng sâu tam phương liên hợp đại quân lại như thế nào chờ đến hoàn thành này luân tôi thể lúc sau, thực lực của ta sẽ nâng cao một bước. Thiên tư, côn luân khư cường giả nhóm, ta bắt đầu chờ mong trận này đại chiến đã đến. Diệp quân lâm trong lòng chiến ý nghiêm nghị, ngay sau đó liền lại lần nữa tiến vào thánh mạch tôi thể tiết tấu. Từ tam phương liên hợp đối phó Diệp quân lâm tin tức truyền tới đại bản doanh. Lý tử nhiễm cùng quân quân bọn người ở khu chiêng gõ mõ làm cuối cùng chuẩn bị. Cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực bọn họ trên mặt cũng không có ngày xưa ý cười, trong đó rất nhiều người đối trận này đại chiến đều cầm bi quan thái độ. Trái lại sắp tới trở về Diệp Quân Lâm lại là đầy mặt nhẹ nhàng. Xem ra sư phụ lão đại cũng là bó tay không biện pháp, đều bắt đầu dùng loại này phương pháp tới giảm bớt đại gia khẩn trương cảm xúc. Thật không rõ khi đó lão đại vì cái gì cự tuyệt trời cao phái thiếu chủ hợp tác đề nghị. Sư phụ cả đời tung hoành, khi nào chịu quá cái loại này uất khí. Tha rằng đứng chết, không muốn quỷ sinh, đây mới là ta nhận thức lão đại. Mọi người ở sau lưng nghị luận sôi nổi. Này đó ngôn luận tự nhiên cũng truyền tới Lý Tử Nhiễm lỗ tai. Trên thực tế Lý Tử Nhiễm cũng phát hiện Diệp Quân Lâm khác thường. Không chỉ có như thế, ngay cả hôm qua mới trở về đại bản doanh Ninh Tấn Nghiệp, văn lôi bọn người đầy mặt nhẹ nhàng thích ý. Quân Lâm, đối mặt Tam Phương Liên Hợp Đại Quân, người cũng đến ngẫm lại vạn toàn chi sách A. Lý Tử Nhiễm tìm được Diệp Quân Lâm, nàng cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút chính mình nam nhân. Này rốt cuộc liên quan đến toàn bộ đại bản doanh thành viên sinh tử tồn vong. Những người này không ít đều là Diệp Quân Lâm bạn bè thân thích, mặc dù là bình thường thành viên cũng đều thuộc về tuyệt đối tâm phúc. Diệp Quân Lâm cười nói, yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Chính là lần này thiên tư bọn họ cao thủ thật sự quá nhiều, chúng ta bên này chiến lược cơ hồ vô pháp xứng đôi, ngươi. Không đợi Lý Tử Nhiễm nói xong, diệp quân lâm liền trực tiếp ngắt lời nói tử nhiễm xe đến trước núi át có đường không cần thiết quá căng thẳng hảo hảo đi lý tử nhiễm thở dài nhìn đến diệp quân lâm đầy mặt không sao cả bộ dáng nàng cũng thật sự là vô kế khả thi nhưng là lý tử nhiễm có phi thường không cam lòng nàng nhưng không nghĩ bởi vì diệp quân lâm khinh địch mà dẫn tới xuất hiện không thể nghịch chuyển bi kịch lý tử nhiễm chỉ có thể xoay người đi tìm những người khác hy vọng thông qua bọn họ tới nhiều mặt nhắc nhở diệp quân lâm nhìn lý tử nhiễm rời đi bóng dáng diệp quân lâm khóe miệng hơi hơi giơ lên hắn đương nhiên biết lão bà lo lắng chính là cái gì nhưng diệp quân lâm thông qua cuối cùng cái kia thánh mạch tôi thể thực lực lại lần nữa đại biên độ tăng lên hiện giờ đã hoàn toàn không sợ côn luân khư hai đại tông phái liên quân nam yên người cũng đến tìm cơ hội khuyên nhủ ngươi ca đừng làm cho hắn quá khinh địch lần này tam phương liên quân cao thủ đông đảo thật sự không chấp nhận được có chút sơ suất a vừa rồi ta cùng ngươi ca nói lên việc này hắn hoàn toàn liền không để trong lòng lý tử nhiễm có chút bất đắc dĩ mà nói chu nam yên cười nói tẩu tử ta ca hắn từ trước đến nay không đánh vô nắm chắc chi trượng nếu hắn cảm giác sự tình không tới sơn cùng tùy tận nông nỗi nghĩ đến là có mặt khác át chủ bài đi diệp quân lâm nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không thể đem bí mật tu luyện sự tình để lộ ra đi để tránh để lộ tiếng gió làm thiên thu giáo cùng thiên tư đám người biết cô pháp phát huy xuất kỳ bất ý tác dụng. bất quá chu nam yên cũng dùng mặt khác át chủ bài bốn chữ biến hướng nhắc nhở lý tử nhiễm chỉ mong như người theo như lời đi. lý tử nhiễm thở dài xoay người rời đi. ở nàng xem ra chu nam yên chính là có điểm mê chi tướng tin diệp quân lâm. đặc biệt trước mắt tình thế đều như thế nghiêm túc, mặc dù lại có át chủ bài cũng không nên biểu hiện ra cái loại này gần như là cả lơ phất phơ bộ dáng ha. theo sau lý tử nhiễm lại tìm được rồi văn lôi đám người kết quả được đến lý do thoái thác trên cơ bản cùng Chu Nam Yên đại đồng tiểu dị. Ngay cả từ trước đến nay cực kỳ điệu thấp cẩn thận Ninh Tấn Nghiệp, đều trái lại an ủi chính mình không cần quá mức sầu lo, tin tưởng Diệp Đạo Sư Linh Tinh lý do thoái thác. Bọn họ đến tột cùng đều làm sao vậy? Lý Tử Nhiễm nghĩ trăm lần cũng không ra. Bên kia, Tiêu Phong ở Cung Thiên Thu trong khi ba ngày đặc huấn hạ, thực lực lại lần nữa đại biên độ tăng lên. Đặc biệt còn có tâm ma dẫn thêm vào, tiêu phong liền càng thêm như hổ thêm cánh chẳng sợ không địch lại hiện giờ độc cô tiêu nhưng cũng tuyệt đối có thể ở hắn công kích hạ toàn thân mà lui cái này làm cho tiêu phong cực kỳ kiêu ngạo cùng tự hào có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên như thế chi cao phóng nhãn toàn bộ đại bản doanh tiêu phong cảm thấy cũng không có người có thể vọng này bóng lưng cùng lúc đó cung thiên thu cũng đối tiêu phong thực lực đại gia tăng tán thưởng khiến cho tiêu phong lòng tự tin càng thêm bạo lều Thiên Thu, quá cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này chỉ điểm." Tiêu Phong đầy mặt cảm kích mà nói. Cung Thiên Thu vẫy vẫy tay, nói, "Đây đều là ngươi thiên phú cực cao, nếu không mặc cho ta nói như thế nào, cũng sẽ không đạt tới như thế trình độ." Tiêu Phong vui mừng ra mặt, hắn cảm giác chính mình ở Cung Thiên Thu trong lòng địa vị cùng đánh giá càng ngày càng cao. "Đúng rồi Tiêu Phong, ngươi cũng mau chóng hồi đại bản danh đi, miễn cho sư phụ ngươi bọn họ lo lắng. Ngươi yên tâm." Chấn mà từ bọn họ có cái gì kế hoạch, chỉ cần ta có thể tra xét đến, đều sẽ trước tiên thông chi ngươi. Cung Thiên Thu trầm giọng nói. Tiêu Phong suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là hắn đột nhiên nhớ tới phía trước Diệp Quân Lâm không phân xanh đỏ đen trắng đem Cung Thiên Thu đả thương, trong lòng lại cực kỳ không vui cùng với rất là nồng hậu oán nghiệp. Thậm chí tại nội tâm chỗ sâu trong nảy sinh một tia hận ý. Tiêu Phong, người ngàn vạn đừng trách sư phụ, hắn cũng là tin vào lời dèm pha mới ra tay ngộ thương ta. Cung Thiên Thu hiển nhiên nhìn ra Tiêu Phong trong lòng suy nghĩ, trực tiếp lại ở từ từ sụp đổ thầy cho quan hệ thượng bổ một đao. Quả nhiên Tiêu Phong nghe nói lời này sau, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Thiên Thu như thế thiện giải nhân ý, thế nhưng còn bị người như vậy khó xử, người buồn thật sự khinh người quá đáng. Tiêu Phong nghĩ như vậy, ngay sau đó cùng Cung Thiên Thu cáo biệt. Đường Tiêu Phong phản hồi đại bản doanh nhìn đến mọi người hoảng loạn khoảnh khắc, hắn liền càng thêm cảm giác về sự ưu việt mười phần thậm chí phía trước khẩn trương cùng áp lực đều hoàn toàn tiêu tán lấy ta hiện tại thực lực ở đại bản doanh lời nói quyền khẳng định tăng lên không ít tiêu phong càng nghĩ càng hưng phấn cả người phảng phất lâm vào nào đó ma chướng trạng thái chỉ là tiêu phong đối với loại tâm tính này biến hóa hoàn toàn không tự biết diệp quân lâm ở tuần tra đại bản doanh phòng vệ trong quá trình nhìn đến nghênh diện đi tới tiêu phong vốn dĩ muốn đánh tiếp đón kết quả tiêu phong như là không thấy được chính mình miệng lẩm bẩm đi ngang qua nhau. Tiêu phong ra hỏa này là tình huống như thế nào? Diệp quân lâm đem đến bên miệng nói nuốt trở vào, lòng tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Phải biết rằng dĩ vãng tiêu phong đối chính mình cực kỳ tôn kính, tuyệt không sẽ xuất hiện đi ngang qua nhau không chào hỏi tình huống. Chẳng lẽ là gần nhất tam phương liên quân cấp áp lực quá lớn, làm hắn trầm mê với tu luyện sao? Tiêu phong cũng xác thật là cái tu luyện của ma, đặc biệt ở thật lớn áp lực dưới tình huống, xuất hiện mất ăn mất ngủ trạng huống cũng từng có quá. Đại khái suất là loại này nguyên nhân. Diệp quân lâm bình thường trở lại một chút. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến tiêu phong rời xa bóng dáng. Bởi vì Diệp quân lâm lần này liên tục dùng siêu cấp linh mạch tôi thể, thính giác độ nhạy cũng đại biên độ tăng lên. Hắn rõ ràng nghe được tiêu phong lầm bầm lầu bầu nội dung cụ thể. Tam phương liên hợp lại như thế nào? Ta hiện tại thực lực đã phi thường cường hãn, Đối phó những cái đó cái gọi là thiên kiêu tuyệt đối không nói chơi. Lần này tất nhiên muốn cho sư phụ lau mắt mà nhìn. Còn có này chiến qua đi, ta còn muốn đem. Câu nói kế tiếp Diệp Quân Lâm không nghe rõ, rất có thể là Tiêu Phong kịp thời đem lời nói nuốt trở vào. Nhưng căn cứ này đó nội dung tới phán đoán, Diệp Quân Lâm cũng đoán ra cái đại khái. Tiêu Phong hiển nhiên là đối với chính mình năm lần bảy lượt giấu giếm hắn tung tích có ý tưởng đương nhiên là có loại này phản ứng cũng cực kỳ bình thường, tiêu phong tâm tư vốn dĩ liền tương đối trọng. Chỉ là Diệp Quân Lâm như cũ cảm giác tiêu phong nơi nào có chút không quá thích hợp. Nhưng cụ thể địa phương nào xảy ra vấn đề lại nói không rõ. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá đi. Diệp Quân Lâm bính trừ tạp niệm, quyết định chờ này chiến qua đi hảo hảo tìm tiêu phong nói nói chuyện. Tiêu phong làm hắn nặng nhất một cái đồ đệ, Diệp Quân Lâm cũng không nghĩ hắn cùng chính mình sinh ra cái gì khúc mắc bên kia cung thiên thu vì thái hư thần tông chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo này đó đều là thiên thu giáo khắp nơi cướp đoạt mà đến cốt đại sư khoảng thời gian trước phụ trách tìm kiếm siêu cấp linh mạch tuy rằng không tìm được đặc biệt khổng lồ linh mạch nhưng các loại bảo vật thu hoạch pha phong vì thế cung thiên thu lại tiến hành rồi chọn lựa kỹ càng đem trong đó nhất có giá trị bảo vật hai tay dâng lên quả nhiên tiết bằng triển đám người khiếp sợ không thôi trước đó bọn họ làm côn luân khư đại giáo phái thiên kiêu vẫn chưa để mắt thế tục giới cái gọi là cường giả cũng không cho rằng thế tục giới sẽ có cái gì thứ tốt trên thực tế thái hư thần tông có không ít người đều biết tiết bằng triển chờ vài vị thiên kiêu đi theo huyền minh tới nói thế tục giới tuy rằng bọn họ ngầm đồng ý tiết bằng triển đám người vào đời nhưng cũng đối người sau bảo trì liên tục chú ý cho nên ở được đến này đó bảo vật lúc sau tiết bằng triển không dám độc chiếm Trực tiếp đem sở hữu tình huống từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ thông chi thái hư thần tông cao tầng. Nhưng mà ngay cả tiết bằng triển cũng chưa nghĩ đến, lần này hội báo thế nhưng trực tiếp đem giáo nội cao tầng đều cấp kinh động. Phó tông chủ trực tiếp lên tiếng, muốn tiếp tục phái người lại đây chi viện tiết bằng triển. Hơn nữa phái tới vẫn là giáo nội mạnh nhất bảy vị thiên kiêu chi nhất tam thánh tử. Đương nhiên tiết bằng triển cũng minh bạch, tam thánh tử tiến đến trên danh nghĩa là chi viện, thực tế chính là tới giám thị bọn họ rốt cuộc cung thiên thu dâng lên thiên tài địa bảo rất là chân quý, cao tầng cũng sợ tiết bằng triển đám người trông coi tự trộm. Tin tức này truyền quay lại tới lúc sau, cung thiên thu đồng dạng kích động không thôi. Nàng không nghĩ tới chỉ bằng này đó cướp đoạt lại đây đồ vật là có thể dẫn tam thánh tử rời núi. Nếu đem thần kiếp dâng lên đi, chỉ sợ có thể đem tam thánh tử, thậm chí càng cao tầng cường giả trực tiếp bắt lấy. Thiên thu, người có điều không biết, vị này tam thánh hạt lực cực kỳ cường hãn, coi như là thái hư thần tông trung tâm cao tầng. Không sai, đừng nhìn hắn bị dự vì tam thánh tử, nhưng ở bảy đại thánh tử chung, thực lực cơ hồ cùng đại thánh tử không phân cao thấp. Mấu chốt tam thánh tử vẫn là phó tông chủ ái đồ, ở tông nội nhân mạch quan hệ cực lớn. Có tam thánh tử ra tay, đừng nói là kẻ hèn một cái diệp quân lâm, mặc dù là bị thương nặng trời cao phái đều không nói chơi. Tiết bằng triển đám người ngươi một lời ta một ngữ cuồng thổi tam thánh tử. Đương nhiên những lời này trung tuyệt đại bộ phận đều là thật, tam thánh tử ở Thái Hư Thần Tông nội địa vị cực cao. Thậm chí so một ít giáo nội trưởng lão còn có quyền lên tiếng. Đặc biệt tam thánh tử pha chịu phó tông chủ coi trọng, cơ hồ tất cả trưởng lão nhìn thấy hắn đều lễ nhượng ba phần. Thiên thu, mấu chốt là có tam thánh tử tỏa chấn, mặc dù thật phát sinh điểm sự tình gì, Thái Hư Thần Tông cũng sẽ vì này xuất đầu. Tiết bằng triển rất là kích động mà nói. Đến lúc đó liền làm phiền Tiết sư huynh nhiều ở Tam Thánh tử trước mặt thế tiểu muội nói tốt vài câu. Cung Thiên Thu doanh doanh cười nói, Cung Thiên Thu giờ phút này đã ở vì kế tiếp bố cục làm tính toán. Phía trước kết giao Tạ Hoàn Vũ chính là vì cho chính mình ở lâu một cái đường lui. Rốt cuộc Tiết bằng triển mấy người này ở Thái Hư Thần Tông nội địa vị đều không cao, mặc dù thực sự có sự tình tông phái chưa chắc sẽ thay bọn họ xuất đầu. Mà Tạ Hoàn Vũ là thiếu chủ, trời cao phái tuyệt đối cao tầng có tuyệt đối ưu việt giá trị lợi dụng. Nhưng hiện tại tam thánh tử rời núi, tình huống liền không thể đồng nhật mà ngữ. Thành như tiết bằng triển theo như lời, tam thánh tử ở Thái hư thần tông bên trong địa vị cực cao, thậm chí vẫn là phó tông chủ ái đồ. Một khi xuất hiện cái gì trạng huống, Thái hư thần tông tuyệt đối sẽ không tiếp tục trầm mặc. Cho nên chỉ cần hảo hảo lợi dụng người này, thậm chí toàn bộ Thái hư thần tông đều có thể vì ta sử dụng. Cung thiên thu âm thầm nghĩ, giờ phút này nàng tin tưởng bạo lều thậm chí đã đem thiên tư cùng với trời cao phái đều xếp vào hủy diệt kế hoạch bên trong. Thiên tư không trừ, trung quy là hậu hoạn vô cùng. Đang lúc cung thiên thu chủ tính khoảnh khắc, liền nghe tiết bằng triển trầm giọng nói, các vị, chúng ta sao không mượn dùng tam thánh tử chi lực, đem trời cao phái thiếu chủ bọn họ diệt trừ đâu. Trời cao phái cùng thái hư thần tông từ trước đến nay không mục, nếu có thể tại thế tục giới tiêu diệt này thiếu chủ, cũng tương đương với lập công lớn. Ta cũng cảm thấy được không? Huyền Minh dẫn đầu tỏ thái độ. Trấn Ma Tư liên thủ diệp quân lâm diệt hai đại dị tộc, Huyền Minh trong lòng hận ý đã sớm bỏ lên tới rồi cực điểm. Phía trước cùng chi hợp tác cũng thuộc bất đắc dĩ cử chỉ. Hiện giờ Tam Thánh Tử sắp lại đây tỏa chấn, liền không sợ trời cao phái trả đúa. Cung Thiên Thu cũng cử đôi tay tán thành, diệt trừ Thiên Tư đám người cũng phù hợp nhất Thiên Thu giáo ích lợi. Hơn nữa nàng phi thường rõ ràng, Côn Luân Khư Cường giả trung quy có một ngày sẽ rời đi, đến lúc đó thiên thu giáo cùng chấn ma tư mâu thuẫn còn phải tiếp tục. Tuy rằng hiện tại cũng có thể bằng vào thủ đoạn tiến vào côn luân khư, nhưng thiên thu giáo dù sao cũng là nàng một tay thành lập lên. liền giống như chính mình hài tử, cung thiên thu thật sự không đành lòng mắt thấy cao ốc đem khuynh. Đương nhiên cung thiên thu còn có mặt khác một tầng ý tưởng, nếu côn luân khư các đại tông phái có thể tại thế tục giới chọn lựa thiên phú hình tuyển thủ. Như vậy giữ được thiên thu giáo, liền tương đương với bảo lưu lại căn cơ mồi lửa, về sau dễ bể bồi dưỡng chính mình tâm phúc. Rốt cuộc đối với Côn Luân Khư mà nói, Cung Thiên Thu cho rằng chính mình trung quy là người từ ngoài đến. Muốn chân chính dừng chân, hoặc là xông ra một phen thiên địa, trừ bỏ yêu cầu bản thân thực lực vượt qua thử thách ở ngoài. Có được chuyên trúc với chính mình tâm phúc đoàn đội cũng cực kỳ quan trọng. Không bằng làm trời cao phái trước cùng Diệp Quân Lâm bọn họ sống mái với nhau, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Huyền Minh đề nghị nói. Tiết bằng triển trầm giọng nói, chỉ sợ tạ hoàn vũ bọn họ cũng là như vậy tưởng. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp, cung thiên thu đột nhiên nói. Tiết bằng triển tò mò hỏi, biện pháp gì? Vàng thao lẫn lộn, cung thiên thu hài hước mà nói. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó liền minh bạch cung thiên thu ý tứ, trên mặt sôi nổi lộ ra hiểu ý tươi cười. Bên kia, trải qua cung thiên thu mấy ngày đặc huấn lúc sau, tiêu phong lại ở đại bản doanh chung quanh bắt giữ vài tên thiên thu giáo tử sĩ đương nhiên tiêu phong cũng không lãng phí tài nguyên, trực tiếp đưa bọn họ công lực cắn nuốt sạch sẽ. Đối với cắn nuốt người đề công lực, tiêu phong hiện giờ đã không có bất luận cái gì tâm lý chướng ngại. Thậm chí cảm thấy loại này cách làm thuận lý thành trương, rốt cuộc những người này đều là thù địch, giết cũng là đáng tiếc. Không bằng cắn nuốt bọn họ công lực tới tăng lên chính mình. Có như vậy mãnh liệt tâm thái tương phản, trừ bỏ cung thiên thu cố tình dẫn đường ở ngoài, càng nhiều vẫn là tâm ma dẫn phát huy quan trọng tác dụng. Theo thực lực không ngừng tăng lên, Tiêu Phong lòng tự tin cũng là càng ngày càng bạo lều. Gần nhất lại là gặp người liền thổi phồng chính mình là cỡ nào cường hãn. Độc cô tiêu như vậy rác rưởi, ta hiện tại một là chịu là có thể thu thập. Liền tính là thiên tư hoặc là côn luân khư đại năng, ta ít nhất đều có thể cùng bọn họ bất phân thắng bại. Tại đây đại bản doanh bên trong, trừ bỏ sư phụ ở ngoài, không ai là đối thủ của ta. Mọi việc như thế nói nhìn mãi quen mắt rất nhiều người đều cảm giác phi thường kỳ quái. Bởi vì tiêu phong phía trước tương đối tương đối điệu thấp, gần nhất đột nhiên như vậy cao điệu, quả thực khác nhau như hai người. Đương nhiên tiêu phong thực lực tăng lên cũng là chuyện tốt, rốt cuộc đối đầu kẻ địch mạnh, có như vậy trợ lực tuyệt đối là đại bản doanh chi phúc. Nguyên nhân chính là vì như thế, đại bản doanh thành viên mới không quá đương hồi sự. Nhưng mà chu tước đám người gần nhất lại lục tục tra được mấu chốt chứng cứ. Tiêu phong, người cẩn thận nghe hảo, căn cứ mới nhất tình báo biểu hiện, cung thiên thu chính là thiên thu giáo giáo chủ. Hơn nữa thần kiếp liền ở cung thiên thu trên tay, có người nhìn đến quá nàng lẻn vào đại bản doanh. Quan trọng nhất chính là có người thấy được cung thiên thu cùng tiết bằng triển so chiêu, hai người thực lực thế nhưng ở sàn sàn như nhau. Tiêu phong, là thời điểm làm ra lựa chọn, người đến tột cùng tuyển cung thiên thu, vẫn là lão đại. Đối mặt chu tước đám người hùng hổ chất vấn, tiêu phong trong mắt màu tím đen lãnh mang chợt lóe rồi biến mất, Đặc biệt kia cổ mãnh liệt sát khí, càng là làm Chu Tước đám người không khỏi đánh lạnh lùng run. Nay hết thảy đều là có người ở hãm hại Thiên Thu. Hơn nữa ta cuối cùng nói một lần, nếu các ngươi lại chửi bới Thiên Thu, đừng trách ta hạ tử thù. Tiêu Phong ánh mắt hung lệ, làm Chu Tước đám người tâm sinh sợ hãi. Nếu nói trước kia Tiêu Phong đối với cung Thiên Thu các loại tin tức còn có nhất định phân biệt năng lực. Như vậy trải qua cung Thiên Thu cố tình dẫn đường cùng với tâm ma dẫn tà đan tác dụng, Tiêu Phong đã nghe không được chút nào cung thiên thu không tốt. Chu tước đám người theo như lời những cái đó rõ ràng thuộc về chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng ở Tiêu Phong xem ra chính là bọn họ muốn mưu hại cung thiên thu. Nếu không phải ở đại bản doanh Tiêu Phong cụ bị gần như bản năng khống chế tâm tính, nếu không đã sớm ra tay đem mấy người đánh chết. Mỗi lần gặp được có người nói cung thiên thu mặt trái tin tức, Tiêu Phong nội tâm sát ý liền sẽ điên cuồng phát sinh, tiến tới phát ra. Tiêu Phong, người không sao chứ, Huyền vũ ồm ồm hỏi. Tiêu phong không kiên nhẫn mà nói, các người ít nói nói hưu nói vượn một chút, ta liền không có việc gì. Khi nói chuyện tiêu phong cố nén sát ý, nhanh chóng rời đi chu tước mấy người tầm mắt. Đi vào một chỗ yên lặng nơi, tiêu phong điên cuồng đối với mấy viên vây quanh phẩm chất cây cối ra quyền. Một lát sau, cây cối hóa thành toái cha, tiêu phong trong lòng lệ khí mới có thể giảm bớt một chút. Nhưng hắn trong lòng như cố tức giận tận trời nhiễm nhiên một bộ cả người sức lực không biết dùng cái gì phát tiết bộ dáng. Lại vào lúc này, Tiêu Phong lại thu được cung thiên thu tin tức, ước định hảo gặp mặt địa điểm. Nói là muốn trao đổi đi theo Tiêu Phong đi trước đại bản doanh làm sáng tỏ hết thảy. Cái này làm cho Tiêu Phong vui mừng khôn xiết, hắn vốn dĩ liền bởi vì thực lực tăng lên mà tin tưởng tăng nhiều, cảm thấy ở đại bản doanh quyền lên tiếng để cao tới rồi tân trình tự. Hiện giờ rốt cuộc thủ đến thiên khai thấy Nguyệt Minh, có thể cùng cung thiên thu hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Tiêu phong hận không thể lạc sinh hai cánh đuổi bôn chỉ định địa điểm. Ước chừng một canh giờ sau, tiêu phong cảm nhận được mãnh liệt sát khí ở ở xa kích động. Không tốt, thiên thu có nguy hiểm. Tiêu phong nhanh hơn bước chân, thực mau liền tới tới rồi sự phát địa điểm bên ngoài khu vực. Hắn vốn dĩ tưởng trực tiếp ra tay cứu giúp, lại phát hiện đối cung thiên thu ra tay đúng là sư phụ Diệp Quân Lâm. Tại sao lại như vậy? Tiêu Phong sững sờ ở tại chỗ, hắn nội tâm ở làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Cuối cùng vẫn là lựa chọn trước âm thầm quan sát, nếu Diệp Quân Lâm thật muốn hạ sát thủ, tái xuất hiện ngăn trở cũng không muộn. Liền thấy giữa sân cung Thiên Thua ở Diệp Quân Lâm công kích hạ, chỉ có chống đỡ chi công cũng không đánh trả chi lực. Nhưng mà này vẫn là Diệp Quân Lâm vẫn chưa dùng ra toàn lực dưới tình huống. Thình thịch, cung Thiên Thu bị một quyền đánh bại trên mặt đất khóe miệng máu tươi chảy ra, trên người hơi thở cũng uể oải tới rồi cực điểm. Cung Thiên Thu, người loạn ta đồ đệ tâm trí, châm ngòi ta thầy trò quan hệ, đúng là tội không thể xá. Vô luận người có phải hay không Thiên Thu giáo giáo chủ, ta đều cần thiết giết ngươi. Ngươi nhưng còn có những lời khác nhưng nói. Diệp quân lâm thanh âm cực kỳ lạnh băng, làm tiêu phong nhịn không được đánh lạnh lùng run. Có thể chết ở sư phụ thủ hạ, ta chết cũng không tiếc, tuy rằng ngươi không muốn nhận, nhưng ta cũng như vậy xưng hô, bởi vì ta cùng tiêu phong đã tư định trung thân ta là nàng nữ nhân hiện giờ ta chỉ có một cái nguyện vọng nhưng cầu sư phụ không cần giận chó đánh mèo với tiêu phong sở hữu sự tình đều là ta sai sư phụ người động thủ đi cung thiên thu nói xong nhắm hai mắt làm ra một bộ mặc người sâu xé bộ dáng tiêu phong đang muốn ra tay ngăn cản lại nghe diệp quân lâm thanh âm vang lên xem ở ngươi một lòng say mê phân thượng ta liền phế ngươi tu vi nhưng từ nay về sau không được cùng tiêu phong lui tới nếu không ta sẽ không chút do dự giết ngươi đến lúc đó mặc dù tiêu phong ra mặt ngăn trở ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý cung thiên thu ngươi liền chặt đứt cái này niệm tưởng đi khi nói chuyện diệp quân lâm đối với cung thiên thu oanh ra một quyền cung thiên thu thân thể giống như cắt đứt quan hệ con diều bay đi ra ngoài cuối cùng thật mạnh té ngã trên đất nhớ kỹ ta hôm nay lời nói diệp quân lâm nói xong xoay người nhanh chóng rời đi hết thảy phát sinh đến độ quá nhanh đợi cho tiêu phong phục hồi tinh thần lại diệp quân lâm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thiên thu người cảm giác thế nào tiêu phong chạy như bay qua đi đầy mặt quan tâm hỏi tiêu phong người rốt cuộc tới khụ khụ cung thiên thu một bộ thê thống khổ sở bộ dáng liên tục ho khan vài tiếng máu tươi theo khóe miệng chảy ra thiên thu đều do ta vô dụng nếu không phải vừa rồi ta ngây người nhi kịp thời ra tay cứu giúp người liền sẽ không bị thương tiêu phong áy náy không thôi hối hận không ở vừa rồi ra mặt ngươi ngăn trở diệp quân lâm nếu không cung thiên thu cũng không đến mức rơi vào như thế thê thảm kết cục cung thiên thu vẫy vẫy tay suy yếu mà nói cùng ngươi không quan hệ sư phụ đối ta hiểu lầm quá sâu ngươi không ra mặt còn hảo nếu thật sự ra tay ngăn trở chỉ sợ chỉ biết gia tăng sư phụ giết ta ý niệm cung thiên thua ở tiếp tục dẫn đường tiêu phong. Vừa rồi người nọ tự nhiên không phải diệp quân lâm bản tôn, mà là huyền minh giả trang mà thành. Huyền minh vận dụng thái hư thần tông ẩn nấp hơi thở công pháp, lúc này mới vàng thao lẫn lộn không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Vì cái gì, sư phụ vì cái gì chính là không tin ta đâu. Này rõ ràng chính là có người ở vụ oan hãm hại ngươi, chẳng lẽ hắn liền nhìn không ra tới sao? Đáng giận, đáng giận đến cực điểm, như thế không phân xanh đỏ đen trắng liền đối với người hạ sát thủ quả thực không xứng vi sư tiêu phong càng nói càng kích động cái chán gân xanh băng lên rất cao nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện giờ phút này tiêu phong đồng tử nội màu tím đen quang mang đại thịnh có vẻ yêu dị vô cùng thấy vậy trạng huống cung thiên thu tự nhiên sẽ không bỏ qua tiếp tục dẫn đường cơ hội hơn nữa mắt thấy tà đan đã bị hoàn toàn kích phát chỉ có nhân cơ hội này tiếp tục gia tăng tâm ma dẫn tác dụng mới có thể làm Tiêu Phong càng thêm phối hợp ý chí của mình làm việc. Tiêu Phong, người yên tâm đi, ta sẽ không từ bỏ. Mặc dù sẽ đưa tới họa sát thân, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Tin tưởng sư phụ một ngày nào đó sẽ bị chúng ta chân tình đả động. Cung thiên thu than thở khóc lóc, kia bộ dáng quả thực là lừa tình tiết mục sách giáo khoa suy diễn. Thiên thu, người đối ta tình ý chân thành, ta giác sẽ không cô phụ ngươi. Tiêu phong cảm động mặt danh, chỉ là sâu trong nội tâm đối với Diệp Quân Lâm hận ý lại càng ngày càng cường liệt. Trong mắt màu tím đen quang mang cũng càng thêm dày nặng, dần dần hướng tiêu phong đại não trung tâm lan tràn. Tiêu phong, có người những lời này, ta chết cũng không tiếc. Cung thiên thu nói đến lúc này, sâu kín mà thở dài, tiếp tục nói. Sợ chỉ sợ có người từ giữa làm khó dễ, sư phụ lại vào trước là chủ, về sau cũng không đồng ý chúng ta kết giao. Tiêu phong, người nói thật muốn là như thế này, nên làm cái gì bây giờ a? À? ai dám từ giữa làm khó dễ, giết đó là tiêu phong tự nhiên mà vậy nói ra, liền hắn cũng không từng phát hiện như thế tâm thái thật lớn chuyển biến. kia nếu sư phụ vẫn luôn hoành ở chúng ta chi gian đâu? cung thiên thu lại lần nữa thở dài một tiếng, nói nếu hắn không phải sư phụ ngươi thì tốt rồi, nếu không mặc dù đua thượng vừa chết, ta cũng muốn nghĩ mọi cách đem này ám sát, khi đó liền không có người lại ngăn trở chúng ta kết giao đến lúc đó chúng ta cũng liền có thể vĩnh viễn hạnh phúc đi xuống nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc ngẫm lại liền vô cùng khát khao đâu cung thiên thu làm ra một bộ hướng về biểu tình như thế không rõ thị phi sư phụ còn nhận hắn làm chi trải qua một loạt ngôn ngữ kích thích sau tiêu phong trong cơ thể chỗ sâu nhất tâm ma hoàn toàn phóng xuất ra tới vẫn là câu nói kia ai dám ngăn cản chúng ta ở bên nhau giết đó là tiêu phong sát khí nghiêm nghị trong cơ thể tà đan hiệu lực cũng nháy mắt bị kích phát ra tới nhìn tiêu phong đồng tử nội đã hoàn toàn bị màu tím đen quang mang chiếm cứ cung thiên thu không có chút nào do dự trực tiếp vận chuyển tâm ma dẫn công pháp ngay sau đó đem chính mình chặn đánh sát diệp quân lâm ý niệm giáo huấn nói tiêu phong tư tưởng nội a a a tiêu phong ngưỡng mặt thét dài trong cơ thể hơi thở cũng nháy mắt bạo tăng tâm ma dẫn hoàn toàn bùng nổ lực lượng đồng thời cũng đem hắn tu vi lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Đều phải chết, ngăn trở ta cùng thiên thu ở bên nhau người đều phải chết. Diệp quân lâm, người cũng không ngoại lệ. Tiêu phong lẩm bẩm tự nói, cả người lâm vào khả khống tổ hỏa nhập ma trạng thái. Đại bản doanh, tuy rằng tiêu phong phía trước nghiêm túc cảnh cáo không được lại nói cung thiên thu nói bậy, nhưng chú tước đám người như cũ cảm thấy cần thiết tìm Diệp quân lâm ngả bài. Đặc biệt Diệp quân lâm rốt cuộc trở về đại bản doanh tọa chấn, hơn nữa không có lại lần nữa rời đi dấu hiệu. Bọn họ lúc này mới làm ra cuối cùng quyết định, để tránh tiêu phong đột hạ tử thủ. Các ngươi mấy cái đừng có rông dài, có chuyện cứ việc nói thẳng, cùng ta còn quanh co lòng vòng. Diệp quân lâm sụ mặt nói. Thanh Long khấp hàm một cắn tâm một hoành, trầm giọng nói, lão đại, kỳ thật chúng ta chính là muốn nói với người cung thiên thu cùng tiêu phong sự tình. Tiêu phong, kia tiểu tử không phải đã sớm trước mặt mọi người thề cùng trấn ma tư nữ nhân chặt đứt sao diệp quân lâm cười nói lại nói mặc dù bọn họ có liên hệ chúng ta chỉ cần nhiều hơn lưu tâm cũng sẽ không ra cái gì vấn đề thấy diệp quân lâm cũng không có quá coi trọng ý tứ chu tước đám người có chút sốt ruột lão đại tình huống hiện tại đã không giống nhau đúng vậy lão đại chúng ta cảm thấy cung thiên thu chính là thiên thu giáo giáo chủ hơn nữa hiện tại tiêu phong đều có chút không thích hợp thật giống như bị cung thiên thu cấp tẩy não giống nhau mấy người phía sau tiếp trước mà nói Diệp quân lâm sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nhưng mà tiêu phong dù sao cũng là hắn nhất coi trọng thủ đồ, Diệp quân lâm cảm thấy cần thiết hoàn toàn làm rõ ràng lại làm quyết định. Các ngươi nói cung thiên thu chính là nữ giáo chủ, có vô cùng xác thực chứng cứ sao? Thấy vài người lại muốn, đoạt đáp, Diệp quân lâm bận rộn lo lắng bổ sung nói, chậm rãi nói, không cần để sót bất luận cái gì một cái chi tiết. Quả nhiên Diệp quân lâm nói sau này đó sau, thanh long đám người sôi nổi đem ánh mắt chuyển rời đến chu tước trên người ở năm người chung chu tước tâm tư nhất kín đáo lão đại chúng ta gần nhất điều tra ra rất nhiều vô cùng xác thực chứng cứ nếu không cũng sẽ không tìm ngươi tới hội báo chu tước dừng một chút tiếp tục nói lão đại có người tận mắt nhìn thấy cung thiên thu cầm ngươi thần kiếp giết người cái gì diệp quân lâm ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên đảo không hoàn toàn bởi vì thần kiếp mất đi bản thân rốt cuộc kia vốn chính là tùy tay luyện chế ra tới chơi chơi vũ khí. Chính mình lại không phải bằng vào thần kiếp mới phát huy suất siêu thường chiến lực. Mấu chốt là có thể ở chính mình dưới mí mắt lặng yên không một tiếng động trộm đi thần kiếp, vậy đủ để thuyết minh cái này cung thiên thu thủ đoạn cao siêu. Này không chỉ có phải đối chính mình hành tung rõ như lòng bàn tay, còn muốn tránh né tầng tầng hộ vệ, mà thần kiếp mất đi ngày đó, đại bản doanh làm tốt bị huyền minh dị tộc phây công. Tiếp tục nói tiếp, diệp quân lâm đã có đại khái suy đoán hắn yêu cầu từ chu tước trong miệng có thể xác minh chu tước gật gật đầu ngừng thanh nói lão đại thần kiếp mất đi ngày đó đại bản doanh từng bị huyền minh dị tộc vây công theo chúng ta kiểm chứng vĩnh hằng quốc gia trấn ma tư cùng với nhiều gia sát thủ tổ chức sau lưng đều có cung thiên thu liên hệ thậm chí có thể nói ngày đó thế lực chính là cung thiên thu âm thầm xúi dục cổ động đồng thời còn vì bọn họ cung cấp chúng ta đại bản doanh bên trong phòng vệ bố cục phòng vệ bố cục nàng sao nhóm biết được. Diệp quân lâm nói đột nhiên im bặt, trầm giọng nói, tiêu phong. Đúng vậy lão đại, tiêu phong đối với cung thiên thu đã sớm thuộc về biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Chu tước tiếp tục nói, tiêu phong đã từng cùng cung thiên thu thất liên một đoạn thời gian, mà kia đoạn thời gian vừa vặn là thần bí nữ nhân cắn nuốt các đại linh mạch thời gian. Ngay sau đó lão đại người cũng phát hiện loại này khả năng, liền trước tiên che giấu đến một chỗ linh mạch nội ôm cây đợi thỏ, nhưng liền ở thần bí nữ nhân sắp đến linh mạch nơi khi đột nhiên đình chỉ hơn nữa kêu gọi thị uy này chẳng lẽ không thể nghi sao ngươi muốn nói cái gì diệp quân lâm sắc mặt ngưng trọng đối này lúc ấy hắn đều phi thường nghi hoặc chu tước giải thích nói lão đại theo ta nói biết kia đoạn thời gian tiêu phong điên cuồng liên hệ cung thiên thu hơn nữa ở trong lúc vô ý thổ lộ ra ngươi kế hoạch quả nhiên như thế diệp quân lâm bừng tỉnh đại ngộ như thế liền nói đến thông lúc ấy chính mình tung tích cùng kế hoạch chỉ có số rất ít người biết được, mà bình thường trạng huống hạ thần bí nữ nhân căn bản là không có khả năng trước tiên được đến tin tức, chỉ có có thể là bên người nhân vi nàng mật báo, hơn nữa người này vẫn là chính mình cực kỳ thân cận người. lúc ấy diệp quân lâm không nghĩ hoài nhi bất luận kẻ nào, rốt cuộc bọn họ không phải thân hữu chính là ái đồ, tùy tiện hoài nhi tất nhiên sẽ rét lạnh bọn họ tâm, cho nên diệp quân lâm khi đó chỉ đem chuyện này quy kết với ngẫu nhiên. Lão đại, còn có người lúc ấy xác định Tây các nội liền có thần bí nữ nhân, cho nên mới gây áp lực suýt nữa đưa bọn họ toàn bộ tàn sát. Mà cung thiên thu lúc ấy liền ở trong đó. Chu tước nói còn ở tiếp tục, Diệp quân lâm sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Lúc ấy có cái thần bí lão giả ra tay cứu giúp, lúc này mới miễn cưỡng làm nàng chạy thoát. Theo chúng ta điều tra rõ, hắn đại khái xuất chính là đã từng bị chấn ma tư thiên y giam trục xuất cốt đại sư, mà cốt đại sư vừa vặn lại là hiện tại thiên thu giáo số 3 nhân vật, tuyệt đối cao tầng tồn tại. Diệp quân lâm sâu kín mà nói, thực hảo, đem nhiều người như vậy đều đùa bỡn với vỗ tay bên trong, đảo cũng là cái đủ tư cách đối thủ. Nếu nói ban đầu nghe đến mấy cái này đúng vậy thời điểm Diệp quân lâm còn có tức giận. Như vậy lúc này càng nhiều thì là đối với mạnh mẽ đối thủ thao thao chiến ý. Lại có chính là cung thiên thu tu luyện quân quân tự nghĩ ra công pháp cực đoan cắn nuốt một mặt chúng ta cũng đi tiêu phong nơi đó chứng thực quá, hắn dưới tình thế cấp bách nói lỡ miệng, chính là hắn đem công pháp truyền thụ cho cung thiên thu. Nàng đã từng bày ra ra cường đại thực lực, có người tận mắt nhìn thấy, cung thiên thu chỉ ra một tay liền đem ngự phong thiên tư đánh đến không hề có sức phản kháng. Ngay cả 10 đại thiên kiêu cũng đều dừng ở thiên thu giáo, hơn nữa căn cốt bị đào, vô cùng có khả năng là cung thiên thu đào đi sử dụng. Chu tước lời này có thể nói phi thường kính bạo, Rốt cuộc người thường mặc dù được đến quân quân sáng chế công pháp, thân thể, đặc biệt là căn cốt cũng tuyệt đối khiêng không được cực đoan cắn nuốt năng lượng áp lực. Còn nữa chính là Tiêu Phong, nếu nói phía trước hắn vì tình sở khốn tiết lộ một ít tình báo, có lẽ còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng công pháp là cỡ nào quan trọng đồ vật. Cũng chính là trước hai lần độc cô tiêu cố ý lưu thủ, nếu không toàn bộ đại bản doanh cao tầng chỉ sợ đã sớm toàn quân hủy diệt. Thật nói vậy, Tiêu Phong đã có thể tội không thể thứ. Đương nhiên liền tính là hiện tại, tiêu phong sai cũng vô pháp đền bù. Thậm chí có thể nói tiêu phong ở bồi dưỡng ra cung thiên thu cái này nữ ma đầu sự kiện trung phát huy cực kỳ quan trọng nhân vật. Còn có người tận mắt nhìn thấy, cung thiên thu thường xuyên xuất nhập thiên thu giáo đại bản doanh. Đồng thời cung thiên thu còn đối ngoại công bố nàng chính là thiên thu giáo giáo chủ. Lão đại, còn có mặt khác đủ loại tin tức. Được rồi, không cần phải nói đi xuống. Diệp Quân Lâm trực tiếp ngắt lời nói chu tước đám người nháy mắt an tĩnh lại. Tuy rằng Diệp Quân Lâm bên ngoài thượng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài bạo nộ linh tinh thần sắc, nhưng mấy người đều có thể rõ ràng cảm giác được hắn cảm xúc biến hóa. Lão đại sinh khí, hơn nữa tức giận đến rất nghiêm trọng. Chu tước đám người trong lòng đều sinh ra như vậy ý niệm. Trên thực tế Diệp Quân Lâm xác thật tức giận phi thường, nếu nói một hai việc thuộc về trùng hợp. Như vậy tam kiện trở lên chứng cứ tất cả đều chỉ hướng một người, như vậy cơ bản chính là sự thật mấu chốt đối mặt như thế sự thật, tiêu phong chẳng những chấp mê bất ngộ, lại còn có đúng đúng ninh tấn nghiệp, chu tước đám người động thủ, thậm chí tiến hành tử vong uy hiếp, Này liền làm diệp quân lâm hoàn toàn thất vọng, cũng càng thêm đau lòng. lão đại, người không cần sinh khí, cung thiên thu đối phó nam nhân thủ đoạn sát thật lợi hại, thật nhiều người đều cam tâm vì nàng chịu chết. tiêu phong luân hãm đến tận đây tuy nói là ngoài ý liệu, nhưng cũng thuộc tình lý bên trong. chu tước khuyên giải an ủi nói. Tuy rằng chu tước đối tiêu phong cũng rất có phê bình kín đáo, nhưng là thật muốn đối hắn tiến hành nghiêm trị, như cũ cảm giác có chút không đành lòng. Diệp quân lâm trầm ngâm một lát nói, đến tột cùng xử trí như thế nào tiêu phong, còn muốn xem hắn kế tiếp như thế nào làm. Lão đại, ý của ngươi là, thanh long có chút khó hiểu hỏi. Những người khác cũng sôi nổi đem ánh mắt chuyển rời đến diệp quân lâm trên người. Những lời này xác thật có khác thâm ý, liền phảng phất diệp quân lâm nhằm vào tiêu phong có nào đó suy đoán giống nhau diệp quân lâm cũng không có muốn thâm nhập giải thích ý tứ mà là nói sang chuyện khác nói các ngươi về sau không cần quá nhầm vào tiêu phong miễn cho khiến cho không cần thiết phiền toái a à, chu tước đám người sừng sốt chẳng lẽ tiêu phong sự tình như vậy bóc qua nghe không rõ ta nói diệp quân lâm lại lần nữa sụ mặt là lão đại năm người chăm miệng một lời mà nói diệp quân lâm phất phất tay nói hảo trong khoảng thời gian này tăng mạnh phòng vệ nghĩ đến tam gia liên quân sắp động thủ, các người đi xuống đi. Tuân mệnh, chu tước đám người lĩnh mệnh rời đi. Nhìn năm người bóng dáng, Diệp quân lâm khóe miệng xẹt qua một mặt ý vị thâm trường ý cười. Bên kia, tiêu phong mới vừa trở lại đại bản doanh, phải đến tâm phúc cấp dưới hội báo, nói là chu tước đám người đi tìm Diệp quân lâm. Khó trách sư phụ đi sát thiên thu, quả nhiên là mấy người này cáo mật. Xem ra là đem lão tử cảnh cáo trở thành gió bên tai A. À thực hào này bút chướng trở về lại cùng các người thanh toán tiêu phong tức giận đến hàm răng thẳng ngứa nhưng là hắn thực mau liền lại bình tĩnh lại nếu chưa kịp ngăn cản chu tước đám người mật báo như vậy diệp quân lâm thái độ liền đặc biệt mấu chốt đặc biệt là đối với chính mình cùng cung thiên thu kết giao thái độ cần thiết giáp mặt xác nhận một chút mới được hạ quyết tâm tiêu phong trực tiếp đi tìm diệp quân lâm sư phụ ngày cuối cùng đã trở lại gần nhất trong khoảng thời gian này đại bản doanh thành viên ngươi áp lực thật sự quá lớn. Có ngài tỏa trấn tổng bộ, chúng ta liền có thể kê cao gối mà ngủ. Tiến vào phòng sau, tiêu phong cố ý làm ra một bộ cũng không cảm kích bộ dáng. Diệp quân lâm cười ha hả mà nói, tiêu phong, tiểu tử ngươi nhưng càng ngày càng miệng lưỡi trơn chua. a. Nào có, tiêu phong một trận trột dạ, nhưng vẫn là quyết định tiếp tục thử, đúng rồi sư phụ, ngài có hay không cái gì quan trọng nhiệm vụ an bài cho ta cũng cho ta phong phú một chút nếu không tổng cảm giác không biết theo ai giống nhau hảo a diệp quân lâm không có chút nào do dự liền cấp ra đáp lại kia ta đem hai ngày này đại bản doanh bên trong an phòng nhiệm vụ giao cho ngươi bên ngoài có cái gì gió thổi cỏ lay ngươi liền lập tức dẫn người trốn vào an toàn phòng hảo tốt không thành vấn đề tiêu phong có chút ngoài ý muốn đây chính là cực kỳ quan trọng nhiệm vụ hoặc là nói trực tiếp quan hệ đến trung tâm thân hữu sinh tử tồn vong đối chính mình có thể nói tín nhiệm đến cực điểm a chẳng lẽ sư phụ vẫn chưa tin tưởng chu tước đám người những cái đó nói hưu nói vượn cái gọi là chứng cứ đúng rồi tiêu phong ta đang muốn hỏi ngươi điểm sự đâu diệp quân lâm bỗng nhiên chuyện vừa chuyển tiêu phong phục hồi tinh thần lại bận rộn lo lắng nói sư phụ có cái gì cứ việc hỏi ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm hiện tại liền chúng ta thầy trò hai người người cùng ta giao cái thật đế, hiện tại còn cùng cung thiên thu có hay không liên hệ? Diệp quân lâm trầm giọng hỏi. Tiêu phong trong lòng đầu tiên là dùng mình, ngay sau đó bận rộn lo lắng thu liễm nỗi lòng, nói, ta cùng ngàn. Cung thiên thu đã không có liên hệ. Vậy người cảm thấy cung thiên thu người này thế nào? Diệp quân lâm tiếp tục hỏi. Tiêu Phong trong lòng suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, hắn ở châm trước nên như thế nào trả lời mới không cho người ta nghi ngờ. Rốt cuộc Diệp Quân Lâm tâm tư kín đáo, hơn nữa thức người đoạn vật năng lực cực cường, người khác có lẽ tương đối hảo lừa gạt qua đi. Nhưng là tưởng ở Diệp Quân Lâm trước mặt lừa dối quá quan, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Phong suy tư một lát, nói, sư phụ, kỳ thật ta cảm giác cung thiên thu người không tồi, có thể coi như là tú ngoại tuệ trung ôn nhu thiện lương. Chỉ là phía trước ngài phản đối chúng ta kết giao, ta cũng chỉ có thể nhịn đau chặt đứt liên hệ, thật không dám giấu giếm sư phụ, vì thế ta còn sinh quá ngài khí đâu. Tiêu Phong một bên nói một bên trộm quan sát Diệp Quân Lâm phản ứng. Đang nói đến sinh Diệp Quân Lâm khí khoảnh khắc, Diệp Quân Lâm mày hơi hơi nhăn lại. Tiêu Phong bận rộn lo lắng chuyện vừa chuyển nói, đương nhiên ta cũng biết, ngài làm như vậy cũng đều là vì ta hảo, thời gian dài, ta cũng liền thản nhiên đối mặt. Quả nhiên như vậy vừa nói, Diệp Quân Lâm mày lại chậm rãi buông ra, trên mặt cũng không có bất luận cái gì khác thường thần sắc. Người có thể lý giải vi sư khổ tâm, ta cũng liền an tâm rồi. Diệp Quân Lâm đầy mặt vui mừng bộ dáng. Tiêu Phong trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Làm hắn đặc biệt tức giận là Diệp Quân Lâm rõ ràng ở không lâu trước đây suýt nữa đánh chết Cung Thiên Thu. Hiện giờ thế nhưng giả bộ một bộ không có việc gì người bộ dáng, hư tình giả ý dò hỏi khởi Cung Thiên Thu sự tình. Quả thực là người trước một bộ người sau một bộ, dối trá đến cực điểm. Sư phụ, kỳ thật ta gần nhất cũng được đến một ít về Cung Thiên Thu tin tức, giống như là một tổ ong đột nhiên toát ra tới dường như tiêu phong tiếp tục nói diệp quân lâm cười ngâm ngâm hỏi ý của ngươi là này đó tình báo có giả không phải sư phụ tiêu phong bận rộn lo lắng giải thích nói ta là cảm thấy chuyện này thật giống như có người ở sau lưng thao túng cố ý tại đây đoạn thời gian nội cùng nhau thả ra tin tức nếu cung thiên thu chính là thiên thu giáo giáo chủ chúng ta tự nhiên muốn toàn lực đối phó nhưng nếu có những người khác nghe nhìn lẫn lộn cũng quyết không thể làm phía sau màn giả ung dung ngoài vòng pháp luật Ngươi nói được có đạo lý. Diệp quân lâm trước tăng thêm khẳng định, nhưng ngay sau đó lại chuyển vì nghiêm túc ngữ khí, tiếp tục nói, nhưng là tiêu phong, người cần thiết nhớ kỹ một chút. Hiện giờ tình huống đặc thù, có rất nhiều chứng cứ xác thật chỉ hướng cung thiên thu, chính cái gọi là không có lửa làm sao có khói, vẫn là đến ngăn chặn cùng nàng có điều lây dính. Loại này thời điểm không chấp nhận được nửa điểm qua loa, tha rằng sai sát không thể buông tha chính là này lý. Tiêu phong tâm tình nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc, Thẳng đến lúc này, Tiêu Phong cũng coi như là thử tới rồi Diệp Quân Lâm đối với Cung Thiên Thu chân thật thái độ. Mặc dù phía trước thả Cung Thiên Thu một con đường sống, nhưng chỉ cần có người lại làm xúi dục, vô cùng có khả năng tiếp tục đối Cung Thiên Thu hạ sát thủ. Xem ra cần thiết đến làm ra cuối cùng đến lựa chọn A. Tiêu Phong trong lòng không cấm xẹt qua một mặt lạnh thấu xương sát ý, nhưng là hắn bản nhân vẫn chưa cảm giác chút nào ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Diệp Quân Lâm cau mày hỏi. Tiêu Phong bị hoảng sợ, bận rộn lo lắng thu liếm sát khí, nói, không như thế nào, chính là cảm giác sư phụ nói được rất đúng, cung thiên thu lưu đến không được. Ta đây liền đi cha cung thiên thu rơi xuống, vô luận nàng có phải hay không nữ giáo chủ, ta đều phải lấy nàng tánh mạng. Khi nói chuyện, Tiêu Phong khóe mắt sư quang người quan sát Diệp Quân Lâm phản ứng, quả nhiên liền nhìn đến người sau rất là vui mừng gật gật đầu. Đảo cũng không vội với nhất thời, nếu thật đến kia một bước, ta sẽ tự mình ra tay diệp quân lâm ngăn trở nói hảo đi tiêu phong trong lòng lửa giận lại lần nữa bỏ lên hắn đột nhiên cảm thấy diệp quân lâm thật sự quá dối trá rõ ràng đã động thủ hiện tại thế nhưng còn cho thấy chính mình không ra tay như vậy hành vi quả thực không xứng vi sư này chỉ sợ là lo lắng ta đối hắn có ngăn cách mới cố ý làm bộ làm tịch tăng thêm ngăn trở đi nhất định là cái dạng này tiêu phong cảm giác đã hoàn toàn xem thấu diệp quân lâm dụng ý nói ngắn lại, từ nay về sau không cần cùng cung thiên thu liên hệ, một khi bị ta phát hiện, cũng đừng trách ta không niệm tình thầy trò. Diệp quân lâm làm như cảnh cáo mà nói, đã biết sư phụ, ta sẽ không lại cùng nàng liên hệ. Tiêu phong mặt ngoài như vậy trả lời, trong lòng lại là không ngừng phun tào. Dối trá, nói được giống như người phía trước bận tâm tình thầy trò giống nhau. Diệp quân lâm, nếu người bất nhân trước đây, cập đừng trách ta tiêu phong bất nghĩa. Tiêu Phong cảm giác đã mau đến bùng nổ bên cạnh. Được rồi, người đi trước vội đi, vi sư yêu cầu bế quan mấy ngày, không có đặc thù sự tình không cần lại đây quấy dày. Diệp quân lâm phất phất tay, kết thúc lần này nói chuyện. Là, Tiêu Phong xoay người rời đi, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Bế quan, thật là trời cũng giúp ta. Tiêu Phong cảm giác chính mình cơ hội tới. Rời đi Diệp quân lâm phòng, Tiêu Phong không hề có che giấu hắn đáy lòng sát khí nếu cẩn thận quan sát khẳng định sẽ phát hiện giờ phút này tiêu phong trong mắt đã bị màu tím đen hơi thở bao trùm quả thực yêu dị tới rồi cực điểm thông qua cùng diệp quân lâm nói chuyện tiêu phong đã xác định người sau quả quyết sẽ không bỏ qua cung thiên thu hạ tử thủ chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian đặc biệt còn có chu tước đám người từ bên châm ngòi liền càng thêm đã không có xoay chuyển đường sống vô luận là ai muốn ngăn cản ta cùng thiên thu ở bên nhau lão tử đều phải diệt trừ chướng ngại Trải qua luôn mãi tự hỏi, Tiêu Phong cuối cùng quyết định muốn cùng Cung Thiên Thu ở bên nhau. Hiện giờ hai người chi gian lớn nhất trở ngại chính là Diệp Quân Lâm. Chỉ có đêm này đánh chết, mới có thể cùng người thương Bạch Đầu giai lão. Tuy rằng Tiêu Phong giờ phút này đã bị tà đan cùng tâm ma dẫn khống chế, nhưng là hắn cũng không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Thậm chí so với hắn đỉnh trạng thái khi suy nghĩ còn muốn rõ ràng rất nhiều. Chẳng qua hắn đã lâm vào đối với Cung Thiên Thu cuồng nhiệt trí ái gần như cố chấp đến tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Tiêu Phong đi vào chính mình phòng, cẩn thận tính toán ám sát kế hoạch. Diệp Quân Lâm nói hắn muốn bế quan, hơn nữa làm ta phụ trách bên trong phòng vệ công tác, này tuyệt đối là trời cho cơ hội tốt. Chỉ cần đem Diệp Quân Lâm bế quan sở tại chung quanh thủ vệ nghĩ cách tất cả điều đi, liền có thể xuất kỳ bất ý đánh lén thành công. Chuyện này muốn hay không cùng thiên thu thương lượng một chút. Tiêu Phong bắt đầu trong lòng còn có chút do so dự, ở hắn xem ra cung thiên thu phía trước còn khuyên chính mình không nên trách diệp quân lâm. Tùy tiện nói ra loại này kế hoạch, cung thiên thu vô cùng có khả năng ra mặt ngăn cản. Nhưng là nghĩ đến cung thiên thu tâm tư càng thêm tinh tế, cuối cùng vẫn là quyết định báo cho một tiếng. Nhưng mà tiêu phong mới gửi đi xong tin tức, cung thiên thu ngay lập tức cấp ra đáp lại. Cũng báo cho tiêu phong tại hành động trước thấy thượng một mặt, có quan trọng sự tình thương lượng. Thiên thu, người chờ, ta đây liền chạy tới nơi. Tiêu Phong hồi phục xong tin tức, nhanh chóng rời đi đại bản doanh, đuổi bôn cung thiên thu chỉ định gặp mặt địa điểm. Vạn thi hố, thiên thu giáo đại bản doanh nội. Cung thiên thu thu được tin tức sau, nhịn không được ngưỡng mặt cười to. Ha ha ha, Tiêu Phong cái này phế vật quả nhiên không làm bản giáo chủ thất vọng, rốt cuộc quyết định muốn động thủ. Cung thiên thu rất là đắc ý, từ đầu đến cuối Tiêu Phong đều là trong tay hắn quan trọng quân cờ. Không nghĩ tới tiêu phong đến nay trở thành khí tử khoảnh khắc, thế nhưng còn có thể đâm sau lưng Diệp Quân. Giáo chủ trí kế vô song, kẻ hèn một cái tiêu phong sao có thể tránh được tay của ngài lòng bàn tay. Diệp Quân Lâm chỉ sợ nằm mơ đều không thể tưởng được, hắn nhất coi trọng đệ tử thế nhưng sẽ đâm sau lưng chính mình. Mặc dù vô pháp đánh chết Diệp Quân Lâm, nhưng lấy tiêu phong hiện giờ tu vi, xuất kỳ bất ý tiến hành đánh lén cũng có thể bị thương nặng hắn. Độc cô tiêu đám người phía sau tiếp trước vỗ cầu vùng thí. Cung thiên thu cũng là rào rạt già đắc ý, quay đầu nhìn về phía một bên hình cùng bộ xương khô lão giả. Cốt đại sư, làm ngươi chuẩn bị đồ vật như thế nào? Cung thiên thu hỏi. Sớm tại chuẩn bị lợi dụng tiêu phong đâm sau lưng diệp quân lâm là lúc, cung thiên thu cũng đã sai người tiến hành chuẩn bị công tác. Rốt cuộc diệp quân lâm là thuần thể tu, lại còn có tu luyện tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Đừng nói tiêu phong cái loại này thực lực, mặc dù ngang nhau cảnh giới cường giả, lợi dụng bình thường vũ khí cũng không có biện pháp thương này căn bản, hồi bẩm giáo chủ, ta đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Cốt đại sư khi nói chuyện lấy ra một thanh đặc chế đoạn nhận. Chỉ là nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, ở đoạn nhận nhận bộ phím u làm ánh sáng, có vẻ phá lệ quỷ gì. Giáo chủ, đây là ta dốc lòng phối trí nọc độc, tên là thần vẫn. Này độc ở sách cổ độc kinh thường xếp hạng đệ nhị, xem tên đoán nghĩa, thần linh đều sẽ ở chung này độc lúc sau ngã xuống. Mặc dù Diệp Quân Lâm là thuần thể tu, chỉ cần nọc độc nhập thể, liền tính bất tử cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Cốt đại sư tự tin tràn đầy mà nói. Làm tốt lắm. Cung thiên thu cười lạnh nói, hơn nữa tiết sư huynh cung cấp chuôi này thần binh lưỡi dao sắc bén, định có thể vạn vô nhất thất. Đó là cần thiết. Tiết bằng triển tiếp nhận lời nói cha, rất là đắc ý mà nói, chuôi này vạn quân đoàn nhận trải qua linh mạch ôn dưỡng hơn 20 tái. Tuy rằng nói so ra kém chân chính thần binh, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về tuyệt phẩm binh khí chớ nói Diệp Quân Lâm một cái bình thường thể tu, mặc dù là lại cường tồn tại, tuyệt đối có thể đem này đâm ra một cái huyết động. Cung Thiên Thu tiếp nhận vạn quân đoàn nhận, có thể rõ ràng cảm giác được nhận mang mang theo khủng bố ăn mòn chi khí. Kế tiếp liền xem Tiêu Phong có không hành thích thành công. Cung Thiên Thu âm chắc chắc mà nói. Không bao lâu, Cung Thiên Thu liền nhìn đến Tiêu Phong. Một phen nhìn như khuyên can trấn an, kỳ thật kích thích xúi dục lời nói lúc sau, Tiêu Phong cầm vạn quân đoàn nhận căm giận rời đi nhìn tiêu phong hùng hổ bóng dáng, cung thiên thu càng thêm đắc ý lên. Hết thảy bố cục toàn bộ hoàn thành, liền chờ lần này hành thích cuối cùng kết quả. Đơn nói tiêu phong cùng cung thiên thu tách ra lúc sau, ngay lập tức quay trở về đại bản doanh bên ngoài một chỗ yên lặng nơi. Đổi hảo y phục dạ hành, mang lên trước tiên chuẩn bị tốt mặt nạ, ngay sau đó nhắm mắt dưỡng thần vận công tu luyện. Hắn an tĩnh chờ đợi màn đêm buông xuống, bởi vì hắn phía trước an bài phòng vệ chạm gác. Cho nên Tiêu Phong cơ hồ thuộc về lặng yên không một tiếng động lẻn vào đại bản doanh. Hơn nữa Tiêu Phong gần nhất thực lực tăng nhiều, toàn bộ trong quá trình cũng không có thể bị người phát hiện. Phía trước chính là Diệp Quân Lâm bế quan mật thất, cửa thủ vệ là mỗi cách 15 phút đổi gác. Đổi gác trong quá trình có gần nửa phút hư không thời gian. Tiêu Phong làm được trong lòng hiểu rõ, ở đệ nhất ban thủ vệ rời đi trong nháy mắt kia, cả người liền hóa thành một đạo màu đen tia chớp. Trong chớp mắt liền xuyên qua bình thản mảnh đất thuận lợi lẻn vào mật thất đường đi. Cộp cộp cộp, quả nhiên mới vừa tiến vào đường đi, tiêu phong liền rõ ràng nghe thấy đổi gác thủ vệ tiếng bước chân truyền đến. Một đám ngu xuẩn, chỉ bằng các người điểm này tu vi, sao có thể phát hiện lão tử tung tích. Nếu không phải lo lắng rút dây động rừng, lão tử liền trực tiếp sát vào được. Nghĩ đến này đại bản doanh trong vòng, cũng không ai có thể ngăn được lão tử. Tiêu phong một trận đắc ý, hắn tiếp tục gión ra gión rén hướng bên trong đi thân nhẹ như yến rơi xuống đất không tiếng động thực mau hắn liền tới tới rồi đường đi cuối mật thất tiêu phong đem lỗ tai dính sát vào ở cửa đá thược nghiêm túc lắng nghe bên trong động tính, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở lưu chuyển tiếng vang diệp quân lâm hiển nhiên đang ở bế quan tu luyện hơn nữa nhìn dáng vẻ đang đứng ở mấu chốt giai đoạn đạt tới tiêu phong loại này tu vi cảnh giới cơ bản có thể thông qua hơi thở lưu chuyển tiết tấu tới phán đoán luyện công giả tu luyện trạng thái vững vàng cần thiết chờ đến hơi thở lưu chuyển càng thêm nhanh chóng thời điểm lại động thủ. Mọi người đều biết, bế quan giả ở tu luyện khi ở vào tuyệt đối đầu nhập trạng thái, hơi thở tùy công pháp vận chuyển khẳng định là càng lúc càng nhanh. Nếu tại đây loại thời gian đoạn tao ngộ tập kích, đó là dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bế quan giả thông thường đều yêu cầu hộ pháp, nhất kỵ thời khắc mấu chốt bị quấy dày. Tiêu phong lại đợi gần nửa canh giờ, bên trong hơi thở lưu chuyển động tính càng lúc càng lớn là lúc tiêu phong nhẹ nhàng thúc đẩy cửa đá ở đẩy ra một cái miễn cưỡng thông qua nhân thể khe hở sau lắc mình giống như u linh phiêu đi vào bá tiêu phong tiến vào mật thất phát hiện diệp quân lâm cả người đều huyền phù ở giữa không trung mà lấy diệp quân lâm thân thể vì trung tâm đã là hình thành một cái thật lớn năng lượng lốc xoáy quanh mình thiên địa linh khí đang điên cuồng dũng mãnh vào diệp quân lâm thân thể mà diệp quân lâm bản nhân cũng là hai mắt nhắm nghiền hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện huyền diệu trạng thái, hiển nhiên không phát hiện có bất luận kẻ nào tiến vào. Thật là trời cho cơ hội tốt ra. Tiêu Phong khóe miệng hơi hơi dơ lên, hắn chậm rãi tới gần Diệp Quân Lâm. Một bước, hai bước, ba bước. Suốt cuộc Tiêu Phong đi vào khoảng cách Diệp Quân Lâm đại khái hai ba mế vị trí. Dám can đảm ngăn cản ta cùng thiên thu ở bên nhau, ngươi liền cho ta đi tìm chết đi. Tiêu Phong cả người chờ tản mát ra lạnh thấu xương sát khí, Nhắm ngay Diệp Quân Lâm giữa lưng đâm tới. Tiêu Phong này một cái đánh lén phát huy hắn mạnh nhất thực lực, không có chút nào lưu thủ. Cả người giống như mũi tên rời dây cung bắn đi ra ngoài. Vạn Quân Đoàn nhận phiếm quỷ dị U Lam quang mang, phảng phất muốn đem Diệp Quân Lâm cắn nuốt giống nhau. Hưu, nhận mang chớp mắt tức đến, mà Diệp Quân Lâm như là phản ứng chỉ độn giống nhau, thẳng đến cuối cùng một khắc cũng hơi chút có điều động tác. Nhưng mà dù vậy, cũng đã trốn tránh không kịp phụt, vạn quân nhận bộ trực tiếp hoàn toàn đi vào diệp quân lâm trong cơ thể. Tiêu phong rõ ràng nghe được lưỡi dao sắc bén đâm thủng ra thịt thanh âm. Đánh lén thành công. Tiêu phong kinh hỉ vạn phần, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đánh lén sẽ như thế thuận lợi. Hắn ở cung tiên thu trong miệng biết được vạn quân nhận bộ bị thần vẫn kịch độc nhuộm dần, mặc dù thần minh trong máu cùng độc tố kết hợp cũng sẽ ngã xuống. Đi mau. Tiêu phong cũng bất chấp rút ra vạn quân, mà là thuận thế đá hướng Diệp Quân Lâm thân thể. Có thể là thân chung kịch độc quan hệ, Tiêu Phong liền nhìn đến Diệp Quân Lâm động tác đều dị thường chậm chạp. Tuy rằng hắn cực lực muốn tránh né, nhưng như cũng bị một chân đá chung, cả người giống như cắt đứt quan hệ con diều bay đi ra ngoài. Đại công cáo thành, Tiêu Phong thỏa thuê đắc ý, nhanh chóng rời khỏi mật thất. Tuy rằng vừa rồi Tiêu Phong đã âm thầm phong bế mật thất cùng ngoại giới liên hệ, nhưng hắn đồng dạng lo lắng thủ vệ có thể nhận thấy được nơi này khác thường rốt cuộc đại bản doanh bên trong còn có quân quân cái loại này cao thủ, đối với hơi thở bùng nổ cảm ứng cũng là dị thường nhạy bén. Tiêu phong nhưng không nghĩ như vậy bị đại bản doanh các cao thủ vây công mà bại lộ thân phận. Ngay sau đó mượn dùng vừa rồi lực phản chấn, nhanh chóng hướng tới mật thất cửa đá rút đi. Cùng lúc đó tiêu phong còn thời khắc cảnh giác Diệp Quân Lâm kế tiếp động tác. Hắn rõ ràng nhìn đến Diệp Quân Lâm miễn cưỡng đứng lên, nhưng ngay sau đó thân thể kịch liệt run rẩy hai hạ, liền lại lần nữa té ngã trên đất không hổ là độc kinh trung xếp hạng vị thứ hai thần vẫn, Diệp Quân Lâm quả nhiên khiêng không được. Tiêu Phong rốt cuộc hoàn toàn yên tâm rời đi mật thất. Mật thất bên kia giống như có động tính. Là lão đại vận công làm ra tới động tính đi. Hẳn là, vài tên thủ vệ thấp giọng nghị luận, vốn định tiến đến điều tra một phen. Nhưng là Diệp Quân Lâm đang bế quan trước nói được phi thường rõ ràng, không có mệnh lệnh của hắn không được tới gần mật thất. Này cũng làm vài tên thủ vệ từ bỏ đi điều tra ý niệm. Này mấy cái ngốc hóa thật đúng là phối hợp a. Tiêu Phong trong lòng cực kỳ đắc ý. Vốn tưởng rằng muốn cưỡng chế sát đi ra ngoài, nhưng là thủ vệ vẫn chưa lại đây cha xét, này liền tránh cho đối chiến chung đưa tới mặt khác cao thủ khó có thể thoát thân nguy hiểm. Nhưng lời nói lại nói trở về, Tiêu Phong cũng không dám quá nhiều dừng lại, rốt cuộc Diệp Quân Lâm vô cùng có khả năng chủ động liên hệ những người khác chi viện. Tiêu Phong thân hình chấp động, thực mau liền tới tới rồi đường đi xuất khẩu, bên ngoài rõ ràng có mấy người ở qua lại đi lại hô hô hô. Tiêu phong phủi tay, mấy mũi ám khí cắt qua bầu trời đêm, tinh chuẩn vô cùng đâm vào vài tên thủ vệ thân thể. Bọn họ liền thanh âm cũng không tới kịp phát ra, liền trực tiếp té ngã trên đất ngất qua đi. Một đám con kiến, tiêu phong không có chút nào do dự, dựa theo kế hoạch tốt lộ tuyến chạy trốn mà đi. Toàn bộ trong quá trình thế nhưng không kinh động bất luận kẻ nào. Đương nhiên bình thường dưới tình huống tuyệt không sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng là trải qua đặc biệt điều phối phòng ngự bố trí. Tiêu Phong toàn bộ đều hiểu rõ với ngực. Thuận lợi rời đi đại bản doanh sau, Tiêu Phong lại đổi hảo quần áo, cứ theo lẽ thường tuần tra bên ngoài phòng vệ công việc. Thậm chí còn đối một ít thủ vệ tiểu đầu mục lệ thường hỏi chuyện. Các người bên này không có gì chẳng huống đi. Tam phương liên quân tùy thời đều khả năng tiến công đại bản doanh, nhất định phải đề cao cảnh giác. Các huynh đệ đánh lên tinh thần, như có chậm trễ giả nghiêm trị không tha. Một phen thao tác lúc sau, Tiêu Phong trong lòng cũng là thở dài ra một hơi. Ở hắn xem ra này đó bị dò hỏi nhân viên, tương lai đều sẽ trở thành chính mình nhân chứng. Thậm chí còn sẽ có bất hạnh giả trở thành Tiêu Phong ném nổi đối tượng. Không dùng được bao lâu, đại bản doanh nên loạn đi lên đi. Tiêu Phong trong mắt tím đen hơi thở tràn ngập, biểu tình yêu dị vô cùng, giống như ám dạ ma đầu. Audio điện tử võ tấn bền Đại bản doanh trong mật thất nguyên bản bị tiêu phong đá ngã lăn trên mặt đất thả suy yếu vô cùng diệp quân lâm chợt ngồi dậy giống như hàn tinh trong mắt khó nén thất vọng chi sắc đương nhiên loại này cảm xúc thực mau liền biến mất không thấy tiêu phong a à, tiêu phong người trung quy vẫn là lưu lạc đến như vậy đồng ruộng diệp quân lâm sâu kín mà thở dài kỳ thật từ lần trước cùng tiêu phong đi ngang qua nhau khoảnh khắc diệp quân lâm liền phát hiện tiêu phong khác thường chỉ không màng khi đó Diệp Quân Lâm vẫn chưa nghĩ nhiều, rốt cuộc lúc ấy đại bản danh tất cả nhân viên cơ hồ đều ở vào cực độ khẩn trương cảm xúc bên trong. Nhưng là chu tước đám người một phen hội báo sau, Diệp Quân Lâm đã có bước đầu phán đoán. Lại kết hợp lúc đó Tây Các các chủ tri tử trừ võ đám người chi tử tình hình, cơ bản có thể kết luận cung thiên thu có nào đó đặc thù thủ đoạn tới khống chế nam nhân. Mà tiêu phong vô cùng có khả năng cũng mắc mưu. Nhưng là cụ thể bị khống chế đến như thế nào trình độ, Diệp Quân Lâm còn không xác định. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới có mặt sau lần đó cùng Tiêu Phong đơn độc nói chuyện. Xem ra đó là ta nhận thấy được không thích hợp, hẳn là chính là Tiêu Phong giấu ở chỗ sâu trong tà mị lệ khí. Diệp Quân Lâm ánh mắt hơi ngưng, hắn rốt cuộc loát thanh trước sau sở hữu tình huống. Đặc biệt là ở chỗ Tiêu Phong nói chuyện trong quá trình, Diệp Quân Lâm từng vài lần thử về ngăn cản Tiêu Phong cùng Cung Thiên Thu kết giao khi người sau phản ứng. Nhưng mà thử kết quả lại làm Diệp Quân Lâm bất ngờ, Tiêu Phong trong lòng thế nhưng động sát khí. Tuy rằng tại dự kiến ở ngoài, nhưng cũng ở tình lý bên trong. Diệp Quân Lâm lầm bẩm Chu tước đám người đã từng quả lớn, lúc trước bọn họ khuyên can Tiêu Phong tiếp xúc cung thiên thu, chẳng những bị đánh, lại còn có đã chịu Tiêu Phong tử vong uy hiếp. Lúc ấy không hạ tử thủ, hẳn là chính là còn liên quan đến chính mình mặt mũi. Nhưng mà hiện giờ, cung thiên thu nào đó thủ đoạn, đã làm Tiêu Phong hoàn toàn mê tâm trí. Ở liên tục thử sau, Diệp Quân Lâm vài lần đã nhận ra Tiêu Phong đối chính mình sát ý, lúc này mới quyết định tương kế tự kế. Cố tình an bài Tiêu Phong phụ trách bên trong phòng vệ điều hành quyền to, đồng thời nhắc tới chính mình muốn bế quan, hơn nữa đang bế quan đêm trước phân phó thủ vệ không mệnh lệnh không được quấy giày. Này một loạt an bài, đều tự cấp Tiêu Phong ám sát sáng tạo được trời yêu ái điều kiện. Quả nhiên Tiêu Phong đêm đó liền tới đây hành thích, ở giao thủ trong quá trình Diệp Quân Lâm cũng thuận thế mà làm, cố ý bán ra sơ hở, làm Tiêu Phong hung khí đâm vào da thịt. Trên thực tế lấy Diệp Quân Lâm hiện tại trạng thái, mặc dù không làm bất luận cái gì phòng ngự làm Tiêu Phong tới sát, đều không thể thành công. Ngay cả cốt đại sư lấy làm tự hào thần vẫn chi độc, cũng căn bản vô pháp xâm nhập Diệp Quân Lâm thân thể. Đương nhiên đây đều là cái kia thánh mạch tôi thể công lao. Lúc này Diệp Quân Lâm thân thể cường độ đã su gần với hoàn mỹ đặc biệt trong cơ thể kinh mạch cùng với máu đều bị làm lại rèn luyện. Cơ bản có thể đạt tới vạn vật vô pháp xâm nhập hoàn mỹ cảnh giới. Vì này giết ta, nhóm người này thật đúng là hao tổn tâm huyết a. Diệp quân lâm rút ra đâm vào trong cơ thể vạn quân đoàn nhận, nhận bộ phiếm u làm ánh sáng phá lệ trói mắt. Nếu ở phía trước trạng thái, thật đúng là khả năng chống đỡ không được loại này độc tố đâu. Diệp quân lâm tự mình lầm bẩm làn da bị đâm bị thương chỗ chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đồng thời trong cơ thể rất có linh vận kim hoàng sắc quang mang vần quanh, những cái đó u lam nọc độc thế nhưng cũng ở miệng vết thương khép lại trước bị bước ra bên ngoài cơ thể. Căn bản xâm lấn không được thân thể hắn. Thiên thu giáo, chấn ma tư còn có cái gì côn luân khư hai đại tông phái, nếu các ngươi tìm chết, lão tử liền thành toàn các ngươi. Diệp quân lâm trong ngực sát khí lạnh thấu xương, càng là tràn ngập vô tận chiến ý, nhưng hiện tại vẫn là phối hợp các người đem này ra trình diễn xong đi. Hạ quyết tâm, Diệp Quân Lâm lại lần nữa đem chủy thủ đâm vào trong cơ thể, cả người lại khôi phục phía trước cái loại này cực kỳ suy yếu trạng thái. Lợi dụng thông tin công cụ, đối chu tước đám người gửi đi cầu viện tin tức. Diệp Quân Lâm đang bế quan khi tao ngộ thần bí cao thủ ám sát tin tức lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ đại bản doanh thực mau lâm vào một mảnh hoảng loạn bên trong. Cái gì? Lão đại bị đâm? Sao có thể chúng ta đồn biên phòng không phát ra bất luận cái gì báo động trước a à. diệp đạo sư đang bế quan hơn nữa ra tay hẳn là thiên thu giáo cường giả thậm chí có khả năng là côn luân khư đại năng nếu không ai có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đại bản doanh bên trong hành thích diệp quân lâm bị ám sát tin tức giống như một khối ngàn cân cự thạch từ trên cao tạp hướng mặt nước toàn bộ đại bản doanh ở vào một mảnh hoảng sợ bên trong càng nhiều người cho rằng đây là tam phương liên quân đối đại bản doanh phát động tổng tiến công tín hiệu cũng may lý tử nhiễm chờ trung tâm cao tầng nỗ lực trấn an lúc này mới hơi chút làm cục diện vững vàng một ít theo sau một chúng cao tầng sôi nổi đuổi đến diệp quân lâm bế quan mật thất tiêu phong cũng theo mọi người tiến đến tra xét hắn cần thiết tự mình xác định một chút diệp quân lâm trạng huống sư phụ sư phụ ta thế nào các ngươi đều cấp lão tử tránh ra tiêu phong đầy mặt nôn nóng mà quát không thể không nói giờ phút này tiêu phong cái loại này đột nghe tin giữ nôn nóng trạng thái, đã bị hắn hoàn Mỹ suy diễn ra tới. Mật thất bốn phía đã bị đại bản doanh thành viên vây quanh cái mưa gió không ra, sôi nổi cấp tiêu phong nhường ra một con đường lộ. Tiêu phong cũng không khách khí, thực mau liền xâm nhập đường đi, nơi này đều là đại bản doanh nhất trung tâm thành viên. Đều đừng xảo, không cần quấy dày đến sư phụ tu dưỡng. Đối mặt một trận ồn ào, tiêu phong lại lần nữa xoát sóng tồn tại cảm ở hắn xem ra càng là loại này thời điểm càng đắc thể hiện ra hắn cái này thủ đồ uy nghiêm đặc biệt diệp quân lâm một khi tử vong như vậy hắn liền đem khống chế toàn bộ đại bản doanh đến lúc đó ai còn dám đối hắn cùng cung thiên thu kết giao nói ra nói vào quả nhiên trường hợp dần dần an tĩnh lại tiêu phong tiếp tục hướng trong đi thực mau liền tới đến mật thất trong vòng xa xa nhìn lại liền thấy diệp quân lâm chung quanh đứng lý tử nhiễm quân quân đám người sư mẫu sư phụ hắn hiện tại thế nào tiêu phong đầy mặt quan tâm tiến lên dò hỏi lý tử nhiễm trên mặt tràn ngập bi thương chi sắc thở dài nói tình huống hận không lạc quan chúng ta đều không có biện pháp như vậy nghiêm trọng tiêu phong làm ra khiếp sợ đến biểu tình ánh mắt nhanh chóng chiều trên giường diệp quân lâm nhìn lại liền thấy diệp quân lâm cả khuôn mặt tái nhợt vô cùng hoàn toàn không có một tiêu huyết sắc cùng sinh cơ nếu không phải bộ ngực còn ở hơi hơi phập phồng chỉ sợ nói đây là một khối thi thể đều không có người hoài nghi. Sư mẫu, vì cái gì không đem sư phụ trên người đồ vật rút ra? Tiêu phong nghi hoặc mà ra tiếng dò hỏi, hắn phát hiện Diệp quân lâm lúc này chính nằm nghiêng, phía sau lưng chỗ đang cắm chuôi này vạn quân đoàn nhận. Lý tử nhiễm lại thở dài, nói, chúng ta nếm thử qua, nhưng là mỗi lần động thủ nhổ, sư phụ ngươi hơi thở đều sẽ cấp tốc suy bại. Không có biện pháp, chỉ có thể tùy ý này binh khí lưu tại trong thân thể hắn, mới có thể miễn cưỡng ổn định thương thế. Nhưng là quân quân nói, chuôi này binh khí tốt nhất như là bị lao nào đó đặc biệt độc tố, đang ở không ngừng ăn mòn quân lâm máu. Lý tử nhiễm sắc mặt cực kỳ khó coi, vành mắt hồng hồng, hiển nhiên ở cực lực chịu đựng nước mắt không chảy ra. Tại sao lại như vậy? Sư phụ là thuần thể tu, sao có thể sẽ bị tầm thường binh khí thương đến? Phụ trách thủ vệ huynh đệ đâu? Có hay không phát hiện thích khách tung tích? ta bất quá là đi trước bên ngoài dò xét một chút phòng vệ trạng huống, thế nhưng tại như vậy một chút không đương thời gian đoạn bị người lặng yên không một tiếng động trà trộn vào tới. Đều làm cái gì ăn không biết, quả thực là một đám thùng cơm. Tiêu Phong lại một lần phát huy ảnh đế cấp bậc biểu diễn, hơn nữa ở trong lời nói phủi sạch can hệ đồng thời, còn đem nồi cấp vứt ra đi. Canh gác vài tên huynh đệ đều bị đánh ngã, thích khách hẳn là cái dùng độc cao thủ, thả thực lực xa ở thủ vệ phía trên hơn nữa thương ba ba binh khí tính chất thoạt nhìn nhất định không phải phàm vật đặc biệt nhận bộ lây dính độc dược càng là cổ quái dị thương quân quân ngữ khí nghiêm túc mà nói chỉ sợ không chỉ là ở thủ vệ phía trên mặc dù lão đại đang bế quan tu luyện tưởng lặng yên không một tiếng động tiếp cận cũng phi thường khó cho nên ta hoài nghi vô cùng có khả năng là côn luân khư đại năng làm chu tước trầm giọng nói tiêu phong trong lòng nếm ra khẩu khí nàng cảm giác đây là chu tước sắp tới nói được nhất dễ nghe hai câu lời nói chu tước ở đại bản doanh thành viên trung tâm uy tín pha cao đặc biệt đối với sự tình là có thể sửa năng lực phân tích càng là xuất sắc bởi vậy gần như tất cả mọi người nhận định là côn luân khư cường giả việc làm thông chi đi xuống đại bản doanh các nơi tăng mạnh phòng vệ khởi động sở hữu phòng ngự trận pháp để phòng tam phương liên quân đánh lén tiêu phong biết chính mình biểu hiện cơ hội đến tại đây loại thời điểm những người khác hoang mang lo sợ chỉ cần chính mình biểu hiện đến càng bình tĩnh, liền sẽ được đến càng nhiều người tin phục. Tiêu Phong đã bắt đầu vì tiếp nhận đại bản doanh khống chế quyền lót đường. Quả nhiên rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phong ánh mắt đều biến hóa rất nhiều. Ngay cả phía trước cùng Tiêu Phong phát sinh không mục thanh long đám người cũng có điều đổi mới, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phong thế nhưng tại đây loại thời điểm ổn định đại cục. Phốc, đúng lúc này, Diệp Quân Lâm một ngụm máu tươi phun ra. Sư phụ, người cảm giác thế nào? Tiêu Phong bận rộn lo lắng mượn cơ hội tiến lên gần gũi quan sát tình huống, liền phát hiện Diệp Quân Lâm phun ra huyết trộn lẫn nhẹ nhẹ màu tím đen. Hương vị đặc biệt gây mũi, khoảng cách so gần thả thực lực tương đối bình thường vài người thậm chí đều cảm giác có chút choáng váng. Mặc dù Tiêu Phong đều mơ hồ một lát, không hổ là độc kinh xếp hạng đệ nhị thần vẫn chi độc, mặc dù thấm vào máu còn có thể có được như thế độc tính. Tiêu Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, lại hướng Diệp Quân Lâm trên mặt xem, liền phảng phất che kín bạch xương, hơi thở cũng càng thêm mỏng manh. Quân lâm, ba ba, lão đại, mọi người sôi nổi xuống lại tiến lên, khẩn trương không khí đạt tới cực điểm. Mọi người đều lui ra ngoài đi, đều tại đây cũng không giúp được gì. Lý tử nhiễm hạ lệnh trục khách, nàng cả người cũng trở nên phá lệ tiểu tụy, phảng phất nháy mắt già nua mười mấy tuổi. Mọi người lui đi ra ngoài, tiêu phong còn lại là lại tiến hành rồi một loạt phòng ngự an bài, ở đại bản doanh thành viên trước mặt hung hăng soát một đợt tồn tại cảm. Toàn bộ an trí thỏa đáng lúc sau, Tiêu Phong tìm được yên lặng chỗ liên hệ cung thiên thu. Đem chính mình ám sát thành công tin tức báo cho, hơn nữa còn khoe ra chính mình ở đại bản doanh xông ra biểu hiện. Vạn thi hố, thiên thu giáo tổng đàn nội. Cung thiên thu đem Tiêu Phong gửi đi lại đây kỹ càng tỉ mỉ tin tức cùng mọi người chia sẻ mở ra. Đâm vào hảo, đâm vào rượu, Tiêu Phong thế nhưng thật sự thành công. Diệp quân lâm a à, diệp quân lâm, đánh chết người chỉ sợ cũng không thể tưởng được sẽ bị nhất coi trọng thủ đồ đâm sau lưng đi. Cung thiên thu ngăn không được ngưỡng mặt cười to, tâm tình của nàng thật sự thật tốt quá. Sư phụ, tiêu phong cái kia ngu ngốc thật có thể ám sát thành công sao? Độc cô tiêu đối này cầm hoài nghi thái độ, tiếp tục nói, ngài nói có thể hay không có trá. Không đợi cung thiên thu làm ra đáp lại, cốt đại sư trực tiếp ngắt lời nói, tuyệt đối sẽ không. Cốt đại sư vì sao như thế khẳng định, cung thiên thu có chút nghi hoặc hỏi. Kỳ thật cung thiên thu cũng có chút nghi ngờ, tuy rằng Tiêu Phong sẽ không lừa gạt chính mình, nhưng không chịu nổi Diệp Quân Lâm quỷ kế đa đoan a. Nếu đây là Diệp Quân Lâm giả vờ cũng chưa biết được a. Giáo chủ, ngài vừa rồi thuật lại Tiêu Phong tin tức về Diệp Quân Lâm trạng thái miêu tả, cùng thần vẫn chi độc phát tác trạng thái không có sai biệt. Cốt đại sư dừng một chút, tiếp tục nói, thả bình thường ngụy trang căn bản không có khả năng đạt tới loại này hiệu quả, đặc biệt tiêu phong nhắc tới trong máu mùi lạ. Kia càng là thần vẫn chỉ độc ăn mòn máu sở so tạo thành độc hữu khí vị, này thuyết minh Diệp Quân Lâm xác thật trúng độc. Mặc dù Diệp Quân Lâm là thuần thể tu có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng, nhưng thần vẫn cũng đã thương này căn bản, trong khoảng thời gian ngắn hắn tuyệt đối không thể khôi phục đến đỉnh trạng thái. Thì ra là thế. Cung Thiên Thu trong lòng nghi ngờ hoàn toàn tiêu trừ xem ra trong khoảng thời gian này tăng lên tiêu phong tu vi xác thật dùng được nhưng diệp quân lâm chính mình cũng là tìm chết tưởng ở đại chiến phía trước lâm thời ôm chân phật bế quan tu luyện ngược lại là cho tiêu phong đánh úp cơ hội sư phụ nếu như vậy chúng ta kế tiếp cũng nên đối phó đại bản doanh đi độc cô tiêu ngưng thanh hỏi chấn ma tư thiên tư đám người cũng thu được cung thiên thu truyền đến tin tức biết được diệp quân lâm bị ám sát bị trọng thương thật là trời cũng giúp ta nếu lúc này tiến công đại bản doanh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thiên tư vui mừng khôn xiết, đại bản doanh người mạnh nhất chính là Diệp Quân Lâm, thiên tư cũng duy độc đối Diệp Quân Lâm không quá lớn nắm chắc. Nhưng hiện giờ này duy nhất băn khoăn cũng tiêu trừ. Thiếu chủ, ngài cảm thấy như thế nào? Thiên tư thu liếm cảm xúc, đem ánh mắt chuyển hướng tạ hoàn vũ. Tuy rằng Trấn Ma Tư là hắn địa bàn, nhưng lớn nhất cậy vào trung quy là thiếu chủ sở đại biểu trời cao phái. Tạ Hoàn trầm ngâm một lát, nói, Diệp Quân Lâm này chỉ đáng chết con khỉ, bổn tọa vốn định thân thủ đem này bầm thây vạn đoạn, không nghĩ tới chính hắn trước tiên ở cống ngầm phiên thuyền. Cũng thế, bổn tọa liền đưa hắn bạn bè thân thích cùng nhau lên đường, cũng miễn cho hắn ở hoàng thuyền trên đường cô đơn. Đúng rồi, Huyền Minh bên kia nói như thế nào? Thiên tư có chút khó chịu mà nói, bọn họ tạm chưa tỏ thái độ, nói vậy chúng ta không ra tay, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thật là nhất bang người nhát gan nếu bọn họ không nóng nảy, chúng ta cũng không cần thiết đương chim đầu đàn. Tạ Hoàn Vũ sâu kín mà nói, lần này hợp tác bản thân chính là bất đắc dĩ cử chỉ, làm cho bọn họ động thủ trước, chúng ta bên này ngồi thu ngư ông thủ lợi liền tốt nhất. Thiếu chủ lời nói cực kỳ, ta đây liền lấy không chuẩn bị làm tốt từ, đem tiến công thời gian kéo một kéo, xem bọn họ như thế nào ứng đối. Thiên tư lạnh lùng nói, tạ hoàn vũ gật gật đầu, nói, ta cũng sẽ tự mình đi tìm một chút cung giáo chủ, giáp mặt dò hỏi nàng ý tứ, cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Tạ Hoàn Vũ đã sớm đối cung thiên thu nhớ mãi không quên, cái gọi là đi dò hỏi, chính là muốn mượn cơ thân cận, do đó mau chóng đem cung thiên thu phát triển vì song tu đạo lữ. Vậy làm phiền thiếu chủ. Thiên tư trầm giọng nói. Bên kia, cung thiên thu cũng ở vì đối phó đại bản doanh làm cuối cùng chuẩn bị. Hiện giờ Diệp Quân Lâm thân chịu trọng thương, đối phó lên đã là dễ như trở bàn tay nhưng là cụ thể hành động như thế nào mới có thể đem bên ta tổn thất hàng đến thấp nhất như cũ đáng giá thương thảo. Tiết sư huynh, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là ngồi thu ngư ông thủ lợi, làm thiên tư cùng trời cao phái đi tấn công đại bản doanh. đến lúc đó bọn họ đấu đến lưỡng bại câu thương, chúng ta lại thuận tay đem thiên tư cùng trời cao phái diệt. Cung thiên thu cười ngâm ngâm mà nói kế hoạch là thực hảo, nhưng tạ hoàn vũ bọn họ chưa chắc liền đi làm như vậy a. À. Tiết bằng triển dừng một chút tiếp tục nói, hiện tại tạ hoàn vũ bọn họ chỉnh thể thực lực chiếm ưu tất nhiên sẽ không cam tâm chịu chúng ta sai khiến. Kia tiết sư huynh ý tứ là, cung thiên thu hỏi dò Tiết bằng triển trầm giọng nói, ta kiến nghị chúng ta không cần suốt ruột động thủ, chờ đợi tam thánh tử đã đến lúc sau lại động cũng không muộn. Đến lúc đó tạ hoàn vũ bọn họ mặc dù trong lòng không cam lòng, cũng sẽ nghe lệnh hành sự, như thế hành động lên nắm chắc cũng lớn hơn nữa. Tiết sư huynh lời này cực có đạo lý, kia chúng ta liền kiên nhẫn chờ đợi. Đối với tiết bằng triển đề nghị, cung thiên thu cử đôi tay tán thành, nàng cũng muốn nhìn một chút tam thánh tử thực lực đến tột cùng có thể tới loại nào trình độ. Nhưng vô luận như thế nào, tam thánh tử có thể làm chính mình càng thêm tới gần thái hư thần tông trung tâm cao tầng. Cung thiên thu đã bắt đầu chuẩn bị như thế nào cùng tam thánh tử làm tốt quan hệ. Hiển nhiên tam thánh tử giá trị viễn siêu tạ hoàn vũ, chỉ cần thành công bế lên này đùi, tạ hoàn vũ liền có thể không hề tiếc nuối vứt bỏ cung thiên thu thật sự quá hướng tới côn luân khư các loại tu luyện tài nguyên. Đặc biệt ở nghe được côn luân khư chung có không ít thần mạch thậm chí thánh mạch, mấy thứ này đối với có được cắn nuốt linh can linh cốt nàng tới nói quả thực là thiên đại dụ hoặc. Hơn nữa cung thiên thu còn có trở đại giã tâm, ở côn luân khư đứng vững gót chân lúc sau, còn muốn từng bước chinh phục côn luân khư, đến lúc đó trở thành côn luân khư chi chủ. Diệp quân lâm, tạ hoàn vũ thậm chí là tam thánh tử, bất quá chỉ là bản giáo chủ đá kê chân thôi đại bản doanh nội. Nếu nói vừa mới biết được tam phương thế lực liên minh đối phó đại bản doanh khi, mọi người cảm giác là khẩn trương cùng sợ hãi. Như vậy ở biết được Diệp Quân Lâm bị ám sát thân chịu trọng thương khi, mọi người cảm giác là tâm thái đã ở vào hỏng mất bên cạnh. Ở mọi người trong mắt, Diệp Quân Lâm chính là bách chiến bách thắng chiến thần. Hiện giờ chiến thần ở hấp hối bên cạnh, lại gặp phải tam phương cường địch, cơ hồ liền không có bất luận cái gì chiến thắng đối thủ cơ hội, bên ngoài cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều có tình báo truyền quay lại tới nghe nói tam phương thế lực cường giả đã ở phạm vi lớn tụ lại tam phương thế lực đối đại bản doanh đã hình thành vây kín chi thế mặc dù tưởng phá vây đều không có bất luận cái gì khả năng này nên làm thế nào cho phải có cái gì đáng sợ cùng lắm thì vừa chết nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng thiên thu giáo giáo chúng hung tàn là có tiếng sợ là sợ đến lúc đó bọn họ làm ngươi sống không bằng chết nghe nói ngự phong thiên tư cùng người đại thiên kiêu đều bị tra tấn đến không thành bộ dáng ai tiếng thở dài hết đợt này đến đợt khác rất nhiều đại bản doanh thành viên đều đứng ngồi không yên giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau mọi người là hoàn toàn luống cuống lý tử nhiễm thanh long đám người cũng nếm thử quá chấn an cảm xúc chẳng những không có khởi đến bất cứ chính hướng tác dụng ngược lại làm mọi người càng thêm hoảng loạn đương nhiên này cũng không trách đại gia quá mức pha lê tâm ngay cả lý tử nhiễm đám người cũng là trong lòng không đế. Hơn nữa lo lắng Diệp Quân Lâm thân thể, lý tử nhiễm cơ hồ liền thuộc về chỉ dựa vào dụng tâm trí lực ở miễn cưỡng chống đỡ. Cơ hồ tất cả mọi người minh bạch, đại bản doanh hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Tại đây trong lúc, cũng có không ít người tiến đến thăm Diệp Quân Lâm. Đến ra kết luận chính là Diệp Quân Lâm tuy rằng còn lưu có một cái tánh mạng, nhưng trong cơ thể thần vẫn chi độc phát tác đến càng ngày càng thường xuyên. Mỗi phát tác một lần, Diệp Quân Lâm thân thể trạng thái liền trượt xuống một phân, cho đến hôm nay, Diệp Quân Lâm cơ hồ cũng chỉ dư lại một hơi ở treo. Cứ như vậy vẫn là đông đảo cao thủ vận công bước độc, hơn nữa cấp Diệp Quân Lâm dùng linh đan rượu dược nguyễn cưỡng duy trì. Lão đại tình huống như thế nào như vậy nghiêm trọng, kế tiếp rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? À? Nghĩ đến lấy trầm ổn xương thanh long đều luống cuống. Hắn nhưng thật ra không lo lắng cuối cùng chết trận, mà là đơn thuần sầu lo Diệp Quân Lâm cùng với nhân viên khác an nguy đặc biệt là quân quân cùng lý tử nhiễm các nàng nhưng đều là diệp quân lâm trí thân vô luận như thế nào cũng không thể xuất hiện vấn đề còn có cái gì biện pháp có thể sử dụng thượng linh đan rượu dược đều dùng tới nhưng lão đại tình huống chính là không thấy chuyển biến tốt đẹp chu tước cũng là ai thán liên tục nếu tam phương liên quân xâm chiếm ta liền tính liều chết cũng muốn mở một đường máu hộ tống lão đại bọn họ đào tẩu huyền vũ ồm ồm mà nói lời tuy nhiên nói được rất có khí thế nhưng lại không kích phát khởi những người khác ý chí chiến đấu. Tuy rằng có tất cả không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối mặt tam phương liên quân, đặc biệt nhân ra còn có hai đại côn luân khư tông phái mười dư danh đại năng tỏa chấn. Dưới loại tình huống này muốn chém giết ra một cái đường máu, quả thực là khó như lên trời. Các ngươi nói thích khách đến tột cùng là ai? Chu Tước Chuyện vừa chuyển hỏi. Đại khái xuất hẳn là chính là côn luân khư đại năng nhóm, nếu không căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động đột phá tầng tầng phòng vệ. Thanh Long ánh mắt sắc bén mà nói. Những người khác sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Nhưng mà bọn họ lại nhìn đến Chu Tước như suy tư gì, ngay sau đó hỏi, Chu Tước, người có phải hay không đã nhận ra cái gì? Đúng vậy, đều đến loại này lúc, còn có cái gì có thể kiêng rè? Hoài nghi ai liền nói thẳng. Mọi người sôi nổi thúc giục. Chu Tước thở dài, trầm giọng nói, theo ta được biết lão đại bị ám sát màn đêm buông xuống, mật thất bên ngoài thủ vệ người phụ trách là Tiêu Phong. Cụ thể như thế nào an bài phòng vệ chạm gác, Tiêu Phong rõ như lòng bàn tay, nếu là hắn động thủ nói, tất nhiên sẽ làm được giấu người tai mắt. Đừng quên lúc trước vì cung thiên thu sự tình, hắn còn đối chúng ta cùng với tấn nghiệp động thủ. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Còn có một chút các người đừng quên, thần vẫn loại này độc dược chỉ có chấn ma tư thiên y giam có. Mà Thiên Thu giáo vị kia cốt đại sư đã từng cùng Thiên Y giam sâu xa thâm hậu. Chu Tước tiếp tục nói: "Hiện trường tính mịch một mảnh, châm rơi có thể nghe." Thanh Long đám người hai mặt nhìn nhau, toàn ở lẫn nhau trong mắt thấy được không thể tưởng tượng. Thật lâu sau lúc sau, Thanh Long mới chậm rãi nói: "Chu Tước, loại này khả năng tính không tồn tại đi." Lão đại dù sao cũng là Tiêu Phong sư phụ. Ngày thường đãi Tiêu Phong không tệ, thậm chí có thể nói đem hắn trở thành thân nhân tới đối đãi hắn cố nhiên có thể vì nữ nhân đối chúng ta động thủ nhưng là đối lão đại này phân tình nghĩa hắn tiêu phong như thế nào cũng nên có vẻ chiếu cố đi thanh long mấy người sôi nổi tỏ thái độ rốt cuộc cùng bọn họ so sánh với diệp quân lâm cùng tiêu phong quan hệ ở kia bái liền tính là lại thích cung thiên thu cũng sẽ không theo như cha huynh đối đãi sư phụ của mình trở mặt thành thù đi hơn nữa lão đại bị thương khi tiêu phong biểu hiện cũng không có bất luận cái gì sơ hở a à. Kỳ Lân trầm giọng nói. Chu Tước xoa xoa có chút phát chứng huyệt Thái Dương, nàng xác thật một lần hoài nghi việc này là Tiêu Phong việc làm. Nhưng là Thanh Long đám người theo như lời cũng có đạo lý. Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều đi. Chu Tước tự mình lẩm bẩm. Ngay sau đó như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, bận rộn lo lắng bổ sung nói, về sau nhưng phàm là Tiêu Phong phụ trách thủ vệ an bài, chúng ta đều phải thêm vào bố trí chạm gác. Đồng ý, Thanh Long tỏ vẻ tán đồng. Tiêu Phong giờ phút này chính ở vào hối hận cùng áy náy bên trong. Đặc biệt là đối mặt hiện giờ đại bản doanh thành viên nhân tâm hoảng sợ cục diện, tâm tình của hắn liền càng thêm phức tạp. Hiện giờ Diệp Quân Lâm chỉ có nửa khẩu khí treo, một khi Tam Phương Liên Quân công kích, như vậy toàn bộ đại bản doanh khó thoát hủy diệt vận mệnh. Nhưng mà cứu này căn bản, chính mình chính là chỉnh sự kiện người khởi sướng. Nếu ta không ám sát Diệp Quân Lâm, đại bản doanh có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tiêu Phong cảm thấy rất có loại này khả năng, rốt cuộc dĩ vãng diệp quân lâm nhưng không thiếu sáng tạo kỳ tích. Sư mẫu lý tử nhiễm tiêu tụy mặt, quân quân thương tâm khổ sở bất mãn nước mắt bộ dáng, chủ tước đám người thương tâm khổ sở trạng thái từ từ. Từng màn này giống như qua điện ảnh dường như nhanh chóng ở trong đầu hiện lên. Nếu không phải lần này ám sát, mọi người đều không ngừng với như thế. Ta thật sự làm sai sao? Tiêu Phong để tay lên ngực tự hỏi. Không không không, ta không có làm sai, vì cùng ái người sớm sớm chiều chiều, có gì sai. Muốn trách thì trách Diệp Quân Lâm thức người không rõ vọng nghe lời rèm pha, lạc loại này kết cục cũng là hắn gieo gió gặt bão. Tiêu Phong cảm thấy vì cùng cung thiên thu bên nhau lâu dài, chính mình lại cần thiết làm như vậy. Diệp Quân Lâm a à, Diệp Quân Lâm, người như thế nào không trực tiếp chết ở đương trường đâu. Thật muốn là ở ám sát khi đương trường mất mạng, lão tử cũng sẽ không như vậy ái náy. Nhanh lên độc phát thân vong đi tiếp tục như vậy tồn tại cũng là thống khổ. Tiêu phong hung tợn mà ở trong lòng nguyền rủa Nếu lúc này có người ở bên cạnh, khẳng định sẽ phát hiện tiêu phong trong mắt toàn là màu tím đen yêu dị hơi thở. Muốn hay không đi bổ đao, hoàn toàn kết thúc diệp quân lâm này tánh mạng đâu. Tiêu phong bị loại này ý niệm hoảng sợ. Xa xa nhìn không ít người đầy cõi lòng mong đợi đi vào phòng ngủ thăm diệp quân lâm, không bao lâu lại đầy mặt thất vọng đi ra. Tiêu phong trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, ngay sau đó quyết định đi thăm một chút Diệp Quân Lâm. Kỳ thật trong khoảng thời gian này Tiêu Phong từ sâu trong nội tâm tới giảng là có điểm không dám nhìn tới vọng Diệp Quân Lâm. Hắn thậm chí lo lắng Diệp Quân Lâm hoàn toàn tỉnh táo lại, phát hiện cái gì dấu vết để lại tới chỉ ra và xác nhận chính mình. Rốt cuộc ở Tiêu Phong xem ra, Diệp Quân Lâm phát hiện vấn đề nhạy bén trình độ xa xa cường với mặt khác bất luận kẻ nào. Vạn nhất đang nói chuyện trong quá trình lộ ra cái gì sơ hở, như vậy ta đã có thể chết không có chỗ chôn. Nghĩ vậy, Tiêu Phong ngừng bước chân. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút hối hận đi xem Diệp Quân Lâm. Tiêu Phong sư huynh. Liền ở Tiêu Phong chuẩn bị xoay người rời đi khoảnh khắc, một đạo lược hiện non nớt thanh âm vang lên. Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy quân quân nghênh diện đi tới. Đều đi đến đến này, như thế nào không đi vào đâu. Quân quân thực mau liền đến phụ cận, có chút nghi hoặc dò hỏi. Tiêu Phong tức khắc cảm giác có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là ra vẻ chấn định. Trầm giọng nói, đột nhiên nhớ tới phòng ngự chạm gác còn có chút sơ hở, ta đang định đi hoàn thiện một chút, miễn cho cấp tam phương liên quân có khả thừa chi cơ. Là như thế này a. À. Quân quân vẫn chưa hoài nghi, bởi vì từ Diệp Quân Lâm bị ám sát sau, Tiêu Phong ở phòng ngự bố trí phương diện xác thật tận trước tận trách. Cơ hồ mỗi ngày đều phải đi dò xét vài biến phòng vệ trạm gác cùng phòng ngự trận pháp tình huống. Người cũng tới xem sư phụ a. À. Tiêu Phong bận rộn lo lắng nói sang chuyện khác. Quân Quân gật gật đầu, nói: "Ba ba tình huống lại nghiêm trọng, ta chỉ có thể thông qua vận công tới miễn cưỡng áp chế trong thân thể hắn độc tố lan tràn." Nói đến lúc này Quân Quân vành mắt hơi hơi phiếm hồng, nàng đã hết toàn lực muốn đi bước ra độc tố, nhưng mà mỗi một lần vận công đều hiệu quả cực nhỏ. "Quân Quân, ngươi không cần tự trách, này như thế nào cũng quái không đến ngươi trên đầu." Muốn nói quái, liền quái cung cấp thần vẫn chi độc người, nếu không sư phụ cũng sẽ không tao kiếp nạn này. Lấy sư phụ thực lực nếu chỉ là ngoại thương chỉ sợ không dùng được nhất thời nửa khắc liền có thể khỏi hẳn tiêu phong mở miệng an ủi quân quân lại như là đang an ủi chính mình ân ta đã biết quân quân đau thương chi sắc hơi chút giảm bớt ngay sau đó tiếp tục nói tiêu phong sư huynh chúng ta cùng nhau vào xem đi hảo hảo a à, phòng ngự bố trí đảo cũng không vội với này nhất thời tiêu phong miễn cưỡng cười cười nói nếu ở quân quân đưa ra cái này hợp lý yêu cầu lúc sau lại cự tuyệt khó tránh khỏi sẽ dẫn người ta nghi ngờ. Tiêu Phong cực lực khống chế được trong cơ thể thấp thỏm cảm xúc, đi theo quân quân hướng phòng ngủ bên trong đi. Vừa mới tiến vào cửa phòng, một cổ nồng đậm dược thảo vị xông vào mũi. Tiêu Phong biết này đó dược thảo đều là vì bức ra diệp quân lâm trong cơ thể độc tố làm nếm thử. Cứ việc hiệu quả cực nhỏ, nhưng mọi người như cố tận hết sức lực nếm thử. Diệp Quân Lâm vẫn như cố hai mắt nhắm nghiền muốn quan trọng muốn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sau hai ngày trước càng thêm khuyết thiếu sinh cơ. Ngay cả ngực phập phòng trình độ cũng đều hơi không thể thấy, cơ hồ chính là một khối thi thể. Sư phụ hắn biến thành như vậy, đều là ta làm hại. Không đúng, đều do cung cấp thần vẫn chi độc người kia. Cũng không đúng, muốn trách thì trách hắn diệp quân lâm tin vào lời dèm pha ngoan cố không hóa. Nếu không phải hắn trước đối thiên thu ra tay, gì đến nỗi như thế. Tiêu Phong trong lòng phảng phất có hai cái tiểu nhân đang không ngừng cãi lại, giao chiến. Chỉ là đương hắn nhìn đến Diệp Quân Lâm kia trương quen thuộc đến mức tận cùng mặt khi, Tiêu Phong có cảm giác có chút khó chịu. Này dù sao cũng là sư phụ của mình, đã từng đối hắn chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, huấn luyện phương diện cũng là dốc túi tương thụ. Đã từng hình ảnh không ngừng ở trong đầu thoáng hiện, Tiêu Phong song quyền gắt gao nắm ở bên nhau. Móng tay đều bất chi bất giác đâm vào da thịt, máu tươi theo khe hở ngón tay chậm rãi chảy ra. Tiêu phong sư huynh, người đừng tự trách, đối phương xuất động rất có thể là côn luân khư đại năng, mặc dù phòng ngự lại đúng chỗ cũng vô dụng. Quân quân cũng đã nhận ra tiêu phong khác thường, còn tưởng rằng hắn ở vì phòng ngự bị thích khách đột phá mà tự trách. Tiêu phong nao nao, lúc này mới phát hiện chính mình có chút thất thố. Nhưng hắn phản ứng đảo cũng cực nhanh, bận rộn lo lắng theo quân quân nói cha nói, dù vậy ta cũng không thể thoái thác tội của mình, không được, ta đây liền đi lại tăng mạnh một chút phòng ngự cường độ. Nói xong lúc sau Tiêu Phong xoay người rời đi, hắn thật sự lo lắng tiếp tục mốc đi xuống sẽ lại lộ ra sơ hở. Tiêu Phong sư huynh, thật không trách ngươi. Quân Quân còn tưởng lại an ủi vài câu, kết quả Tiêu Phong đã không có tung tích. Quay đầu nhìn về phía Diệp Quân Lâm, trên mặt lại lần nữa bị đau thương chi sắc thay thế được. Ba ba, ngươi chạy nhanh hảo đứng lên đi. Quân Quân lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm truyền đến quân quân, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, ta cùng ngươi có chuyện muốn nói. Ba ba, là ngươi đang nói chuyện với ta sao? Quân quân cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác, nàng bận rộn lo lắng nhìn về phía Diệp quân lâm, lại phát hiện người sau như cũ sắc mặt trắng bệch vô cùng hai mắt nhắm nghiền. Ngươi không nghe lầm quân quân. Không cần khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, ngăn cách nơi đây cùng ngoại giới liên hệ. Diệp quân lâm thanh âm lại lần nữa rõ ràng truyền đến. Quân quân kinh hỉ vạn phần, bận rộn lo lắng ngăn cách. Thi triển công pháp vận dụng thiên địa chi gian nguyên tố chi lực, trực tiếp đem phòng hình thành một cái đơn độc khu vực. Ba ba, đã ngăn cách thành công, có nói cái gì có thể yên tâm nói. Quân quân hạ giọng nói. Diệp quân lâm thanh âm lại lần nữa từ trong cơ thể phát ra, ta hết thảy đều hảo, chẳng qua vì giấu người tai mắt mới ngụy trang thành như vậy. Thật tốt quá. Quân quân tức khắc mặt mày hớn hở, kích động đến nước mắt đều mau ra đây ba ba thế nhưng không có việc gì. Chính là vì cái gì làm như vậy đâu, chẳng lẽ cùng thích khách thân phận có quan hệ. Lại hoặc là đơn thuần vì mê hoặc tam phương liên quân. Quân quân đầu chung đều là dấu chấm hỏi. Kế tiếp ta nói được mỗi câu nói người đều nghiêm túc nghe, sự qua sau không thể lộ ra chút nào sơ hở. Đặc biệt không thể làm tiêu phong có điều phát hiện. Diệp quân lâm thanh âm nghiêm túc vô cùng. Tiêu phong sư huynh, quân quân đột nhiên như là ý thức được cái gì, Diệp Quân Lâm theo sau đem sở hữu sự tình cao quân quân, đặc biệt là về ám sát chi tiết. Quân quân nghe xong trong mắt tràn ngập khiếp sợ, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được tiêu phong thế nhưng đối ba ba hạ sát thủ. Vì tương kế tự kế, ta vẫn chưa khống chế thần vẫn chi độc, làm nó tự hành ở trong máu lan tràn, cho nên loại trạng thái này chính là chân chính chúng độc trạng huống. Chẳng qua chờ sự thành lúc sau, ta sẽ tự hành đem độc tố hoàn toàn bước ra. Hiện tại người còn có càng chuyện quan trọng đi làm, Tam phương liên quân tiến công sắp tới, người cũng yêu cầu sấn mấy ngày nay tăng lên tu vi. Diệp Quân Lâm lại đem thượng đế chi não lợi dụng dò xét khí tìm được rất nhiều linh mạch sửa tình nói ra. Hơn nữa tỏ vẻ này đó linh mạch năng lượng còn có rất nhiều vô dụng song, vừa vận đối quân quân tăng lên tu vi có tác dụng. Người coi như mọi người mặt rời đi đại bản doanh có thể, đối ngoại công bố tìm kiếm đề cao thực lực biện pháp, tuyệt không sẽ khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Diệp quân lâm theo sau còn báo cho đại bản doanh bên ngoài bên cạnh có một cái khẩn cấp mật đạo, đến lúc đó có thể lặng yên không một tiếng động đột phá tam phương liên quân vây quanh. Ba ba, không đem những việc này nói cho mụ mụ sao. Ghi nhớ sở hữu sự tình sau quân quân lại hỏi. Trong khoảng thời gian này lý tử nhiễm tiêu tụy rất nhiều, quân quân nhìn cũng là phi thường đau lòng. Tạm thời bảo mật đi, dù sao cũng không dùng được bao lâu thời gian là có thể chân tướng đại bạch. Vì lần này đại quyết chiến thắng lợi, chỉ có thể trước làm mụ mụ người chịu điểm ủy khuất. Diệp Quân Lâm trầm ngâm một lát hồi phục nói: "Hảo, hảo đi." Quân Quân tuy rằng rất là không đành lòng, nhưng cũng biết ba ba theo như lời phi thường có đạo lý. Huống hồ bên người còn có Tiêu Phong cái này thật lớn tai họa ngầm. Một khi báo cho mụ mụ hơi chút lộ ra sơ hở, kia này phiên tương kế tựu kế đã có thể thất bại trong gang tấc. "Được rồi, giải trừ ngăn cách lực lượng đi, thời gian lâu lắm nói khó tránh khỏi bị người ngờ vực." Ngay sau đó Diệp Quân Lâm liền không nói chuyện nữa, lại khôi phục phía trước kề bên tử vong trạng thái. Ba ba, kia ta đi rồi. Quân quân nói xong xoay người rời đi, đồng thời cũng đem hưng phấn vui sướng thật sâu chôn ở trong lòng, trên mặt lại biến thành đau thương chi sắc. Mới ra cửa liền gặp được tiến đến vấn an thanh long đám người. Quân quân, lão đại tình huống thế nào? Chu tước quan tâm hỏi. Quân quân thở dài, nói, càng ngày càng kém, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Ai? Mấy người sôi nổi thở dài, bọn họ có thể cảm nhận được quân quân cái loại này bất lực bất đắc dĩ. Người đây là chuẩn bị làm gì đi? Chu Tước hỏi. Nhưng mà quân quân kế tiếp nói lại là làm mấy người nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Vài vị thúc thúc A-di, ta muốn đi ra ngoài đại bản doanh tìm kiếm tăng lên phương pháp, ba ba công tác hộ vệ liền giao cho các người mấy cái. Quân quân đột nhiên nói. Chu Tước đám người sắc mặt nhiều lần biến hóa. Kinh ngạc, khiếp sợ, nghi hoặc từ từ cảm xúc lần lượt xuất hiện. Quân quân, hiện tại loại tình huống này, người còn phải rời khỏi đại bản doanh sao? Chu tước muốn làm cuối cùng xác định. Không nghĩ tới quân quân kiên định gật đầu, nói, không sai, tiếp tục như vậy cùng ngồi chờ chết không có gì khác biệt. Quân quân hiển nhiên cũng không tính toán thâm nhập giải thích, thậm chí cũng chưa cấp chu tước đám người tiếp tục dò hỏi cơ hội, liền trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn quân quân bóng dáng, chu tước đám người ngơ ngẩn không nói gì, ước chừng 5-6 phút mới hồi phục tinh thần lại. Chu Tước, người nói quân quân đây là có ý tứ gì? Thanh Long dẫn đầu đặt câu hỏi. Chu Tước trầm ngâm hồi lâu cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới, nàng cũng thật sự làm không rõ ràng lắm làm như vậy càng sâu trình tự ý tứ. Lão đại diệp quân lâm sau khi bị thương, quân quân cơ hồ có thể coi như là toàn bộ đại bản doanh mạnh nhất chiến lực. Hiện tại hắn đột nhiên quyết định rời đi, chẳng phải là làm mọi người gần như hỏng mất tinh thần dậu đổ bìm leo thậm chí khả năng sẽ khiến cho rất nhiều bất lương phản ứng dây chuyền. Theo quân quân quyết định rời đi đại bản doanh tìm kiếm tăng lên tin tức tản mở ra, Chu Tước lo lắng cũng thực mau biến thành hiện thực. Đại bản doanh thành viên tín niệm cùng tinh thần lại lần nữa đã chịu bị thương nặng. Thậm chí một ít không tốt lời đồn đãi cũng càng ngày càng nhiều. Còn có thể vì cái gì? Chính là nhìn đến chống cự tam phương liên quân vô vọng chạy thoát bái. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng loại này khả năng tính xác thật phi thường đại, nhưng là ta cũng thực lý giải. Lời này có lý, chỉ bằng quân quân một người căn bản thay đổi không được chiến cuộc. Nàng nhưng thật ra chạy thoát, lưu lại chúng ta ở chỗ này ngồi chờ chết sao? Mệt nàng vẫn là lão đại nữ nhi, một chút lão đại tâm huyết cũng chưa kế thừa. Ít nói vài câu đi, đạo sư hiện tại sinh tử chưa biết, Tam Phương Liên Quân sắp động thủ, chúng ta vì chính mình suy xét cũng không tính quá mức đi. Mọi người nghị luận sôi nổi nguyên bản liền nhân tâm hoảng sợ đại bản doanh, giờ phút này càng là dậu đổ bìm leo. Thậm chí có số ít người đã tính toán âm thầm thoát đi. Loại này sợ tình hình chiến tranh từ một khi sinh ra, lan tràn tốc độ là phi thường khủng bố. Quân quân rời đi phảng phất là áp suy sụp đại bản doanh thành viên tinh thần cộng dơm cuối cùng. Tin tức này tự nhiên cũng bị cung thiên thu đám người biết được. Nàng phái trọng binh phong bế đại bản doanh quanh thân khu vực, hy vọng có thể dẫn đầu bắt được quân quân, lại cấp đại bản doanh nhân viên càng sâu một tầng đả kích. Nhưng mà quân quân thế nhưng biến mất cái vô tung vô ảnh, rất nhiều phục binh cũng không thấy được quân quân rời đi. Thật giống như quân quân đột nhiên ở nhân gian bốc hơi giống nhau. Nhưng mà ai cũng không biết, quân quân sớm đã thông qua mật đạo rời đi vòng vây, tìm được rồi thượng đế chi não. Ngay sau đó lợi dụng thượng đế chi não tra xét đến hơn linh mạch tiến hành tăng lên thực lực đi. Diệp quân lâm suy xét đến phi thường rõ ràng, nếu tam phương liên quân chậm chạp không có động tính, như vậy an tâm chờ đợi bọn họ sau chiêu. Mà quân quân vừa vặn mượn cơ hội tăng lên thực lực, đến lúc đó bên ta lại có thể đạt được một cái đứng đầu chiến lực. Bình thường thành viên tín niệm dao động cố nhiên đối quân tâm bất lợi, nhưng chân chính có thể tả hữu chiến cuộc đi hướng vẫn là đỉnh cấp chiến lực. Cùng lúc đó tiêu phong cũng phi thường nghi hoặc. Tam phương liên quân binh lâm thành hạ, sư phụ thân chịu trọng thương, quân quân không càng hẳn là thủ vững không ra sao hiện giờ thế cục có thể dùng cực đoan nguy hiểm tới hình dung chỉ có quân quân vị này mạnh nhất chiến lược bất động mới có thể miễn cưỡng trần an mọi người hoảng sợ chi tâm loại này thời điểm rời đi chẳng phải tương đương với tự hủy trường thành tiêu phong nghĩ trăm lần cũng không ra hắn cũng từng nói bóng nói gió ở những người khác nơi đó tìm hiểu quân quân rời đi ý đồ chân chính lại phát hiện ngay cả lý tử nhiễm cũng ở vào vô pháp lý giải trạng thái đứa nhỏ này như thế nào cũng bắt đầu nghĩ cái gì thì muốn cái đó như thế nào cản đều ngăn không được lý tử nhiễm vốn là phi thường tiêu tụy mặt giờ phút này càng thêm vài phần yêu sầu vì thế lý tử nhiễm còn đem chu tước đám người gọi tới từng cái dò hỏi nhưng được đến kết quả đều giống nhau này liền làm lý tử nhiễm càng thêm nghi hoặc khó hiểu đối với quân quân đột nhiên rời đi đại bản doanh thà có thể ở thật mạnh vây quanh hạ thần bí biến mất cung thiên thu đám người cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra thiên thu sư muội không cần lo lắng quá nhiều bằng vào một cái tiểu hài nhi có thể phiên khởi cái gì lãng tới. Thấy cung thiên thu mày đẹp nhíu lại, tiết bằng triển khuyên giải an ủi nói. Tiết sư huynh có điều không biết, diệp quân lâm bị thương lúc sau, quân quân chính là đại bản doanh mạnh nhất chiến lực, nàng đột nhiên rời đi không hợp với lẽ thường. Muốn chỉ biết hiện tại đại bản doanh bên trong rất nhiều đều là diệp quân lâm thân hiếu, nói như thế nào quân quân đều hẳn là lưu thủ. Sư xuất khác thường tất có yêu, này trong đó nên sẽ không có cái gì âm mưu đi. Cung Thiên Thu đem trong lòng nghi hoặc toàn bộ nói ra. Độc Cô Tiêu trầm giọng nói, sư phụ, ngài lo lắng xác thật không phải không có lý. Nhưng là từ về phương diện khác suy xét, chuyện này đảo cũng không khó lý giải, quân quân dù sao cũng là Diệp Quân Lâm độc đinh. Bọn họ hẳn là đều rõ ràng, mặc dù quân quân lưu lại cũng không thay đổi được chiến cuộc đi hướng, còn không bằng lưu lại mồi lửa lấy đồ tương lai. Huyền Minh cũng ngay sau đó hát đẹp, ngô nhi lời nói có lý, cung giáo chủ chúng ta thời khắc chú ý đại bản doanh bên trong hướng đi là được. Đến nỗi cái kia chạy trốn tiểu hài tử, đến lúc đó chúng ta công phá đại bản doanh, trực tiếp lấy lý tử nhiễm cùng Diệp Quân Lâm vì mồi. bổn tọa liền không tin, mắt thấy chính mình cha mẹ thân bằng bị tàn sát, cái kia mau cũng chưa trường toàn tiểu hài tử có thể nhịn xuống không ra tay. Người nghe người như vậy vừa nói, cung thiên thu cũng hơi chút bình thường trở lại. Nhưng mà đúng lúc này, thông tin công cụ ong ong chấn động, cung thiên thu lấy ra tới vừa thấy, đúng là tiêu phong định ngày hẹn tin tức. Các người trước vội vàng, ta muốn đem mặt khác một quả quân cờ hảo hảo lợi dụng, không chuẩn còn có thể không đánh mà thắng đánh tan đại bản doanh đâu. Cung thiên thu trên mặt xẹt qua một mặt âm hiểm ý cười. Để lại đầy mặt nghi hoặc khó hiểu chi sắc mọi người. Không bao lâu, tiêu phong đúng hẹn tới. Tuy rằng trong lòng tất cả ghê tởm, nhưng cung thiên thu như cũ đầy mặt quan tâm mà dò hỏi, cứ như vậy cấp thấy ta là có ra chuyện gì sao? hay là Diệp Quân Lâm phát hiện là người ám sát. Thấy Tiêu Phong uể oải ỉu xìu bộ dáng, Cung Thiên Thu trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng Diệp Quân Lâm khôi phục trạng thái đâu. Không có, sư, Diệp Quân Lâm thân thể ngày càng xa sút nếu không phải đại bản doanh đông đảo cường giả vận công duy trì, chỉ sợ đã sớm đi đời nhà ma. Tiêu Phong trầm giọng nói. Cung Thiên Thu trong lòng thở dài ra một hơi, tiếp tục hỏi, vậy ngươi như thế nào còn một bộ lo lắng bộ dáng? Quân quân rời đi, hiện giờ đại bản doanh nội người uy tín lớn nhất, mặc dù Lý Tử Nhiễm đều so bất quá, còn có thể có cái gì làm ngươi sầu lo đâu. Cung Thiên Thu lời này chính là ở cố tình dẫn đường, làm Tiêu Phong tin tưởng tăng gấp bội, tận khả năng đi khống chế Diệp Quân Lâm đại bản doanh thực tế quyền khống chế. Đến lúc đó chỉ cần đem Tiêu Phong tăng thêm lợi dụng, phá hủy đại bản doanh dễ như trở bàn tay, thậm chí khả năng vì nàng sử dụng. Thiên Thu, ta cảm thấy chính mình làm sai, Diệp Quân Lâm dù sao cũng là sư phụ ta sư mẫu bọn họ cũng đối ta không tệ hiện giờ diệp quân lâm thân chịu trọng thương một khi tam phương liên quân tiến công những người này đều khả năng sẽ chết nhưng mà này sở hữu hết thảy đều là ta một tay tạo thành ta chính là cái tội nhân tiêu phong càng nói càng kích động cuối cùng còn thổi ngực hai quyền trên mặt toàn là ái náy chi sắc ta còn cảm thấy thực xin lỗi ngươi diệp quân lâm như vậy đối với ngươi ta lại không ám sát thành công ta cũng không phải một cái đủ tư cách nam nhân từng là nói qua phải hảo hảo bảo hộ ngươi, này hết thầy cũng chưa làm được, ta thật là cái vô dụng phế vật, như vậy tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Tiêu Phong gần như điên cuồng, trực tiếp lấy ra cùng nhau chủy thủ, lại là bay thẳng đến trái tim đâm tới. Tiêu Phong, ngươi đây là làm gì? Cung Thiên Thu mau tay nhanh mắt, một tay đem Tiêu Phong cánh tay nắm lấy. Ngươi sao có thể là phế vật đâu? Cung Thiên Thu phát huy tinh vi kỹ thuật diễn, nháy mắt mở ra lừa dối hình thức. Huống chi ngươi vì ta lựa chọn đại nghĩa diệt thân, thử hỏi thiên hạ có mấy người có thể làm được. Đây mới là thật nam nhân. Lại có tiêu phong, ngươi hiện tại chính là đại bản doanh trụ cột, nếu ngươi suy sụp, đại bản doanh thành viên tín niệm hỏng mất sẽ càng mau. Theo cung thiên thu vẫn luôn khuyên giải an ủi, tiêu phong cảm xúc cũng dần dần bằng phẳng xuống dưới. Thiên thu, ngươi thật sự như vậy cho rằng sao? Tiêu phong trong mắt tràn đầy mong đợi hỏi. Cung thiên thu gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta cung thiên thu nhìn chúng nam nhân, sao có thể là cái phế vật. Cung thiên thu những lời này tình ý chân thành, đừng nói tiêu phong loại này dễ tình đâm sâu người nhìn không ra sơ hở. Mặc dù nhìn rõ mọi việc Diệp Quân Lâm chỉ sợ đều nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Bởi vì những lời này xác thật là cung thiên thu chân thật ý tưởng, chẳng qua bị nàng nhìn chúng nam nhân tạm thời còn không có xuất hiện. Mặc dù là tiết bằng triển, tạ hoàn vũ chi lưu, cũng bất quá là nàng cung thiên thu hướng lên trên bỏ đá kê chân mà thôi. Huống chi là Tiêu Phong, Thiên Thu, người đối ta thật tốt. Tiêu Phong suýt nữa cảm kích đến nước mắt và nước mũi giàn ruộng, Đối với tạo thành đại bản danh hiện giờ chẳng huống lòng áy náy đại đại giảm bớt. Về sau chỉ cần là ngươi theo như lời, ta đều sẽ cực lực đi làm. Mặc dù cùng này thiên hạ nhân vi địch, ta cũng kiên định bất gì đứng ở bên cạnh ngươi. Tiêu Phong thâm tình thông báo, lại lần nữa làm Cung Thiên Thu một trận buồn nôn, nhưng là trên mặt lại mang theo phát ra từ nội tâm cười đây là đến từ chính đối tiêu phong hoàn toàn khống chế vui sướng. Nhưng mà xem ở tiêu phong trong mắt lại là một cảnh tượng khác, tưởng chính mình chân tình biểu lộ, thật sâu đả động cung thiên thu. Thiên thu, người nói kế tiếp ta nên làm như thế nào? Quân quân đột nhiên rời đi, đại bản doanh thành viên đã nhân tâm hoảng sợ. Mặc dù nỗ lực trấn an, cũng không có biện pháp xoay chuyển xu hướng suy tàn. Tiêu phong đầy mặt hết đường xoay sở. Cung thiên thu trầm ngâm một lát, nói, hiện tại đúng là người tạo uy tín ngăn cơn sóng giữ hảo thời cơ. Nỗ lực trấn an trung quy kém cỏi, tốt nhất tìm cơ hội đánh chết tam đại liên minh cường giả là có thể tăng lên sĩ khí. Mà ngươi cũng có thể ở đông đảo nhân tâm trong mắt địa vị được đến lộ rõ tăng lên. Hoàn toàn khống chế đại bản doanh cũng liền sắp tới, đến lúc đó ai còn dám đối chúng ta ở bên nhau đưa ra phản đối ý kiến đâu. Tiêu Phong nghe vậy suy nghĩ xuất thần, trong đầu cũng hiện ra chính mình ở đại bản doanh vung tay một hô liền có muôn vàn hưởng ứng cảnh tượng. Thật lâu sau lúc sau, Tiêu Phong mới hồi phục tinh thần lại. Lại có chút bất đắc dĩ mà nói, Thiên Thu, hiện tại Tam Phương liên quân cao thủ nhiều như mây, lấy thực lực của ta chưa chắc có thể đánh chết quan trọng cao thủ. Nếu chỉ là sát một ít dâu tiểu lâu la, chỉ sợ cũng vô pháp tăng lên ta địa vị. Cung Thiên Thu trầm ngâm một lát nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, ta tuy rằng đang ở chấn ma tư, nhưng tâm lại cùng ngươi đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Cho nên ta sẽ tất cả đều có khả năng vì ngươi cung cấp tình báo, đến lúc đó chỉ cần ngươi tìm được cơ hội là có thể thành công đánh chết chấn ma tư trung tâm cao thủ. Thiên thu, ngươi đối ta thật tốt, tiêu phong cảm động đến không lời nào có thể diễn tả được. Cung thiên thu cười ngâm ngâm mà nói, ngươi là của ta nam nhân, không đối với ngươi hảo, đối ai hảo đâu. Thiên thu, liền hướng ngươi này phân tình nghĩa, liền tính làm ta hiện tại đi tìm chết, ta cũng tuyệt không sẽ có nửa điểm do dự. Tiêu phong thanh âm và tình cảm phong phú mà nói. Nhìn vành mắt phiếm hồng đầy mặt cảm động tiêu phong, cung thiên thu thật sự là muốn cười. Nàng muốn mượn trợ tiêu phong tay, khơi màu bọn họ chiến tranh chi hỏa. Đồng thời còn có thể làm tiêu phong ở đại bản doanh nội đạt được uy vọng, thật sự là nhất tiễn song điêu A. À. Tiêu phong, chờ người biết được hết thảy sau, sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Còn có Diệp Quân Lâm, tưởng ngươi cũng coi như là tung hoành nhiều năm, tuyệt không nghĩ tới rất nhiều thế lực sẽ ở bản giáo chủ chủ tính hạ hôi phi yên diệt đi. Cung thiên thu đã bắt đầu chờ mong toàn tuyến tiến công đại bản doanh, cuối cùng đem diệp quân lâm đám người đạp lên dưới chân cảnh tượng. Đuổi đi tiêu phong, cung thiên thu liền bắt đầu chủ tính như thế nào lợi dụng tiêu phong tới khơi màu chấn ma tư lửa giận. Nhưng mà kế hoạch còn chưa hoàn toàn thành thục, lại đột nhiên thu được tiết bằng triển tin tức, tam thánh tử sắp xá lâm. Cung thiên thu tức khắc kích động không thôi, nhanh chóng chạy về thiên thu giáo đại bản doanh. Đây chính là có thể làm chính mình một bước lên trời cơ hội, tuyệt đối không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Vừa đến vạn thi hố, cung thiên thu liền thấy tiết bằng triển đám người toàn ở trước cửa chờ. Thiên thu sư muội tam thánh từ lập tức liền đến, đến lúc đó cần phải tiểu tâm ứng đối, đây chính là thái hư thần tông tuyệt đối cao tầng trung tâm. Tiết bằng triển thấp giọng nhắc nhở, hoàn toàn đã không có ngày xưa cao ngạo, sở hữu cảm xúc đều thu liếm tới rồi cực điểm. Tiết sư huynh yên tâm, ta biết như thế nào làm. Cung Thiên Thu đồng dạng phi thường chờ mong Tam Thánh tử đã đến, đương nhiên hắn cũng muốn nhìn một chút Tam Thánh tử đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Thời gian trôi đi, ước chừng qua đi 15 phút, khắp khu vực như là chợt hạ thấp độ ấm. Một cổ cuồn cuộn lực lượng uy áp tự hư không chút xuống mà xuống, mọi người liền cảm giác đỉnh đầu đang có một tòa nguy nga núi lớn chợt rất xuống. Tam Thánh tử tới. Tiết bằng triển sắc mặt trở nên phá lệ ngưng trọng đặc biệt trong mắt tràn ngập kính sợ chi sắc. Cung thiên thu cũng là ngừng thở, tuy rằng chưa thấy được chính chủ, nhưng khoảng cách xa như vậy liền có thể có được như thế khủng bố lực lượng uy áp. Có thể nghĩ tam thánh tử bản tôn thực lực lại sẽ đạt tới như thế nào trình độ khủng bố. Một lát sau, này cổ uy áp càng thêm mãnh liệt, tuyệt đại đa số người ngay cả hô hấp đều cảm giác phi thường khó khăn. Còn sót lại huyền minh, cung thiên thu, tiết bằng triển chờ vài vị thiên kiêu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ ở ngoài, những người khác thế nhưng đều không tự giác tự đáy lòng quỳ dạp trên đất xúc động. hào cường năng lượng uy áp. Độc cô tiêu khóe miệng trừ trừ, này chút nào không thể so công thiên thu lúc ấy cắn nuốt xong hai đại dị tộc siêu cấp linh mạch là lúc kém, thậm chí do hữu quá chi. Độc cô tiêu cực lực khống chế được quỳ xuống xúc động, đúng lúc này, hắn cảm giác được một cổ vô hình hơi thở bám trụ thân thể. Quay đầu nhìn lại, lại là cha ruột huyền minh thi triển mà ra lực lượng. Tới! theo tiết bằng triển một tiếng hô nhỏ. Cung thiên thu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo thân ảnh đang hư không chậm rãi đạp bộ mà đến. Cộp cộp cộp, rõ ràng là lăng không mà đi, lại giống như đặng đạp ở thực chất tính trên mặt đất giống nhau, phát ra rất nhỏ đụng vào tiếng vang. Mỗi đi một bước, ở người tới bên chân đều có năng lượng dư ba khuếch tán mở ra, ở trên hư không trung hình thành rất là rõ ràng năng lượng sóng gợn. Lăng không hư độ, hóa lực vì hình. Cung thiên thu khiếp sợ không thôi bình tĩnh mà xem xét, cung thiên thu tự hỏi cũng có thể làm được cùng loại lăng không hư độ, nhưng chưa chắc là có thể đạt tới người tới loại trình độ này. Người này phảng phất đem trong cơ thể năng lượng cùng trời đất này chi gian hòa hợp nhất thể, nếu không tuyệt không sẽ lăng không bước ra thực chất tiếng vang. Thật lâu sau lúc sau, tam thánh tử rốt cuộc đi vào mọi người trước mặt, mà kia cổ thái sơn lực lượng uy áp cũng tùy theo tăng cường. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ngay sau đó quỷ dạp xuống đất thanh âm hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng cũng chỉ dư lại cung thiên thu đám người còn có thể đứng ở tại chỗ. Biểu hiện nhất nhẹ nhàng cũng chỉ có cung thiên thu cùng tiết bằng triển hai người mà thôi. Đến nỗi những người khác, bao gồm huyền minh cùng mặt khác vài vị thái hư thần tông thiên kiêu, thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Nếu không phải là huyền minh dùng hết toàn lực phóng thích lực lượng tiến hành nâng đỡ, độc cô tiêu đã sớm quỳ dạp xuống đất, nhưng giờ phút này cũng đã hai đầu gối hơi khúc, tiếp cận nửa quỳ. Thế tục giới lại vẫn có như vậy thực lực tu sĩ, không tồi không tồi. Tam Thánh Tử nhẹ nhàng mà nói. Tuy rằng Tam Thánh Tử nhìn như không có nói chuyện, nhưng mấy chữ này lại giống như xét đánh giữa trời quang ở mọi người bên tai nổ vang. Tu Vi hơi chút thiếu chút nữa thiên thu giáo tinh anh, trực tiếp bị chấn đến đầu váng mắt hoa, suýt nữa té ngã trên đất. Ai là thiên thu giáo giáo chủ? Đứng ra. Tam Thánh Tử chậm rãi nói. Cung thiên thu chậm rãi đi ra. Kỳ thật nàng cũng ở nghiêm túc quan sát đến Tam Thánh Tử liền thấy tam thánh tử ước chừng 27 đến 28 tuổi bộ dáng, ăn mặc bộ màu đen phục cổ bó sát người trường bào. Eo hệ đai ngọc, bên cạnh treo khối cổ xưa hình rồng ngọc bội, tay cầm một thanh đồng thao cổ kiếm. Đặc biệt tam thánh tử gương mặt kia phá lệ tuấn lãng, phảng phất thiên thần anh tuấn bất phàm. Cả người lộ ra một cổ không gì sánh kịp cường hãn hơi thở. Chẳng qua tam thánh tử trong mắt lộ ra cao ngạo, phảng phất không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Vãn bối bái kiến tam thánh tử. Cung Thiên thu thanh âm nhu mị, thật sâu làm thi lễ. Tam Thánh tử gật gật đầu, nhàn nhạt mà nói, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Nếu không bổn Thánh tử liền không khách khí. Cung Thiên thu nao nao, liền thấy Tam Thánh mục nhỏ quang như đuốc, trên nét mặt mang theo thanh lãnh, phảng phất cự người với ngàn dặm ở ngoài. Mị công thế nhưng không có tác dụng. Cung Thiên thu trong lòng dùng mình, vừa rồi nàng xác thật cố ý vận dụng mị công, cũng muốn nhìn một chút Tam Thánh tử phản ứng không nghĩ tới lần nào cũng đúng mị hoặc chi công ở Tam Thánh Tử trước mặt chút nào không có tác dụng. Tam Thánh Tử, Thiên Thu Sư, cung giáo chủ không có không tôn trọng ngài ý tứ, nàng chính là quá sùng bái ngài. Tiết bằng triển bận rộn lo lắng vì cung Thiên Thu nói tốt. Nga, quá sùng bái ta phải không? Tam Thánh Tử khinh miệt cười cười, ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến cung Thiên Thu trên người. Người dùng toàn lực công kích, bổn Thánh Tử muốn thí nghiệm người tu vi, nếu nói được qua đi, bổn thánh tử có thể phá lệ thu ngươi vì đồ đệ. Tiết bằng triển bận rộn lo lắng thấp giọng nhắc nhở cung thiên thu, nhanh lên dựa theo tam thánh tử nói được đi làm, đây chính là ngàn năm một thủa cơ hội. Kia vãn bối liền đắc tội. Cung thiên thu cung thanh nói. Trên thực tế cung thiên thu cũng muốn mượn cơ thử một chút tam thánh tử sâu cạn, nhưng cũng rõ ràng quyết không thể toàn lực làm, tổng muốn lưu chút hát chủ bài mới được. Cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Tam thánh tử ngạo nghễ nói khi nói chuyện tam thánh tử chắp hai tay sau lưng, nhiễm nhiên một bộ, người tùy tiện đánh lão tử đều sẽ không trốn kiêu ngạo biểu tình. Nhưng là nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, ở tam thánh tử thân thể bốn phía đã nhanh chóng ngưng kết ra dày nặng năng lượng vòng bảo hộ. Xem chiêu, cung thiên thu không hề do dự, hai chân bỗng nhiên chỉa xuống đất, thân thể giống như mũi tên rời dây cung bắn đi ra ngoài, đối với tam thánh tử trước ngược chính là một trường. Hô hô hô, trường chưa đến phong tới trước, cuồng bạo năng lượng thổi quét mà đến, phảng phất muốn đem khu vực này xé thành mảnh nhỏ giống nhau. Nga, thế nhưng có thể thúc giục như thế trình độ công kích. Tam thánh tử trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, nhưng thực mau lại bị đảm nhiên sở thay thế. Hắn như cũng không có muốn tránh né ý tứ, mặc cho cung thiên thu bàn tay không ngừng cấp tốc tới gần. Phanh, bàn tay vững chắc vỗ vào tam thánh tử thể trước năng lượng vòng bảo hộ thượng, phát ra đinh tai nhức óc khủng bố tiếng vang. Bá, Cung Thiên Thu bị khủng bố lực phòng ngự đẩy lui mở ra, ước chừng lui ra phía sau hai ba trượng xa mới khó khăn lắm dừng lại thân hình. Trái lại Tam Thánh Tử thân hình văn ti chưa động, phảng phất Cung Thiên Thu vừa rồi khủng bố tiến công cùng hắn không hề quan hệ giống nhau. Thực lực còn Nguyễn Cưỡng nói được qua đi. Tam Thánh Tử bình luận, lại là như vậy cường. Cung Thiên Thu chấn kinh tột đỉnh. Tuy rằng vừa rồi nàng chỉ ra sáu thành công lực, nhưng là lại liền đối phương năng lượng vòng bảo hộ đều không có đánh nát. Đặc biệt tam thánh tử đứng ở tại chỗ văn ti chưa động, như thế suy tính, mặc dù dùng ra toàn lực cũng không nắm chắc chiến thắng hắn. Cái này làm cho nàng đối côn luân khư càng thêm hướng tới. Không hổ là thái hư thần tông tam thánh tử, thực lực thế nhưng khủng bố như vậy. Cung thiên thu trong lòng vô hạn cảm khái, nhưng đối với tiêu diệt diệp quân lâm cùng với thiên tư lại là phá lệ có tin tưởng. Tam thánh tử thần công cái thế, vãn bối ánh sáng đom đóm há có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng nếu không phải ngài thủ hạ lưu tình chỉ sợ vãn bối đã sớm thân chịu trọng thương thậm chí đương trường mất mạng cung thiên thu khen tặng nói tam thánh mục nhỏ quang hòa hoãn một chút tâm tình cũng rất là sung sướng khen tặng chi ngư ai đều thích nghe tam thánh tử cũng không ngoại lệ có thể ở linh khí thiếu thốn thế tục giới có được như thế thực lực thiên phú cũng coi như là thực có thể tam thánh tử hiếm thấy khích lệ câu cung thiên thu trên thực tế tam thánh tử trong lòng chấn động xa không ngừng tại đây Hắn vừa rồi tuy rằng Văn Ti chưa động, nhưng cũng đang âm thầm vận công đối kháng cung thiên thu trưởng lực mang đến lực đánh vào. Đặc biệt ở đối kháng trung thế nhưng làm hắn có loại hơi thở kích động xu thế. Phải biết rằng liền tính ở Thái Hư Thần Tông Bảy Đại Thiên Kiêu đấu đối kháng chung, nếu không khuynh lực làm, cũng rất khó xuất hiện cùng loại trạng huống. Kẻ hèn một cái thế tục giới giáo phái chi chủ, thế nhưng có thể đạt tới như vậy trình độ, há có thể không cho tam thánh tử khiếp sợ bổn tọa vừa rồi nếu là toàn lực thi triển phòng ngự công pháp, người rất có thể sẽ bị chấn thương ngũ tạng lục phủ. Tam Thánh Tử ngạo nghễ nói, này sóng liền chỉ do thương nghiệp tự thổi, vừa rồi Tam Thánh Tử phòng ngự cơ hồ đã thi triển tới rồi mạnh nhất trạng thái. Hắn vì chính là hoàn toàn kinh sợ trụ thế tục giới này đó cái gọi là cường giả. Cung thiên thu thuận thế trục sóng cầu vùng thí, đa tạ tam thánh tử thủ hạ lưu tình, vãn bối vô cùng cảm kích. Ân, tam thánh tử hơi hơi gật đầu, hắn cảm thấy cung thiên thu rất biết điều, vỗ mông ngựa đến không hoãn không vội gãi đúng chỗ ngứa, phi thường phù hợp chính mình trang bức tiết tấu. Tâm tình đại duyệt, hơi hơi giơ tay gian. Các ngươi cũng không cần quỳ, đều đứng lên đi. Nguyên bản quỳ dạp trên đất thiên thu giáo tinh anh chỉ cảm thấy một cổ vô hình chi lực tự thân hạ truyền đến, đầu gối cũng không chịu khống chế rỗi thẳng. Phía trước kia cổ làm người không thở nổi uy áp cũng nháy mắt biến mất không thấy. Tam thánh tử, nơi đây đều không phải là nói chuyện chỗ, bên trong thỉnh. Cung thiên thu cung thanh nói. Tam thánh tử ngẩng đầu mà bước hướng trong đi, vào đại sảnh lúc sau cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở ở giữa chủ vị thường. Đương nhiên ở đây cũng không ai dám có dị nghị, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Cung thiên thu lễ những lúc sau ngồi trên đi, cùng tự chủ trương ngồi trên đi vẫn là khác nhau rất lớn. Thiên thu sư muội, tam thánh tử tu luyện chính là vô tình kiếm đạo, mau chút đem phía trước chuẩn bị tốt thiên tài địa bảo lấy ra tới đi, Tiết bằng triển truyền âm nhắc nhở nói. Cung thiên thu bừng tỉnh đại ngộ, nàng phía trước cũng hiểu biết quá thái hư thần tông tình huống. Thái hư thần tông đệ tử chủ tu kiếm đạo, trong đó rất lớn một cái chi nhánh chính là vô tình kiếm đạo. Tu luyện giả cần thiết ở tu luyện là lúc liền chặt đứt tình dục, làm được chân chính tâm như nước lặng vô tình vô dục, mới có thể chạm đến vô tình kiếm đạo thâm ảo nhất nghĩa. Tam thánh tử địa vị như thế chi cao, nói vậy đối vô tình kiếm đạo lĩnh ngộ sâu đậm. Khó trách vừa rồi bản giáo chủ Mị công không có tác dụng. Cung Thiên Thu bừng tỉnh đại ngộ, nàng lúc ấy còn tưởng rằng chính mình Mị công mất đi hiệu lực đâu. Xem ra về sau tiến vào Côn Luân khư sau, muốn khống chế một ít cao tầng, chỉ dựa vào Mị công là không được. Cung Thiên Thu làm được trong lòng hiểu rõ, bận rộn lo lắng cười nói, "Tam Thánh tử, vãn bối đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật, còn thỉnh ngài thưởng thức một phen." "Ân, trình lên đến đây đi." tam thánh tử lạnh như băng trên mặt rốt cuộc xuất hiện một mặt khó có thể phát hiện ý cười. Hắn đối với thiên tài địa bảo hứng thú, hiển nhiên muốn so đối xinh đẹp nữ nhân cảm thấy hứng thú đến nhiều. Cung thiên thu đưa mắt ra hiệu, liền có cấp dưới đem tạo thành chuẩn bị tốt thiên tài địa bảo nhất nhất trình lên. Có trải qua siêu cấp linh mạch ôn dưỡng mấy trăm năm dược liệu, cũng có các nơi vơ vét chấn giáo chi bảo. Dược dỡ muôn màu, nhiều đếm không xuể. Đặc biệt bãi ở đằng trước mấy thứ, càng là tràn ngập cực cường linh khí. Tam thánh tử ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn qua đi, mới đầu hắn còn tưởng rằng thế tục giới không có gì thứ tốt đâu. Hiện tại xem ra thật là 10 phần sai, đặc biệt là đằng trước này vài cọng linh dược thảo, chút nào không thể so côn luân khư linh dược kém A. Lần này không đến không. Tam thánh tử tâm tình đại duyệt, trên mặt ý cười càng sâu. Thiên thu A, nghe bằng triển nói ngươi thiên phú không tồi, tới cấp bổn tọa triển lãm một chút. Tam Thánh Tử mỉm cười nói, hắn lần này trừ bỏ lại đây nhiệm thu thiên tài địa bảo, còn mang theo vì giáo phái cướp lấy tu luyện thiên tài nhiệm vụ. Nghe Tam Thánh Tử xưng hô thay đổi, Cung Thiên Thu trong lòng cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra này những thiên tài địa bảo đã vào Tam Thánh Tử pháp nhãn, nàng vốn đang làm nhất hư tính toán. Nếu mấy thứ này Tam Thánh Tử chướng mắt, liền đem thần kiếp dâng lên. Cung Thiên Thu trong lòng hưng phấn không thôi. Kia vãn bối liền bêu xấu cung thiên thu ôm ôm quyền ngay sau đó vận chuyển cực đoan cắn nuốt công pháp nếu tam thánh tử không gần nữ sắc vậy yêu cầu dùng mặt khác một phương diện chinh phục hắn tu luyện thiên phú hiển nhiên là không tồi đường nhỏ thế nhưng là cắn nuốt công pháp nhìn thấy lấy cung thiên thu vì trung tâm hình thành thật lớn năng lượng lốc xoáy tam thánh tử trong lòng hiện lên kinh ngạc chi sắc một lát sau toàn bộ đại sảnh khu vực nội linh khí đều cực độ thiếu thốn trực tiếp biến thành linh khí chân không trạng thái tam thánh tử ở phân biệt ra cung thiên thu tu luyện chính là cắn nuốt công pháp khoảnh khắc, liền phóng xuất ra năng lượng bảo vệ này những thiên tài địa bảo. Nếu không này những thiên tài địa bảo sở ẩn chứa linh khí cũng khó có thể tránh cho bị cắn nuốt vận rủi. Được rồi, tam thánh tử vẫy vẫy tay nói. Cung thiên thu thu công xu hướng tâm lý bình thường, làm ra một bộ tha thiết bộ dáng, hỏi, tam thánh tử, vãn bối thiên phú như thế nào? Cắn nuốt công pháp đối căn cốt yêu cầu cực cao, sẽ có cắn nuốt cực hạn, hơi có vội ý liền sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng dù vậy, nếu dùng linh dược ôn dưỡng thân thể, cũng có thể tăng lên nhất định cắn nuốt hạn mức cao nhất. Chẳng qua thiên thu người giống như đối với lực cắn nuốt nắm giữ còn không thuần thục, chờ có thời gian ta tăng thêm chỉ điểm liền sẽ hảo rất nhiều. Dù sao cũng phải tới nói, thiên thu người tu luyện thiên phú không tồi, giải quyết xong thế tục giới sự tình, bổn tọa liền mang người chính thức bái nhập thái hư thần tông. Cung thiên thu đầy mặt cảm kích mà nói, đa tạ tam thánh tử diều dắt. Mặt ngoài không biểu hiện ra ngoài, nhưng là Cung Thiên Thu trong lòng lại là rất là khiếp sợ, nàng vừa rồi cố ý biểu hiện ra đối với cắn nuốt công pháp nắm giữ không tốt. Đây cũng là lo lắng Tam Thánh tử ghen ghét nhân tài cố tình chèn ép. Không nghĩ tới như thế rất nhỏ chỗ đều bị đã nhìn ra, công pháp hạn chế cũng bị Tam Thánh tử thiết nhập yếu hại chỉ ra. Không hổ là Tam Thánh tử, nhãn lực cùng kiến thức hơn xa tiết bằng triển, Tạ Hoàn Vũ Chi Lưu có thể so sánh. Cung Thiên Thu trong lòng cười lạnh, đáng tiếc bản giáo chủ đã nghĩ ra cắn nuốt hạn mức cao nhất giải quyết chi đạo. Lợi dụng thiên lôi tôi thể, liền có thể tuần hoàn lặp lại tiến hành tăng lên hạn mức cao nhất, chẳng qua hiện tại bất hạnh không có đủ linh mạch chi lực cung chính mình cắn nuốt thôi. Tương lai tiến vào côn luân khư, có như vậy nhiều thần mạch thậm chí thánh mạch chờ chính mình, gì sâu không thể đứng ở cường giả đình. Bồn tỏa cố ý dìu dắt không giả, nhưng chủ yếu cũng là chính ngươi tranh đua. Tam thánh tử dừng một chút, tiếp tục nói, có bổn tỏa tự mình chỉ điểm, Nghĩ đến giả lấy thời gian, người tu vi liền sẽ tiến bộ vượt bậc. Vãn Bối Định sẽ không quên tiền bối đại ân." Cung Thiên Thu nói thẳng nói. Tam Thánh Tử trên mặt ý cười càng sâu, đối với chính mình ý tứ Cung Thiên Thu có thể tốc độ nhanh nhất ngầm hiểu, điểm này thật sự đáng quý. Hắn vừa rồi như vậy nói chính là tưởng báo cho Cung Thiên Thu, tương lai thăng chức rất nhanh, nhưng đừng quên hắn Tam Thánh Tử vị này bá nhạc. Mặc dù ở Côn Luân Khư bên trong, cũng chỉ có cho nhau giúp đỡ mới có thể có thể lâu dài này trong đó đề cập đến rất nhiều phương diện. Nếu người thu đồ đệ thiên phú cực cường, đối với tông phái phát triển có cực đại tác dụng, như vậy làm sư phụ cũng đem tương ứng đạt được rất nhiều tu luyện tài nguyên. Một người đắc đạo gà chó lên trời ở côn luân khư nội thể hiện đến càng thêm vô cùng nguyền nguyễn. Trẻ nhỏ dễ dậy cúng. Tam Thánh Tử vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển nói, nghe nói các người gặp được điểm phiền toái, hiện giờ có bổn tọa ở, các ngươi liền có thể buông tay đi làm không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Có tiền bối loại này siêu cấp cường giả vi hậu thuẫn, chúng ta tuyệt đối có thể bằng nhanh tốc độ dẹp yên diệp quân lâm đại bản doanh. Cung thiên thu không lưu dấu vết lại là một đợt cầu vùng thí. Đi chuẩn bị đi. Tam thánh tử trầm giọng nói, vô luận ai cản trở lộ, bổn tỏa tẫn nhưng nhất kiếm chảm chi. Tam thánh tử đã đến, làm cung thiên thu cùng huyền minh đám người lại vô cố kỵ bao gồm thiên tư cùng trời cao phái vài vị thiên kiêu cũng đều không ở bọn họ kiêng kỵ trong phạm vi. Suốt cuộc tam thánh tử ở Thái Hư Thần Tông nội địa vị siêu nhiên, đặc biệt vẫn là phó tông chủ đắc ý môn sinh. Nếu hắn có cái gì sai lầm, toàn bộ Thái Hư Thần Tông đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Cốt đại sư, người dẫn dắt một đám tử sĩ tinh nhuệ mai phục tại đại bản doanh nhất bên ngoài, đối những cái đó cá lọt lưới đuổi tận giết tuyệt. Độc cô tiêu, người dẫn dắt thiên thu giáo tinh nhuệ chuyên môn chọn đại bản doanh trung tâm cao tầng đánh chết lần này không cần lưu thủ lần này có thể buông ra tay chân báo thù rửa hận cung thiên thu phát ra liên tiếp mệnh lệnh độc cô tiêu kích động vạn phần lúc trước hai đại dị tộc toàn quân hủy diệt diệp quân lâm đám người chính là quân chủ lực đặc biệt cuối cùng giai đoạn diệp quân lâm vì làm thanh long người quét dọn tâm ma chính là tự mình đối hắn tiến hành quá cực kỳ thảm thiết tra tấn những cái đó con kiến ta sẽ thân thủ chụp chết ai đều không thể cùng ta đoạt. Độc cô tiêu liếm liếm môi, giống như một con thị huyết ác ma. Nhớ rõ đem tiêu phong lưu lại, hắn có lẽ còn có điểm dùng. Yên tâm đi sư phụ, ta minh bạch nên làm như thế nào. Độc cô tiêu cung thanh nói. Cung thiên thu vừa lòng gật gật đầu, đối với mặt khác trung tâm nói, các ngươi toàn bộ phân tán với đại bản doanh quanh thân nhất bên ngoài, vô luận diệp quân lâm thủ hạ vẫn là chấn ma tư thành viên, đem bọn họ toàn bộ nhìn thẳng. Tuân mệnh, Cung Thiên Thu đã hạ quyết tâm, lần này cần thiết thuận thế đem Thiên Tư diệt trừ. Tiến vào Côn Luân Khư sắp tới, quyết không thể lưu lại Thiên Tư cùng với chấn ma tư cái này hậu hoạn. Ra lệnh một tiếng như núi đảo. Từ đây toàn bộ Thiên Thu giáo đều động lên. Cùng với những cái đó bị gồm thâu tiểu giáo phái cũng đều là dụng hết trách nhiệm, đem đại bản doanh vây quanh cái chật như nêm cối. Bên kia, chấn ma tư nội, thiên tư cũng ở bài binh bố trận, làm đại chiến trước cuối cùng chuẩn bị các phe phái thủ lĩnh xuất bản bộ nhân mã, cần phải đem đại bản doanh hết thảy giao thông yếu đạo cắt đứt, quyết không thể buông tha một người. Đặc biệt là Diệp Quân Lâm những cái đó hạch tâm đệ tử cùng với bạn bè thân thích, tốt nhất bắt sống. Bồn tọa phải thân thủ chém giết bọn họ, lấy này cảnh cáo những cái đó muốn ở chấn ma tư trước mặt diễu võ dương oai cuồng đồ. Thiên tư ngữ khí lạnh băng mà nói. Diệp Quân Lâm thân chịu trọng thương, đại bản doanh nhân viên khác không đáng để lo. Trấn Ma Tư lâm thời người nắm quyền từ thiên tư trở về liền lui cư nhị tuyến, nhưng ở chấn Ma Tư trung địa vị cũng là hết sức quan trọng. Mấu chốt là huyền minh cùng thái hư thần tông cường giả nên như thế nào xử lý. Thiên thu giáo đối chúng ta chấn Ma Tư tàn sát quá mức thảm thiết, tuyệt đối không thể buông tha, thiên tư, ngài có từng suy xét nên như thế nào mượn cơ hội tiêu diệt thiên thu giáo đâu. Thiên tư nghe vậy ánh mắt trở nên phá lệ lạnh băng lên. Người theo như lời điểm này ta xác thật suy xét quá, đặc biệt hiện tại Diệp Quân Lâm một phương cơ bản đối chúng ta cấu không thành cái gì uy hiếp. Thế tục giới ta sẽ không ở lâu, tuyệt đối không thể cấp chấn ma tư lưu lại thiên thu giáo cái này mối hỏa Chỉ là thái hư thần tông bên kia thật sự quá mức khó giải quyết, chỉ có thể gửi hy vọng với thiếu chủ bọn họ to lớn tương trợ. Thiên tư nói đến lúc này có chút lo lắng, bởi vì hắn được đến tin tức, tạ hoàn vũ gần nhất cùng cung thiên thu kết giao cực mật. Hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều phải bính lui mọi người, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, cũng không biết bọn họ đang làm cái gì. Nếu hai người hướng đạo lữ phương diện phát triển, lại tưởng diệt trừ thiên thu giáo liền khó như lên trời. Thiên tư, theo ta được biết thiên thu giáo cùng thiên sư phủ cũng có thâm thù, chúng ta không ngại âm thầm cùng thiên sư phủ liên hệ một chút, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chấn ma tư lâm thời người nắm quyền đề nghị nói. Thiên tư cho mày, suy tư thật lâu sau vẫn là lắc lắc đầu. Ở Côn Luân khư cường giả trước mặt, thiên sư phủ chỉ sợ không thể giúp cái gì đại ân. Hơn nữa một khi tin tức để lộ, còn sẽ đối thiên thu giáo rút dây động rừng. Thiên tư cử tuyệt cấp dưới đề nghị. Thiên tư suy nghĩ chu toàn, chỉ là tình huống hiện tại đối chấn ma tư quá bất lợi, nếu không có mặt khác minh hiếu, muốn diệt trừ thiên thu giáo tuyệt không khả năng. Chấn ma tư lâm thời người nắm quyền thở dài, có chút bất đắc dĩ mà nói. Đang lúc lúc này, bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, ngay sau đó tạ hoàn vũ dẫn người đi tiến vào không hảo vừa mới thu được tin tức thái hư thần tông tam thánh tử vào đời giờ phút này đã ở thiên thu giáo nội tạ hoàn vũ sắc mặt trở nên phá lệ ngưng trọng cái gì thiên tư bị hoảng sợ tam thánh tử chính là thái hư thần tông tuyệt đối trung tâm một khi đem hắn cuốn tiến vào kia thiên thu giáo cũng đừng tưởng động thậm chí trời cao phái vài vị thiên kiêu cùng với thiếu chủ đều có tánh mạng chi yêu bọn họ như thế nào làm được thiên tư nghĩ trăm lần cũng không ra tạ vân tông thở dài nói nghe nói là huyền minh bọn họ vơ vét rất nhiều thiên tài địa bảo lúc này mới kinh động thái hư thần tông cao tầng đáng giận đáng giận đến cực điểm thiên tư tức giận đến một phách cái bàn không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt sát ra tới cái tam thánh tử thật sự không được thiên thu giáo liền trước đừng nhúc nhích tạ hoàn vũ đề nghị nói nghĩ đến chỉ cần không cùng bọn họ khởi trực tiếp xung đột tam thánh tử cũng sẽ không chủ động đối chúng ta động thủ hảo đi. Thiên tư cứ việc tất cả không cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái tạ hoàn vũ đề nghị. Đặc biệt ở liên quan đến toàn bộ trời cao phái vận mệnh lựa chọn thược, thiên tư càng không dám đưa ra dị nghị. Thiên sư phủ, chúng thiên sư cũng ở thương nghị đối sách. Trung tâm đề tài thảo luận, hay không phái người trợ giúp Diệp Quân Lâm vượt qua cửa ải khó khăn. Đối này thiên sư phủ có hai loại hoàn toàn tương phản thanh âm. Thứ nhất, án minh bất động, lấy cầu tự bảo vệ mình. Thứ hai, quyết đoán hỗ trợ, môi hở răng lạnh. Trải qua kịch liệt tranh luận lúc sau, lão thiên sư cuối cùng làm ra quyết định. Nếu diệp quân lâm bên kia bị diệt, chúng ta cũng khó thoát phận rủi, thiên thu giáo tuyệt không sẽ bỏ qua thiên sư phủ. Hỏi thiên, người mang theo 30 vị tinh anh thiên sư rời núi tiến đến tương trợ, lúc cần thiết nhưng dẫn thiên lôi trận giết địch. Đương nhiên chúng ta cũng có thể lưu có hậu tay, đến lúc đó chỉ cần công bố hỏi thiên mang thân tín trốn chạy thiên sư phủ là được hỏi thiên nhưng thật ra đối với bối nồi không có gì ý kiến, hắn bản nhân càng có khuynh hướng hỗ trợ, bởi vì hắn cảm thấy cung thiên thu tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Cùng lúc đó, đại bản doanh bên trong cũng ở khu chiêng gõ mõ chuẩn bị ninh địch, tam phương liên quân đã có càng thực tế động tác. Bên ngoài nhãn tuyến không ngừng truyền đến tin tức, đặc biệt đương đại gia biết được đại bản doanh hiện tại đã bị vây đến mưa gió không ra lúc sau, tất cả mọi người luống cuống đặc biệt nghe nói Thái Hư Thần Tông lại phái tới một vị đỉnh cường giả trợ trận, cái này làm cho mọi người nguyên bản liền không đủ tin tưởng dậu đổ bìm leo. Này còn đánh cái giam A, trực tiếp đôi tay đầu hàng chờ bọn họ tới sát hảo. Lão đại bị tập kích bị thương tùy thời có tánh mạng chi yêu, quân quân cũng lâm trận rời đi, mà đối phương thế nhưng lại có cường giả gia nhập, không hy vọng. Đều sợ cái gì, cùng lắm thì tử chiến rốt cuộc, liền tính đua rất cuối cùng một hơi, cũng muốn làm cho bọn họ trả giá đại giới. Tuy rằng cũng có không ít người chủ trương tử chiến đua đến cuối cùng một binh một tốt, nhưng từ sâu trong nội tâm tới giảng lại cũng tin tưởng không đủ. Đương nhiên này tuyệt không trách bọn họ pha lê tâm, thật sự là hai bên tổng hợp thực lực chênh lệch quá lớn. Vận dụng sở hữu có thể chiến người, ở tử thủ cơ sở thượng cực khả năng đua ra một cái đường máu. Tận lực bảo hộ tuổi trẻ đệ tử rời đi, giữ lại mồi lửa lấy cầu đông sơn tái khởi. Liên hệ sở hữu bên ngoài chi thứ thế lực, làm cho bọn họ tận khả năng hỗ trợ phân tán Tam Phương Liên Quân lực chú ý. Lý Tử Nhiễm đám người cũng làm cuối cùng an bài. Chu Tước đám người sắc mặt phá lệ ngưng trọng, bọn họ cũng đều biết một trận chiến này sinh cơ xa vời. Nhưng là bọn họ đã làm tốt nhất hư chuẩn bị tâm lý, thậm chí có thể nói ôm hẳn phải chết quyết tâm, thề muốn cùng Tam Phương Liên Quân huyết chiến rốt cuộc. Tiêu Phong lại là so những người khác bình tĩnh rất nhiều, thậm chí còn chuẩn bị mượn cơ hội này nhất chiến thành danh làm mọi người cam tâm tình nguyện quy phụ với hắn dưới trướng. Nơi trốn dương cung bạt kiếm, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Cung thiên thu cơ hồ đã đem các phương diện an bài làm được cực hạt, nhưng mà trong lòng như cũng có chút không đế. Tuy rằng tam thánh tử phía trước tuyên bố nói mặc kệ người nào ngăn trở hắn đều sẽ nhất kiếm chảm chi, nhưng này trong đó hay không bao gồm trời cao phái những người đó đâu. Đặc biệt nghe nói trời cao phái thiếu chủ cùng thiên tư quan hệ phỉ thiền. Một khi đối bọn họ hạ tử thủ, khó bảo toàn trời cao phái không dốc toàn bộ lực lượng tiến hành trả thù. Đến lúc đó tam thánh tử còn có thể không thực hiện hứa hẹn liền không được biết rồi. Cần thiết tiến hành cuối cùng đích xác nhận, nếu không cái này hành động nguy hiểm quá lớn. Một niệm đến tận đây, cung thiên thu trước tìm được rồi tiết bằng triển, đem chính mình trong lòng băn khoăn nói một chút. Tiết bằng triển đã sớm bị cung thiên thu mê đến thần hồn điên đảo, vừa nghe Mỹ nhân nhi lòng có băn khoăn, lập tức quyết định mang theo mặt khác vài vị thiên kiêu cộng đồng tiến đến thử đương nhiên tiết bằng triển còn có mặt khác ý tưởng, quyết định ở tam thánh tử trước mặt thêm mắm thêm muối nói một chút tạ hoàn vũ bọn họ như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh. Yên tâm đi thiên thu, chuyện này ta sẽ đem hết toàn lực giúp người bãi bình. Tiết bằng triển lời thề son sắt mà nói. Cung thiên thu cười quyến rũ nói, kia tiểu muội liền trước tiên cảm tạ tiết sư huynh lâu. Nhìn mị nhãn như tơ cung thiên thu, tiết bằng triển quả thực là tâm hoa nộ phóng, càng thêm vội vàng mà muốn biểu hiện một phen thực mau mấy người đi vào tam thánh tử nghỉ ngơi phòng các ngươi mấy cái tìm bổn tọa chuyện gì tam thánh tử có chút nghi hoặc hỏi tiết bằng triển cung thanh nói tam thánh tử có một số việc vẫn là tưởng cùng ngài thương lượng một chút nếu không chúng ta thật sự không dám làm chủ có chuyện cứ việc nói thẳng đừng có rông dài tam thánh tử có chút không kiên nhẫn mà nói tiết bằng triển bận rộn lo lắng nói là cái dạng này tam thánh tử phía trước chúng ta hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ mới cùng chấn ma tư kết minh Trời cao phái thiếu chủ tà hoàn vũ đã từng buông tàn nhẫn lời nói, nếu như không cùng bọn họ liên minh, liền đem ta chờ hệ số đánh chết. Ngài cũng biết, bọn họ mang đến nhân số chiếm ưu thực lực càng là so với chúng ta mấy cái cường, cho nên. Hỗn trướng, phế vật, không đợi tiết bằng triển nói xong, tam thánh tử liền trực tiếp đánh gãy, đường đường thái hư thần tông há có thể bị một cái tiểu tông phái áp chế. Mặc dù các người mấy cái không phải đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng cũng ít nhất là chúng ta tông phái tinh anh đệ tử, liền không thể có điểm tâm huyết. Tam thánh tử vốn là phi thường tự cao tự đại, không nghĩ tới tiết bằng triển đám người thế nhưng như thế hèn nhát, thật sự là tức giận đến không nhẹ. Tam sinh còn nối dõi giận, là chúng ta quá mức cẩn thận, mới bôi nhỏ thái hư thần tông uy danh. Tiết bằng triển trước dùng về tình cảm có thể tha thứ lý do tới làm thấp đi một chút chính mình vô năng, ngay sau đó chuyện vừa chuyển tiếp tục nói. Hiện giờ có tam thánh tử tỏa chấn, ta chờ cũng rốt cuộc có tự tin, vì thế liền tưởng thỉnh ngài ở khi cần thiết ra tay, giúp chúng ta tiêu diệt thiên tư đám người. Không thể không nói lời này cực có trình độ, rất có điểm phủng sát hương vị. Nhưng mà tam thánh tử còn liền ăn một bộ. Liền điểm này sự cũng đến nỗi các ngươi do dự. Tam thánh tử đầy mặt hận sát không thành thép biểu tình, tiếp tục ngạo nghễ nói, các ngươi cứ việc buông tay đi làm, xuất hiện bất luận cái gì hậu quả bổn tọa một mình gánh chịu. Chính là tam thánh tử, nếu trời cao phái bên kia cử toàn phái chi lực ra tay, phải làm như thế nào? Cung thiên thu rèn sắt khi còn nóng nói. Tam thánh tử rộng mở đứng lên, khinh miệt mà nói, kẻ hèn một cái trời cao phái bổn tỏa còn không có để vào mắt, bọn họ lựa chọn ẩn nhẫn cũng liền thôi. Nếu như bọn họ không biết điều phản kích, bổn tọa liền trực tiếp đưa bọn họ toàn phái diệt môn. Bất quá có một chút, Diệp Quân Lâm bên người thiên tài địa bảo cùng với đứa bé kia không cần sát, cấp bổn tọa lưu trữ mang về tông môn, minh bạch. Tam thánh tử phía trước liền nghe nói Diệp Quân Lâm nắm giữ rất nhiều thiên tài địa bảo, có mặt khác nữ nhi thiên phú dị bẩm. Nếu thu về dưới trướng, có lẽ trở thành tương lai tấn chức trợ lực. Đến nỗi ai dám ngăn trở hắn được đến mấy thứ này, giết đó là. Tuân mệnh, bên kia, chấn ma tư nội, thiên tư đám người được đến xác thật đáng tin cậy tin tức, thái hư thần tông tam thánh tử đã tới rồi thiên thu giáo tổng đàn. Cũng đúng là cơ hồ ở cùng thời gian, cung thiên thu bên kia truyền đến tin tức, yêu cầu Trấn Ma Tư làm cánh tả công kích chủ lực. Theo tình báo biểu hiện, Diệp Quân Lâm đại bản doanh cánh tả phòng ngự trận pháp nhất cường hãn, càng có tuyệt đối tinh anh tọa trấn. Này rõ ràng chính là đem đại bản doanh khó nhất gặm xương cốt làm chúng ta tới đánh, lấy cầu lớn nhất trình độ tiêu hao Trấn Ma Tư thực lực. Thiên Tư vô cùng tức giận mà nói. Tạ Vân Tông tiếp cha nói, Thiên Thu giáo chỉ sợ đá ở tính kế Trấn Ma Tư, thậm chí là chúng ta trời cao phái. Không thể đi, tạ hoàn vũ không thể tưởng tượng mà nói thiếu chủ kỳ thật ta đã sớm tưởng nhắc nhở ngươi tới cung thiên thu nữ nhân này không đơn giản theo ta được biết thái hư thần tông kia vài vị thiên kiêu cũng bị hắn nàng mê thần hồn điên đảo ta khuyên thiếu chủ vẫn là đề cao cảnh giác thì tốt hơn đừng đến lúc đó dẫn tới toàn bộ tông phái bị liên lụy như vậy tông chủ cũng không tất bỏ qua cho ngài tạ vân tông ngữ khí phi thường nghiêm túc mà nói tạ vân tông lời này đã nói được thực trọng nhưng là tạ hoàn vũ cực kỳ đến không có đương trường phát tác. Bởi vì tạ vân tông không chỉ là trời cao phái đại trưởng lão, càng là phụ thân hắn đồng tông trưởng bối, thật muốn luận khởi tới còn phải quản hắn kêu tam ra ra. Ngài yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Tạ hoàn vũ trầm khuôn mặt, ngay sau đó phi thường khó chịu mà nói, cũng không biết nhóm người này đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng mời tới tam thánh tử. Có thể hay không là cung thiên thu dùng mỹ thuật linh tinh thuật pháp tăng thêm mê hoặc thiên tư hỏi dò. Tạ hoàn vũ cao mày, trong lòng mạc danh có chút hụt hẫng. Tạ vân tông nhưng thật ra lập tức vẫy vẫy tay, nói, hẳn là không phải, theo ta được biết tam thánh tử tu luyện chính là vô tình kiếm đạo. Mà tu luyện vô tình kiếm đạo bước đầu tiên chính là chặt đức tình dục, đặc biệt mỹ thuật linh tinh công pháp, ở tam thánh tử trước mặt cơ bản không có hiệu quả. Tạ hoàn vũ nghe vậy trong lòng lại là hơi chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trên mặt như cũng mang theo nghi hoặc khó hiểu thần sắc theo ta được biết thiên thu giáo nơi nơi vơ vết thiên tài địa bảo, hơn nữa cung thiên thu rất có thể là ăn trộm diệp quân lâm chuôi này thần kiếp người. Nếu là dâng lên thần kiếp, đại khái suất sẽ hấp dẫn thái hư thần tông cao tầng chú ý. Thiên tư phỏng đoán nói, tạ hoàn vũ đám người sôi nổi lộ ra hẳn là như thế biểu tình. Rốt cuộc thái hư thần tông chủ tu kiếm đạo, mà bọn họ lại trùng hợp khuyết thiếu thần binh chấn tông. Nếu thật là như thế nói, thiên thu giáo chân chính mục tiêu vô cùng có khả năng là chúng ta a. À. Tạ Vân Tông thần sắc chợt trở nên ngưng trọng lên. Tạ Hoàn Vũ đồng dạng sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng càng là thấp thỏm không thôi. Nếu Tam Thánh Tử sẽ ra tay, đừng nói bọn họ mấy cái tánh mạng khó bảo toàn, chỉ sợ toàn bộ trời cao phái đều sẽ tao mộ tai họa ngập đầu. Rốt cuộc Tam Thánh Tử chính là Thái Hư Thần Tông chân chính cao tầng, hắn ở rất lớn trình độ thượng đại biểu Thái Hư Thần Tông thái độ. Hơn nữa Tam Thánh Tử bản nhân cũng là côn luân khư trẻ tuổi một thế hệ nổi danh thiên tài, thậm chí ở năm rồi tông phái đại bị trung bài vào hàng đầu. Càng vì mấu chốt chính là liền tính đem tam thánh tử tiêu diệt, thái hư thần tông liền nhất định sẽ xuất động cường giả trả thù. Đặc biệt tam thánh tử sư tôn vẫn là thái hư thần tông phó tông chủ, này tuyệt đối thuộc về rút dây động rừng A. Tạ hoàn vũ đám người sợ hãi, này đề cập đến toàn bộ tông phái sinh tử tồn vong, không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Ai, nếu Diệp Quân Lâm hiện tại là đỉnh trạng thái, chúng ta còn có thể liên thủ một phen cộng đồng đối địch. Tạ Hoàn Vũ thở dài nói. Tạ Hoàn Vũ có chút hối hận, hối hận lúc trước tiến đến đàm phán khi quá mức kiêu căng ngạo mạn, nếu không hiện tại bên người còn có Diệp Quân Lâm cái này trợ lực. Mặc dù cuối cùng không địch lại Tam Thánh Tử, ít nhất chờ Thái Hư Thần Tông truy cứu lên, còn có thể đem nổi ném cấp Diệp Quân Lâm. Thiếu chủ, Đại trưởng Lão, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thiên Tư đang nói những lời này khi thanh âm đều có chút run rẩy thiên tư từ đầu đến cuối đều đang âm thầm quan sát đến tạ hoàn vũ đám người biểu tình. Ở phòng đoán ra thiên thu giáo chân chính mục tiêu vô cùng có khả năng là trời cao phái khi, bọn họ trong mắt có che giấu không được sợ hãi thần sắc. Hiện giờ thiên tư lớn nhất cậy vào chính là trời cao phái, nếu bọn họ buông tay mặc kệ, kia chính mình nhưng chính là tử lộ một cái. Cho nên thiên tư cũng phi thường sợ hãi, thậm chí ở trong lòng đều đem tạ hoàn vũ cấp mắng một đốn. Lúc trước nếu không phải tạ hoàn vũ tự cao tự đại, không chuẩn Diệp Quân Lâm liền đáp ứng xuống dưới liên minh, cục diện cũng không đến mức là hiện tại như vậy bị động. Người mau chóng đem sở hữu chấn ma tư hạt giống tốt đều tuyển chọn ra tới, từ ta dẫn bọn hắn nhập trời cao phái. Tạ Hoàn Vũ suy tư một lát nói, nếu Tam Thánh Tử rất có thể đối trời cao phái xuống tay, như vậy mở rộng môn phái lực lượng liền trở thành song xuôi vụ chi cấp. Tuy rằng đúng là tuyển chọn chấn ma tư có thể tiến vào côn luân khư cũng không nhiều, nhưng hạ thấp điểm tiêu chuẩn vẫn là có thể. Không thành vấn đề. Thiên tư rất thống khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Loại này cách làm đối hắn cũng có lợi. Rốt cuộc hiện tại chính mình ở trời cao phái chỉ là cái tiểu đầu mục. Nếu đem này đó chấn ma tư thân tín mang đi vào. Không chuẩn có thể trở thành chính mình tiếp tục tấn chức địa vị trợ lực. Tạ Vân Tông Trầm giọng nói. Tốt nhất chúng ta lấy tiến công chấp nhoáng giải quyết đại bản doanh. Sau đó đem diệp quân lâm nắm giữ thiên tài địa bảo toàn bộ mang đi. Nga đúng rồi người không phải nói cái kia quân quân căn cốt kỳ dai sao. Vô luận chúng ta bồi dưỡng vẫn là đào đi căn cốt vì mình dùng, cũng cùng nhau đem nàng bắt đi. Tạ Hoàn Vũ cũng tỏ vẻ đồng ý, xong xuôi những việc này, chúng ta lập tức trốn hồi trời cao phái, thật sự không cần thiết hiện tại cùng tam thánh tử khởi chính diện xung đột. Tạ Vân Tông tiếp tục bổ sung nói, không sai, đến lúc đó chúng ta trở về môn phái chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ đến tam thánh tử cũng sẽ không không hề nguyên do quy mô tiến công trời cao phái chúng ta còn có lão tổ lưu lại hộ tông đại trận, liền tính thật muốn tới rồi kia một bước, cũng định làm thái hư thần tông trả giá thảm thiết đại giới. Liền như vậy quyết định, trước tiên đối đại bản doanh khởi xướng tiến công, tốc chiến tốc thắng. Thiên tư cũng lập tức chấp hành mệnh lệnh, này cũng phù hợp hắn lớn nhất ích lợi. Chẳng những có thể báo thù rửa hận, còn có thể bảo toàn tánh mạng. Vì thế thiên tư hướng tâm bụng cấp dưới truyền đạt mệnh lệnh, nửa đêm đánh bất ngờ đại bản doanh so với phía trước cùng thiên thu giáo thương định thời gian trước tiên bốn cái canh giờ. Bên kia, cung thiên thu cũng hoàn toàn an bài thỏa đáng. Đặc biệt là nhằm vào chấn ma tư thành viên bố trí, càng là chu đáo chặt chẽ tới rồi cực điểm, đem cơ hồ sở hữu hiếu đạo hết thảy phá hỏng. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, thiên tư bọn họ một cái cũng chạy không được. Độc cô tiêu âm chắc chắc mà nói. Độc cô tiêu bị cung thiên thu an bài chuyên môn chặn giết thiên tư, lấy hắn hiện tại tu vi vấn đề không lớn, hơn nữa độc cô tiêu cũng xác thật phi thường thù hận thiên tư, ở hắn xem ra lúc ấy diệt tộc một bên khác đầu sỏ gây tội chính là thiên tư. Chỉ có thân thủ đem thiên tư đánh chết, mới có thể giải trong lòng chi hận. Cung thiên thu vừa lòng gật gật đầu, nói, chủ yếu làm thái hư thần tông người cùng bọn họ chém giết, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Chính là như vậy an bài, bọn họ không phải từng cái đều ngạo khí thực sao. Chỉ cần cùng bọn họ nói trời cao phái thiên kiêu quá cường ta chờ không địch lại, Bọn họ liền sẽ chủ động ra tay, muốn ta nói, nhóm người này chính là tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản ngu xuẩn. Đừng nói như vậy minh hữu sao, bọn họ dù sao cũng là ta trong tay nhất sắc bén đao. Cung Thiên Thu cười đến phá lệ đắc ý, cũng không biết đã không có Diệp Quân Lâm đại bản doanh có thể căng bao lâu, hy vọng không cần quá nhanh đã bị tiêu diệt, nếu không liền quá không thú vị. Này nhưng đều là sư phụ thần cơ diệu toán mưu trí tuyệt luân công lao, Diệp Quân Lâm còn không phải bị ngài chơi đến xoay quanh. Độc cô tiêu khen tặng nói. Đại bản doanh. Giả dạng làm hơi thở thoi thóp diệp quân lâm cũng tính ra ra tam phương liên quân đại khái tổng tiến công thời gian, lập tức âm thầm triệu hồi bên ngoài tu luyện tôi thể thuộc hạ. Audio điện tử võ tấn bền. Hỏa vân tà thần, văn lôi, chu nam yên, quân quân bốn người vì lính quân nhân vật. Ninh tấn nghiệp cùng với kia tám người danh học viên cũng từng nhóm gấp trở về. Cuối cùng chính là lấy thiên sách thần soái thiên sách thiếu soái cầm đầu thiên thần tư toàn bộ thành viên sôi nổi đuổi đến. Trong khoảng thời gian này thiên thần tư thành viên cũng ở diệp quân lâm âm thầm an bài hạ lợi dụng siêu cấp linh mạch tăng lên tu vi. Còn có một bộ phận nhân viên còn lại là dùng yến tàng sinh cung cấp đan dược, chỉnh thể thực lực đều có đề cao. Tuy rằng thiên thần tư thành viên tổng hợp thực lực tăng lên đến không phải như vậy thật lớn, nhưng cũng đã đạt tới chỉ ở sau ninh tấn nghiệp này đó học viên trình độ. Khắp nơi nhân mã cấp tốc đuổi đến đại bản doanh bên ngoài, Diệp Quân Lâm quyết định tiếp tục trá thương, chờ đợi này trung cực một trận chiến đã đến. Mà Lý Tử Nhiễm, Tiêu Phong đám người đối với Diệp Quân Lâm âm thầm an bài hoàn toàn không biết, bọn họ tiếp tục ra cố các phương diện phòng ngừa cường độ. Cơ hồ tất cả mọi người khẩn trương tới rồi cực điểm. Cũng may mắn những người này đều là thân kinh bách chiến trung tâm, nếu không chỉ bằng này cổ áp lực liền đủ để cho người hoàn toàn hỏng mất. Tuy là như thế, trọng trách cũng đều ở vào tâm thần đều mệt trạng thái, hoàn toàn dựa vào ý chí lực ở miễn cưỡng chống đỡ. Mọi người ở đây khô chiêng gõ mõ chuẩn bị khoảnh khắc, quân quân từ mật đạo quay trở về đại bản doanh bên trong. Mọi người liền thấy quân quân đầy mặt nhẹ nhàng thích ý thần sắc, đặc biệt mơ hồ nghe được nàng còn hừ tiểu điều, nhiễm nhiên một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, hoàn toàn không có gì nguy cơ ý thức, hiện tại như thế nào còn có thể cười được đâu. Lão đại đều ăn bữa hôm lo bữa mai trạng thái, làm nữ như thế nhưng như thế vô tâm không phổi, thật là bi ai a. Ngươi liền ít đi nói vài câu đi, chúng ta đại nhân tinh thần đều mau bị áp suy sụp, huống chi nàng một cái tiểu hài tử. Ngươi là nói quân quân tinh thần xảy ra vấn đề. Vô cùng có khả năng. Mọi người nghị luận sôi nổi. Thanh âm tự nhiên cũng đều bị quân quân nghe được, chỉ là nàng hiện tại không thể cho đại gia giải thích rõ ràng thôi. Trải qua trong khoảng thời gian này siêu cấp linh mạch tôi thể, quân quân thực lực cũng có lộ rõ tăng lên, tuy rằng quân quân không đi cực đoan cắn nuốt công pháp lộ tuyến nhưng nàng tự nghĩ ra công pháp ở siêu cấp linh mạch linh khí ôn dưỡng hạ đồng dạng bộc phát ra cực đại tăng lên tiềm lực nói cách khác ở bất đồng hoàn cảnh hạ vận chuyển quân quân tự nghĩ ra công pháp tăng lên tốc độ có chất khác biệt đặc biệt thần mạch cùng thánh mạch hoàn cảnh hạ kia tốc độ cũng so cực đoan cắn nuốt công pháp chậm không bao nhiêu mấu chốt còn không chịu cắn nuốt hạn mức cao nhất trói buộc quân quân người đứa nhỏ này đi ra ngoài liền không có bất luận cái gì tin tức Mụ mụ đều mau lo lắng gần chết. Lý Tử Nhiễm nhìn đến Quân Quân sau một trận oán trách, trên thực tế là đau lòng nữ nhi. "Mụ mụ thực xin lỗi, làm ngài lo lắng." Quân Quân đầy mặt xin lỗi mà nói. Lý Tử Nhiễm xoa xoa Quân Quân đầu, thở dài nói, "Người đứa nhỏ này nếu chạy đi, vì cái gì còn trở về đâu?" Tam Phương Liên quân đại binh tiếp cận, "Chúng ta bên này cơ hồ không có bất luận cái gì cơ hội, chúng ta toàn bộ đều làm tốt ngọc nát đá tan chuẩn bị." ngươi nếu không vẫn là nhanh lên thoát đi nơi đây đi. Có chúng ta yểm hộ cơ hội cũng lớn hơn nữa một ít. Mụ mụ, đại chiến sắp tới, ta làm ngươi cùng ba ba nữ nhi như thế nào có thể lâm trận bỏ chạy đâu. Quân quân lập tức cự tuyệt lý tử nhiễm đề nghị. Nhưng tình huống hiện tại, không phải ổn định quân tâm là có thể đủ nghịch chuyển. Lý tử nhiễm cực lực giải thích. Quân quân gật gật đầu, nói, ta đã biết mụ mụ, ngươi cũng đừng quá lo lắng, chúng ta khốn cục nói không chừng liền mau nghênh đón chuyển cơ đâu ta đi trước nhìn xem ba ba tình huống, ngài đừng quá làm lụng vất vả. Căn bản không cho Lý Tử Nhiễm tiếp tục khuyên bảo cơ hội, quân quân ngay lập tức chạy ra. Nhìn quân quân bóng dáng, Lý Tử Nhiễm chỉ cảm thấy có chút ngốc, nữ nhi từ trước đến nay hiểu chuyện thức đại thể, như thế nào lần này ngược lại làm không rõ ràng lắm trạng huống đâu. Còn có nói cái gì chuyển cơ? Đứa nhỏ này cũng quá lạc quan đi. Lý Tử Nhiễm nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ bên ngoài đại quân tiếp cận gấp gáp cảm nữ nhi cảm thụ không đến sao? quân quân đang xem vọng diệp quân lâm trên đường còn đụng phải chu tước đám người nhìn đây mặt nhẹ nhàng chào hỏi quân quân mấy người trừ bỏ nghi hoặc chính là kinh ngạc quân quân đứa nhỏ này có phải hay không tinh thần quá khẩn trương mới biến thành như vậy thanh long có chút lo lắng hỏi trong khoảng thời gian này tam phương liên quân áp lực xác thật quá lớn mặc dù là bọn họ này đó nhiều năm qua ở kề cận cái chết lăn lê bỏ lết người đều có chút không thở nổi huống chi một cái tiểu hài tử Thực lực cường hãn không giả, nhưng tố chất tâm lý chưa chắc liền so với bọn hắn mấy cái cường. Đại chiến khởi động khoảnh khắc, chúng ta mấy cái vô luận như thế nào cũng muốn hộ tống quân quân chạy ra sinh thiên. Thanh Long chém đinh chặt sắt mà nói. Mấy người sôi nổi gật đầu đồng ý. Quân quân là bọn họ hy vọng cuối cùng, đặc biệt chỉ cần cho nàng cũng đủ thời gian, Tu Vi đang lâm đỉnh không có gì vấn đề. Báo, vài vị thủ lĩnh đột nhiên có cao thủ tập sát mà đến, chúng ta bên ngoài hộ vệ đã chịu đựng không nổi đúng lúc này đột nhiên có người cao giọng hội báo cái gì chu tước đám người kinh ngạc không thôi dựa theo kế hoạch ninh địch phân ra tinh anh bảo vệ lão đại thân thể hắn trạng huống không thể hoạt động thanh long phân phó xong mang theo mấy người phân công nhau hành sự có người đi bảo hộ diệp quân lâm cùng quân quân cũng có người đi tổ chức nhân viên ra cửa nghinh chiến cùng lúc đó tiêu phong đang ở bên ngoài dẫn người tuần tra nàng là nhóm đầu tiên biết được chấn ma tư cường giả đánh bất ngờ mà đến đều không cần hoảng, ta đi trước gặp thiên tư. Tiêu Phong đã sớm tích tụ lực lượng chuẩn bị thông qua này chiến đặt chính mình ở đại bản doanh uy vọng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Tiêu Phong điên cuồng cắn nuốt, tu vi cảnh giới cũng xác thật có đại biên độ tăng lên. Hơn nữa cung thiên thu cố tình dẫn đường. Tiêu Phong nghiễm nhiên cảm thấy chính mình trừ bỏ côn luân khư thiên kiêu chi lưu liền có thể vô địch hậu thế. Đều tránh ra, đem thiên tư cái kia lão tạp mau giao cho lão tử đối phó. Tiêu Phong một đường chạy như điên, ngăn địch đại bản doanh thành viên sôi nổi tránh ra một cái con đường nhìn thấy tiêu phong như thế dũng mãnh mọi người trong lòng cũng là một trận kích động phấn chấn không hổ là đại sư huynh này cổ xá ta này ai khí thế thật là có vài phần sư phụ phong thái xác thật a à, hy vọng đại sư huynh có thể đem thiên tư xử lý hắn phía sau còn có không ít côn luân khư cường giả đâu một câu lại làm tâm tình mọi người trầm tới rồi đáy cốc đơn nói tiêu phong trực tiếp đi vào trước trận chính nhìn đến thiên tư nhẹ nhàng trọng thương vài danh đại bản doanh hộ vệ. Lão bất tử, xem chiêu. Tiêu phong đầu tàu gương mẫu, trực tiếp nhắm ngay thiên tư ngực chính là một trường. Ngươi chính là tiêu phong đi, nếu ngươi tìm chết, bổn tọa liền bắt ngươi tánh mạng tế cờ. Thiên tư không có chút nào muốn tránh né ý tứ, trực tiếp ngạnh tiêu phong công kích phóng đi. Phanh phanh phanh, hai người phóng xuất ra khủng bố năng lượng hơi thở, lẫn nhau va chạm gian phát ra đinh tai nhức óc khủng bố tiếng vang kỳ sơ thiên tư không đem hết toàn lực hắn còn tưởng rằng đối phó tiêu phong loại này tiểu tạp cá dễ như trở bàn tay là có thể chém giết nhưng mà đánh lên tới lúc sau mới phát hiện tiêu phong thế nhưng ở hắn sáu thành công lực hạ không chút nào yếu thế ngươi thế nhưng trưởng thành đến như thế trình độ thiên tư có chút kinh ngạc tiêu phong tức khắc tinh thần ủng hộ còn tưởng rằng thiên tư lấy chính mình không có biện pháp đâu vào tranh côn luân khư liền cho rằng chính mình thiên hạ vô địch hôm nay lão tử sẽ dạy ngươi làm người Tiêu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, liên tiếp phát động mãnh công. Cuồng vọng, thiên tư nổi trận lôi đình, hai người nháy mắt chiến đấu kịch liệt ở một chỗ. Thực mau lý tử nhiễm, thanh long đám người cũng đi vào hiện trường, đi theo chấn ma tư chúng tinh anh hỗn chiến ở cùng nhau. Kỳ sơ trời cao phái kia mấy người cũng chưa gia nhập chiến đấu, ở bọn họ xem ra chỉ cần thiên tư chính mình là có thể đủ dễ dàng tiêu diệt đại bản doanh thủ vệ. Đến nỗi chính mình còn muốn bảo tồn thể lực tới ứng đối biến số, mấu chốt nhất là phòng ngừa thái hư thần tông cường giả cường thế tham gia nguy hiểm cho tánh mạng. Nhưng mà hai bên hỗn chiến lúc sau, tạ hoàn vũ liền kinh ngạc phát hiện, thiên tư chính mình dẫn người muốn bắt lấy đại bản doanh còn rất lao lực. Ít nhất cùng bọn họ định ra tiến công chấp nhoáng ước nguyện ban đầu nghiêm trọng không hợp. Thiếu chủ, chúng ta vẫn là qua đi hỗ trợ đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Tạ Vân Tông trầm giọng nói. Tạ Hoàn Vũ gật gật đầu, nói, hảo, tốc chiến tốc thắng giọng nói lạc bảy tên trời cao phái cường giả gia nhập chiến đoàn cục diện thực mau liền đã xảy ra chuyển biến những người này dù sao cũng là côn luân khư cường giả tuy rằng không có toàn lực làm nhưng đối với đại bản doanh thành viên cũng là hàng duy đả kích đại bản doanh thành viên thương vong kịch liệt gia tăng theo thời gian trôi qua tiêu phong tình cảnh cũng càng ngày càng gian nan hiện tại hoàn toàn là bị thiên tư đè nặng đánh lý tử nhiễm đám người hoặc nhiều hoặc ít cũng bị thương bắt lấy đứa bé kia Tạ Hoàn Vũ đột nhiên phát hiện quân quân, trực tiếp công kích mà đi. Quân quân, cẩn thận. Lý tử nhiễm đám người cao giọng nhắc nhở. Tuy rằng các nàng muốn tiến đến cứu viện, nhưng là đối mặt trời cao phái cường giả công kích đã là tự thân khó bảo toàn, căn bản là thuộc về thương mà không giúp gì được. Liền tại đây nhìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, chấn ma tư phía sau một mảnh đại loạn. Kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ hết đợt này đến đợt khác, khi thì liền có bóng người đảo bay ra, cuối cùng trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi tạ hoàn vũ đám người cũng chợt dừng tay quay đầu quan sát. Tình huống như thế nào? Thiên tư nhíu mày, theo thanh âm nhìn lại, liền thấy hàng trăm nhân viên từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Đặc biệt lĩnh quân mấy người càng là hoành hướng sông thẳng, nơi đi đến liền có chấn ma tư tinh anh tử thương. Là Nam Yên cùng văn lôi các nàng. Còn có hỏa vân tà thần cùng ninh tấn nghiệp bọn họ. Thiên sách thần soái cùng thiên sách thiếu soái cũng tới. Lý tử nhiễm đám người trong lòng đại hỷ, những người này cũng thật thuộc về mưa đúng lúc. Đặc biệt mọi người phát hiện văn lôi cùng Chu Nam Yên đám người thực lực cường hãn, những cái đó nguyên bản phi thường khó chơi chấn ma tư tinh anh ở trong tay bọn họ hoàn toàn là bất kham một kích. Mụ mụ, chúng ta chuyển cơ tới. Quân quân cười nói, nhìn nữ nhi vô cùng sán lạn tươi cười, lý tử nhiễm đột nhiên ý thức được cái gì, chỉ là hiện tại tình huống đặc thù chưa kịp nghĩ lại. Cho rằng bằng vào mấy người này là có thể xoay chuyển chiến cuộc sao. Chê cười. Tả hoàn vũ đầu tàu gương mẫu, trực tiếp đón nhận hỏa vân tà thần. Mặt khác vài tên thái hư thần tông thiên kiêu còn lại là nghinh chiến chu nam yên đám người. Binh đối binh tướng đối đem, lần này chiến đấu đã là càng thêm kịch liệt. Làm ta lĩnh giáo một chút trời cao phái thiếu chủ biện pháp hay. Lời còn chưa dứt, văn lôi nhắm ngay tả hoàn vũ ngực chính là một trường. Cuồng bạo trưởng phong gào thét mà ra, bởi vì lực lượng thật sự quá mức khủng bố, chung quanh khu vực không gian đều bị đè ép có chút vặn vẹo liên giống như nếp nhăn trang giấy, phẳng phất đã ở vào bị xé nát bên cạnh trạng thái cuồng vọng tiểu bối hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút cái gì là không thể vượt qua thực lực hồng câu. Tạ Hoàn Vũ không chút nào yếu thế, ở hắn xem ra hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục văn lôi. nhưng mà hai người trưởng phong ở trên hư không đối oanh khoảnh khắc Tạ Hoàn Vũ hoàn toàn đánh mất loại này ý niệm, cuồng bạo năng lượng uy áp, mặc dù hắn bên ngoài thân có năng lượng vòng bảo hộ, lại vẫn là bị quát đến gương mặt sinh đau đặc biệt kia cổ cường hãn lực phản chấn, càng là làm tạ hoàn vũ liên tục lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Đương nhiên văn lôi cũng không thoải mái, đồng dạng lui ra phía sau mấy bước, nhưng là trên mặt biểu tình như cũ chấn định tự nhiên, chỉ là trong ánh mắt nhiều một tia ngưng trọng. Kẻ hèn thế tục giới thế nhưng có được như thế cường giả. Tạ hoàn vũ khóe miệng chiều chiều, vừa rồi kia một trường tuy rằng không xuất toàn lực, nhưng như thế nào cũng đến 6-7 thành công lực. Chẳng những không có thể nháy mắt hạ gục đối thủ, Ngược lại bị Văn Lôi tới cái dao oai phủ đầu. Cái này làm cho Tạ Hoàn Vũ cảm giác mặt mũi mất hết. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tạ Hoàn Vũ thân hình lại lần nữa biến mất ở tại chỗ, cả người hóa thành một đoàn hắc ảnh, dây tiếp theo đã là xuất hiện ở Văn Lôi phía sau. Nhưng mà ở ra tay phía trước, đột nhiên cảm giác được phía sau ác phong không tốt. Đánh lén. Tạ Hoàn Vũ đại kinh thất sắc, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình thế nhưng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ phảng phất bị nào đó vô hình lực lượng tỏa định giống nhau. Tu sĩ đối với nguy cơ báo động trước không ngừng trở nên mãnh liệt, tạ hoàn vũ trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Thân hình hơi hơi đình trệ đối với người thường không tính cái gì, nhưng đối với cùng cấp bậc cường giả mà nói, một cái chớp mắt liền có thể quyết định sinh tử. Khủng bố năng lượng dao động chờ tới. Không tốt, tạ hoàn vũ căn bản không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp vận chuyển hộ thể công pháp tầng tầng dày nặng năng lượng vòng bảo hộ phá thể mà ra, liền phảng phất cấp tạ hoàn vũ trọng lên số kiện dày nặng áo giáp. Oanh, bàn tay mang theo sắc bén trưởng phong vững chắc nện ở tạ hoàn vũ phía sau lưng năng lượng vòng bảo hộ thường. Răng rắc sát, năng lượng vòng bảo hộ trong khoảnh khắc ra nẻ mở ra, giống như phô khai mạng nhện giống nhau. Theo kế tiếp kính đạo đánh sâu vào, mấy đạo năng lượng vòng bảo hộ băng mở tung tới. Tạ hoàn vũ cũng rốt cuộc đứng thẳng không xong, trực tiếp bị cường đại kính đạo đánh bay đi ra ngoài, ước chừng bay vào xa hơn 10 trượng xa mới khó khăn lắm dừng lại thân hình. Đáng giận, tạ hoàn vũ xoa xoa khóe miệng vết máu mắng một tiếng. Hắn bị vừa rồi đánh lén chấn bị thương. Tuy rằng không phải cái gì đặc biệt nghiêm trọng nội thương, nhưng trong cơ thể khí huyết cũng là kích động không thôi. Các ngươi này đàn đáng giận con khỉ, bổn tọa hôm nay định đem các ngươi nghiền xương thành cho. Tạ hoàn vũ trong cơn giận dữ, cái chán gân xanh thẳng nhảy, bị thế tục giới võ giả chấn thương, này nếu là truyền ra đi, còn có gì mặt mũi ở côn luân khư rừng chân. Nam Yên cẩn thận, ra hỏa này nổi điên. Văn lôi sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở nói. Vừa rồi đánh lén đúng là chu Nam Yên, nàng mới vừa đánh chết vài tên chấn ma tư tinh anh đệ tử, liền phát hiện tạ hoàn vũ có khả thừa chi cơ. Yên tâm đi không có việc gì, sớm biết rằng hắn ra như vậy hậu nói, vừa rồi liền nên lại thêm vài phần trưởng lực. Chu Nam Yên có chút hối hận, nguyên tưởng rằng đánh lén dưới nhất định có thể bị thương nặng tạ hoàn vũ, không nghĩ tới thế nhưng chỉ làm hắn bị vết thương nhẹ. Dám can đảm thương ta giáo thiếu chủ, người tìm chết. Trong đó một người trời cao phái thiên kiêu cảm thấy chính mình biểu hiện cơ hội đến. Tên này thiên kiêu đối với chu Nam Yên điên cuồng phát động công kích. Tìm chết chính là ngươi. chu Nam Yên mày đẹp hơi trọn, cả người phóng xuất ra sắc bén chiến ý. Phanh phanh phanh. Hai người thân ảnh chấp động, kỳ sơ còn có thể miễn cưỡng nhìn đến chiêu thức, sau lại liền dư lại tàn thật mạnh cùng với nặng nề đập tiếng động. Đối thủ của ngươi là ta. Thấy văn lôi muốn đi hỗ trợ, tạ hoàn vũ lần nữa khởi sướng tiến công. Lần này tạ hoàn vũ giống như là phát điên giống nhau, hoàn toàn không cho văn lôi bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Cũng may văn lôi trải qua hơn siêu cấp linh mạch tôi thể sau thực lực được đến chất tăng lên, nếu không thật đúng là khiêng không được như thế thế công. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Tạ Hoàn Vũ liền phát hiện văn lôi liền phảng phất là một cục bông, vô luận ngươi như thế nào phát lực, luôn là có thể bị nàng hóa giải mở ra. Cái loại này có vô tận năng lượng lại không có gắng sức điểm cảm giác, thật sự làm hắn buồn bực đến cực điểm. Đáng giận, đê tiện con khỉ, bổn làm muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Tạ Hoàn dần dần bắt đầu cảm xúc mất khống chế, thậm chí có hướng miệng cường vương giả phát triển xu thế. Nhưng mà Tạ Hoàn Vũ càng là nóng lòng khí táo liền càng vô pháp đem văn lôi chân chính thương đến. Ngược lại là từ tuyệt đối áp chế cục diện dần dần biến thành sàn sàn như nhau, cuối cùng văn lôi thế nhưng ẩn ẩn chiếm thượng phong. Thiếu chủ mau mất đi lý trí, như vậy đi xuống không thể được. Tạ Vân Tông nhìn ra tạ hoàn vũ biến hóa, bởi vì ở vào loại này tâm cảnh, căn bản là vô pháp phát huy ra chân chính chiến lực. Thậm chí rất có thể sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội một kích trọng thương. Các người mau đi giúp chủ thiếu chủ thoát phây tạ vân tông câu nói kế tiếp đột nhiên im bặt bởi vì hắn phát hiện trời cao phái mặt khác vài vị thiên kiêu thế nhưng đều lâm vào khổ chiến đặc biệt cùng chu nam yên giao chiến thiên kiêu thế nhưng hoàn toàn bị áp chế tại sao lại như vậy diệp quân lâm thủ hạ như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới nhiều như vậy cao thủ tạ vân tông nghĩ trăm lần cũng không ra như thế phát triển đi xuống vị kia cùng chu nam yên đối chiến cấp dưới bị trọng thương thậm chí đánh chết cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi những người khác cũng đều hảo không đến nào đi, bị dây dưa ở không nói, thậm chí còn có hai vị đã thu nội thương. Này không thể được, cần thiết mau chóng thoát ly chiến cuộc, nếu không thực sự có toàn quân hủy diệt khả năng A. Hiện tại không thể không là thất thần thời điểm, lão Đông Tây, xem quyền. Hỏa vân tà thần lạnh băng thanh âm từ sau người vang lên. Tạ vân tông trong lòng dùng mình, nhạy bén nguy cơ báo động trước chợt mãnh liệt, hắn biết giờ phút này lại muốn tránh tránh đã là không kịp bận rộn lo lắng vận chuyển hộ thể công pháp. Trong thời gian ngắn, phía sau lưng truyền đến cuồng bạo cự lực, vừa mới ngưng kết mà thành năng lượng vòng bảo hộ bị chấn nát số tầng. Tạ Vân Tông thân hình chạy như bay mà ra, trong cơ thể khí huyết một trận kích động, nhưng cũng may hắn nỗ lực áp chế, lúc này mới không phun ra huyết tới. Đáng giận, Tạ Vân Tông bị tức giận đến ngũ quan đều có chút vặn vẹo, hắn hận không thể đem hỏa vân tà thần nghiền xương thành cho. Nhưng mà lý trí nói cho hắn nơi đây không nên ở lâu, Trước không nói Diệp Quân Lâm này đó Thiên binh Thiên tướng khó có thể ứng phó. Nếu thời gian càng kéo dài, Thiên Thu giáo cùng Thái Hư thần tông biết được tin tức tới rồi, nhất định sẽ đưa bọn họ chém giết hầu như không còn. Thiếu chủ, tình huống không ổn, mau bỏ đi." Tạ Vân tông cao giọng nhắc nhở nói. Nhưng mà Tạ Vân tông không nhắc nhở còn hảo, như vậy đã nhắc nhở trực tiếp tạo thành mặt khác vài vị thiên kiêu biểu tình cứng lại, trực tiếp bị đối thủ hung hăng đánh trúng. Thình thịch, thình thịch, Hai người đương trường mất mạng, còn lại ba người thân chịu trọng thương. Ngay cả Tả Hoàn Vũ cũng bị liên tục đánh trúng tam trưởng, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đi. Tả Hoàn Vũ cũng ý thức được tình huống không ổn, Diệp Quân Lâm cấp dưới cường hãn trình độ xa xa vượt qua tưởng tượng. Thiên tư sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, Kỳ Sơ đối mặt Tiêu Phong còn có thể cực lực áp chế. Nhưng là đột nhiên lại có Ninh Tấn Nghiệp đám người gia nhập chiến đoàn, trực tiếp làm hắn lâm vào khổ chiến muốn thắng được căn bản không có khả năng, thậm chí còn bị một chút nội thương. Tạ Hoàn Vũ cùng Tạ Vân Tông liều mạng ẩu đả, trực tiếp mở một đường máu, mang theo thiên tư cùng với ba gã thiên kiêu hốt hoảng đào tẩu. Để lại hai cụ trời cao phái thiên kiêu thi thể. Giặc cùng đường mạc truy. Rốt cuộc hiện tại tình huống không rõ, thiên thu giáo cùng thái hư thần tông người còn không thấy tung tích, nếu truy địch quá sâu bị thiên thu giáo bắt chỗ trống thì mất nhiều hơn được. Trên thực tế văn lôi đám người cũng không thoải mái, đừng nhìn đem tạ hoàn vũ đám người đánh lui, nhưng bọn hắn cũng tiêu hao cực đại, cũng có người bị nội thương nhu cầu cấp bách muốn điều trị. Bên kia, thiên thu giáo cũng được đến tin tức. Cái gì, chấn ma tư thế nhưng trước tiên thời gian dài như vậy khởi sướng tiến công. Cung thiên thu trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Bởi vì thiên tư bọn họ lần này hành động biết được giả đều là tuyệt đối trung tâm, thiên thu giáo trôn ở chấn ma tư nhãn tuyến cũng không từng phát hiện. Không tốt, bọn họ hẳn là nghĩ nhanh chóng giải quyết chiến đấu, sau đó cướp đoạt Diệp Quân Lâm đại bản doanh khống chế thiên tài địa bảo. Tiết Băng Triển trầm giọng nói, những người khác đối này suy đoán sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Quyết không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Cung Thiên Thu lạnh lùng nói, hiện tại chạy tới nơi chỉ sợ không còn kịp rồi, lấy thực lực của bọn họ thật muốn phát động tổng tiến công, Diệp Quân Lâm những cái đó vô dụng thủ hạ căn bản khiêng không được. Nhưng mà Huyền Minh lời còn chưa dứt, liền nghe bên ngoài có người tới báo. Khởi bẩm giáo chủ, Diệp Quân Lâm đại bản doanh đột nhiên có đông đảo cao thủ chi viện, thiên tư cùng trời cao phái cường giả Thương vong thảm trọng chạy trốn mà đi. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Ở đây mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Sao có thể? Bọn họ từ đâu ra cao thủ, có thể đem Tạ Hoàn Vũ bọn họ đánh đến thương vong thảm trọng. Thật sự là không thể tưởng tượng. Cung Thiên Thu trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói: vô luận bọn họ từ đâu ra cao thủ, giờ phút này cũng nên là nỏ mạnh hết đà, chúng ta rất tốt cơ hội tới. Mọi người đầu tiên là nao nao, ngay sau đó liền phản ứng lại đây những lời này ý tứ. Nói như thế chúng ta hiện tại tiến công đại bản doanh, vừa vặn là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Huyền Minh vui vẻ ra mặt. Cung Thiên Thu gật gật đầu, nói, truyền lệnh đi xuống, toàn tuyến tiến công diệp quân lâm đại bản doanh, liên quan chấn ma tư cùng nhau tiêu diệt. Đại bản doanh nội, mọi người đang ở quét tước chiến trường, nhìn đầy đất hoặc là kêu rên hoặc là không có sinh cơ chấn ma tư tinh anh. Đặc biệt còn có hai cụ trời cao phái cường giả thi thể, ở đây tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Lý tử nhiễm đồng dạng kinh ngạc nhìn văn lôi, chu Nam Yên đám người, trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên từ đâu bắt đầu dò hỏi. Văn lôi các nàng đến tột cùng là như thế nào làm được, loại này chiến lược quả thực không thể tưởng tượng a à. Lý Tử Nhiễm đột nhiên hồi tưởng khởi phía trước nhìn đến quân quân đầy mặt nhẹ nhàng trở về đại bản danh khi cảnh tượng. Nàng nhớ rõ cũng từng khuyên bảo quá nữ nhi mau chóng thoát đi, miễn cho tao ngộ họa sát thân. Nhưng là quân quân lại nói không chuẩn có chuyển cơ, còn trái lại khuyên chính mình không cần quá mức sầu lo. Quân quân khẳng định biết chút cái gì. Lý Tử Nhiễm phi thường chắc chắn, nữ nhi cũng sẽ không biết trước, nếu như vậy diễn xuất, tất nhiên là trước tiên ở nơi nào biết được tình báo, Huống hồ liền khoảng thời gian trước đại bản doanh thành viên trạng thái, nếu đã sớm biết có như vậy cường hãn viện quân, chỉ sợ đã sớm hoan thiên hỷ địa. Một hai người diễn kịch thực dễ dàng, nhưng nếu toàn viên diễn kịch còn không bị phát hiện sơ hở, vậy khó như lên trời. Chờ chiến đấu sau khi kết thúc, cần thiết đến cùng quân quân hỏi rõ ràng. Lý tử nhiễm âm thầm hạ quyết tâm. Nam Yên cùng văn lôi các nàng thực lực cũng quá khủng bố đi. Phía trước không hiện sơn không lộ thủy, không tưởng vừa ra tay liền trực tiếp tới cái vương tạc. Còn không phải sao, đặc biệt ngay cả tấn nghiệp tu vi cũng như thế cường hãn, quả thực cùng phía trước khác nhau như hai người A. Chúng ta đều bị rất xa rơi xuống. Chu tước đám người nghị luận sôi nổi, bọn họ cảm thấy thật sự là không thể tưởng tượng. Vốn tưởng rằng một trận chiến này sẽ toàn quân hủy diệt, lại không nghĩ rằng trời giáng viện binh tới cái tuyệt cảnh phiên bàn. Văn lôi cùng Nam Yên tu luyện đến đều là lão đại cơ sở công pháp, giai đoạn trước nhìn như tiến triển thông thả, nhưng là hạn mức cao nhất cực cao. Lúc trước lão đại cũng kiến nghị quá ta tu luyện cơ sở công pháp, chẳng qua lúc ấy nóng lòng cầu thành, lúc này mới tu luyện quân quân công pháp. Thật đúng là có điểm hối hận đâu. Chu Tước hơi có chút tiếc nuối mà nói. Thanh Long đám người cũng có đồng cảm, hối hận lúc trước bị nghe Diệp Quân Lâm kiến nghị, nếu không hôm nay liền sẽ ở nguy nan khoảnh khắc giúp đỡ lớn hơn nữa vội. Nhất khiếp sợ không gì hơn Tiêu Phong, hắn vốn dĩ không tưởng bằng vào này chiến nhất cử trở thành trở thành diệp quân lâm dưới nhất chịu kính yêu trụ cột nhưng mà ở chỗ thiên tư trong chiến đấu cơ hồ toàn bộ hành trình đều bị đè nặng đánh nếu không phải sau lại có người hỗ trợ thậm chí đều có khả năng bị mất mạng mấu chốt với hắn mà nói nhất châm chọc không gì hơn tiến đến hỗ trợ chính là ninh tấn nghiệp cái kia đã từng bởi vì chửi bới cung thiên thua bị chính mình một quyền đánh ngã người đặc biệt đang xem tới ninh tấn nghiệp thực lực sau Tiêu Phong liền càng thêm cảm giác không chỗ dung thân. Ninh Tấn Nghiệp ngắn ngủn mấy ngày, thực lực là như thế nào tăng trưởng đến như vậy cảnh giới? Tiêu Phong nghĩ trăm lần cũng không ra, lần trước xung đột Ninh Tấn Nghiệp còn không phải chính mình hợp lại chi đem, hiện giờ thế nhưng ẩn ẩn so với chính mình mạnh hơn một chút. Lại hồi tưởng khởi khoảng thời gian trước Ninh Tấn Nghiệp cùng hắn dẫn dắt 80 danh học viên lần lượt ra ngoài, Tiêu Phong càng thêm cảm thấy rất có vấn đề. Chẳng lẽ bọn họ đi ra ngoài không phải cái gọi là chấp hành nhiệm vụ? mà là tiến hành bí mật huấn luyện. Một niệm đến tận đây, Tiêu Phong càng thêm cảm thấy loại này khả năng tính tồn tại. Đặc biệt kia đoạn thời gian văn lôi đám người cũng là mai danh ẩn tích, ngay cả sư phụ Diệp Quân Lâm đều ngẫu nhiên rời đi. Ngay cả Lý Tử Nhiễm bọn người không biết hắn hướng đi. Khẳng định là Diệp Quân Lâm đối bọn họ tiến hành rồi bí mật đặc huấn. Nếu không những người này tuyệt đối tăng lên không được nhanh như vậy. Mệt lão tử phía trước còn đem hắn trở thành sư phụ đặc huấn khi hoàn toàn liền không nghĩ tới lão tử. Đáng giận, đáng giận đến cực điểm. Tiêu phong càng nghĩ càng giận phẫn. Đặc biệt nghĩ đến phía trước còn kế hoạch nhất chiến thành danh, kết quả hiện tại văn lôi đám người trở thành đại bản danh chúa cứu thế. Tất cả mọi người đối với các nàng đầu đi cảm kích sùng bái ánh mắt. Này đó vốn dĩ đều nên thuộc về ta. Đều do Diệp Quân Lâm, cõng lão tử cấp những người khác khai tiểu táo. Sớm biết rằng không lâu trước đây có cơ hội lão tử liền bổ đao. Tiêu Phong trong ngực lửa giận dâng lên, nắm tay bị hắn nắm chặt đến kéo kẹt chi vang lên. Chính là nhóm người này đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về lão tử vinh quang. Các ngươi đều cấp lão tử chờ, một ngày kia, các ngươi tất cả mọi người sẽ hối hận bỏ qua lão tử. Tiêu Phong tại nội tâm trung gầm nhẹ, nếu có người ở bên cạnh liền sẽ phát hiện, giờ phút này hắn trong mắt lại lần nữa bị màu tím đen mới vừa vội chiếm cứ. Có vẻ yêu dị vô cùng. Bên kia, Thiên Thu giáo tổng đàn nội Cung Thiên Thu mới hạ đạt mệnh lệnh, Huyền Minh lại trước tiên một bước tiến hành ngăn trở. "Cung giáo chủ, người không phải có cái lão người quen tại Diệp Quân Lâm bên người sao? Hoàn toàn có thể thông qua hắn hiểu biết rõ ràng tình huống lại làm quyết định." Sốt cuộc trời cao phái bị đánh lui thực sự làm người cảm giác không thể tưởng tượng. Nếu muốn đem bọn họ tiêu diệt, biết người biết ta còn là phi thường cần thiết. Cung Thiên Thu ánh mắt hơi ngưng, cảm thấy Huyền Minh lời này phi thường có đạo lý. "Ngươi nói được không sai." biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ta đây liền liên hệ tiêu phong tìm hỏi rõ ràng. Nói xong lúc sau cung thiên thu nhanh chóng lấy ra thông tin công cụ liên hệ tiêu phong. Mà tiêu phong sách vở chính buồn bực đâu, cung thiên thu chủ động liên hệ làm hắn tâm lý được đến an ủi. Tiêu phong, người hiện tại thế nào? Thiên tư bọn họ thế nhưng trước tiên đối với các ngươi ra tay. Đều do ta cấp bậc quá thấp, không có thể nhân lúc còn sớm được đến tin tức, nếu không ngươi là có thể trước tiên tiến hành phòng ngự bố trí cung thiên thu dẫn đầu biểu đạt quan tâm cùng ái náy. Thiên thu, ta không có việc gì. Tiêu phong quả nhiên phi thường hưởng thụ, trái lại an ủi cung thiên thu, thiên thu ngươi đừng tự trách, này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Lần này động thủ chính là thiên tư cùng trời cao phái cao thủ, mặc dù những cái đó chấn ma tư tinh anh cũng là tuyệt đối tâm phúc. Lấy ngươi ở chấn ma tư địa vị, căn bản không có khả năng được đến tin tức. Cung thiên thu tiếp tục hỏi, ân, ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi, đúng rồi, các người bên kia thương vong tình huống nghiêm trọng sao? Nếu không phải tưởng lại cho người cha xét càng nhiều tin tức, ta hận không thể hiện tại liền chạy tới nơi hỗ trợ. Đừng, bên này quá nguy hiểm. Tiêu phong trực tiếp ngăn trở, lại sợ hãi cung thiên thu nghĩ nhiều, tiếp tục giải thích nói. Người hiện tại trước đừng tới đây, thiên thu giáo cùng thái hư thần tông cường giả còn không biết khi nào công lại đây đâu. Những người đó thực lực quá khủng bố, ngươi lại đây cũng không giúp được gì, ta còn muốn phân tâm bảo hộ ngươi. Đến nỗi thương vong tình huống rất thảm trọng, ngay cả văn lôi bọn họ hẳn là cũng bị nội thương, hiện tại các nàng chính tại chỗ đả tỏa điều tức đâu. Theo sau tiêu phong lại tường tận nói một chút chính mình hiểu biết đến tình huống, đặc biệt là đối với văn lôi đám người nhanh chóng tăng lên tu vi nghi hoặc. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn bộ báo cho cung thiên thu. Nói như vậy sư phụ tình huống không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, Cung Thiên Thu dùng quan tâm ngữ khí thử hỏi. Tiêu Phong gật đầu nói, đúng vậy, sau trước hai ngày càng nghiêm trọng vài phần, ta phỏng chừng không mấy ngày sống đầu. Nếu không phải như thế, ta đã sớm ra tay bổ đao, ai làm hắn thức người không rõ đối với người ra tay đâu. Cung Thiên Thu đương nhiên biết Tiêu Phong đây là ở tranh công, ngay sau đó rất là phối hợp đối hắn khích lệ một phen. Đặc biệt còn biểu đạt ra muốn cùng Tiêu Phong bên nhau lâu dài ý tứ, càng là làm Tiêu Phong lâng lâng lên. Vậy trước như vậy, ta tiếp tục giúp ngươi cha xét chấn mà từ tình báo không nói ha cung thiên thu không chờ tiêu phong đáp lại liền cắt đứt liên hệ tình huống thế nào huyền minh bận rộn lo lắng đi lên trước hỏi cung thiên thu trực tiếp đem tình hình chung nói ra ở đây mọi người đều bị khiếp sợ cùng nghi hoặc đặc biệt là đối với văn lôi đám người đột nhiên tăng lên chiến lược một chuyện càng là không thể lý giải văn lôi bọn họ chiến lược thành mê không thể tùy tiện hành động ổn thỏa khởi kiến chúng ta vẫn là đi hỏi một chút tam thánh tử đi. Cung Thiên Thu đề nghị nói. Cùng Tiêu Phong câu thông sau, Cung Thiên Thu cũng cảm giác có chút không đế. Tuy rằng nàng cũng đại khái rõ ràng tà hoàn vũ đám người thực lực, nhưng phải biết rằng kia chính là bảy tên trời cao phái cao thủ. Hơn nữa cái thiên tư bản tôn, liền tương đương với tám gã côn luân khư cường giả. Bên ta nếu là tam thánh tử chưa tới, tổng hợp thực lực thật đúng là liền chưa chắc có thể thắng được trời cao phái bên này nhưng mà bọn họ thế nhưng bị đánh chết hai người, còn thừa năm người bị thương chật vật chạy trốn. Mấu chốt là văn lôi các nàng đến tột cùng là như thế nào tăng lên đâu. Đặc biệt là vị kia ninh tấn nghiệp, khoảng thời gian trước mới bị tiêu phong huyết ngược quá. Hiện giờ thế nhưng so tiêu phong thực lực còn cường hãn hơn một chút, phải biết rằng tiêu phong sắp tới chính là điên cuồng cắn nuốt cộng thêm tâm ma dẫn khai quật tiềm lực hiệu quả a. À. Cung thiên thu nghĩ trăm lần cũng không ra cuối cùng chỉ có thể quy kết với Diệp Quân Lâm cơ sở công pháp, bởi vì Diệp Quân Lâm bản thân chính là một cái đặc thù ví dụ. Trước kia không linh khí thời điểm liền có thể tung hoành thiên hạ, hiện giờ linh khí đại bùng nổ, tu luyện loại này cơ sở công pháp hẳn là càng thêm dễ dàng luyện thành. Các ngươi lại tới tìm ta chuyện gì? Tam Thánh Tử nhàn nhạt hỏi. Cung Thiên Thu theo sau liền đem được đến tin tức kể ra một lần. Trời cao phái này đó phế vật, thật là mất hết côn luân khư thể diện, Thế nhưng bị một đám thế tục giới con khỉ đánh thành này phúc đức hạnh. Tiểu tông phái chính là tiểu tông phái, đường đường thiếu chủ cũng bất quá như thế. Đổi thành ta Thái Hư thần tông, chỉ sợ trong khoảnh khắc là có thể làm cho bọn họ tông phái hôi phi yên diệt. Tam thánh tử đầy mặt khinh thường mà nói, chính là thánh tử, ta chờ thực lực chưa chắc là có thể mạnh hơn bọn họ nhiều ít, nếu tùy tiện hành động, chỉ sợ không ổn đi nếu không vẫn là chờ cung giáo chủ tiến thêm một bước xác định tình huống tái hành động, ngài cảm thấy. Huyền Minh Hậu mặt nói còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị tam thánh tử đánh gãy. Không cần phải, có bổn thánh tử ở, tuyệt không sẽ làm các ngươi bước trời cao phái đám kia phế vật vết xe đổ. Tam thánh tử đầy mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, lại nói chúng ta đường đường thái hư thần tông, còn có thể bị mấy chỉ không nên thân con khỉ dọa phá gan. Loại chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, Chúng ta còn như thế nào ở Côn Luân khư dừng chân? Đừng nói nhảm nữa, hiện tại liền động thủ, bổn thánh tử tự mình áp trận, đảo muốn nhìn này giúp con khi có gì bản lĩnh. Cung Thiên thu thật cẩn thận hỏi, có tiền bối ở chúng ta tự nhiên tâm an, phía trước nói ra trước điều tra rõ ràng cũng chỉ là tưởng tận lực tránh cho thương vong mà thôi. Không cần thiết có loại này băn khoăn, cũng chính là trời cao phái kia mấy cái phế vật chạy trốn mau, nếu không bổn tọa có thể trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ phế bỏ. Tam Thánh Tử ngạo nghễ mà nói. Thấy Tam Thánh Tử khăng khăng phát động tiến công, Cung Thiên Thu cũng không thể nề hà. Từ nội tâm tới giảng, Cung Thiên Thu vẫn là tưởng tiếp tục xác nhận văn lôi đám người trạng huống, rốt cuộc hiện tại Diệp Quân Lâm không đáng để lo. Chỉ cần đầy đủ lợi dụng tiêu phong này cái quân cờ, điều tra rõ ràng quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng là lời nói lại nói trở về, Tam Thánh Tử ý tứ Cung Thiên Thu quả quyết không dám vi phạm, rốt cuộc hắn là chính mình tiến giai côn luân khư mấu chốt tính nhân vật mặt sau càng có thái hư thần tông phó tông chủ vì chỗ dựa, tuyệt đối không thể đắc tội. Cần tuân tam thánh tử pháp chỉ. Cung thiên thu cung thanh nói. Tam thánh tử sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút, hắn thực hưởng thụ loại này duy ngã độc tôn cảm giác. Thiên thu A, à, người không cần lo lắng, có bổn tọa ở, chém giết những cái đó con khỉ dễ như trở bàn tay. Tam thánh tử cũng xác thật không đem trời cao phái mọi người để vào mắt. Ở hắn xem ra chỉ cần chính mình ra tay, mặc dù là ở trời cao phái giáo chủ, cũng muốn quỳ xuống đất xin tha. Cung thiên thu ngay sau đó truyền xuống mệnh lệnh, thiên thu giáo sở hữu thế lực đồng thời tới gần đại bản doanh, lần này phải đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Ra lệnh một tiếng như núi đảo, toàn bộ thiên thu giáo cùng với phụ thuộc thế lực đều động lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại bản doanh phảng phất ở trên mặt biển một diệp thuyền con. Mà chung quanh đông đảo thế lực xuất động, đó là kia sắp xuất hiện bão táp. Cung Thiên Thu cùng tiết bằng triển đám người đồng thời xuất hiện ở đại bản doanh bên ngoài. Mấy người bọn họ không có chút nào che giấu thực lực, lấy mấy người bọn họ vì trung tâm hình thành mấy cái khủng bố năng lượng lốc xoáy. Cung Ninh giáo chủ, Thiên Thu giáo giáo chúng nhìn đến một ít phái đen giống như ma nữ dáng thế Cung Thiên Thu trên mặt đều là lộ ra kính sợ chi sắc. Bọn họ đối với Cung Thiên Thu có gần như tẩu hỏa nhập ma sùng bái, hiện giờ cảm nhận được kia khủng bố hơi thở càng là tâm tình kích động không kiềm chế được lần này tiến công đại bản doanh, thiên thu giáo tất thắng. Cung thiên thu thanh âm giống như mang theo ma lực, làm sở hữu giáo chúng nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên. Phảng phất những lời này chính là thần minh hạ đạt pháp chỉ nhất định thực hiện giống nhau. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Mọi người nổi điên giống nhau cùng kêu lên hô to, tiếng gầm rung trời động địa. Cung thiên thu vẻ mặt ngạo nghễ, trầm giọng nói, tiến công. Mọi người chợt xuất kích, mấy vạn thiên thu giáo giáo chúng từ bốn phương tám hướng ùa lên. Đại bản doanh đã là bị vây quanh cái mưa gió không ra. Xa xa nhìn lại đám đông ồ ạt, phảng phất một con viễn cổ cự thú mở ra bồn máu mồm to, chuẩn bị đem đại bản doanh cắn nuốt. Bên kia, đại bản doanh, quân quân đi theo văn lôi, chu Nam Yên mấy người đi vào, đến nỗi những người khác toàn bộ bị chắn bên ngoài. Đương nhiên đối với điểm này những người khác cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc những người này cũng thuộc về Diệp Quân Lâm dòng chính thân hữu. Tiến vào phòng ốc lúc sau, quân quân lại lần nữa thi triển lực lượng đem khu vực này cùng ngoại giới cách ly. Diệp Quân Lâm cũng không hề ngụy trang, chậm rãi mở hai mắt. Tuy rằng văn lôi đám người từ quân quân trong miệng biết được Diệp Quân Lâm thuộc về ngụy trang, nhưng nhìn đến giờ phút này người sau bộ dáng cũng bị hoảng sợ. Khó trách đại bản doanh tất cả mọi người bị chẳng hay biết gì, cứ như vậy từ cùng người chết cũng không có gì khác biệt. Ca, Người này tương kế tự kế nhưng đem đại tàu cấp sợ hãi, về sau bị tàu tử thu thập, ta nhất định không hỗ trợ khuyên can. Đúng vậy quân lâm, người chiêu này quả thực chính là kiếm hai lưỡi A. Chu Nam Yên đám người sôi nổi phun tàu. Diệp quân lâm trên mặt cũng hơi hơi mang theo ý cười, hắn đã là biết được này chiến quá trình, văn lôi đám người này sức chiến đấu tăng lên làm hắn phi thường vừa lòng. Được rồi, chúng ta vẫn là trước nói một chút chiến cuộc đi. Đúng rồi, các người mấy cái bị thương không có thể lực hao tổn tình huống thế nào? Tuy rằng phía trước khắp nơi âm thầm chú ý, nhưng vì tránh cho tiết lộ hành tung, Diệp Quân Lâm cũng không biết được những chi tiết này tính đổ vật. Yên tâm đi, chúng ta mấy cái tuy rằng thể lực hao tổn tương đối nghiêm trọng, nhưng là dùng đan dược. Hơn nữa cơ sở công pháp khôi phục năng lực cực cường, chúng ta hiện tại trên cơ bản đã lại đạt tới đỉnh trạng thái. Nếu không phải cùng bọn họ giao thủ, ta còn tưởng rằng Côn Luân Khư Cường giả cao không thể phản đâu mấy người trên mặt mang theo hưng phấn, một trận chiến này chẳng những làm đại bản doanh thành viên trọng trấn uy danh. Càng làm cho bọn họ vài người đánh ra tin tưởng, đặc biệt đối với trong truyền thuyết Côn Luân Khư, cũng hoàn toàn dứt bỏ rồi phía trước cái loại này tự tin không đủ cảm xúc. Khôi phục liền hảo, hiện tại chính là xem thiên thu giáo cùng thái hư thần tông người khi nào động thủ. Diệp quân lâm trầm giọng nói. Quân quân gật gật đầu, nói, ba ba nói được không sai, bọn họ bên kia tới cái thái hư thần tông cao tầng tam thánh tử. Nghe nói tam thánh tử sức của một người liền có thể hủy diệt toàn bộ trời cao phái, cũng không biết là thật là giả. Nói đến cái này quân quân vẫn là có chút ẩn ẩn lo lắng. Bởi vì không chỉ là cái này tam thánh tử khó có thể đem khống, còn có vị kia cao thâm khó đoán nữ giáo chủ, hiện tại cơ bản xác định chính là cung thiên thu. Mặt khác mấy người sắc mặt cũng nháy mắt ngưng trọng lên, quân quân lời nói không giả, một trận chiến này không xác định tính quá nhiều các ngươi không cần lo lắng, nếu sự tình đã tới rồi cái này phân thượng, kia ta cái này thương cũng không cần thiết trang đi xuống. Liền chờ thiên thu giáo giáo chủ bọn họ công tới, ta liền cho bọn hắn một kinh hỉ. Diệp quân lâm sâu kín mà nói. Ba ba, tam thánh hạt lực cường hãn, nghe nói nữ giáo chủ đều bị hắn nhẹ nhàng đánh bại, chúng ta vẫn là đến cẩn thận hành sự mới được a. À. Quân quân có chút lo lắng mà nói. Văn lôi đám người cũng tỏ vẻ đồng ý, Mấu chốt khi nghe nói Tam Thánh tử ở Thái Hư Thần Tông nội địa vị siêu nhiên. Mặc dù là lần này có thể đem này chiến thắng, như vậy kế tiếp phiền toái chỉ sợ cũng sẽ không thiếu. "Ca, chúng ta chung quy là đối với Côn Luân Khư hiểu biết đến quá ít, tổng không thể vẫn luôn ở vào phòng ngự trạng thái, như vậy liền quá bị động." Côn Luân Khư cường giả như mây, nếu chúng ta có thể đi vào trong đó phát triển, liền có thể tránh cho loại tình huống này. "Không sai." hiện tại chúng ta khuyết thiếu một cái tiến vào côn luân khư con đường văn lôi đám người cũng sôi nổi đem trong lòng cố kỵ nói ra diệp quân lâm hơi hơi gật đầu hắn phi thường lý giải như vậy tâm tình nhưng là diệp quân lâm bản nhân lại không để bụng thông qua lần này quyết đấu hắn cũng có thể hiểu biết đến côn luân khư đại khái tu vi cường độ liền lấy vị kia trời cao phái thiếu chủ tới giảng lấy hiện tại chu nam yên cùng văn lôi liên thủ là có thể vững vàng khống chế được cục diện đến nỗi mặt khác bình thường thiên kiêu hỏa vân tà thần đều có thể đơn độc đối kháng, thậm chí có thể nói xong ngược đối thủ. Huống hồ có thượng đế chi não phát minh kiểu mới dò xét khí, lại lục tục phát hiện rất nhiều siêu cấp linh mạch, thậm chí còn có thánh mạch. Cho nên mặc dù tại thế tục giới, bên ta nhân viên năng lực tăng lên cũng không thành vấn đề. Đương nhiên nếu có thể đi vào côn luân khư càng tốt, mấu chốt là hiện tại cùng côn luân khư có quan hệ nhân viên toàn bộ cùng chính mình là địch, căn bản là trông chờ không thường. Này đó đều không cần lo lắng, cô luận có không tiến vào côn luân khư tăng lên tự thân thực lực mới là trọng trung chi trọng diệp quân lâm trầm giọng nói thượng đế chi não còn ở tiếp tục tra xét siêu cấp linh mạch chờ chúng ta vượt qua lần này nguy cơ thực lực còn có thể tiếp tục tăng lên ngắn nguồn hai câu lời nói làm mấy người thấp thỏm tâm lại lần nữa an bình xuống dưới diệp đạo sư người tính như thế nào xử trí tiêu phong ninh tấn nghiệp đột nhiên hỏi mặt khác mấy người nghe vậy cũng sôi nổi đem ánh mắt rời đi lại đây bọn họ đều đã biết Tiêu Phong là ám sát Diệp Quân Lâm đầu sỏ gây tội. Nói thật văn lôi đám người tâm tình cũng phi thường phức tạp, phải biết rằng Tiêu Phong trước kia chính là Diệp Quân Lâm nhất coi trọng đồ đệ. Mọi người ở chung cũng cực kỳ hòa hợp, cơ bản liền tương đương với thân nhân giống nhau. Nhưng là từ có cung thiên thu lúc sau, này hết thảy đều đã xảy ra biến hóa, thậm chí hiện giờ Tiêu Phong thế nhưng đâm sau lưng Diệp Quân Lâm. Thực sự làm người cảm giác không thể tưởng tượng. Diệp quân lâm tâm tình lại làm sao không phức tạp đâu. Sát tiêu phong, không đành lòng. Dù sao cũng là bị coi như thân nhân tới đối đại ái đồ. Tha thứ tiêu phong, khó có thể bình trong lòng chi phẫn. Đặc biệt là thực xin lỗi đã từng bởi vì tiêu phong mà tử thương đồ đệ bằng hiếu, thậm chí là người nhà. Nhưng mà đang lúc Diệp quân lâm thế khó xử khoảnh khắc, bên ngoài truyền đến Lý Tử Nhiễm hơi mang kinh hoàng thanh âm. Văn lôi quân quân, các ngươi nhanh lên ra tới, thiên thu dậy bọn họ đánh tới. Diệp quân lâm ánh mắt hơi ngưng, nói thẳng nói, các người trước đi ra ngoài nghinh địch, chuyện này về sau lại nói. Quân quân đám người gật đầu, nhanh chóng đem bên ngoài năng lượng hạn chế bỏ chạy, mấy người nhanh chóng đi ra ngoài. Mới ra cửa phòng liền nhìn đến lý tử nhiễm đám người, liền thấy mọi người sắc mặt đều rất khó xem. Đối phương quá cường, đặc biệt là nữ giáo chủ cùng thái hư thần tông thiên kiêu nhóm, ngay cả thiên thần tư người đều tử thương thảm trọng, đã rút về tổng bộ chú đóng ở. Lý Tử Nhiễm sắc mặt ngưng trọng mà nói. Văn Lôi trầm giọng nói, ra cửa nghênh địch đi, chú đóng ở không phải biện pháp, sĩ khí cũng sẽ đại chịu ảnh hưởng. Mọi người cảm thấy có đạo lý, sôi nổi mang theo đại bản doanh tinh anh ra cửa nghênh địch. Tiêu Phong, Chu Tước đám người theo sát sau đó. Không biết vì cái gì, Tiêu Phong cảm giác một trận mạc danh hoảng hốt. Đặc biệt vừa rồi Văn Lôi đám người nhìn về phía chính mình ánh mắt, tổng cảm giác có càng sâu hàm nghĩa. Nhưng là hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, không phải tìm hỏi rõ ràng thời cơ tốt nhất. Diệp quân lâm, ra tới chịu chết đi. Đúng lúc này một đạo kiều mị thanh âm truyền đến. Tuy rằng thanh âm này kiều mị vô cùng, nhưng là lại tràn ngập lạnh thấu xương sát khí. Là thiên thu giáo nữ giáo chủ. Quá đáng giận, biết rõ sư phụ đạo sư thân chịu trọng thương còn cố ý nói như vậy. Chúng ta phiền toái, này sóng tiến công so chấn ma tư sẽ khủng bố rất nhiều lần. Mọi người nghị luận sôi nổi. Tiêu phong lại là như bị sét đánh, bởi vì thanh âm này với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiêu phong nhanh hơn bước chân, hắn cần thiết muốn xác định người kia đến tột cùng có phải hay không cung thiên thu. Mọi người thực mau tới đến đại bản doanh ở ngoài, hai bên nhân viên dương cung bạt kiếm, khắp khu vực đều tràn ngập nùng liệt túc sát chi khí. Thực hào, chỉ mong các ngươi có thể kiên trì lâu một ít, nếu không sát lên liền quá không thú vị." Cung Thiên Thu hài hước mà nói. Chu Tước đám người dẫn đầu nhận ra Cung Thiên Thu, trên mặt lộ ra quả nhiên là ngươi, thần sắc. "Cung Thiên Thu, quả nhiên là ngươi. Ngươi cái này rắn giết tâm địa nữ nhân không chết tử tế được. Phản bội tông môn khi sư diệt tổ, ngươi cũng coi như là bất nhân bất nghĩa điển phạm." Chu Tước đám người nhịn không được phun tào, bọn họ điều tra quá nhiều chứng đều chỉ hướng Cung Thiên Thu hiện giờ có thể nói trần ai lạc định. Lý tử nhiễm cùng quân quân đám người cũng là rất là kinh ngạc, điều tra chứng cứ thêm phỏng đoán là một chuyện, giáp mặt xác nhận lại là mặt khác một chuyện. Mẹ con hai người theo sau lại không hẹn mà cùng nhìn về phía tiêu phong. Tiêu phong, người lúc trước bởi vì cái này nữ cá nhân đối ta động thủ, hiện tại cuối cùng thấy rõ hắn gương mặt thật đi. Ninh tấn nghiệp lạnh lùng mà nói. Tiêu phong không phản ứng, thật sâu mà cúi đầu, nhưng là mọi người đều có thể rõ ràng nhìn đến Tiêu Phong thân thể đều ở kịch liệt run rẩy. Vì, vì cái gì, vì cái gì sẽ là ngươi? Thiên Thu, ngươi cho ta cái giải thích hợp lý. Tiêu Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ đậm nhìn Cung Thiên Thu nơi phương hướng. Cung Thiên Thu cười lạnh nói, giải thích hợp lý, rất đơn giản a, à, liền bởi vì ngươi quá xuẩn Ngươi cho rằng chính mình là ai? Bằng ngươi điểm này không quan trọng tu vi liền tưởng được đến bản giáo chủ yêu ái, quả thực chính là người si nói mộng. Tiêu Phong, ta còn muốn cảm tạ ngươi đâu, lúc trước nếu không phải ngươi cung cấp tin tức, ta thật đúng là đã bị Diệp Quân Lâm bắt được. Đúng rồi còn có, nếu không phải ngươi trước tiên mật báo, Ngự Phong Thiên Tư có lẽ đã sớm cùng Diệp Quân Lâm đáp thượng tuyến. Nhất quan trọng là, người giúp ta đâm sau lưng Diệp Quân Lâm, đây chính là giúp bản giáo chủ đại ân. Cung Thiên Thu lời này giống như từng thanh lưỡi dao sắc bén, gắt gao cắm ở Tiêu Phong ngực. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Ta không tin, thiên thu người ở gà ta đúng hay không còn có phía trước rõ ràng là sư phụ suýt nữa giết chết ngươi ngươi sao có thể là thiên thu giáo giáo chủ đâu tiêu phong nghĩ trăm lần cũng không ra bởi vì đó là ta giả vờ huống hồ cái kia diệp quân lâm cũng là độc cô tiêu giả trang hắn căn bản là không đối ta động qua tay như lời nói lại nói trở về nếu không phải làm ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi sao có thể sẽ đối diệp quân lâm hạ tử thủ đâu cung thiên thu hài hước mà nói không này không phải thật sự, ta nhất định là đang nằm mơ. Tiêu Phong hoàn toàn hỏng mất, nguyên lai like này hết thảy đều là cung Thiên Thu cùng Độc Cô Tiêu diễn một vở diễn. Hồi tưởng khởi dĩ vãng đủ loại, đặc biệt là cung Thiên Thu đối hắn nói những cái đó lời âu yếm, Tiêu Phong chỉ cảm thấy một trận châm chọc. Lại hồi tưởng khởi chu tước đám người nhiều lần khuyên bảo chính mình rời xa cung Thiên Thu, chính mình chẳng những ngoảnh mặt làm ngơ, sao lại còn đối với các nàng vung tay đánh nhau. Nhớ lại sư phụ Diệp Quân Lâm đối chính mình đủ loại chiếu cố, hiện giờ thế nhưng suýt nữa bị chính mình thân thủ đưa vào quỷ môn quan. a à, 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 tiêu phong hối tiếc không kịp, ngửa mặt lên trời hô to, cả người tinh thần đều lâm vào hỏng mất bên trong. Thình thịch, tiêu phong quỷ dạp xuống đất, giống như một khối cái xác không hồn, hai mắt lỗ trống vô thần. Ha ha ha, cung thiên thu nhịn không được cười to ra tiếng, nàng thật sự quá hưởng thụ đem một người hoàn toàn khống chế cảm giác. Tiêu phong, không cần hối hận quá sẽ bản giáo chủ liền sẽ đưa các ngươi cùng nhau xuống địa ngục đến lúc đó ngươi lại cùng diệp quân lâm sám hối là được bản giáo chủ đủ nhân từ đi cung thiên thu âm chắc chắc mà nói cung thiên thu lời này giống như một cái nhớ búa tạ hung hăng đánh ở mọi người trái tim nguyên lai like còn có nhiều như vậy ẩn tình ở khó trách tiêu phong sẽ bị ma quỷ ám ảnh ám sát lão đại xem ra chúng ta tra xét đến tình huống chính là băng sơn một góc a đặc biệt phía trước những cái đó suy đoán cơ bản là thật cái này cung thiên thu thật sự quá đáng giận chu tước đám người trong lòng chấn động tột đỉnh điều tra ra tới tình huống là một chuyện cung thiên thu chính miệng thừa nhận lại là mặt khác một chuyện cung văn thiến thế nhưng cũng là nàng giết mấu chốt còn làm tiêu phong không tự giác mà bối nôi khi sư diệt tổ rác rưởi thật là không hề nhân tính nhưng lời nói lại nói trở về cung thiên thu lúc ấy thực lực nhỏ yếu liền có thể đem người đùa giỡn trong lòng bàn tay, không khỏi cũng quá khủng bố đi. Lý tử nhiễm cũng là cực kỳ chấn động, lại lần nữa nhìn mắt tiêu phong, liền phát hiện người sau đã như là hoàn toàn đánh mất sinh cơ thi thể. Tại sao lại như vậy? Ta thế nhưng bị lừa gạt thảm như vậy, lại còn có cam tâm tình nguyện vì cái này ác ma làm việc. Thậm chí ra tay ám sát đãi ta như thân nhân sư phụ, ta quả thực là tội đáng chết vạn lần A. Tiêu phong vô cùng hối hận, thanh long đám người đã từng nhắc nhở chính mình rời xa cung thiên thu nói quanh quẩn ở bên tai cung thiên thu không phải cái gì hảo nữ nhân người tốt nhất rời xa nàng nếu không sớm hay muộn bị này làm hại cung thiên thu chính là thiên thu giáo giáo chủ người như thế nào liền không tin đâu tiêu phong người quả thực hết thuốc chữa tiêu phong cảm giác đầu mình sắp nổ mạnh vô tận hồi ý tràn ngập trong lòng tiêu phong cảm giác chính mình tồn tại đã là dư thừa chu tước thanh long tấn nghiệp thực xin lỗi. Sư mẫu, quân quân thực xin lỗi. Sư phụ, ta nhất thực xin lỗi chính là ngươi, chỉ có lấy chết tạ tội. Hạ quyết tâm, tiêu phong đột nhiên nâng lên tay phải, đối với chính mình huyệt thái dương đập mà đi. Phanh, liền ở tiêu phong lòng bàn tay sắp chạm đến đến làn da khoảnh khắc, đột nhiên cảm giác được chính mình cánh tay bị người gắt gao chế trụ. ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là một chương tái nhờ tới cực điểm mặt. Sư, sư phụ, Tiêu Phong không thể tưởng tượng mà nói. Diệp Quân Lâm trầm giọng nói, tử vong là đơn giản nhất sự tình, nhưng cũng là người nhu nhược biểu hiện. Khi nói chuyện Diệp Quân Lâm buông ra tay, Tiêu Phong trong cơ thể lực lượng như là nháy mắt bị rút cạn, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, lại là cúi đầu khóc giống lên. Là lão đại tới, không thấy được sư phụ sắc mặt sao? hẳn là ở ngạnh chống đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng đồng dạng cũng tin tưởng tăng gấp bội. Tuy rằng Diệp Quân Lâm giờ phút này sắc mặt nhìn qua cũng không tốt, nhưng là chỉ cần có hắn tỏa chấn, mọi người giống như là có người tâm phúc. Mặc dù ngọc nát đá tan, cũng không sợ sợ hãi. Diệp Quân Lâm, không nghĩ tới người này mệnh còn rất ngạnh, nhưng nghĩ đến cũng căng không được bao lâu đi. Cung Thiên Thu đầy mặt hài hước mà nói. Nàng những lời này đã là thử, cũng là nội tâm suy nghĩ, rốt cuộc Diệp Quân Lâm sắc mặt khó coi, cùng trung thần vẫn chi độc trạng thái giống nhau như đúc rõ ràng liền ở ngạnh trống. Hiện giờ bên ta có mấy vạn tinh anh, thái hư thần tông rất nhiều cường giả, các người hôm nay ai đều đừng nghĩ hoặc là rời đi. Cung thiên thu ngưng thanh nói, người có thể làm khó dễ được ta, diệp quân lâm đầy mặt thoải mái mà nói. Cung thiên thu chính là ngẩn ra, nàng đột nhiên phát hiện, diệp quân lâm, phan lôi, chu nam yên đám người sắc mặt bình đẳng, không có chút nào sợ hãi chi sắc. Cung Lý Tử Nhiễm chờ một chúng đại bản doanh tinh anh trên mặt khẩn trương thần sắc, hình thành cực kỳ tiên minh đối lập nhóm người này không khỏi bình tĩnh quá mức đi cung thiên thu rất là bất mãn ở nàng tưởng tượng nhóm người này hẳn là bị dọa đến hoang mang lo sợ gan mật nứt ra mới đúng nàng nào biết đâu rằng diệp quân lâm đám người thực lực đại biên độ tăng lên đối mặt thái hư thần tông cường giả cũng không sợ chút nào ở tuyệt đối thực lực trước mặt bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều không làm nên chuyện gì đặc biệt là văn lôi cùng chu nam yên cùng với hỏa vân tà thần ba người bọn họ càng là chính diện cùng trời cao phái cường giả đã giao thủ. Đối với này đó Côn Luân Khư Tông phái cái gọi là đại năng có nhất định hiểu biết, tự thân thực lực thậm chí chút nào không kém gì đối phương, này liền làm cho bọn họ tin tưởng tăng gấp bội. Liền lấy trước mặt đứng những người này, trừ bỏ cung thiên thu cùng vị kia tam thánh tử ở ngoài, những người khác văn lôi bọn họ thật đúng là không thấy ở trong mắt. Thậm chí có mấy cái thái hư thần tông thiên kiêu còn không có trời cao phái thiếu chủ tạ hoàn vũ cùng tạ vân tông thực lực cường hãn uống chi Diệp Quân Lâm trá thương văn lôi đám người trong lòng biết rõ ràng. Tuy rằng không biết Diệp Quân Lâm thực lực đến tột cùng đạt tới như thế nào khủng bố trình độ, nhưng là tuyệt đối sẽ không so công thiên thu cùng tam thánh tử nhược. Bởi vậy văn lôi đám người có thể nói là không có sợ hãi. Này nhóm người đến tột cùng sao lại thế này? Cung thiên thu nghĩ trăm lần cũng không ra. Thông qua tiêu phong phản ứng phán đoán, phía trước truyền lại tình báo tuyệt không có giả dối, đặc biệt diệp quân lâm trạng thái cũng thuyết minh hắn chúng độc chưa lành nhưng là này phân bình tĩnh lại không giống như là giả vờ diệp quân lâm làm ngươi người thúc thủ chịu trói bản giáo chủ có thể tha các ngươi một con đường sống cung thiên thu ngưng thanh nói diệp quân lâm cười ngâm ngâm mà nói cung thiên thu ngươi cũng đừng thử có bản lĩnh cứ việc tiến công đừng nhiều lời ngươi cung thiên thu bị đương trường vạch trần ý đồ tức khắc cảm giác mặt mũi bị hao tổn nhưng mà nàng trung quy hành sự cực kỳ cẩn thận cảm thấy ở hoàn toàn nói điều tra rõ phía trước liền tùy tiện ra tay như cú tổn tại tai họa ngầm. Đừng tưởng rằng đánh bại trời cao phái kia giúp phế vật liền vô địch, hôm nay liền cho các người biết cái gì gọi là trên thực lực lạch trời. Cung thiên thu lạnh lùng nói. Diệp quân lâm như cũ không giao động, đầy mặt không sao cả mà nói, phụng bồi rốt cuộc. Cung thiên thu nháy mắt có chút tức muốn hộc máu. Nàng từ trước đến nay lấy đem người khác đùa bỡn với vỗ tay bên trong làm vui, hiện giờ Diệp Quân Lâm hoàn toàn thoát ly khống chế. Hơn nữa xem nàng trạng thái giống như hết thảy đều ở nắm giữ, ngược lại là chính mình nắm lấy không ra. Đừng cùng hắn nhiều lời, trừ bỏ đứa bé kia, những người khác toàn bộ đánh chết. Tam Thánh Hạt ở là nhìn không được, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Cần tuân Thánh Tử chi mệnh. Cung Thiên Thu tự nhiên không dám vi phạm Tam Thánh Tử mệnh lệnh, ngay sau đó đối với thủ hạ người phất phất tay, trầm giọng nói, sát. Thiên Thu giáo cùng Thái Hư thần tông các cao thủ tức khắc động thủ, hai bên ngay sau đó hỗn chiến đến cùng nhau. Diệp Quân Lâm, bản giáo chủ hôm nay phải thân thủ đi tánh mạng của ngươi." Cung Thiên Thu sát khí nghiêm nghị mà nói. "Chẳng sợ hiện tại Diệp Quân Lâm thân chịu trọng thương, Cung Thiên Thu cũng muốn thân thủ xử lý Diệp Quân Lâm." Đặc biệt hồi tưởng khởi lúc trước nàng còn nhỏ yếu khi, suýt nữa liền mệnh tang Diệp Quân Lâm tay, Cung Thiên Thu liền càng thêm giận không thể át. "A!" À. Còn không đợi Diệp Quân Lâm làm ra phản ứng, lại đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó bóng người chấp động, trực tiếp nhắm ngay Cung Thiên Thu mặt chính là một trường. Tiêu Phong Cung Thiên Thu nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới tại đây loại thời điểm Tiêu Phong sẽ đột nhiên làm khó dễ, ra hỏa này thế nhưng không bị đả kích đến chưa gượng dậy nổi. Cung Thiên Thu, người gạt ta lâu như vậy, ta muốn giết ngươi. Tiêu Phong hai mắt đỏ đậm, giống như một đầu phát điên dã thú, trưởng phong thế nhưng so toàn thịnh thời kỳ còn muốn sắc bén vài phần. Phế vật, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng không biết xấu hổ ra tới mất mặt xấu hổ. Cung thiên thu đầy mặt khinh thường, không có tiến hành chút nào né tránh, đón tiêu phong tiến công phương hướng đánh ra một trường. Tiêu phong trốn tránh không kịp, nháy mắt liền cảm giác đảo một cổ bằng bạc cự lực đánh úp lại. Phanh, tiêu phong cả người giống như cắt đứt quan hệ con diều bay đi ra ngoài, cuối cùng thật mạnh té ngã trên đất. Đối mặt cung thiên thu khiêu khích, Diệp Quân Lâm tự nhiên không có chút nào sợ hãi, thậm chí nói hắn đã sớm chờ mong trận này đại chiến. Cung thiên thu một người liền đem rất nhiều thế lực chơi đến xoay quanh, hắn đảo muốn nhìn một chút vị này mưu kế lợi hại nữ giáo chủ sức chiến đấu đến tột cùng có thể có bao nhiêu cường. Diệp Quân Lâm, chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, cung thiên thu thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ ngay sau đó đã là xuất hiện ở diệp quân lâm trước mặt bàn tay bao vây lấy nồng đậm màu đen năng lượng suy 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 màu đen năng lượng xuất hiện phụ cận khu vực không gian bị mãnh liệt ăn mòn trong hư không cũng xuất hiện cực kỳ gai mũi khó nghe hơi thở độc trưởng diệp quân lâm không có chút nào muốn tránh né ý tứ hắn chính là muốn thí nghiệm một chút cung thiên thu thực lực phanh hai người trưởng phong ở trên hư không chung va chạm phát ra tuyên truyền giác ngộ trầm đục cuồng bạo năng lượng dư ba cũng tự hai trường tiếp xúc điểm vì trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán mở ra. Hảo cường, cung thiên thu ánh mắt hơi ngưng, nháy mắt cảm nhận được cực kỳ cường hãn lực phản chấn. Cả người đảo bay đi ra ngoài, người trọng thương chưa lành là giả vờ. Ước chừng bị đẩy lui hơn 10 trượng xa, cung thiên thu thân hình mới khó khăn lắm ổn định. Đương nhiên cung thiên thu vẫn chưa chịu cái gì thực chất tính thương tổn, chỉ là diệp quân lâm chiến lực lại xa xa vượt qua nàng mong muốn rõ ràng chúng thần vẫn chi độc hẳn là bị chính mình nháy mắt nháy mắt hạ gục mới đúng sao có thể nhẹ nhàng hóa giải chính mình thế công đâu cung thiên thu nghĩ trăm lần cũng không ra có lẽ hắn vừa rồi ra tay cũng đã thuộc về nỏ mạnh hết đà mà miễn cưỡng chống đỡ chính là vì hư trương thanh thế cấp đại bản doanh thành viên tin tưởng nhất định chính là như vậy vừa mới bất quá là nhiệt thân mà thôi diệp quân lâm kế tiếp chính là ngươi ngày chết Kỳ thật ở một mức độ nào đó tới giảng cung thiên thu vẫn chưa nói dối, bởi vì nàng vừa rồi không suốt toàn lực, thậm chí chỉ ra năm thành công lực. Rốt cuộc ở nàng xem ra, Diệp Quân Lâm chúng độc trạng thái hạ, ra năm thành công lực cũng đã vậy là đủ rồi. Cuồng bạo trưởng phong gào thét mà ra, phảng phất muốn đem khu vực này không gian xé nát giống nhau. Tới hảo, Diệp Quân Lâm như cũ không né không tránh, tùy ý cung thiên thu công kích không ngừng tới gần. Phanh, hai bên lại lần nữa lòng bàn tay tương đối. Lần này bộc phát ra tới năng lượng nghiễm nhiên so vừa rồi khủng bố mấy lần. Cung thiên thu lại lần nữa bị đẩy lui, trái lại diệp quân lâm đổ sộ bất động. Sao có thể? Cung thiên thu trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng chi sắc. Nàng thật sự tưởng không rõ, chính mình rõ ràng thi triển tám phần công lực, thế nhưng liền diệp quân lâm thân hình cũng chưa lay động. Chúng độc ngược lại là làm hắn trở nên càng cường. Lại đến, Cung Thiên Thu cảm giác mặt mũi mất hết, trong ngực lửa giận cũng chính lấy bao nhiêu bội số tăng lên. Người tìm chết. Cung Thiên Thu hoàn toàn bạo tẩu, lần này không có bất luận cái gì lưu thủ, trực tiếp toàn lực khởi sướng tiến công. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, màu đen năng lượng lưu chuyển gian hình thành khủng bố khí xoáy tụ, đem chung quanh không gian đều phảng phất bị cuốn đến bắt đầu vặn vẹo. Cái loại này khí xoáy tụ tiếng vang liền giống như quỷ khóc sói gào giống nhau, làm người không rét mà run lúc này mới giống điểm bộ dáng sao. Diệp quân lâm trong lòng dâng lên mãnh liệt chiến ý. Hai bên công kích lại lần nữa chính diện tương bính, bộc phát ra tới năng lượng dư ba quả thực giống như sóng thần giống nhau. Chỉ một thoáng cát bay đá chạy, toàn bộ khu vực bị năng lượng tàn sát bừa bãi, cây cối cảnh khô nháy mắt bị rào thành mảnh nhỏ. Một ít tu vi tương đối so thấp nhân viên trực tiếp bị cuốn bay đi ra ngoài, càng là nháy mắt bị chấn ra nội thương. Thậm chí còn có không ít người đương trường mất mạng lại xem giữa sân cung thiên thu lui về phía sau vài bước, trên mặt vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu. Mà Diệp Quân Lâm như cũ đứng ở tại chỗ Văn Ti chưa động. Hiện tại đến phiên ta tới tiến công, người chuẩn bị hảo nghênh đón tử vong sao. Diệp Quân Lâm ngữ khí vô cùng lạnh băng mà nói. Liên tục tiếp cung thiên thu tam trưởng, Diệp Quân Lâm đã thí nghiệm ra nàng đại khái thực lực. Cung thiên thu sắc mặt phá lệ ngưng trọng lên, trong lòng cũng ẩn ẩn sinh ra một tia dự cảm bất hảo khóe mắt dư quang xẹt qua những người khác, trừ bỏ tam thánh tử ở sống chết mặc bay, những người khác đều là lâm vào khổ chiến. Đặc biệt thái hư thần tông kia vài vị bình thường thiên kiêu đã bị hoàn toàn áp chế. Cũng cũng chỉ có thiết bằng triển cùng hỏa vân tà thần chiến trường hơi chút chiếm cứ một chút ưu thế. Mà loại này không quan trọng ưu thế, cũng tùy thời gian chuyển rời, bị chậm rãi mặt bình. Khó trách trời cao phái những người đó cùng thiên tư sát vũ mà về, nguyên lai thực lực của bọn họ lại là như vậy cường hãn nhưng bọn họ đến tột cùng là như thế nào làm được đâu hẳn là liền ở gần nhất trong khoảng thời gian này mới có rõ ràng tăng lên nếu không phía trước tuyệt không hội sở có người đều tránh ở đại bản doanh thủ vững không ra cung thiên thu nghĩ trăm lần cũng không ra loại này thời điểm còn dám thất thần một đạo lạnh băng thanh âm từ sau người vang lên nháy mắt làm cung thiên thu phục hồi tinh thần lại nàng xuất phát từ đối với nguy hiểm báo động trước bản năng trực tiếp thúc giục công pháp hướng bên cạnh tránh né mà đi nguyên bản đứng thẳng chỗ đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Âm âm âm, cung thiên thu phía trước đứng thẳng đá xanh nháy mắt hóa thành yên phấn. Trốn đến còn rất nhanh. Diệp quân lâm chút nào chưa cho cung thiên thu thở dốc cơ hội, tiếp tục khởi xướng tiến công. Liên tục đánh ra tam trường, cuồng bạo trưởng phong phảng phất đem khắp khu vực hoàn toàn bao trùm, làm cung thiên thu căn bản là không chỗ che giấu. Rơi vào đường cùng chỉ có thể thúc giục khí cơ tiến hành chính diện chống cự, nhưng mà đối mặt rời non lấp biển năng lượng bao trùm, cung thiên thu đã cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Thánh tử cứu ta! Miễn cưỡng chống đỡ lại diệp quân lâm tam liền trưởng, cung thiên thu rốt cuộc hướng tam thánh tử xin giúp đỡ. Tam thánh tử thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở cung thiên thu phụ cận, vừa rồi hắn vẫn luôn ở chú ý toàn bộ chiến cuộc. Hắn không nghĩ tới diệp quân lâm thực lực như thế cường hãn, đồng dạng cung thiên thu thực lực cũng làm hắn chấn động bởi vì cuối cùng giai đoạn cung thiên thu bộc phát ra tới chiến lực cơ hồ có thể đuổi theo chính mình mặc dù có tranh lệch cũng không phải rất lớn xem ra phía trước thí nghiệm cung thiên thu thời điểm nàng còn có điều giữ lại a à. tam thánh tử trong lòng nghĩ nhưng đồng dạng hắn cũng có tuyệt chiêu vẫn chưa thi triển cho nên tam thánh tử cũng cũng chỉ có một chút kinh ngạc đối với đem khống toàn bộ thế cục như cũ có tuyệt đối tin tưởng sư phụ chúng độc thế nhưng còn có thể áp chế cung thiên thu không hổ là lão đại a. À. Diệp đạo sư quá lợi hại, nhưng là muốn đồng thời đối mặt Tam Thánh tử cùng cung Thiên Thu, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm a. À. Không hiểu rõ đại bản doanh thành viên từ lúc ban đầu tinh thần phấn chấn, lại dần dần chuyển vì thấp thỏm cùng lo lắng. Suốt cuộc hiện tại mặt khác chiến cuộc bên ta đều vững vàng chiếm cứ ưu thế. Ngay cả ban đầu ẩn ẩn rơi xuống phong hỏa vân tà thần, cũng thông qua đánh lâu dài dần dần ổn định cục diện, ở vào sàn sàn như nhau trạng thái cho nên chân chính có thể tả hữu chiến cuộc đi hướng cũng chỉ dư lại diệp quân lâm nơi này một khi diệp quân lâm chiến bại như vậy đại bản doanh thật vất vả lấy được chiến quả cũng sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ cơ hồ tất cả mọi người khẩn trương tới rồi cực điểm rốt cuộc ở bọn họ nhận chi diệp quân lâm còn chúng kịch độc đâu xem ra ngươi là lợi dụng nào đó đặc thù công pháp khống chế thần vẫn chi độc lan tràn cung thiên thu trầm giọng nói nhưng là ngươi đã quên một khi thúc giục công pháp phóng thích khí cơ như vậy thần vẫn chi độc liền sẽ vô khổng bất nhập, thực mau lan tràn đến tâm mạch, đến lúc đó liền tính đại la kim tiên buông xuống, cũng khó lưu ngươi nửa khắc. Phải không, ngươi như thế nào liền biết ta nhất định chúng độc đâu? Diệp quân lâm cười ngâm ngâm mà hỏi ngược lại. Cung thiên thu nao nao, ngay sau đó đồng tử mãnh xúc, thậm chí có chút hoảng sợ nhìn Diệp quân lâm. Chẳng lẽ này hết thảy đều là ngươi mưu kế? Cung thiên thu đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi. Đúng lúc này, tam thánh tử cười lạnh nói diệp quân lâm mặc dù ngươi không chúng độc lại có thể như thế nào có bổn tòa cùng cung giáo chủ liên thủ ngươi cho rằng chính mình còn có thể sống được quá hôm nay sao phải không diệp quân lâm sâu kín mà nói một khi đã như vậy vậy làm ngươi xem một chút lão tử chân chính thực lực chân chính thực lực lại có thể có bao nhiêu tam thánh tử cuối cùng cái kia cường tự còn chưa xuất khẩu liền ngạnh xinh xinh bị hắn nuốt trở vào liền thấy Diệp Quân Lâm chợt phóng xuất ra cực kỳ khủng bố năng lượng uy áp. Bởi vì cổ lực lượng này thật sự quá mức khủng bố, trực tiếp dẫn tới khu vực này năng lượng thất hành. Ầm ầm ầm, thiên địa đều bắt đầu kịch liệt rung động lên. Trung quanh cây cối hòn đá chợt bị cường đại dòng khí rào thành yên phấn. Lấy Diệp Quân Lâm thân thể vì trung tâm, hình thành một cái thật lớn năng lượng lốc xoáy. Trung quanh linh khí cũng như là đã chịu thật lớn hấp lực, nhanh chóng dũng mãnh vào Diệp Quân Lâm trong cơ thể. Mà Diệp Quân Lâm bên ngoài thân như là tản ra vàng rực quang, giống như thần minh dáng thế, giơ tay nhấc chân gian toát ra một loại làm nhân tâm cam tình nguyện thần phục uy nghiêm. Đến nỗi phía trước Diệp Quân Lâm trên mặt bệnh trạng, trong khoảnh khắc liền trở thành hư không. Gương mặt kim mang lưu chuyển, thế nhưng ẩn ẩn lộ ra nhẹ nhẹ thần vận. Đặc biệt cặp mắt kia, càng là bắn ra lưỡng đạo sắc bén thần mang, làm người không dám nhìn thẳng. Này, sao có thể? Cung thiên thu quả thực không thể tin được trước mắt hết thảy. Thần vẫn chi độc thế nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Mấu chốt là Diệp Quân Lâm thực lực như thế nào sẽ như thế chi cường. Khoảng cách lần trước cũng không qua đi bao lâu a. À. Huống hồ căn cứ Tiêu Phong cung cấp tình báo, Diệp Quân Lâm tu luyện cơ sở công pháp căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn tăng lên tu vi, chỉ có thời gian dài tu luyện mới có thể thấy hiệu quả. Cung Thiên thu sắc mặt từ kinh ngạc dần dần chuyển vì kinh hãi. Trong lòng sợ hãi càng là nhanh chóng bỏ lên. Bởi vì Diệp Quân Lâm khủng bố biến hóa, mặt khác chiến của cũng sôi nổi dừng tay, ánh mắt toàn bộ tập trung đến ba người trên người. Diệp Quân Lâm lại là như vậy cường, như thế tộc nhân huyết cừu như thế nào có thể báo? Độc Cô Tiêu cùng Huyền Minh cũng là sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ vốn dĩ thân phụ huyết hải thâm thù, muốn đem Diệp Quân Lâm và thân hữu tàn sát hầu như không còn tới giải trong lòng chi hận. Hiện giờ Diệp Quân Lâm chiến lực tiêu thăng, chiến cuộc nháy mắt trở nên không trong sáng lên. Phổ Thân hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Độc cô tiêu truyền âm dò hỏi. Huyền Minh trầm ngâm một lát đáp lại nói, nhìn nhìn lại, tam thánh tử cùng cung thiên thu liên thủ, hẳn là có thể chiến thắng Diệp Quân Lâm đi. Mặc dù Huyền Minh chính mình cũng chưa phát hiện, hắn đang nói ra những lời này khi đều nghiêm trọng khuyết thiếu tự tin. Phụ tử hai người đem báo thù hy vọng toàn bộ đặt ở cung thiên thu cùng tam thánh tử trên người. Trong lòng không ngừng cầu nguyện bọn họ có thể đánh bại Diệp Quân Lâm. Đến nỗi mặt khác thái hư thần tông thiên kiêu tắc hoàn toàn là khiếp sợ, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, thế tục giới thế nhưng sẽ có Diệp Quân Lâm loại trình độ này cường giả. Loại này tu vi mặc dù là ở Côn Luân khư cũng coi như có tiếng tăm đi. Đâu chỉ bài đắc thượng hào, liền tính ở một ít cỡ trung tông phái nội cũng ít nhất là trung tâm trưởng lão cấp bậc, thậm chí càng cao. Hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện, tam thánh tử bọn họ có thể hay không thắng xuống dưới a? tiết bằng triển cùng vài vị thiên kiêu trong lòng thấp thỏm, tự tiến vào thế tục giới, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Đặc biệt nghĩ đến trời cao phái không lâu trước đây mới chết trận hai tên thiên kiêu, mấy người tâm tình đều trầm tới rồi đáy cốc, lại là không tự giác về phía sau lui lại mấy bước. Một nhà vui mừng một nhà sầu. Đại bản doanh mọi người còn lại là tinh thần phấn chấn, nguyên bản còn có chút suy sụp tinh anh, giờ phút này tràn ngập tin tưởng. Quân Lâm không có việc gì Lý Tử Nhiễm từ ban đầu khiếp sợ kinh ngạc, dần dần biến thành kích động vui sướng, cuối cùng hóa thành một tia u oán giận dữ. Nàng là cực thông minh nữ nhân, hồi tưởng khởi nữ nhi khác thường, Chu Nam Yên văn lôi đám người ngay lúc đó bình tĩnh. Lý Tử Nhiễm cơ hồ liền có thể xác định, những người này khẳng định trước tiên biết được Diệp Quân Lâm vẫn chưa trúng độc. Thậm chí đã sớm biết được Diệp Quân Lâm thực lực, cho nên mới sẽ như vậy thản nhiên bình tĩnh, hơn nữa trái lại khuyên giải an ủi chính mình. Diệp Quân Lâm ngươi chờ Xem ta đến lúc đó như thế nào thu thập ngươi." Lý Tử Nhiễm căm giận mà nghĩ, lão đại lại là như vậy cường. Nay cổ khí thế đã là hoàn toàn nghiền áp cung thiên thu bọn họ. Mấu chốt là lão đại kia độc như thế nào giải? Chu Tước đám người cũng là kích động không thôi. Tuy rằng phía trước Chu Nam Yên cùng Văn Lôi đám người hiện ra cực kỳ cường hãn chiến lực, nhưng là đối mặt Tam Thánh tử cùng cung thiên thu loại này cấp bậc cường giả, Chu Tước đám người cũng không xem trọng nhưng mà hiện tại Diệp Quân Lâm Vương giả trở về tình huống liền hoàn toàn bất đồng sư phụ hắn không có việc gì Tiêu Phong giờ phút này cũng tỉnh táo lại chẳng qua hơi thở phi thường suy yếu Cung Thiên Thu kia một trưởng trực tiếp làm hắn thân chịu trọng thương thật tốt quá sư phụ không có việc gì Tiêu Phong từ ban đầu khiếp sợ biến thành vui sướng trong lòng lòng áy náy hơi chút cắt giảm một tia nhưng ngay sau đó Tiêu Phong lại cực kỳ nghi hoặc lúc ấy chính mình rõ ràng đem vạn quân đoàn nhận đâm vào sư phụ trong cơ thể sao lại sư phụ càng ngày càng không xong tình huống cũng rõ ràng trước mắt như thế nào lại đột nhiên không bất luận cái gì sự đâu tiêu phong người cái hỗn đản cũng dám gạt ta bản giáo chủ muốn đem ngươi nghiền xương thành cho cung thiên thu từ lúc ban đầu khiếp sợ nghi hoặc hóa thành cuối cùng đến phẫn nộ nàng cảm thấy là tiêu phong liên hợp diệp quân lâm lừa gạt chính mình cái này làm cho từ trước đến nay lấy đùa bỡn người khác làm vui cung thiên thu phi thường khó chịu, quanh năm đánh nhạn phản bị nhạn mổ mắt. Cung thiên thu, tiêu phong vẫn chưa lừa ngươi, là ngươi thông minh phản bị thông minh lầm mà thôi. Ta đã sớm nhận thấy được tiêu phong đối ta dậy rồi sát ý, cho nên mới tương kế tự kế. Từ đầu đến cuối ta căn bản là không bị thương, thế nào, cái này kinh hỉ ngươi còn vừa lòng. Diệp quân lâm hài hước mà nói. Cái gì, cung thiên thu lại lần nữa khiếp sợ không thôi đồng thời trong lòng phát lên xưa nay chưa từng có thất bại cảm lão đại huy vũ đạo sư trí kế vô song chúng ta cuối cùng đánh cái khắc phục khó khăn đại bản doanh mọi người bừng tỉnh đại ngộ lại lần nữa tinh thần phấn chấn diệp quân lâm chưa bao giờ làm cho bọn họ thất vọng quá nếu các ngươi tới liền hoàn toàn lưu lại đi một cái không lưu sát diệp quân lâm hạ lệnh phản kích ngay sau đó đầu tàu gương mẫu cùng cung thiên thu tam thánh tử chiến ở một chỗ uy danh đại trấn những người khác cũng là ý chí chiến đấu sục sôi dũng mãnh không sợ chết phát động tập thể sung phong trường hợp tức khác một mảnh hỗn loạn nơi nơi đều là tiếng chém giết bổn tòa cũng không tin ngươi một cái thế tục giới con khỉ có thể cường đi nơi nào tam thánh tử vẫn chưa né tránh ngạnh diệp quân lâm công kích oanh ra một quyền không thể không nói tam thánh tử vẫn là có chút tài năng quyền phong mạnh mẽ cường hãn, chút nào không thể so cung thiên thu toàn lực một kích nhược, thậm chí do hữu quá chi. Cấp lão tử, phá. Diệp quân lâm khẽ quát một tiếng, đồng dạng một quyền oanh ra. Hai cổ cường đại năng lượng ở trên hư không chung va chạm ở một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc khủng bố tiếng vang. Tam thánh tử lợi dụng năng lượng hóa thành cử quyền trong khoảnh khắc dập nát. Mà diệp quân lâm năng lượng cử quyền uy thế chút nào chưa giảm, tiếp tục lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế tiếp tục tới gần tam thánh tử thân thể. Phảng phất một đầu hung mãnh cự thú mở ra bồn máu mồm to, ý muốn đem tam thánh tử cả người nuốt vào trong bụng. Hảo cường, tam thánh tử đồng tử hơi co lại, hắn không nghĩ tới chính mình quyền kình thế nhưng một kích mà hội. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tam thánh tử chỉ phải vận chuyển phòng ngự công pháp, tầng tầng phòng ngự năng lượng vòng bảo hộ phá thể mà ra. Cùng lúc đó tam thánh tử cấp tốc về phía sau thối lui răng rắc sát. Năng lượng vòng bảo hộ ầm ầm vỡ vụn mở ra. Quyền kinh chỉ bị cắt giảm gần hai thành, còn thừa lực lượng như cũ giống như giỏi trong xương, tiếp tục truy tung tam thánh tử rút đi phương hướng. Như thế lặp lại mấy lần, quyền kinh mới bị tiêu ma hầu như không còn. Nhưng mà tam thánh tử thân thể cũng bị dư ba đánh trúng. Phanh, tam thánh tử thân thể trực tiếp đảo bay đi ra ngoài. Có thể rõ ràng nhìn đến hắn đầu vai ao hãm đi xuống, ẩn ẩn có xương cốt vỡ vụn thanh truyền đến đáng giận. Tam thánh tử xoa xoa khóe miệng máu tươi, đầu vai truyền đến truy tâm đến xương đau đớn. Hắn vừa định dùng một quả đan dược tiến hành chữa trị, nhưng mà Diệp Quân Lâm hiển nhiên không tính toán cho hắn điều tức cơ hội. Nguy hiểm. Tam thánh tử chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt tử vong hơi thở ở cấp tốc tới gần. Thánh tử, cẩn thận. Tiết bằng triển cao giọng nhắc nhở. Cùng lúc đó, khoảng cách so gần thái hư thần tông hai vị thiên kiêu nhanh chóng ra tay, chặn lại ở tam thánh tử cùng Diệp Quân Lâm chi gian không xong, mau lui lại. Tam thánh tử mí mắt cùng quang liếc về phía phía sau, mơ hồ gian kim sắc quyền mang nở rộ, đã là đem hai vị thiên kiêu bao phủ trong đó. Phốc phốc, hai luồng huyết vụ tuôn ra, hai tên thiên kiêu liền phát ra tiếng cũng không tới kịp cũng đã bị mất mạng. Bất quá bọn họ cuối cùng chỉ hoãn một tia diệp quân lâm tiến công tốc độ, cấp tam thánh tử tranh thủ sinh cơ. Diệp quân lâm, bổn tỏa định đem người bầm thây vạn đoạn. Tam thánh tử giận không thể át, bởi vì vai trái bị bị thương nặng, chỉ phải nhịn đau dò ra tay phải rút ra đồng thao cổ kiếm. Lạnh thấu xương kiếm mang đoạt người hai mắt. TTT. Hiện trường không ngừng có hít hà một hơi thanh truyền ra. Cung Thiên Thu cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, mắt thấy hai tên thái hư thần tông thiên kiêu thế nhưng trong khoảnh khắc chết, nàng từ sâu trong nội tâm dâng lên mãnh liệt sợ hãi cảm. Cung giáo chủ, hiện tại không phải ngây người thời điểm, người ta liên thủ mới có phần thắng. Tam Thánh Tử truyền âm nói. Cung thiên thu gật gật đầu, làm ra đáp lại, thánh tử lời nói cực kỳ, kế tiếp ta chủ yếu phụ trách tiến công cánh tả. Hảo, tam thánh tử cùng cung thiên thu nhanh chóng làm ra ứng chiến kế hoạch. Thái hư kiếm quyết, tam thánh tử thúc giục tông môn thượng thừa kiếm quyết, liền thấy đồng thao cổ kiếm chợt nổi lên tầng tầng kiếm khí. Lại là nhanh chóng ở trên hư không trung ngưng kết thành gần như thực chất trường kiếm hình dạng, cuối cùng lại là ước chừng hiểu rõ trượng trường khoan. Đi, tam thánh tử huy động cánh tay, cực đại kiếm khí hóa thành cự kiếm trong khoảnh khắc hóa thành vô số thật nhỏ kiếm hình. Mỗi một thanh kiếm khí đoàn nhận ước chừng bình thường chủy thủ lớn nhỏ, từ bốn phương tám hướng đem Diệp Quân Lâm tầng tầng vây quanh, căn bản là chưa cho Diệp Quân Lâm tránh né không gian. Suy suy suy, Diệp Quân Lâm, đi tìm chết đi. Cùng lúc đó sau, cung thiên thu đồng dạng liên tục huy động cánh tay. Cuồng bạo năng lượng hóa thành tầng tầng lớp lớp trường ảnh, che trời lấp đất chiều Diệp Quân Lâm nơi phương vị ném tới. Không thể không nói hai người phối hợp đến thiên y vô phùng, khủng bố năng lượng uy áp làm còn lại mọi người không rét mà run. Văn Lôi Chu Nam Yên đám người lo lắng Diệp Quân Lâm bị thương, liền tính toán tiến lên hỗ trợ. Các ngươi ai đều không cần lại đây, này hai người ta chính mình đối phó. Diệp Quân Lâm ngữ khí quyết tuyệt, không có chút nào thương lượng đường sống. Mọi người ngừng thân hình, không ai lại hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên Diệp Quân Lâm tuyệt không phải cuồng vọng tự đại, đối mặt tam thánh tử cùng cung thiên thu liên thủ tiến công, những người khác mặc dù tiến lên hỗ trợ cũng ý nghĩa không lớn. Thậm chí còn khả năng bởi vì thực lực kém quá nhiều mà thân chịu trọng thương, do đó làm Diệp Quân Lâm phân thần. Như thế còn không bằng chính hắn ứng phó, ngược lại có thể không hề cố kỵ hoàn toàn thi triển quyền cước. Tới hảo, Diệp Quân Lâm chiến ý nghiêm nghị, nhanh chóng vận chuyển cơ sở công pháp, thân thể chung quanh biên xuất hiện tầng tầng mang theo kim sắc vầng sáng năng lượng vòng bảo hộ. len keng, leng keng leng keng khí nhận không ngừng va chạm ở năng lượng vòng bảo hộ phía trên lại là phát ra cực kỳ chói tai lưỡi mát vang lên tiếng động nhưng mà này giống như mưa rền gió giữ giống nhau khí nhận công kích chỉ là công phá nhất ngoại tầng năng lượng vòng bảo hộ năng lượng liền đã tiêu tán hầu như không còn mặc dù hơn nữa cung thiên thu trưởng phong công kích như cũng liền diệp quân lâm vạt áo cũng không chạm đến các ngươi cũng chỉ có điểm này năng lực sao diệp quân lâm hài hước thanh âm vang lên Thái hư thần tông tam thánh tử cũng bất quá như thế. Khinh bỉ, xích cua cua khinh bỉ, tam thánh tử cái chán gân xanh băng khởi, hàm răng cắn đến kéo kẹt chi vang lên. Mặc dù là ở thái hư thần tông bên trong, tam thánh tử đều bị chịu tôn kính, khi nào chịu quá như thế khuất nhục. Diệp quân lâm, người chớ có cản rỡ, bồn tỏa còn có tuyệt chiêu, người liền chờ chịu chết đi. Tam thánh tử lại lần nữa vận chuyển kiên quyết, đồng thao cổ kiếm rời tay mà ra cổ kiếm huyền phù ở trên hư không trung lại là nhanh chóng quay cuồng lên chung quanh linh khí không ngừng dũng mãnh vào cổ kiếm bên trong ong 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 theo thiên địa linh khí không ngừng dũng mãnh vào đồng thao cổ kiếm hơi hơi chấn động phát ra thấp minh tiếng động thế tục giới linh khí quả nhiên thiếu thốn căn bản vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tụ tập quá nhiều linh khí vì kiếm quyết sử dụng tam thánh tử có chút buồn bực chỉ phải thúc giục trong cơ thể chân khí rót vào cổ kiếm lấy này tới tăng lên cổ kiếm kiếm cương cường hãn trình độ cung thiên thu đồng dạng không nhàn rỗi thúc giục cực đoan cắn nuốt công pháp cả người đã bị nồng đậm màu đen năng lượng bao vây ngay sau đó hóa thành một thanh dài chừng mấy trượng màu đen khí nhận giống như lực lượng quá mức khủng bố chung quanh hư không đều phảng phất hơi hơi vặn vẹo suy suy màu đen khí nhận khủng bố ăn mòn tính hiển nhiên đựng kịch độc một ít tu vi so thấp giả đơn thuần bị độc khí đều huân đến đầu choáng váng não trướng sát theo tam thánh tử một tiếng hét to hai người lại lần nữa đồng thời khởi xướng tiến công. Liền thấy tam thánh tử phảng phất cùng đồng thao cổ kiếm hòa hợp nhất thể, đôi tay phủng kiếm giống như mũi tên rời dây cung, trực tiếp bắn về phía diệp quân lâm trái tim. Cung thiên thu còn lại là tay phủng màu đen năng lượng khí nhận, hung hăng bổ về phía diệp quân lâm cổ. Hai người tốc độ đều là kỳ mau, chớp mắt tức đến. Này còn miễn cưỡng giống điểm bộ dáng sao. Diệp quân lâm khóe miệng hơi hơi dơ lên, hắn có thể cảm giác được hai người đã đem lực lượng vận dụng tới rồi cực hạn này cơ bản chính là bọn họ mạnh nhất công kích diệp quân lâm chẳng những không có trốn tránh ngược lại hướng tới hai người công kích phóng đi tay không tiếp bổn tỏa khí nhận công kích diệp quân lâm người đây là ở tìm chết tam thánh tử giận không thể át hắn chẳng thể nghĩ tới diệp quân lâm thế nhưng như vậy cuồng vọng mặc dù là hắn sư phụ ở đối mặt như thế công kích dưới tình huống bảo hiểm khởi kiến đều sẽ tránh đi mũi nhọn đáng giận, Diệp Quân Lâm, người không khỏi quá xem thường người. Cung Thiên Thu đồng dạng nổi trận lôi đình, này cơ hồ là nàng mạnh nhất công kích, Diệp Quân Lâm thế nhưng chuẩn bị tay không ngạnh kháng. Nhưng mà tại hạ một khắc, hai người đều có chút há hốc mồm. Liền thấy Diệp Quân Lâm đôi tay bắn ra, thế nhưng thật sự ngạnh sinh sinh tiếp được bọn họ công kích. Này, sao có thể? Tam Thánh Tử cùng Cung Thiên Thu đều là cảm giác không thể tưởng tượng bởi vì vô luận bọn họ như thế nào tăng lớn công kích lực độ, như cũng không thể tồn tiến. Diệp quân lâm bàn tay chung quanh năng lượng vòng bảo hộ chậm rãi bị đâm thủng số tầng, nhưng vẫn là vô pháp chạm đến hắn làn ra. Tam phương liền như vậy ở giữa không chung cầm cự được. Cấp lão tử toái. Một lát sau, Diệp quân lâm quát lớn ra tiếng, cuồng bạo năng lượng phá thể mà ra, tự lòng bàn tay nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Răng rắc sát. Cung thiên thu màu đen năng lượng nhận mang dẫn đầu rách nát, mà nàng bản nhân cũng rốt cuộc vô pháp chống đỡ được năng lượng uy áp, bị xa xa động đất bay đi ra ngoài. Phụt, cấp tốc lui về phía sau trong quá trình, Cung Thiên Thu không có thể nhịn xuống phun ra một ngụm máu tươi. Tam thánh tử vẫn chưa cường nhiều ít, chỉ là so Cung Thiên Thu nhiều kiên trì một lát. Bên ngoài kiếm cương liền hoàn toàn bị Diệp Quân Lâm bộc phát ra tới lực lượng dập nát. Mà đồng thao cổ kiếm cũng rốt cuộc bất kham gánh nặng, trực tiếp vỡ thành số tiệt. Phanh tam thánh tử cũng bị đánh bay ra hơn 10 trượng xa, thật mạnh té ngã trên đất. Tay không bóp nát, một cổ lạnh thấu xương hàn ý từ cung thiên thu cùng tam thánh tử đỉnh đầu truyền đến gan bàn chân. Hai người trong mắt đều là lộ ra kinh hãi cùng sợ hãi chi sắc. Mặc dù là thuần thể tu, này cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố đi. Cung thiên thu gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Trộm nhìn về phía tam thánh tử, liền thấy người sau sắc mặt trắng bệch, thân thể đều ở run nhẹ nhẹ, khóe miệng máu tươi phá lệ trói mắt, hiển nhiên hắn cũng bị rất nghiêm trọng nội thương. Ta kiếm, tam thánh tử vô cùng đau đớn, đây chính là tông phái nội số lượng không nhiều lắm bảo nhận, thế nhưng tại thế tục giới bị người bóp nát. Chờ chờ lại thái hư thần tông nội, chính mình nên như thế nào cùng sư tôn công đạo? Từ từ, vấn đề này vẫn là chờ chân chính chạy ra sinh thiên lại suy xét đi. Mau bỏ đi. Cung thiên thu cùng tam thánh tử trong đầu đồng thời phát ra ra mãnh liệt chạy trốn ý niệm thiên thu giáo tử sĩ đoàn, yểm hộ bản giáo chủ lui lại. Lời còn chưa dứt, hàng trăm hắc y tử sĩ dũng mãnh không sợ chết vào tới. Tiết bằng triển cùng với mặt khác thái hư thần tông thiên kiêu cũng xông tới bảo vệ tam thánh tử. Sát, diệp quân lâm trợt phóng thích khí cơ, khủng bố năng lượng uy áp tràn ngập mở ra. Xông lên hộ chủ những người đó thân hình ở trong nháy mắt đều lược có trì trệ. Phanh phanh phanh, giữa sân không ngừng có huyết vụ tuôn ra, trong khoảnh khắc liền có mấy chục danh thiên thu giáo tử sĩ bị mất mạng. Nhưng mà những người này tinh thần đã sớm bị cung thiên thu hoàn toàn thao tác, tuy rằng đồng bạn chết thảm, nhưng bọn hắn như cũng không sợ chút nào, tiếp tục ùa lên. Đại bản doanh thành viên cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sôi nổi sung phong liều chết lại đây hỗ trợ. Tuy rằng thiên thu giáo tử sĩ thực lực cùng Diệp Quân Lâm kém cách xa, nhưng bọn hắn chiếm cứ số lượng thượng ưu thế, hơi chút chỉ trệ Diệp Quân Lâm tiến công, này cũng cấp cung thiên thu đám người sáng tạo chạy trốn cơ hội. Hưu đi, Diệp Quân Lâm vẫn luôn ở nhìn chằm chằm tam thánh tử cùng cung thiên thu. Nhanh chóng giải quyết xong trước mắt vài tên thiên thu giáo tử sĩ, Diệp Quân Lâm định bước ra tiến đến đuổi giết hai người. Nhưng mà đột nhiên lưỡng đạo thân ảnh ngăn ở phía trước. Muốn giết thánh tử, trước quá chúng ta này quan lại nói. Hai tên thái hư thần tông thiên kiêu ngang ngược ngăn trở, Bọn họ cố nhiên biết chính mình đều không phải là Diệp Quân Lâm đối thủ, nhưng là nếu giờ phút này Lâm Trận bỏ chạy, tương lai cũng sẽ bị Tam Thánh Tử thậm chí toàn bộ Thái Hư Thần Tông đuổi giết. Cho nên bọn họ căng ra đầu sông lên, hy vọng có thể lấy bị thương vì đại giới bám trụ Diệp Quân Lâm chẳng sợ một lát. Nếu các ngươi tìm chết, lão tử tuyệt đối thành toàn. Diệp Quân Lâm không có bất luận cái gì lưu thủ, trực tiếp tạp ra hai quyền. Hai vị Thái Hư Thần Tông Thiên Kiêu đem hết toàn lực tiến hành chống cự, nhưng mà trong khoảnh khắc đã bị quyền mang bao phủ, ngay sau đó hóa thành yên phấn. Nháy mắt hạ gục, Diệp Quân Lâm không có chút nào do dự, liền tính toán tiếp tục đuổi theo Cung Thiên Thu cùng Tam Thánh Tử. Nhưng mà chính là này một lát chi công, lại có vô số Thiên Thu giáo Hắc Y Tử sĩ xung phong liều chết đi lên. Cho dù Diệp Quân Lâm từng quyền nháy mắt hạ gục, nhưng cũng xác thật bị bám trụ thân hình, đặc biệt còn có nhiều hơn Thiên Thu giáo giáo chúng xung phong liều chết đại bản doanh thành viên. Bỏ mặc tiếp tục đuổi giết cố nhiên có cơ hội, nhưng đại bản doanh thành viên chỉ sợ cũng sẽ tử thương thảm trọng. Diệp quân lâm tự nhiên sẽ không mắt thấy loại tình huống này phát sinh, rơi vào đường cùng chỉ phải lưu thủ. Tận khả năng nhiều đánh chết thiên thu giáo giáo chúng, lấy này tới giảm bớt đại bản doanh những người khác áp lực. Có Diệp quân lâm cái này đỉnh cấp chiến lược gia nhập, toàn bộ chiến cuộc thiên bình liền trong mắt triều đại bản doanh một phương nghiêng. Huống hồ thiên thu giáo vừa rồi sở dĩ đánh đến rằng co, hoàn toàn là số lượng thượng chiếm ưu Diệp Quân Lâm gia nhập chiến đoàn, trực tiếp giết được này đó giáo chúng bị đánh cho tơi bời. Hơn nữa cung thiên thu lâm trận đào tẩu, càng làm cho thiên thu giáo giáo chúng rắn mất đầu, đánh mất chiến ý. Sát, đừng làm thiên thu giáo có cho tàn lại cháy cơ hội. Diệp Quân Lâm ra lệnh một tiếng, đại bản doanh thành viên và phụ thuộc thế lực toàn tuyến phản công. Thiên thu giáo liên tiếp bại lui thương vong thảm trọng. Một trận chiến này thiên thần tư cùng ninh tấn nghiệp xuất lĩnh 80 danh học viên tỏa sáng rực rỡ, giết được thiên thu giáo giáo chúng kêu cha gọi mẹ. Chỉ dùng không đến hai cái giờ, mọi người liền đem bốn phương tám hướng thiên thu giáo giáo chúng cùng với phụ thuộc thế lực sát lui mấy chục dặm. Diệp quân lâm xuất chúng đại hoạch toàn thắng. Mà tin tức này cũng thực mau truyền khắp thế giới các góc. Đặc biệt phía trước bị Diệp Quân Lâm trấn áp rất nhiều thế lực còn sót lại, đều nghĩ xem Diệp Quân Lâm một phương bị hủy diệt chê cười. Diệp quân lâm thực lực cũng quá cường, thế nhưng liền côn luân khư đại năng đều sát vũ mà về. Về sau cũng không thể trêu chọc Diệp quân lâm, nghe nói bốn gã côn luân khư cường giả đều bị Diệp quân lâm một quyền oanh sát, thực lực quả thực quá biến thái. Thiên thu giáo cái loại này các bậc thế lực đều lấy thảm bại xong việc, chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi đi. Rất nhiều thế lực sôi nổi tiềm tàng lên, sợ xem náo nhiệt đều sẽ chọc giận Diệp quân lâm, lấy này thu nhận họa sát thân bên kia diệp quân lâm bọn họ cũng không dừng lại tiếp tục thừa thắng xông lên đem thiên thu giáo dư nhiệt chém tận giết tuyệt bên kia thiên thu giáo tổng đàn cung thiên thu đám người chật vật chạy trốn trở về trong cơ thể khí huyết như cú kịch liệt cuồn cuộn audio điện tử võ tấn bền nếu không phải có linh đan diệu dược duy trì cung thiên thu nội thương chỉ sợ đã sớm một phát không thể vãn hồi thái hư thần tông còn lại là chỉ có huyền minh Tam thánh tử cùng với thiết bằng triển chạy thoát trở về. Còn lại bốn vị thái hư thần tông thiên kiêu, đều là vị yểm hộ mọi người lui lại mà bị mất mạng. Hỗn trướng, thế tục giới con khỉ, bổn tọa nhất định phải đem các người chém hết chu tuyệt. Tam thánh tử đã tới rồi tức muốn hộp máu trình độ. Đặc biệt nghĩ đến sư phụ truyền cho chính mình đồng thao cổ kiếm bị diệp quân lâm tay không bóp nát, tam thánh tử liền càng thêm buồn bực. Này nhưng như thế nào cùng sư phụ công đạo A? tam thánh tử phiền muộn đến cực điểm, trong ngực khí huyết lại lần nữa cuồn cuộn, khóe miệng lại có máu tươi tràn ra. Bận rộn lo lắng lại hướng trong miệng ném mấy viên đan dược, quay cuồng khí huyết lúc này mới có thể miễn cưỡng bình ổn. Huyền Minh cùng Tiết Bằng Triển cũng là héo đầu gục xuống não, hoàn toàn đã không có lúc trước kiêu ngạo ương ngạnh cùng khí thế rào rạt. Đặc biệt hồi tưởng khởi diệp quân lâm một quyền trùy bạo đồng bạn cảnh tượng, Tiết Bằng Triển liền lòng còn sợ hãi, thậm chí sau cuộc sống đều một trận lạnh cả người. Thiên Thu, người mau đi đem đồ vật thu thập một chút, chạy nhanh tùy ta rời đi nơi đây. Bằng vào thiên thu giáo những cái đó cái gọi là tử sĩ, căn bản ngăn không được Diệp Quân Lâm. Phỏng chừng bọn họ thực mau liền sẽ sát tới cửa tới. Tam thánh tử thúc sục, thuận tiện cũng đưa cho cung thiên thu mấy cái đan dược. Tuy rằng không có thể bắt lấy quân quân làm tu luyện mầm bồi dưỡng, nhưng cung thiên thu thiên phú cũng phi thường không tầm thường. Đặc biệt cung thiên thu bản thân chiến lực không tầm thường, đem nàng mang lên cũng có thể bị bất cứ tình huống nào rốt cuộc Diệp Quân Lâm tùy thời khả năng giết qua tới đến lúc đó có Cung Thiên Thu từ bên hiệp trợ thoát hiểm tỷ lệ cũng có thể đại đại tăng lên tuân mệnh Cung Thiên Thu lại lần nữa biểu hiện ra kính cẩn tư thái nàng phi thường rõ ràng hiện tại duy nhất trông chờ chính là Tam Thánh Tử chỉ có chặt chẽ ôm lấy Thái hư thần tông này đùi mới có thể bảo toàn tánh mạng lấy đổ sau báo Cung Thiên Thu nhanh chóng đem có giá trị gia sản thu thập thích đáng đồng thời lại chọn lựa mấy trăm danh tâm phúc tinh anh đi theo tam thánh tử thoát đi đương nhiên quan trọng nhất vẫn là thần kiếp cung thiên thu đem thần kiếp ngụy trang cực hảo bối ở sau người đây chính là hắn ở thái hư thần tông đứng vững gót chân lớn nhất cậy vào cốt đại sư làm ngươi chuẩn bị dược vật đều phối trí hảo sao trước khi đi cung thiên thu trầm giọng hỏi hết thầy chuẩn bị ổn thỏa cốt đại sư âm chắc chắc mà tiếp tục nói yên tâm đi giáo chủ nhất định có thể cho diệp quân lâm bọn họ một kinh nghỉ thực hảo, chúng ta triệt. Cung Thiên Thu vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó đi theo tam thánh tử đám người mã bất đình để rút lui tổng đàn. Trên thực tế Cung Thiên Thu đám người mới thoát đi không bao lâu, Diệp Quân Lâm bọn họ đã giết đến vạn thi hố bên ngoài. Lão đại, phía trước không thích hợp a. Chu Tước xoa xoa mồ hôi trên trán nhắc nhở nói. Diệp Quân Lâm theo Chu Tước ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy phía trước sương mù thật mạnh. Âm phong từng trận, lộ ra đến sương hàn ý, đặc biệt ở kia xương mù bên trong phảng phất có bóng người đông đưa. Mà những người đó ảnh động tác cực kỳ quỷ dị, xác thực tới nói hẳn là đặc biệt cứng đờ, thật giống như từng cái giật dây rối gỗ giống nhau. Bọn họ cuối cùng còn phát ra cực kỳ quái dị kêu rên, cực kỳ giống phim kinh dị trung lệ quỷ thét chói tai. Nghe nói vạn thi hố âm khí 10 phần, cung thiên thu hậu kỳ lại tại đây các loại tàn sát đối địch thế lực, lấy này tới gia tăng nơi đây âm khí. Thanh Long trầm giọng nói, hơn nữa cốt đại sư am hiểu các loại tà thuật, những cái đó hẳn là chính là bọn họ dùng đặc thù phương pháp khống chế thi thể. Giết qua đi, Diệp quân lâm lạnh lùng nói. Nếu đã đến chỗ này, tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Diệp quân lâm nhưng không nghĩ lưu có hậu hoạn, nếu không đại bản doanh sớm hay muộn sẽ lại bị thiên thu giáo dư nghiệt quấy dày. Đại bản doanh cùng với phụ thuộc thế lực thành viên gào thét mà ra, cùng những cái đó bị đặc thù dược vật khống chế thi thể chiến ở một chỗ, nhưng là bởi vì thi thể thật sự quá nhiều, thả chúng nó không biết mỏi mệt không hề cảm giác đau, bởi vậy Diệp Quân Lâm một phương công kích cũng không thuận lợi. Đều cho ta tránh ra. Diệp Quân Lâm quát lớn ra tiếng. Mọi người sôi nổi rút khỏi chiến đấu, cấp Diệp Quân Lâm nhường ra một con đường lộ. Những cái đó bị dược vật khống chế thi thể, còn lại là không sợ gì cả tiếp tục khởi sướng sung phong. Cấp lão tử lăn. Diệp Quân Lâm vận chuyển cơ sở công pháp, thân thể chung quanh kim sắc vầng sáng hiện lên, cả người giống như thần minh dáng thế. Ngay sau đó nhắm ngay vô số tử thi oanh ra một quyền. Này một quyền thiên địa biến sắc, ngay cả động lại mấy năm âm phong ám vân đều bị quát tán. Cuồng bạo năng lượng giống như cơn lốc quá cảnh, muốn đem phía trước hết thảy càn quét sạch sẽ. Răng rắc sát, vô số tử thi bị thổi quét mở ra, nháy mắt hóa thành yên phấn. Lại đến, đều cấp lão tử đi tìm chết. Diệp quân lâm liên tục tạp ra số quyền, lại là liền vạn thi hố trên không mây trắng đều tán loạn vô tung, ánh mặt trời cũng rốt cuộc sái biến đại địa. Lại xem chung quanh có thể di động thi thể toàn bộ bị quét sạch, hóa thành yên phấn theo gió phiêu tán. Trước mắt một tòa đồ sộ đại điện cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên thu giáo, bút thể yêu dị ba cái chữ to ở đại điện chính giữa bảng hiệu thượng xuất hiện. Chính là nơi này, đại gia tùy ta lục soát Diệp quân lâm trầm giọng nói. Mọi người nối đuôi nhau mà nhập, thực mau mọi người liền phát hiện thiên thu giáo tổng đàn đã người đi nhà trống Chạy thoát, Diệp quân lâm cao mày, hắn thật đúng là không nghĩ tới cung thiên thu đám người tốc độ sẽ nhanh như vậy. Bận rộn lo lắng phóng thích lực lượng nhanh chóng hướng chung quanh cha xét, không bao lâu, Diệp quân lâm liền phát hiện một ít khả nghi hơi thở. Tìm được các ngươi, Diệp quân lâm vui mừng khôn xiết, lập tức mệnh lệnh văn lôi đám người tùy hắn đuổi theo, rốt cuộc những người khác cước trình hữu hạn. Văn lôi, Chu Nam Yên đám người đi theo Diệp Quân Lâm một đường chạy như điên, thực mau liền thấy được mười mấy tên Thiên Thu giáo tinh anh. Diệp Quân Lâm có thể rõ ràng cảm giác được những người này thực lực vượt qua Hắc Y Tử Sĩ không ít. Là Diệp Quân Lâm bọn họ đuổi tới. Cho bọn hắn liều mạng, giúp giáo chủ kéo dài thời gian. Thiên Thu giáo vạn tuế. Mấy chục người dừng lại bước chân, trực tiếp ngăn lại đường đi. Trên thực tế Diệp Quân Lâm đã nghe đến mấy cái này người nói chuyện nội dung nói ra công thiên thu hướng đi ta có thể lưu các ngươi một mạng. Diệp quân lâm ngữ khí lạnh lẽo mà nói. Diệp quân lâm, ngươi mơ tưởng từ chúng ta trong miệng biết được giáo chủ rơi xuống. Thiên thu giáo thiên thu vạn đại vĩnh viễn lưu truyền. mười mấy tên thiên thu giáo tuyệt đối tâm phúc trăm miệng một lời mà kêu. Diệp quân lâm lạnh lùng nói, giết đi, ta tiếp tục truy tung. lời còn chưa dứt, phan lôi đám người liền ra tay, mà Diệp quân lâm tiếp tục theo hơi thở cảm ứng truy tung mà đi sau lại diệp quân lâm lại lục tục phát hiện mặt khác thiên thu giáo tinh anh nhưng những người này đều không ngoại lệ đều là tiến hành tử chiến diệp quân lâm cũng liền không lại mở miệng chiêu hàng trực tiếp sát ra một cái đường máu xem ra những người này là bởi vì cước trình quá chậm mà bị vứt bỏ diệp quân lâm làm ra phán đoán vẫn luôn truy tung ra hơn trăm dặm trước mắt là một mảnh hoang mạc phóng nhãn nhìn lại tính mịch một mảnh lại lần nữa phóng thích lực lượng thảm thức tìm tòi vẫn chưa phát hiện cung thiên thu đám người hơi thở trên mặt đất cũng đã sớm đã không có dấu chân, cuồng phong thổi qua, cát vàng nổi lên bốn phía, phảng phất muốn đem nơi này hết thảy vật thật phủ đầy bụi với dưới nền đất. Lại về phía trước truy một chút nhìn xem tình huống đi. Diệp quân lâm lại hướng hoang mạc chỗ sâu trong truy tìm mấy chục dặm, như cũng không có chút nào cung thiên thu đám người tung tích. Xem ra bọn họ vô cùng có khả năng đã trốn vào côn luân khư. Diệp quân lâm khe khẽ thở dài. Đây cũng là cho tới nay Diệp quân lâm nhất xem nhẹ một chút, đó chính là căn bản không thể nào biết được tiến vào côn luân khư cụ thể lộ tuyến. Lúc trước vô luận thiên tư cùng trời cao phái, cũng hoặc là huyền minh cùng thái hư thần tông, đều cùng bên ta kết mối thủ không chết không thôi, bọn họ càng thêm không có khả năng báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Xem ra kia mấy cái thái hư thần tông thiên kiêu vẫn là giết được quá nóng này. Diệp quân lâm trong lòng có chút hối hận, lúc trước nếu bắt sống kia mấy người, nói không chừng là có thể ép hỏi ra tiến vào côn luân khư lộ tuyến như thế cũng không đến mức giống như bây giờ mù quáng truy tung. Cung Thiên Thu, Tam Thánh Tử còn có huyền minh cùng độc cô tiêu, lão tử liền tính đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ không buông tha các ngươi. Diệp quân lâm tự mình lầm bẩm Trên người sát khí tràn ngập mở ra, lấy hắn vì trung tâm hình thành khủng bố năng lượng xoáy nước, đồng thời cũng cuốn lên đầy trời cát vàng. Lúc trước thiên tư cùng huyền minh đều có thể tìm được trong truyền thuyết thiên môn, như vậy chính mình tất nhiên cũng có thể tìm được. Hiện giờ xem ra việc làm Côn Luân Khư nhập khẩu, hẳn là chính là che giấu lên cùng loại với năng lượng chi môn đồ vật. Mà này đạo môn chính là cách trở thiên địa linh khí bùng nổ năng lượng vách tường, bên trong cánh cửa đó là Côn Luân Khư, ngoài cửa tác thuộc về thế tục giới. Liền ở Diệp Quân Lâm suy tư khoảnh khắc, phân lôi đám người cũng đuổi đi lên. Diệp Quân Lâm phía trước truy tung khi một đường lưu có ký hiệu. Hơn nữa hoang mạc bên trong, chỉ có Diệp Quân Lâm một người phóng thích cường hãn hơi thở văn lôi đám người thực mau liền tỏa định hắn vị trí. Diệp đạo sư, bọn họ đào tẩu sao? Ninh tấn nghiệp trầm giọng hỏi. Diệp quân lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy, bọn họ rốt cuộc có tam thánh tử dẫn đường, chỉ sợ đã trốn vào côn luân khư. Ca, tam thánh tử lần này bị người đánh thành trọng thương, nghe nói hắn sư phụ là thái hư thần tông phó tông chủ, kế tiếp rất có thể lại đến trả thù. Chu Nam Yên đầy mặt nghiêm túc mà nhắc nhở nói những người khác đối với cái này suy đoán cũng sôi nổi tỏ vẻ tán đồng tứ đại thiên kiêu mệnh vẫn đương trường tam thánh tử cùng huyền minh đám người sát vũ mà về thái hư thần tông vô luận về công về tư đều sẽ không dễ dàng buông tha diệp quân lâm này phân thù hận khẳng định là kết hạ bọn họ chỉ sợ không dùng được bao lâu liền sẽ lại đây tìm phiền toái tuy rằng cũng coi như là tiếp xúc quá hai đại tông phái thiên kiêu nhưng là côn luân khư thủy đến tột cùng có bao nhiêu sâu chúng ta vẫn là không đế đặc biệt cái này Thái Hư Thần Tông Tam Thánh Tử cố nhiên không phải quân Lâm đối thủ nhưng phó tông chủ thậm chí tông chủ lại có bao nhiêu cường cũng vô pháp biết được địch ở trong tối ta ở ngoài sáng thực sự có điểm khó lòng phòng bị a à. văn lôi đám người lần lượt nói không lâu trước đây thắng lợi vui sướng vào giờ phút này toàn biến mất không thấy thay thế còn lại là ngưng trọng Thái Hư Thần Tông ở Côn Luân khư thế lực nhân mạch không thể đo lường một khi bọn họ tập kết đông đảo cường giả lại đây trả thù kết cục như cũng không thể phỏng trưng. Mặc dù Diệp Quân Lâm sức chiến đấu lại cường, chỉ cần nhiều vài tên tam thánh từ cái loại này cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng có thể bám trụ hắn. Mà những người khác có không chịu đựng cường địch công kích, vậy muốn đánh thượng một cái đại đại dấu chấm hỏi. Vô luận thấy thế nào, tình huống đều không dung lạc quan. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, nói, các người nói được không sai, cho nên việc cấp bách vẫn là tăng lên tự thân thực lực. Một phương diện vì phòng ngự, về phương diện khác cũng vì tương lai báo thù làm chuẩn bị. Tuy rằng thái hư thần tông sâu cạn còn chưa hoàn toàn tra xét rõ ràng, nhưng may mắn chính là thượng đế chi não lại phát hiện thần mạch cùng thánh mạch. Tam thánh tử đã từng thả ra hào ngôn, nói thần mạch cùng thánh mạch chỉ tồn tại với côn luân khư trong vòng. Nhưng mà trên thực tế thế tục giới cũng có thần mạch cùng thánh mạch, chẳng qua che giấu sâu đậm, lại bị người hoặc là thế lực cấp cố tình phong ấn ở. Nhưng hiện tại hết thảy đều không thành vấn đề, thượng đế chi não nghiên cứu phát minh ra kiểu mới dò xét khí, tìm được càng nhiều thần mạch thánh mạch chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hơn nữa Diệp Quân Lâm âm thầm quyết định, ở kế tiếp trong khoảng thời gian này, làm càng bao lớn bổn doanh tư chất hảo thành viên tiến đến siêu cấp linh mạch tu luyện. Hiện giờ đã không có gì hào cất giấu, mau chóng chế tạo ra một chi sức chiến đấu cường hãn tinh nhuệ bộ đội mới là trọng trung chi trọng. Đồng thời tăng lớn truyền thụ quân quân tự nghĩ ra công pháp lực độ, như thế liền có thể càng tốt lợi dụng siêu cấp linh mạch chi lực đặc biệt trải qua lần này chiến đấu đại bản doanh bên trong tuyệt đối tâm phúc cũng đều rõ ràng đến nỗi cá biệt tâm trí dao động người tác không ủy lấy trọng trách là được còn phải làm thượng đế chi não chế tạo ra càng nhiều chiến y cùng kiểu mới vũ khí mới được một niệm đến tận đây diệp quân lâm trực tiếp liên hệ thượng đế chi não hắn phải thân thủ chế tạo một chi tuyệt đối tinh nhuệ tới ứng đối các loại khả năng tam thánh tử cung thiên thu đám người một đường chạy như điên đi theo tại bên người cũng chỉ có vài tên thiên thu giáo tâm phúc đệ tử. Này mấy người thiên phú cực cao, đồng thời lại tu luyện cực đoan cắn nuốt công pháp, lúc này mới miễn cưỡng cùng trụ tam thánh tử bọn họ bước chân. Từ đi vào hoang mạc phạm vi, cung thiên thu liền ý đổ đi nhớ tiến vào côn luân khư lộ tuyến. Nhưng là thực mau cung thiên thu từ bỏ loại này ý niệm, bởi vì nàng phát hiện cái gọi là thiên môn giấu ở một tòa cổ trận trong vòng. Này tòa cổ trận hoa quang lưu chuyển, để lộ ra dẫn người say mê thần vận, muốn chạm đến này tòa trận pháp yêu cầu cường hãn lực lượng tiếp dẫn. Chỉ có bản thân có được lực lượng đạt tới nhất định ngạch cửa, mới có khả năng kích phát trận pháp tiến vào trong đó. Người bình thường chờ mặc dù ngẫu nhiên phát hiện cổ trận, cũng chỉ có thể xa xem mà không thể tiếp cận. Tam Thánh Tử trầm giọng giải thích nói. Cung Thiên Thu đem này đó yên lặng ghi tạc trong lòng, biên đi trước biên nghe Tam Thánh Tử tiếp tục thuyết minh tình huống. Nhìn đến cổ trận bên trong những cái đó không gian trong vòng hôn mê người sao bọn họ đều là tại thế tục giới có được cường hãn thực lực cường giả, tìm kiếm đến thiên môn chạm đến trận pháp lại không biết lộ tuyến, cuối cùng bị nhốt trong trận. Côn Luân Khư sẽ có tiếp dẫn giả đúng giờ tiến đến điều tra, đem những người này mang nhập Côn Luân Khư nội. Cung Thiên Thu nghe vậy quay đầu nhìn về phía bên cạnh Huyền Minh. Huyền Minh tựa hồ nhìn ra Cung Thiên Thu trong lòng nghi hoặc, nói thẳng nói, không sai, lúc trước ta cùng Thiên Tư đều bị vây ở cổ trận bên trong, sau lại bị Côn Luân Khư tiếp dẫn giả mang nhập trong đó, kế tiếp chúng ta các có cảnh ngộ, gia nhập bất đồng tông phái. Cung Thiên Thu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách có rất nhiều tuyệt thế cường giả đều mặc danh mất tích. Kế tiếp lộ tuyến nếu không có Côn Luân Khư bên trong nhân viên dẫn dắt, căn bản là không có biện pháp tiến vào. Tam Thánh tử lại khôi phục phía trước cái loại này cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Quả nhiên kế tiếp khúc chiết tới cực điểm lộ tuyến càng làm cho Cung Thiên Thu đều cảm giác hoa cả mắt bằng vào ký ức căn bản vô pháp đạt tới ký lục xác thực lộ tuyến hiệu quả. Hơn nữa càng đi bên trong đi, trong thiên địa linh khí liền càng nồng đậm, nếu không phải thời cơ lỗi thời, cung thiên thu đều tưởng điên cuồng cắn nuốt. Đoàn người lại đi trước hai ba cái canh giờ, phía trước con đường chợt trở nên trống trải vô cùng. Đi trước không lâu, tầm mắt rộng mở thông suốt, phóng nhãn nhìn lại thượng một mảnh bình nguyên, ở xa ẩn ẩn có phục cổ cung điện tháp lâu. Đây là Côn Luân Khư A. Cung Thiên thu cảm xúc minh mông, kích động đến không lời nào có thể diễn tả được. Tam Thánh Tử cười nhạo một tiếng, nói: "Này bất quá là vừa tiến vào côn luân khư mà thôi, nói đến cùng cũng chỉ là mảnh đất giáp xanh, không tính là chân chính côn luân khư." Cung Thiên thu phá lệ chấn động, nguyên lai lúc này mới chỉ là mảnh đất giáp xanh. Mọi người tiếp tục hướng trong đi, lại qua mấy cái canh giờ, Cung Thiên thu mới hiểu được Tam Thánh Tử phía trước câu nói kia chân chính hàm nghĩa. Theo thâm nhập côn luân khư sơn xuyên thác nước cùng với cổ xưa cung điện mới dần dần nhiều lên. Liền thấy vậy mà thác nước giống như ngân hà tự cửu thiên chút xuống mà xuống, nơi xa núi non càng là mây mù lượn lờ, thậm chí tản ra kỳ dị vầng sáng, giống như tiên cảnh. Đặc biệt một ít nguy nga thật lớn cung điện chung quanh, càng là kim bích huy hoàng linh khí phi phàm, chung quanh làm như tiên hạc vần quanh, làm người không kịp nhìn. Đương nhiên để cho công thiên thu chấn động không gì hơn linh khí sung túc trình độ, hoàn toàn có thể cùng linh khí như mưa xuống tới hình dung này đó linh mạch cũng chưa người muốn sao. Cung Thiên Thu chỉ chỉ ẩn chứa tinh thuần linh khí một cái linh mạch hỏi. Nhìn đến Cung Thiên Thu loại này chưa hiểu việc đời bộ dáng, tam thánh tử cảm giác về sự yêu việt mười phần. Loại này cấp bậc linh mạch ở Côn Luân khư nơi nơi đều là, mặc dù là tiểu tông phái đều không muốn tại đây kiến tông lập phái. Tam thánh tử cười nhạo nói. Cung Thiên Thu vô cùng chấn động, trước mắt này linh mạch tuy rằng so ra kém hai đại dị tộc siêu cấp linh mạch, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Thế nhưng bị Côn Luân Khư người trong bỏ nếu giải rách. Không cần cảm thấy khiếp sợ, ở Côn Luân Khư nội liền tính là thần mạch thánh mạch đều rất nhiều. Tỷ như chúng ta Thái Hư Thần Tông đó là thành lập ở mấy điều thần mạch cùng với ba điều thánh mạch phía trên. Đến nỗi mặt khác loại nhỏ linh mạch nhiều không kể xiết. Tam Thánh Tử cười ngâm ngâm mà nói, Cung Thiên Thu cảm khái nói, không hổ là Thái Hư Thần Tông, tu luyện tài nguyên thực sự quá phong phú. Biết được ở như vậy tin tức Càng thêm kiên định cung Thiên Thu muốn ở Côn Luân khư phát triển lên quyết tâm. Thánh tử, chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể đến Thái Hư Thần Tông? Độc Cô Tiêu đầy mặt kích động hỏi. Hắn tu luyện chính là nhược hóa bản cực đoan cắn nuốt công pháp, một đường đi tới liền không khống chế được bắt đầu cắn nuốt quanh thân linh khí. Tiến lên gian Độc Cô Tiêu liền cảm giác thực lực của chính mình lại có tăng lên, cho nên hắn không thể nghi ngờ cũng là phi thường kích động. Tam thánh tử trầm giọng nói, còn có nửa ngày lộ trình là có thể tới rồi. Tiến vào côn luân khư sau, tam thánh tử cũng rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng lại, Diệp quân lâm liền tính lại cường cũng sẽ không đuổi tới nơi đây. Mặc dù hắn đã tới kích phát thiên môn trận pháp thực lực, nhưng nếu muốn tìm tìm được xác thực địa điểm, khẳng định sẽ hao phí cực dài thời gian. Lui một vạn bước giảng, mặc dù hắn phi thường thuận lợi tiến vào đến côn luân khư, lại có thể ở chỗ này phiên khởi cái gì lãng. Trên đường không nói chuyện, mọi người rốt cuộc ở tới gần buổi trưa chạy tới Thái Hư Thần Tông. Tông môn kiến với mấy chục tòa xanh ngắt ngọn núi phía trên, phục cổ cung điện san sát, sườn núi gian mây mù lượn lờ. Tông phái quanh mình còn muốn trận pháp năng lượng dư ba lặp lại lưu truyền. Ánh mặt trời chiếu hạ, kia trận pháp năng lượng bầy biện ra nhàn nhạt quỷ dị quang mang. Gần như là mắt thường có thể thấy được linh khí ở trận pháp trong vòng qua lại kích động phiêu đáng. Dãy núi chỗ, các loại tại thế tục giới hiếm thấy hoặc là không thấy quá điều thú xuyên qua trong đó. Nơi xa phảng phất có nhẹ nhẹ huyền tiếng nhạc truyền đến, đơn giản nghe sau phát hiện cả người tâm thần đều vì này phấn chân kích động. Này xa xưa huyền nhạc chi âm phảng phất có kích thích tinh thần chi công hiệu, nỗi lòng đều đi theo sao động lên, ở vào nhiệt huyết sôi trào trạng thái. Ở một ít trong rừng gác mái bên trên đất trống, ẩn ẩn có thể nhìn đến không ít người ảnh khoanh chân đả tỏa hô hấp phun nạp, ngẫu nhiên trần trọc xê dịch lăng không phi hành hình thành một bức cực đại tiên cảnh hình ảnh. Những người này đều hảo cường a. À. Cung Thiên Thu trong lòng cảm khái, những cái đó phun nạp người lại là có vài cái có thể so với Tam Thánh tử tồn tại. Đặc biệt lại nhìn không thấy vị trí, Cung Thiên Thu cũng có thể nhận thấy được nhẹ nhẹ mịt mờ hơi thở, cái loại này uy áp muốn viễn siêu Tam Thánh tử. Không hổ là Thái Hư thần tông, quả thực chính là cao thủ nhiều như mây a. À. Cung Thiên Thu kích động vạn phần, càng thêm kiên định ôm hảo này đùi quyết tâm này đó là thái hư thần tông các ngươi trước tùy bổn tỏa phản hồi chỗ ở tam thánh tử ngạo nghễ nói nhiễm nhiên muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà bộ dáng mọi người đi theo tam thánh tử đi tới trong đó một tòa loại nhỏ ngọn núi đỉnh trước mắt là một tòa ba tầng phục cổ gác mái phòng chống rất nhiều trừ bỏ đỉnh tầng các ngươi có thể tự hành hoạt động nhanh lên đem trên người thương điều trị hảo tìm cái thích hợp cơ hội ta liền đem người dẫn tiến cấp mặt khác thánh tử cùng sư phụ cuối cùng những lời này hiển nhiên là cùng cung thiên thu nói. Cung thiên thu cung thanh nói, tuân mệnh. Nghĩ đến tam thánh tử sư phụ là thái hư thần tông phó tông chủ, cung thiên thu liền càng thêm mong đợi. Này tòa gác mái chỉ là tam thánh tử một người sở hữu, vì vậy phòng chống xác thật rất nhiều. Mọi người sôi nổi tìm gian phòng chống liền bắt đầu điều tức, bọn họ bị diệp quân lâm cùng với cấp dưới gây thương tích, hơn nữa một đường đào vong, xác thật nhu cầu cấp bách điều trị tam thánh tử còn lại là một mình đi vào gác mái đỉnh tầng, vừa rồi ngạo nghễ cảm xúc không còn sót lại chút gì. Diệp quân lâm, người cấp bổn tỏa chờ, này thù bổn tỏa muốn cho người gấp 10 lần gấp trăm lần hoàn lại. Tam thánh tử giận không thể át, hắn tạm thời còn không dám kinh động sư phụ. Rốt cuộc bị một cái thế tục giới con khỉ đả thương, thậm chí đem sư truyền bảo kiếm đều bị bẻ gãy, này quả thực là vô cùng nhục nhã. Tạm thời tu sinh dưỡng tức, đến nỗi như thế nào báo thù còn cần bàn bạc kỹ hơn tam thánh tử chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu vận công chữa thương. So với tam thánh tử cảm thấy thẹn buồn bực, cung thiên thu giờ phút này tâm thái hoàn toàn bất đồng. Nàng càng nhiều vẫn là cảm khái cùng tiếc nuối. Rõ ràng phía trước hết thảy đều ở trong khống chế, lại không ngờ trong bất chi bất giác trở thành diệp quân lâm quân cờ. Đặc biệt là cung thiên thu nhất đắc ý tiêu phong kia một vòng, như cũng bị diệp quân lâm tương kế tự kế, thậm chí liền chính mình đều suýt nữa bị mất mạng. Diệp Quân Lâm đến tột cùng như thế nào tăng lên? Cung Thiên Thu nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng đã từng ở Tiêu Phong nơi đó được đến xác thực tin tức, Diệp Quân Lâm tu luyện chính là cơ sở công pháp. Cũng đúng là bởi vì loại này cơ sở công pháp thấy hiệu quả đặc biệt chậm, Tiêu Phong, Chu Tước bọn người là lựa chọn tu luyện quân quân tự nghĩ ra công pháp. Sớm biết rằng khiến cho Tiêu Phong đem Diệp Quân Lâm cơ sở công pháp hỏi ra tới. Cung Thiên Thu đặc biệt hối hận nếu có thể thâm nhập nghiên cứu một chút diệp quân lâm cơ sở công pháp, nói không chừng liền sẽ làm rõ ràng đến tột cùng sao lại thế này. rốt cuộc phân lôi, chu nam yên bọn người là tu luyện cơ sở công pháp, bọn họ đồng dạng lần này trong chiến đấu hiện ra cường đại chiến lực, hay là diệp quân lâm bọn họ âm thầm tu luyện quân quân cắn nuốt công pháp. cung thiên thu trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy ý niệm, rốt cuộc nàng chính mình chính là được lợi với cực đoan cắn nuốt công pháp. Nếu không trong thời gian ngắn muốn đạt thành như vậy cảnh giới chính là người si nói mộng. Diệp Quân Lâm là thuần thể tu, căn cốt cường độ cùng với thừa nhận năng lực tự nhiên muốn viễn siêu bình thường tu sĩ. Mà cực đoan cắn nuốt công pháp lớn nhất tệ đoan chính là có cắn nuốt hạn mức cao nhất, nếu không chính mình cũng liền dùng không đi thiên sư phủ lợi dụng thiên lôi tôi thể tăng lên hạn mức cao nhất. Nhưng cái này tệ đoan đối với thuần thể tu ảnh hưởng lại là cực kỳ bé nhỏ, chỉ sợ sự thật chính là như vậy. Cung Thiên Thu càng nghĩ càng cảm thấy khả năng tính cực đại, như thế bọn họ chẳng phải là cũng gặp phải cắn nuốt hạn mức cao nhất khó khăn. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là không có đủ nhiều siêu cấp linh mạch cung bọn họ cắn nuốt. Trái lại chính mình ở phương diện này liền ưu thế 10 phần, rốt cuộc côn luân khư nội bị bỏ qua như giải rách linh mạch nhiều không kể xiết. Như thế chỉ cần âm thầm tiến đến cắn nuốt linh mạch chi lực, nàng cung thiên thu thực lực liền sẽ lại lần nữa bạo tăng. Diệp quân lâm, diệt giáo chi thù không đội trời chung, Bản giáo chủ muốn cho ngươi gấp 10 lần gấp trăm lần hoàn lại Cung thiên thu hung tợn mà nói Mỗi khi nghĩ đến chính mình thân thủ sáng lập thiên thu giáo hôi phi yên diệt Cung thiên thu liền cảm giác vô cùng đau đớn Nếu không phải diệp quân lâm từ giữa phá rối Chính mình đã sớm tại thế tục giới xưng vương xưng bá Thiên thu giáo cũng sẽ xưng là từ trước tới nay mạnh nhất giáo phái Chính mình cũng đem xưng là nhất có thống trị lực nữ giáo chủ Vang danh thanh sử nhưng mà này hết thảy đều bởi vì Diệp Quân Lâm xuất hiện hoàn toàn tan biến. Hận, cung thiên thu hận không thể đem Diệp Quân Lâm thiên đao vạn quả. Phía trước giao thủ khi, Diệp Quân Lâm thoạt nhìn vẫn chưa phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Nhưng mà dù vậy, ta cùng tam thánh tử đều bị đánh đến không hề có sức phản kháng. Nếu Diệp Quân Lâm thật vừa khéo tìm được thiên môn, do đó tiến vào côn luân khư, ta tình cảnh chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm. Một niệm đến tận đây, cung thiên thu lại bắt đầu thấp thỏm lên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than như mũi nhọn bối. Nàng quá hiểu biết Diệp Quân Lâm, về sau giả phong cách hành sự, khẳng định sẽ sát tiến côn luân khư. Diệp Quân Lâm chính là có thủ oán tất báo điển hình. Nhưng là lời nói lại nói trở về, ở kiến thức quá thái hư thần tông cường đại sau, cung thiên thu lại không phải như vậy sợ hãi. Nếu thái hư thần tông cao tầng ra tay, Diệp Quân Lâm mặc dù sát tới cửa tới cũng vô dụng nhưng mà duy nhất lo lắng không gì hơn côn luân khư có chịu hay không bởi vì chính mình mà cùng diệp quân lâm là địch suốt cuộc diệp quân lâm chẳng những bản nhân thực lực không dung khinh thường bên người càng là có so sánh tông nội thiên kiêu cấp dưới nói đến cùng vẫn là ta ở thái hư thần tông địa vị quá thấp a cung thiên thu ánh mắt dần dần trở nên sắc bén lên kế tiếp muốn suy xét chính là như thế nào ở thái hư thần tông nội dừng chân không ngừng mà hướng trung tâm cao tầng bò nhưng là này đó đều không thể một lần là xong, cần thiết chờ đến thích hợp thời cơ mới có thể đạt tới mục đích. Đến nỗi tam thánh tử trạng thái, cung thiên thu cũng có điều phát hiện, vẫn chưa trực tiếp đi tông môn cầu viện đơn giản cảm thấy bại cấp diệp quân lâm là thiên đại sỉ nhục. Thậm chí có khả năng lo lắng vị kia phó tông chủ sư phụ gian dậy, rốt cuộc tam thánh tử tự mình vào đời thế nhưng sát vũ mà về, quả thực có nhục thái hư thần tông uy danh. Vẫn là đến trước đem thần kiếp tàng hảo, hiện tại còn không phải dâng lên vật ấy thời cơ tốt nhất cung thiên thu đem thần kiếp dùng lực lượng phong bế giấu đi. Nàng thật đúng là lo lắng tùy tiện dâng lên thần kiếp, sẽ bị tam thánh tử cướp lấy công lao, nói vậy lại tưởng bình bộ thanh vân liền không có bất luận cái gì khả năng. Diệp quân lâm, người chờ bản giáo chủ bò đến thái hư thần tông đỉnh, chính là mạng người tang hoàng tuyền ngày. Cung thiên thu hung tợn mà nói. Bên kia, diệp quân lâm truy tung cung thiên thu, tam thánh tử đám người lấy thất bại chấm dứt, chỉ phải tạm thời dẫn người trở về đại bản doanh. Giờ phút này đại bản doanh kế tiếp công tác đã tiếp cận kết thúc, nhân viên thương vong cũng đã thống kê xong. Diệp quân lâm kết quả thống kê danh sách phát hiện đại bản doanh tinh anh thành viên tử vong tiếp cận 1 phần 3, còn lại người toàn bị bất đồng trình độ thương. Lấy thiên sách thần soái cùng thiên sách hiếu soái cầm đầu thiên thần tư bỏ mình tiếp cận 2 phần 5, còn lại đều có bị thương. Không có tử vong trạng huống đương thuộc ninh tấn nghiệp xuất lĩnh 80 danh tinh anh học viên, trọng thương 10 người, vết thương nhẹ 50 người. Mặc dù này trọng thương nhân viên, cũng là ở ngăn trở cung thiên thu cùng tam thánh tử trong chiến đấu thiệt hại. Đương nhiên này phê học viên thực lực đại biên độ tăng lên là một phương diện, về phương diện khác còn lại là bởi vì thân xuyên chiến y, tay cầm kiểu mới vũ khí. Này liền làm Diệp Quân Lâm càng thêm ý thức được chiến y vũ khí tầm quan trọng, loại này công nghệ cao sản phẩm ở thành viên trung tâm trung hẳn là tận khả năng phổ cập đi xuống. Cũng may chuyện này thượng đế chi não đã ở làm. Lão đại, thiên thu giáo bên kia tử sĩ bị tiêu diệt hầu như không còn, tinh anh tử vong vượt qua 8 phần. Đến nỗi những cái đó tinh anh giáo chúng tử vong vượt qua 3 phần 5, còn thừa một ít bình thường giáo chúng cũng quân lính tan giã. Đúng rồi, chúng ta còn ở thiên thu giáo tổng đàn ngầm nhà tù trung tìm được rồi hứa tỉnh nhã, ngự phong thiên tư đám người, bọn họ đều bị tra tấn đến không ra hình người. Chu Tước trầm giọng hội báo nói. Diệp quân lâm hơi hơi kinh ngạc hỏi, cung thiên thu thế nhưng không có giết bọn họ. Ân, Chu Tước gật gật đầu, nói, theo hứa tình nhã theo như lời, cung thiên thu lưu các nàng tánh mạng, chính là vì chứng kiến nàng quật khởi. Thật là một cái biến thái ác thú vị. Diệp quân lâm trầm giọng nói. Nhưng là lời nói lại nói trở về, hứa tình nhã đám người giữ được tánh mạng đối với Diệp quân lâm tới nói cũng là cái không tồi tin tức. Lúc trước chấn ma tư nhầm vào chính mình, chỉ có hứa tình nhã các nàng một mạch nguyện ý kết thiện duyên, cũng coi như là nửa cái bằng hữu đi kế tiếp trừ bỏ chỉnh đốn nhân mã, ta còn sẽ lục tục an bài đại gia đi linh mạch tu luyện tăng lên. Kế tiếp Diệp Quân Lâm liền đem chính mình muốn mang đại gia đi siêu cấp linh mạch tôi thể kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch nói ra. Ở đây mọi người đều là đại bản danh tuyệt đối trung tâm, nghe thấy cái này tin tức tự nhiên vui mừng khôn xiết. Đặc biệt ở nhìn đến Diệp Quân Lâm có được như thế thực lực khủng bố khi, bọn họ đối với linh mạch tôi thể liền càng thêm hướng tới theo sau biết được diệp quân lâm còn làm thượng đế chi não vì đại gia chế tạo chiến y mọi người càng là kích động vạn phần ninh tấn nghiệp bọn họ chiến y nhưng lợi hại mặc dù là tam thánh tử như vậy cường giả công kích đều có thể ngăn cản trụ tuy rằng tam thánh tử khi đó là bị thương trạng thái nhưng loại này chống đỡ năng lực thực sự quá khủng bố có loại này trang bị sức chiến đấu nháy mắt phiên bội a mọi người nghị luận sôi nổi ánh mắt không tự chủ được tập trung ở diệp quân lâm trên người ở bọn họ trong lòng diệp quân lâm bế nghĩa thiên hạ chiến thần hình tượng càng thêm khắc sâu đối mặt cung thiên thu cùng tam thánh tử liên hợp tiến công diệp quân lâm chẳng những không có chịu bất luận cái gì thương lại còn có toàn bộ hành trình nghiền áp thật sự là quá cường hãn đúng rồi tiêu phong hiện tại thế nào diệp quân lâm trầm giọng hỏi đại bản doanh một yên lặng chỗ tiêu phong suy sụp ngồi dưới đất hai mắt lỗ trống vô thần phảng phất là một khối không có linh hồn thể xác Tại đây trong lúc Diệp Quân Lâm cũng từng lại đây tra xét quá, hơn nữa thân thủ giúp hắn giải trừ tâm ma dẫn, chẳng qua lúc ấy thầy trò hai người cũng chưa nói chuyện. Tiêu Phong là cảm giác không mặt mũi nào mà chống đỡ, Diệp Quân Lâm là không lời gì để nói. Càng xác thực tới nói là tạm thời không suy xét hảo xử trí như thế nào Tiêu Phong. Tuy rằng ám sát chuyện này Tiêu Phong là bị tâm ma dẫn khống chế, nhưng dĩ vãng rất nhiều sự kiện lại đều là Tiêu Phong ở thanh tỉnh trạng thái hạ làm. Hơn nữa rất nhiều người đều từng tận tình khuyên bảo khuyên bảo, chẳng qua hiệu quả cực nhỏ, Tiêu Phong thậm chí còn ác ngôn tương hướng vung tay đánh nhau. Loại này liền đều là Tiêu Phong sai lầm, cho nên nên hắn gánh vác trách nhiệm không thể trốn tránh. Tiêu Phong tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Diệp Quân Lâm thái độ biến hóa, nhưng giờ phút này hắn trong lòng lại không có nửa điểm oán hận. Diệp Quân Lâm không có ra tay muốn hắn tánh mạng, cũng đã ra ngoài Tiêu Phong đoán trước, chỉ là như vậy tồn tại càng thêm dày vò. Tiêu Phong lại có đến thở dài, hồi tưởng khởi kia từng màn, hồi ý nháy mắt tột đỉnh. Cung Thiên Thu không phải cái hảo nữ nhân, người tốt nhất rời xa, nếu không sớm hay muộn bị nàng làm hại. Cung Thiên Thu cùng rất nhiều nam nhân đều có hút mắt, Tiêu Phong, người nhanh lên thanh tỉnh thanh tỉnh đi. Bằng vào Cung Thiên Thu như vậy cao tầm mắt, sao có thể nhìn chúng người đâu? Lúc ban đầu hứa tình nhã đám người nói quanh quần ở bên tai, Tiêu Phong lúc ấy vẫn là hùng hổ nói các nàng ở châm ngòi ly rán. Hiện giờ hồi tưởng lên, nguyên nhân chính là vì cùng tồn tại chấn ma tư, hứa tình nhã mới đối cung thiên thu hiểu biết quá sâu, sở hữu sự tình đều bị bọn họ truyền thuyết. Chu Tước Thanh Long bọn họ cũng nên phi thường hận ta đi. Tiêu Phong lầm bẩm tự nói. Lúc trước đúng là bởi vì chính mình trong lúc vô tình tiết lộ Chu Tước đám người vị trí, lúc này mới khiến bọn họ bị độc cô Tiêu bắt được móc xuống căn cốt. Có thể tưởng tượng loại này hành động là cỡ nào tàn nhẫn, quá trình lại đến là như thế nào đến khó có thể chịu đựng thế cho nên rất dài một đoạn thời gian, chu tước bọn người ở vào bị ngược đãi bóng ma bên trong. Nhưng mà này hết thảy cũng đều là chính mình sai. Lại có hậu tới đại bản doanh bị độc cô tiêu bị thương nặng, xét đến cùng cũng là vì ta hướng cung thiên thu lộ ra quân quân công pháp. Lúc trước ta thật là bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, liền đơn giản như vậy lạt mềm buộc chặt cũng chưa có thể xuyên qua. Ta quả thực quá chỉ đột. Lúc trước cung thiên thu bên ngoài thượng tỏ vẻ đối quân quân công pháp không hề hứng thú, nhưng lại nói bóng nói gió dẫn đường chính mình là Diệp Quân Lâm ở công pháp phương diện có điều giấu giếm. Này rõ ràng chính là nghiên cứu thấu chính mình tâm tính, nghe thế loại lời nói tự nhiên mà vậy sẽ đi tìm quân quân dò hỏi công pháp nội dung. Mà hậu cung thiên thu lại giả ý bị thương, tẩy thoát chính mình trộm tu luyện công pháp hiểm nghi, đồng thời còn khiến cho chính mình vì tránh cho tổ hỏa nhập ma mà tu luyện. Hơn nữa lúc trước nhìn thẳng quân quân không cần ngoại chuyện, cũng liền không ai biết công pháp đã tiết lộ đi ra ngoài, rồi sau đó chứng minh độc cô tiêu cũng là tu luyện quân quân công pháp cực đoan cắn nuốt bộ phận, mới vừa rồi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng nhiều. Ở đại bản doanh nội một phen phá hư, làm chu tước đám người trọng nhặt tin tưởng lại lần nữa bị dẫm đạp, suýt nữa như vậy chưa hưởng dậy nổi. Lúc ấy chỉ cần tiến hành thử, là có thể nhìn ra nàng đến tột cùng hay không bị nghiêm trọng nội thương. Cũng liền sẽ không phát sinh kế tiếp sự tình. Đều là ta sai, a a a. Tiêu Phong dùng sức đấm đánh mặt đất, Thầm mắng chính mình lúc ấy quá mức bị ma quỷ ám ảnh, mặt đơn giản như vậy tra xét tâm tư đều không có. Còn có thần kiếp bị trộm, lúc ấy cũng là ta dẫn dắt cung thiên thu ở đại bản doanh chuyển qua. Tuy rằng lúc ấy không đi sư phụ phòng, nhưng lấy cung thiên thu mưu trí, khẳng định sẽ tìm cơ hội tìm tòi. Kia chính là sư phụ nhất tiện tay binh khí A. Sao lại cung thiên thu đúng là dùng thần kiếp tập kích mới vừa rồi thành công thoát phây mà lúc trước nếu không phải Diệp Quân Lâm kịp thời ra tay, chỉ sợ chính mình đã sớm bị mất mạng. Nếu khi đó ta bị giết thì tốt rồi, cũng không cần ở biết được trong đó bí mật mà bị chịu tra tấn. Tiêu Phong lại lần nữa thở dài khẩu khí, trên mặt suy sụp chi sắc càng sâu. Lúc trước sư phụ rõ ràng có cơ hội đem nguy hiểm bóp chết ở này sinh trạng thái. Cũng là ta vô tình tiết lộ sư phụ kế hoạch, lúc này mới làm cung thiên Thua kịp thời chạy thoát. Nếu không có tiết lộ kế hoạch, mặt sau hết thảy đồng dạng sẽ không phát sinh. Nhìn đại bản doanh đổ nát thê lương, trong không khí như cũ nổi lơ lửng nùng liệt huyết tinh khí vị. Tuy rằng không đi tìm hiểu bên ta cụ thể thương vong tình huống, nhưng tiêu phong cũng biết khẳng định sẽ không tiểu, nhưng mà này hết thảy nguyên bản có thể tránh cho. Đều là bởi vì chính mình một lần lại một lần tiết lộ bí mật, làm cung thiên thu kế hoạch lặp đi lặp lại nhiều lần thực hiện được. Cộp cộp cộp, ẩn ẩn có tiếng bước chân truyền đến. Tiêu phong ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hứa tình nhã, ngự phong thiên tư đám người đang ở nơi xa làm khôi phục tính huấn luyện. Bọn họ tuy rằng tu vi mất hết, nhưng có Diệp Quân Lâm cung cấp linh đan rượu dược, giờ phút này cũng có thể miễn cưỡng tự hành hoạt động. Bọn họ cũng đều là ta làm hại, nếu không phải lần đó ta thiện làm chủ trương báo cho cung thiên thu, độc cô tiêu cũng sẽ không tới nhanh như vậy đem này bắt được. Tiêu phong bận rộn lo lắng cúi đầu, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi lúc trước hứa tình nhã bị bắt sau từng giáp mặt chỉ ra và xác nhận cung thiên thu chính là thiên thu giáo giáo chủ nếu chính mình tin các nàng nói đại bản doanh khẳng định có thể sớm hơn thực hành dự phòng thi thố thậm chí có thể chủ động xuất khích trước một bước hủy diệt thiên thu giáo như thế cũng liền không có hôm nay thảm thiết chiến đấu đại bản doanh những cái đó tinh anh cũng liền dùng không hy sinh đều oán ta này hết thảy đều là ta sai ta hỗn đản là ta làm như vậy nhiều huynh đệ mất đi tính mạng Tiêu phong song quyền nắm chặt, móng tay đã là thật sâu khảm nhập ra thịt mà không tự biết, máu tươi theo khe hở ngón tay chậm rãi chảy ra, cũng không cảm giác được chút nào đau đớn. Đương nhiên này đó đều không phải để cho tiêu phong hỏng mất. Để cho tiêu phong khó có thể thừa nhận không gì hơn ám sát Diệp Quân Lâm. Hồi tưởng khởi dĩ vãng Diệp Quân Lâm đối chính mình chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, tu luyện phương diện càng là dốc túi tương thụ, đãi chính mình thậm chí thắng qua thân nhân. Nhưng mà đổi lấy lại là đâm sau lưng. Tuy rằng Tiêu Phong cũng biết chính mình khi đó chúng tâm ma dẫn, nhưng nếu không phải trầm mê với cung thiên thu sắc đẹp, lại sao lại cấp đối phương thi triển tâm ma dẫn cơ hội. Cũng may mắn Diệp Quân Lâm trước tiên có điều phát hiện, nếu không ám sát thực sự có khả năng thành công, đến lúc đó gây thành sai chẳng phải lớn hơn nữa. Lý tử nhiễm từ từ tiểu tụy khuôn mặt, quân quân còn tuổi nhỏ cao mày, thanh long chu tước đám người bàng hoàng bất an từ từ. Rất nhiều hình ảnh như là phát điên một chút nhanh chóng dũng mãnh vào tiêu phong trong đầu, hắn cảm giác một trận đầu choáng váng não trướng, thậm chí trời đất quay cuồng. Cả người ở vào hỏng mất bên cạnh. Này hết thảy hết thảy đều là ta sai. Theo ta loại này tội ác tày trời người, còn có cái gì thể diện tiếp tục sống trên đời. Đại sai đã đã đúc thành, chỉ có vừa chết mới có thể làm một chút đền bù. Một niệm đến tận đây, tiêu phong nhanh chóng trong ngực trung rút ra một thanh thủy thủ, nhắm ngay trái tim hung hăng đâm tới. Hắn quyết định tự hành kết thúc này tội ác cả đời phanh, len keng. Liền ở chủy thủ sắp đâm vào da thịt khoảnh khắc, Tiêu Phong cảm nhận được thủ đoạn chịu lực, ngay sau đó toàn bộ cánh tay tê dại vô cùng. Chủy thủ cũng theo tiếng rơi xuống đất. Sư, sư phụ. Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn lại, xa xa thấy được Diệp Quân Lâm bóng dáng. Ngươi vì cái gì không cho ta đi tìm chết? Tiêu Phong gần như gào giống dò hỏi. Tử vong là người nhu nhược biểu hiện, nếu biết được chính mình đúc thành đại sai, vậy thân thủ đi giải quyết chân chính đầu sỏ gây tội. Diệp quân lâm truyền âm tự trong đầu nổ vang. Những lời này làm tiêu phong nháy mắt có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Không sai, chính mình tội ác tài trời không giả, nhưng cung thiên thu càng là người khởi sướng, hiện giờ nàng còn ung dung ngoài vòng pháp luật, cần thiết thân thủ chung kết này đoạn nhiệt xuyên. Nhưng nàng đến tột cùng vì cái gì như vậy đối ta? Tiêu phong nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng đã là nữ nhân của ta, vì cái gì như thế đối ta? Hồi tưởng khởi đêm hôm đó cá nước thân mật, Tiêu Phong thật sự là nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu đối chính mình không có bất luận cái gì cảm tình, Cung Thiên Thu lại vì cái gì đem toàn bộ giao cho chính mình đâu. Ở sát nàng phía trước, cần thiết đem chuyện này làm rõ ràng. Tiêu Phong hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, Diệp Quân Lâm cũng bắt đầu bố trí kế tiếp nhiệm vụ. Thượng đế chi não truyền đến tin tức, lại tân khai quật trừ bỏ mấy cái thần mạch cùng một cái thánh mạch, các người từng nhóm tiến đến tu luyện, ta tự mình chỉ đạo. Văn Lôi, Nam Yên, các ngươi cùng tấn nghiệp dẫn dắt học viên lưu thủ đại bản doanh để phòng thiên thu giáo phản công nếu côn luân khư cường giả công tới các ngươi không cần chính diện nghinh chiến mau chóng trốn vào an toàn phòng phan lôi đám người lại là cảm giác áp lực tăng gấp bội rốt cuộc đối với côn luân khư cường giả chân chính mà nói bọn họ tu vi cảnh giới còn chưa đủ xem nhưng là bọn họ cũng biết diệp quân lâm làm loại này an bài cũng là bất đắc dĩ cử chỉ theo diệp quân lâm thực lực không ngừng tăng lên thần mạch đối với hắn tới nói cũng chưa cái gì ý nghĩa, tăng lên trình độ cực kỳ bé nhỏ. Cần thiết thánh mạch mới có lộ rõ hiệu quả, lần này lại khai quật thánh mạch, Diệp Quân Lâm cần thiết rời đi đại bản doanh mới được. Ca, người yên tâm đi tăng lên thực lực, đại bản doanh an toàn liền giao cho chúng ta. Chu Nam Yên trầm giọng nói. Diệp Quân Lâm tựa hồ cũng đã nhận ra nàng đáy lòng thấp thỏm bất an, ngay sau đó an ủi nói, yên tâm đi, ta sẽ không hẹn giờ phản hồi đại bản doanh điều tra tình huống. Hơn nữa an toàn phòng cùng bên ngoài phòng ngự trận pháp ta cũng gia tăng rồi cường độ, mặc dù là tam thánh tử cái loại này trình độ cường giả đột kích, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đột phá phòng ngự cái chắn. Các ngươi có cũng đủ thời gian trốn vào an toàn phòng. Thì ra là thế. Văn lôi đám người thở dài ra một hơi, nguyên lai like Diệp Quân Lâm đã để lại chuẩn bị ở sau. Đã không có nỗi lo về sau, Diệp Quân Lâm liền bắt đầu dẫn người tiến đến tu luyện, chính mình thuận tiện cũng đi vào thánh mạch tôi thể, thực lực cảnh giới lại lần nữa tăng lên. Mấy ngày kế tiếp hết thảy gió êm sóng lặng, đại bản doanh thành viên khẩn trương hơi thở cũng được đến một chút giảm bớt. Liên ở Diệp Quân Lâm chuẩn bị mang nhóm thứ ba nhân viên rời đi khoảnh khắc, chấn ma tư bên kia tìm được rồi, thiên môn, đích xác thiết nơi. Từ thiên tư cùng trời cao phái cường giả thoát đi lúc sau, chấn ma tư liền lại lần nữa đối Diệp Quân Lâm cúi đầu nghe theo. Hơn nữa phía trước thiên tư đã từng gửi đi qua đại khái vị trí tọa độ, trải qua thảm thức tìm tòi, rốt cuộc công phu không phụ lòng người. Tấn nghiệp, người dẫn bọn hắn đi trước thần mạch tôi thể tăng lên, công pháp người cũng biết, đãi ta truyền thụ đi. Diệp quân lâm trầm giọng nói, thiên môn nếu đã tìm được, ta cần thiết tự mình đi điều tra một phen, nếu không ta không yên tâm. Côn luân khư thủy đến tột cùng có bao nhiêu sâu, diệp quân lâm phía trước vẫn là không đế, hiện giờ vừa vặn tiến đến tra xét một phen, làm được trong lòng hiểu rõ. Yên tâm đi diệp đạo sư, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Tấn Nghiệp tin tưởng tràn đầy mà nói. Từ trải qua siêu cấp linh mạch tôi thể, Ninh Tấn Nghiệp thực lực bay nhanh tăng lên, hiện giờ đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Diệp Quân Lâm an bài thỏa đáng lúc sau, liền dựa theo chấn ma tư cung cấp vị trí tin tức tiến đến điều tra. Một đường không nói chuyện, Diệp Quân Lâm rốt cuộc đi tới phụ cận vị trí. Này còn không phải là ta lần trước truy tung đến cuối cùng kia phiến hoang mạc sao? Diệp Quân Lâm nhìn quanh bốn phía, có chút quen thuộc cảm giác, nhưng là cùng lần trước truy tung vị trí cách xa nhau khá xa. Diệp tiên sinh, liền ở phía trước cách đó không xa, chúng ta muốn đi vào tra xét, nhưng là đều bị một đạo vô hình lực lượng đánh bay. Ta thật sự không dám tới gần. Trấn Ma Tư Tinh Anh thật cẩn thận mà nói. Diệp quân lâm theo ngón tay phương hướng nhìn lại, phía trước như cũ là một mảnh hoang mạc, trung tâm chỗ có một tòa cồn cát. Nhưng mà này tòa cồn cát vô luận chung quanh gió lốc có bao nhiêu đại, nhưng cồn cát chung quanh đều yên tĩnh một mảnh. Thật giống như cồn cát chung quanh có nào đó vô hình lực lượng ở cách ly ngoại giới gió cát giống nhau. Có chút cổ quái, thấy chấn ma tư tinh anh lòng còn sợ hãi bộ dáng, Diệp Quân Lâm vẫn chưa miễn cưỡng, trầm giọng nói, các ngươi quá một lát trốn xa một chút. Tuân mệnh, chấn ma tư tinh anh không có chút nào do dự ngay lập tức lui đi ra ngoài, thực mau liền ở vào mấy trăm trượng ở ngoài. Diệp Quân Lâm có chút buồn cười, một tòa cồn cát mà thôi, thế nhưng như vậy sợ chi như hổ, đến mức này sao? Phía trước nhưng thật ra không phát hiện bên này quỷ dị, chẳng lẽ loại tình huống này vẫn là ngẫu nhiên xuất hiện? Diệp quân lâm có chút nghi hoặc, hắn lần trước truy tung đến hoang mạc cũng từng phạm vi lớn tìm tòi quá, nhưng là vẫn chưa phát hiện như thế quỷ dị cảnh tượng. Nếu không đã sớm lại đây điều tra rõ ràng. Diệp quân lâm thân hình tật lược mà ra, thực mau liền tới tới rồi quỷ dị cồn cát phía trước mấy trượng xa quả nhiên là trận pháp hình thành năng lượng dao động. Diệp Quân Lâm trải qua một phen cẩn thận quan sát, liền phát hiện cồn cắt phụ cận ẩn ẩn có lực lượng dao động không ngừng lưu truyền. Hơn nữa tầng này tầng dao động cực có quy luật, phảng phất tỉ mỉ thiết kế tốt năng lượng vòng bảo hộ, đúng là bởi vì có nó tồn tại, gió lốc mới vô pháp di động đồi núi. Ta đảo muốn nhìn này trận pháp có bao nhiêu cường hãn. Diệp Quân Lâm tiếp tục đi trước, kỳ sơ còn không có cái gì khác thường, thẳng đến tới gần vòng bảo hộ nửa thước trong vòng, liền có rõ ràng lực lượng trở ngại cảm. Vừa rồi còn như ẩn như hiện năng lượng dao động chợt biến lược, dưới ánh nắng chiếu xuống bảy biện ra bảy loại chi sắc, sặc sỡ lóa mắt. Hơn nữa càng là tới gần, cái loại này trở ngại cảm liền càng mãnh liệt. Khó trách chấn ma tư người bị dọa thành như vậy, nếu không phải thực lực của chính mình cũng đủ, chỉ sợ giờ phút này đã bị cổ lực lượng này đánh bay cũng chịu nghiêm trọng nội thương. Diệp quân lâm tiếp tục đi trước, bên ngoài thân kim sắc thần vận nở rộ, cùng kia cổ trở ngại chi lực kịch liệt va chạm cổ lực lượng này rất cường a à. diệp quân lâm hơi hơi có chút kinh ngạc này cổ đối kháng lực lượng chỉ sợ tương đương với hỏa vân tà thần mạnh nhất một kích nếu như thực lực không đủ mạnh mẽ xâm trận chắc chắn bị trận pháp chi lực cách trở bên ngoài thậm chí trọng thương đến chết xem ra đây là người thường vô pháp tiến vào côn luân khư nguyên nhân này đạo trận pháp liền tương đương với tiến vào côn luân khư lực lượng ngạch cửa suy xét đến này Diệp Quân Lâm chợt phát lực, trở ngại cảm tức khác biến mất không thấy. Nhưng mà ở Diệp Quân Lâm tiến vào trận pháp lực lượng vòng bảo hộ bên trong khi, trước mắt cảnh tượng đã xảy ra biến hóa nhưng trời lệch đất. Nơi nào còn có cái gì đầy trời cát vàng, càng không có cuồng phong gào thét. Trước mắt là một tòa cực đại núi non, xanh um tươi tốt thảm thực vật đầy khắp núi đồi, kỳ quái chính là không có một tia thú giống côn trùng kêu vang. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh làm người cảm giác trong lòng phát mau, thật giống như đây là một chỗ chân không chi cảnh, không thể tiến hành thanh âm truyền bá. Có người sao? Diệp Quân Lâm thử một chút, thanh âm truyền ra đi rất xa. Bận rộn lo lắng quay đầu nhìn lại, Diệp Quân Lâm chính là sửng sốt, phía sau đồng dạng là một mảnh xanh um tươi tốt, vị kia chấn mà tư tinh anh cũng không thấy tung tích. Xem ra này trận Pháp chẳng những có thể ngăn cách người thường, còn khởi tới rồi nghe nhìn lẫn lộn tác dụng. Diệp Quân Lâm biết rõ cổ trận Pháp thần kỳ, đã từng ra các quân sư bằng vào một mảnh thạch lâm là có thể vây khốn đông ngô mấy ngàn truy binh. Một tòa trận pháp chính là một cái thế giới, nếu không phải trong nghề người chỉ điểm biến mê, chỉ sợ cũng sẽ bị vây chết trong trận. Nếu vào được, liền phải tra xét cái đến tột cùng. Diệp quân lâm tiếp tục đi trước, thực mau liền thấy được hai phiến đồng thau môn lập với chân núi. Đồng thau cử môn thượng điêu long hỏa phượng, đặc biệt ở ở giữa dùng cổ truyện viết ba cái chữ to, côn luân khư. Chẳng lẽ cửa này sau chính là cái gọi là Côn Luân Khư Thế Giới? Diệp Quân Lâm từ trước tới nay lần đầu tiên cảm giác có chút thấp thỏm, này sẽ là một thế giới hoàn toàn mới, hay không như vậy tiến vào đâu. Đẩy ra này phiến môn cũng đem biểu thị không biết nguy hiểm. Tuy rằng chính mình lần này đại bại Tam Thánh tử đám người, nhưng là Côn Luân Khư đến tột cùng có bao nhiêu cường giả còn chưa cũng biết. Nếu điều tra rõ thiên môn nơi, vậy chờ đợi thực lực của chính mình có điều tăng lên lại tiến vào cũng không muộn. Hạ quyết tâm, Diệp Quân Lâm trái ngược hướng mau lui mà ra. Diệp Quân Lâm liên tục lui về phía sau mấy chục trượng, lúc này mới cảm giác được kia cổ lực cản. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác được cổ lực lượng này so tiến vào khi cường đại mấy lần. Chẳng lẽ là tiến vào dễ dàng, rời đi khó. Diệp Quân Lâm phóng thích lực lượng tiến hành đối kháng, quả nhiên hao phí lực lượng cũng tăng lên mấy lần mới khó khăn lắm phá tan cách trở chi lực. Âm ầm âm. âm. Trong hư không không ngừng truyền đến năng lượng đối oanh tiếng vang. Diệp Quân Lâm cảm giác được chính mình ước chừng phá tan mấy chục đạo lực lượng trở ngại, thân thể mới rốt cuộc trở nên nhẹ nhàng vô cùng. Bá. Diệp Quân Lâm cuối cùng lui ra tới, chung quanh hoàn cảnh lại lần nữa chuyển biến, như cũng là mênh mông vô bờ hoang mạc. Thật đúng là thần kỳ a. À. Diệp Quân Lâm lòng tràn đầy cảm khái, đồng thời cũng có đại khái phỏng đoán. Thế tục giới cường giả muốn tiến vào Côn Luân Khư cần thiết đạt tới ngạch cửa lực lượng. Nhưng mà một khi tiến vào trong đó, không thể lập tức lui về. Trừ phi tưởng chính mình như vậy tu vi cảnh giới viễn siêu mạch cửa lực lượng, nếu không căn bản làm không được xuất nhập tự nhiên. Đương nhiên này cũng liền rất hảo giải thích thiên tư cùng huyền minh vì cái gì biến mất nhiều năm như vậy mới trở về thế tục giới. Chỉ sợ lúc ấy bọn họ hai người chỉ là đạt tới tiến vào thiên môn thấp nhất lực lượng tiêu chuẩn, lập tức nghĩ ra được tuyệt không khả năng. Trải qua nhiều năm tu luyện mới tính đạt tới ra tới lực lượng yêu cầu rốt cuộc ra tới khi lực lượng muốn so đi vào cường hãn mấy lần. Diệp tiên sinh, ngài vừa rồi như thế nào biến mất? Mọi người hỏi, bọn họ vừa rồi nhìn thấy Diệp quân lâm đến gần cồn cát, kết quả nháy mắt biến mất ở tại chỗ, cái này làm cho hắn trong lòng một trận khủng hoảng. Diệp quân lâm vẫn chưa quá nhiều giải thích, trầm giọng nói, đem vị trí này tỏa độ nhớ rõ, ta có quan trọng an bài. Yên tâm đi Diệp tiên sinh, ta đã từ nhiều dò xét công cụ thượng đánh dấu hảo, đến lúc đó những người khác nghĩ đến trực tiếp dựa theo đánh dấu tìm là được. Diệp Quân Lâm vừa lòng gật đầu điểm, tuy rằng chính mình vừa rồi chưa đi đến nhập đồng thao môn điều tra, nhưng chỉ cần xác định vị trí này liền hảo. Đến lúc đó an bài tâm phúc thủ hạ ở phụ cận che giấu giám sát, chỉ cần có người từ khu vực này ra tới, liền lập tức cấp đại bản doanh thành viên phát cảnh kỳ tín hiệu. Như thế liền có thể trước tiên rút lui, làm thái hư thần tông hoặc là trời cao phái cường giả phát cái không, lớn nhất trình độ bảo đảm bên ta nhân viên an toàn, đương nhiên đây là ở chính mình ra ngoài tôi thể dưới tình huống. Chờ đến toàn viên tiến hành thực lực tăng lên lúc sau, ta lại sát hướng côn luân khư. Cung thiên thu người cấp lão tử chờ, tạm thời làm ngươi sống lâu mấy ngày. Diệp quân lâm ở trong lòng lạnh lùng mà nói. Thái hư thần tông nội. Trải qua năm ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, tam thánh tử đám người nội thương khỏi hẳn. Đặc biệt cung thiên thu âm thầm vận chuyển cắn nuốt công pháp, bởi vì côn luân khư nội linh khí nồng đậm trình độ viễn siêu thế tục giới, nàng tu vi lại có tinh tiến. Tam thánh tử cũng điều chỉnh tốt tâm thái, bắt đầu vì cung thiên thu dẫn tiến mặt khác thánh tử. Vị này chính là tứ thánh tử, am hiểu độc công, giống phía trước thần vẫn cái loại này độc dược, căn bản nhập không được hắn pháp nhãn. Tam thánh tử đối với một vị hình cùng tiểu tụy trung niên nam tử giới thiệu nói. Tứ thánh tử hảo, cung thiên thu cung kính mà chào hỏi. Tứ thánh tử ừ một tiếng, liền bắt đầu mân mê chung quanh trai lọ vại bình, hiển nhiên là ở phối trí độc dược chúng ta đi thôi, tứ thánh tử trầm mê độc dược phối trí, chúng ta vẫn là đừng quấy rầy hắn. Tam thánh tử tiếp đón mọi người rời đi. Lâm ra cửa khoảnh khắc, tứ thánh tử khàn khàn thanh âm truyền đến, nhớ rõ nhắc nhở bọn họ dùng băng thanh đan, nếu không sau nửa canh giờ thất khiếu đổ máu mà chết. Hảo! Khi nói chuyện tam thánh tử đã móc ra một cái tiểu bình xứ, đem bên trong màu tím đan hoàn phân phát cho cung thiên thu đám người. Cung thiên thu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem đan dược ăn vào, vừa rồi còn tương đối vẫn đục đầu nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Rời đi này tòa nhìn như rách tung tóe nhà gỗ lúc sau. Tam thánh tử mới chậm rãi nói, tứ thánh tử hàng năm luyện chế độc dược, nhà gỗ nội tàn lưu độc tố đủ để cho trong cao thủ độc mất mạng. Vừa rồi băng thanh đan có ích lợi gì? Độc cô tiêu lòng còn sợ hãi hỏi. Tam thánh tử giải thích nói, băng thanh đan đồng dạng xuất từ tứ thánh tử tay, đối với hắn luyện chế độc dược, thuộc về vạn năng giải độc dược hoàn, đương nhiên ta là chỉ này đó tàn lưu độc tố, nếu bị hắn dùng mặt khác phương thức hạ độc nhập thể, mặc dù dùng băng thanh đan, nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoãn tử vong. Thì ra là thế. Độc cô tiêu nuốt nuốt nước miếng, tâm nói thái hư thần tông này đó thánh tử đều là kỳ ba. Tỷ như tam thánh tử tu vô tình kiếm đạo, chặt đứt tình dục, có thể so với thời cổ đại nội thái giám tổng quản. Nhị thánh tử yêu thích nghiên cứu trận pháp, nửa ngày nghẹn không ra một cái thí, tích tự như kim tứ thánh tử yêu thích luyện chế độc dược cùng độc công, một lời không hợp liền người một nhà đều hạ độc. Năm thánh tử, sáu thánh tử đam mê luyện khí, thái hư thần tông một nửa trở lên binh khí xuất từ bọn họ tay. Chẳng qua này hai người một cái kẻ điếc một cái người câm, được xưng thiên điếc mã ách, tính cách cổ quái. Hai người chẳng những có thể luyện khí, còn có thể dưỡng khí. Liền tỷ như thái hư thần tông binh khí, chính là này hai người phụ trách ôn dưỡng ở thánh mạch bên trong. Binh khí sẽ càng mau tăng cường bằng trong thời gian ngắn đạt tới sử dụng tiêu chuẩn. Bảy thánh tử tuổi tác nhỏ nhất, thiên phú lại là tối cao, nghe nói ở bảy đại thánh tử bên trong thực lực đứng hàng tiền tam, ẩn ẩn có đổi kịp và vượt qua đệ nhất xu thế. Bởi vì bảy thánh tử có hạng nhất năng lực, chính là có thể thao tác linh mạch. Chiến đấu thời điểm, trực tiếp có thể cùng linh mạch hòa hợp nhất thể, nhanh nhất cường đại tự thân. Cũng có thể trước hết phát hiện linh mạch. Thái hư thần tông gần 10 năm tới nay đại hình linh mạch đều là hắn phát hiện chẳng qua hắn thời gian dài vào nam ra bắc ở thái hư thần tông cơ hội rất ít ở bên ngoài rèn luyện cường đại chính mình đồng thời vì thái hư thần tông tìm kiếm càng nhiều tài nguyên bảy đại thánh tử chung liền kém một vị đại thánh tử chưa thấy được cũng không biết là cái dạng gì người cung thiên thu trong lòng có chút bực bội bao gồm tam thánh tử ở bên trong sáu vị thánh tử cơ hồ không có đối nàng bản nhân cảm thấy hứng thú duy nhất cường đại bảy thánh tử lại không ở thái hư thần tông thật là một đám du mộc ngật đáp, bản giáo chủ mọi việc đều thuận lợi mỹ công, chẳng lẽ liền phải ở thái hư thần tông chiết kích trầm xa sao? Cung thiên thu có chút buồn bực, đương nhiên càng có rất nhiều phẫn nộ, không tự chủ được phun tào câu kỳ ba. Nhưng mà đúng lúc này, liền nghe tam thánh tử đột nhiên nghiêm túc mà nói, thiên thu A, à, ở thấy đại thánh tử phía trước, ta cùng ngươi hảo hảo giới thiệu một chút hắn. Còn thỉnh tam thánh tử nhiều hơn chỉ giáo. Cung Thiên Thu có thể cảm giác được Tam Thánh Tử cảm xúc biến hóa, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Phải biết rằng ở thấy mặt khác vài vị Thánh Tử khi, Tam Thánh Tử đều không có đặc biệt câu nệ, mà giờ phút này rõ ràng là khẩn trương. Hay là Đại Thánh Tử không hảo ở chung? Tham khảo mặt khác Thánh Tử, chỉ sợ Đại Thánh Tử khí chàng quá cường đại. Tam Thánh Tử trầm ngâm hồi lâu, mới vừa rồi chậm rãi nói, Đại Thánh Tử ở chúng ta mấy người chung thực lực mạnh nhất, cũng là Tông Chủ Đắc Ý Môn Sinh, hơn nữa đại thánh tử làm thái hư thần tông tương lai người nối nghiệp chuyện này tới nói, cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền. Không hổ là đại thánh tử A. Cung thiên thu cảm khái mà nói. Này tuyệt đối là tốt nhất đùi người được chọn A. Tam thánh tử, đại thánh tử có cái gì đặc thù chỗ sao? Độc cô tiêu nhịn không được truy vấn. Tam thánh tử vẫn chưa trực tiếp đáp lại, tựa hồ là đang tìm kiếm thỏa đáng ngôn ngữ tới miêu tả. Đại thánh tử kỳ thật thực hảo ở chung, buồn cười tàng đao, Cười cười liền đem ngươi giết, ngươi không biết nguyên nhân ở nơi nào. Liền giống như ta mang các ngươi đi, hắn vô duyên vô cớ liền đem các ngươi trong đó mấy cái giết. Hắn không quen nhìn liền sẽ giết ngươi. Nhưng là đâu, đại thánh tử tu luyện kiếm đạo cùng ta hoàn toàn tương phản. Ta là vô tình kiếm đạo, hắn là thất tình lục dục kiếm đạo. Hắn thích nhất nữ sắc, hắn có được thượng trăm cái nữ nhân. Tam thánh tử nhìn về phía cung Thiên Thu, ngươi phải cẩn thận điểm, đại thánh tử gặp ngươi sợ là sẽ thích thượng. Người khả năng có nguy hiểm. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 80.